Đây chính là tàng thư các của Ma tông ạ. Trong tàng thư các, Mã Siêu ngẩng đầu, nhìn giá sách cao khoảng 6, 7 mét ở xung quanh và vô số sách trên đó với vẻ chấn động, khiếp sợ hỏi. Lệ Trần cười ha hả, đây chính là tàng thư các mà Ma tông đã tích lũy mấy trăm năm, ở nơi này chẳng những có đủ loại công pháp tu luyện mà còn có một số cảm nhận do tiền bối đã đột phá thiên cảnh của Ma tông để lại. Nơi này cũng là chỗ quan trọng nhất của Ma tông, chỉ con cháu Ma tông mới có thể tiến vào chúng ta đang đứng ở chỗ để sách cơ bản nhất của ma tông con cháu nào của ma tông cũng có tư cách vào đọc chỗ mà tôi sắp dẫn cậu đến mới là nơi mà cậu nên đi lệ trần vừa nói vừa bước về phía trước mã siêu vội đi theo cảm thấy vô cùng chấn động anh ta cứ tưởng đây đã là cả tàng thư các của ma tông rồi nào ngờ lệ trần lại đi thẳng đến chính giữa sảnh bỗng phóng khí thế ra sau tiếng ầm ầm một lối vào xuất hiện dưới chân lão mã siêu sững sờ nơi này còn có không gian khác ạ à. Lệ Trần chỉ cười chứ không nói gì, dẫn mã siêu tiến vào. Mã siêu nhanh chóng nhận ra họ đang đi xuống lòng đất. Con đường này rất dài, cứ hướng về phía trước, mã siêu thử áng chừng, chắc phải đi sâu xuống tầm 10 tầng thì họ mới đến nơi thấp nhất. Linh khí nồng nặc thật. Vừa bước vào không gian dưới lòng đất, mã siêu đã cảm nhận được linh khí vô cùng nồng đậm. Lệ Trần cười nói, Tàng Thư Các là nơi quan trọng nhất của Ma Tông, còn về vùng đất bí mật nhất trong Tàng Thư Các, khắp Ma Tông chỉ có tông chủ và ma tử mới có tư cách bước vào, ngay cả mấy trưởng lão trong ma tông cũng chưa bao giờ đến đây. Nơi này là mật thất tu luyện được ma tông lưu truyền mấy trăm năm, ngay dưới chân chúng ta có một long mạch, mấy trăm năm trước, tổ tiên của ma tông thành lập ma tông ở đây cũng vì tìm thấy long mạch này. Tổ tiên của ma tông còn bày trận pháp che giấu, cho dù là cao thủ thiên cảnh tới ma tông thì cũng không cảm nhận được long mạch ở nơi này. Nghe Lệ Trần nói xong, Mã Siêu vô cùng kinh hãi. Với tư cách là người luyện võ, anh ta biết Long Mạch có ý nghĩa thế nào, đây là vật thần kỳ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói mấy trăm năm trước, khi võ đạo đang thịnh vượng, hơn trăm cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh từng chiến đấu với nhau vì một Long Mạch, cuối cùng bỏ mạng hơn phân nửa. Nếu tin Ma Tông có Long Mạch bị truyền ra ngoài, có lẽ sẽ khiến cả thế giới kinh hãi, đến khi đó, e rằng ngay cả thế lực ở dưới cổ võ cũng không nhịn được mà ra tay. Không ngờ Lệ Trần lại tiết lộ bí mật quan trọng như thế cho anh ta, Mã Siêu vừa cảm động, vừa cảm nhận được trọng trách trên vai mình. Bây giờ anh ta là ma tử của Ma tông, cũng là tông chủ tương lai của Ma tông, anh ta nhất định phải bảo vệ Ma tông. Chính vì có long mạch nên linh khí ở đây mới nồng nặc như thế, ngay cả giới cổ võ cũng chưa chắc đã có linh khí nồng đậm thế này. Lệ Trần nói tiếp, long mạch này cũng không phải long mạch cực phẩm, sau mấy trăm năm, năng lượng của long mạch đã yếu đi rất nhiều bằng không linh khí ở đây sẽ càng đậm đặc hơn. Nếu cậu đã đồng ý trở thành ma tử của Ma tông, vậy từ hôm nay trở đi, cậu hãy tu luyện ở đây, có long mạch hỗ trợ, chắc chắn việc tu luyện của cậu sẽ tiến bộ cực nhanh. Mã Siêu lo lắng nhìn Lệ Trần, "Tiền bối lệ, làm vậy không ổn lắm nhỉ. Cho dù tôi sẽ tu luyện ở đây thì ít nhất cũng phải chờ đến khi tôi chính thức trở thành ma tử của Ma tông đã chứ." Lệ Trần cười lạnh, "Ở Ma tông, ai mạnh thì người đó quyết định, tôi là người mạnh nhất nên tôi sẽ quyết định." Tôi bảo cậu tới đây tu luyện, ai dám nói không?" Mã Siêu cười khổ, tuy anh ta cảm thấy hơi không ổn, nhưng vẫn rất muốn tu luyện ở đây. Lần này anh ta rời khỏi Yến Đô, theo Dương Thanh đến Ma Sơn vốn là để rèn luyện, cố gắng tăng thực lực của mình. Giờ anh ta đã gia nhập Ma tông rồi, còn được tu luyện ở nơi có linh khí nồng đậm như thế, đương nhiên anh ta sẽ vô cùng vui lòng. Lệ Trần bỗng nghiêm nghị nói, "Từ hôm nay trở đi, cậu hãy tu luyện ở đây, tôi sẽ đích thân dạy bảo cậu." truyền mọi thứ mà mình biết cho cậu. Thấy nụ cười trên mặt Lệ Trần biến mất, Mã Siêu cũng nghiêm túc hẳn lên, vội nói, "Vâng." Lệ Trần nói, "Tiếp đến, tôi sẽ dạy công pháp tu luyện hàng đầu của Ma tông là Ma Tâm Quyết cho cậu, cậu nghe cho kỹ." Ma Tâm Quyết là công pháp tu luyện hàng đầu Ma tông, chỉ chủ của Ma tông mới có tư cách tu luyện. Ngay cả Ma tử cũng không có tư cách đó, nhưng bây giờ, Lệ Trần lại định dạy công pháp tu luyện hàng đầu của Ma tông cho Mã Siêu. Có thể tưởng tượng được lão coi trọng Mã Siêu đến mức nào. Trong lúc Lệ Trần đang dạy Ma Tâm quyết cho Mã Siêu tại phòng Dương Thanh. Lúc này, hơi thở yếu ớt của Dương Thanh đang nằm trên giường bệnh bỗng mạnh dần, quay về trạng thái bình thường. Không những thế, lĩnh vực ma đạo như có như không cũng tràn ra từ người anh. Có chuyện gì thế? Cảm nhận được lĩnh vực ma đạo liên tục tràn ra từ người Dương Thanh, hai cao thủ siêu phàm Cửu Cảnh đỉnh phong ở cửa phòng đều có vẻ kinh hãi. Một người khiếp sợ nói, "Cậu ta sắp tỉnh rồi à?" "Sao có thể chứ?" Người kia có vẻ không tin, trầm giọng nói, "Tông chủ đã bảo Dương Thanh phải hôn mê ít nhất một tuần nữa mới tỉnh lại, bây giờ cậu ta mới hôn mê chưa đầy nửa tiếng, sao có thể hồi phục nhanh như thế được?" Người kia lại hỏi, "Vậy nên giải thích thế nào về lĩnh vực ma đạo tràn ra từ người cậu ta đây?" Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Dương Thanh trong phòng. Nhưng Dương Thanh vẫn nằm im trên giường trừ lĩnh vực ma đạo đang tràn ra từ người anh, những thứ khác vẫn y hệt lúc trước. Một người nói, chúng ta cứ chờ một lát xem sao, nếu tình hình không ổn thì đành đi tìm tông chủ. Nhưng người này vừa dứt lời, áp lực vô cùng khủng khiếp bóng dáng xuống ma tông. Hai người lập tức biến sắc. Ai đấy? Họ đều cảm nhận được khí thế này vô cùng mạnh mẽ, có lẽ đã đạt đến đỉnh cao dưới thiên cảnh, hơn nữa nó rất giống với khí thế của lệ trần. Hay nói cách khác, người đến là cao thủ cùng cấp bậc với lệ trần. Ứng thiên hành, mấy cao thủ của ma tông bước ra, ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Ứng thiên hành, chủ của thần hành tông ở Nam Vực, là một trong năm cao thủ đứng đầu ma sơn. Tại ma sơn, cao thủ của thần hành tông có mặt ở khắp nơi, đây cũng là thế lực có hệ thống tình báo mạnh mẽ nhất. Bây giờ, không ngờ ứng thiên hành lại đích thân đến ma tông. Tuy chỉ có mình lão ta, nhưng mình lão ta đã tương đương với cả nghìn người rồi. Lúc này, ứng thiên hành đang đứng chắp tay sau lưng, áp lực vô cùng khủng khiếp bao phủ cả ma tông. Một số cao thủ có tu vi thấp của ma tông đều có cảm giác muốn quỳ dạp ra đất, dưới khí thế mạnh mẽ này, cao thủ dưới siêu phàm ngũ cảnh phải chịu áp lực rất nặng nề. Ứng thiên hành tới thăm, ứng thiên hành bỗng nói lớn, giọng lão ta như sấm sét rền vang trên bầu trời ma tông. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của ma tông bước ra, nhìn về phía ứng thiên hành, nghiêm nghị quát, ứng thiên hành, nơi này là ma tông, không phải thần hành tông của ông, đừng hòng gây rối. Hừ, ứng thiên hành hừ lạnh, khoát tay, khí thế cuồng bạo lập tức lao về phía đối phương. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia của ma tông lập tức cảm thấy trên vai như có một ngọn núi lớn, áp lực này quá mạnh, khiến ông ta sắp quỷ đến nơi. Dù sao ứng thiên hành cũng là một trong năm cao thủ hàng đầu ma sơn, sao một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong có thể chống nổi lão ta chứ? Ứng thiên hành, các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khác của Ma Tông đều nổi giận, ai cũng bước lên trước một bước, phóng khí thế ra. Trong lúc nhất thời, một mình ứng thiên hành phải rằng co với tám cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, hai luồng áp lực khủng khiếp như muốn xé toang cả khu vực này. Trên bầu trời Ma Tông, mây đen răng kín, sấm sét rền vang. Như thể ông trời đang định trừng phạt mấy cao thủ hàng đầu của thế tục không biết trời cao đất dày này. Ứng thiên hành đứng chắp tay sau lưng, quần áo bay phấp phới. Lão ta hết sức ngạo nghế, không hề quan tâm đến áp lực mà tám cao thủ Ma tông phóng ra, mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía tàng thư các của Ma tông. Bởi vì lão ta đã cảm nhận được hơi thở của Lệ Trần ở đó. Ầm, uhm. ngay sau đó, một người mặc áo đỏ bỗng đáp xuống từ trên trời, sau một tiếng động rất lớn, đối phương đã đứng vững trên mặt đất, nền đất dưới chân ông ta cũng lõm xuống. Hồng Ma, nhìn thấy người tới, Ứng Thiên Hành nhíu mày. Hồng Ma lạnh lùng nói, "Cút khỏi Ma tông trong 10 giây." bằng không, giết. Ở Ma tông có 4 cao thủ từng lập công lớn cho Ma tông, được lệ Trần Phong làm 4 ma tướng. Bốn ma tướng có địa vị cực cao ở Ma tông, rất gần với tông chủ và ma tử. Hồng Ma chính là người mạnh nhất trong số bốn ma tướng. Quan trọng là trái ngược với ba ma tướng kia, ông ta trẻ tuổi nhất, mới 49 tuổi mà đã có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Rất nhiều người đều nghĩ ma tướng Hồng sẽ trở thành ma tử của Ma tông. Cao thủ của Ma tông cũng hết sức kỳ vọng vào Hồng Ma, tuy ông ta không phải ma tử, nhưng trong mắt cao thủ Ma tông, ông ta chính là ma tử. Ứng Thiên Hành chăm chú nhìn Hồng Ma, đây là cao thủ đầu tiên mà lão ta nhìn sau khi tiến vào Ma tông. Khắp Ma tông, cũng chỉ có Lệ Trần và Hồng Ma có thể lọt vào mắt xanh của Ứng Thiên Hành. Lão ta nhìn Hồng Ma, hừ lạnh, "Bảo tôi cút khỏi Ma tông á? Chờ cậu trở thành ma tử của Ma tông rồi tính sau." Hết 10 giây rồi, hồng ma chỉ nói một câu rồi biến mất dầm ngay sau đó tiếng va chạm vang trời vang lên trước sự khiếp sợ của các cao thủ ma tông hồng ma vừa chủ động lao tới chỗ ứng thiên hành đã bị đẩy lùi năm bước còn ứng thiên hành vẫn đứng chắp tay tại chỗ cũ như thể chưa từng nhúc nhích nhưng cao thủ ma tông đều biết ứng thiên hành đã ra tay một lần bằng không hồng ma vừa chủ động tấn công cũng không bị đối phương đẩy lùi năm bước hai người đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhưng giữa họ vẫn có tranh lệch rất lớn dù sao ứng thiên hành cũng là một trong năm cao thủ mạnh nhất ma sơn đã bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rất nhiều năm còn hồng ma mới đạt đến cảnh giới này cách đây không lâu cả nền tảng lẫn tích lũy của hai người đều tranh nhau rất nhiều sau khi bị đẩy lùi hồng ma không hề bất ngờ ý chí chiến đấu trong mắt ông ta càng rõ hơn khí thế mạnh mẽ hơn cũng lan ra từ người ông ta dầm mặt đất dưới chân ông ta lập tức nứt toác ngay sau đó ông ta lại xuất hiện trước mặt ứng thiên hành dầm 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 hai người điên cuồng tấn công khí thế đáng sợ như sóng âm không ngừng lan ra bốn phía mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của ma tông lập tức bước lên phóng khí thế ra để bảo vệ cao thủ ma tông có thực lực yếu hai cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh đã phát huy sức mạnh như hủy diệt cao thủ bình thường không thể chịu nổi nhưng trận chiến giữa hai người trông giống đợt tấn công đơn phương của hồng ma hơn từ đầu đến cuối ứng thiên hành đều không nghiêm túc hời hợt hóa giải từng đợt tấn công dữ dội của hồng ma tuy lão ta cũng tiêu hao rất nhiều nhưng hồng ma không thể khiến lão ta bị thương nặng trái lại nếu lão ta nghiêm túc cho dù không giết được hồng ma thì cũng có thể dễ dàng khiến hồng ma bị thương nặng nhưng hôm nay lão ta đến đây không phải để đánh trọng thương hồng ma tuy lão ta rất muốn giết thiên tài hàng đầu này của ma tông nhưng dù sao đây cũng là ma tông nếu lão ta giết hồng ma hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đủ rồi Ứng Thiên Hành chợt quát, bỗng tung trưởng, đánh mạnh vào ngực Hồng Ma. Hồng Ma lập tức lùi bảy tám bước. Ứng Thiên Hành lạnh lùng nói: Hồng Ma, chắc cậu cũng hiểu rõ, nếu tôi dốc toàn lực, cậu sẽ chết ngay. Nếu cậu còn dám khiêu khích tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Hôm nay tôi chỉ đến tìm lệ trần. Hồng Ma siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Ông ta biết Ứng Thiên Hành nói đúng, tuy hai người cùng cảnh giới nhưng vẫn chênh nhau rất nhiều. Ứng Thiên Hành sắp bước vào thiên cảnh còn ông ta vừa đạt đến giai đoạn này thôi. Đúng lúc này, ma uy mạnh mẽ bỗng dáng xuống người hồng ma. Hồng ma dùng mình, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin, khắp ma tông, chỉ mình lệ trần có thể phóng lĩnh vực ma đạo, nhưng ma uy bây giờ không phải của lệ trần, mà là của người thanh niên đã đánh bại nhiếp thu ở cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ với thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ trước đó. Đây không phải chuyện chính, quan trọng là ma uy này mạnh hơn hẳn ma uy mà Dương Thanh phóng ra khi đánh với nhiếp thu thậm chí hồng ma còn có ảo giác, Dương Thanh đã bước vào thiên cảnh. Sao có thể chứ? Ông ta không dám tin, ông ta bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khi mới 49 tuổi, thế đã là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt rồi. Nghe nói Dương Thanh mới 28 tuổi, khoảng một tiếng trước, anh mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thôi, mà giờ đã bước vào thiên cảnh rồi á. Không riêng gì hồng ma, ứng thiên hành cũng có vẻ kinh hãi. Với thực lực của lão ta, đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được lệ trần đang ở tàng thư các của ma tông mà lúc này ma uy đáng sợ kia lại đến từ hướng ngược lại với tàng thư các tức là cao thủ phóng ma uy này không phải lệ trần mà là một người khác hẳn ma tông có thêm cao thủ thiên cảnh từ bao giờ vậy cả ma tông bị lĩnh vực ma đạo đáng sợ này bao phủ trong lĩnh vực ma đạo mạnh mẽ này cao thủ ma tông chỉ muốn quỳ dạp ra đất sắc mặt của ứng thiên hành u ám tới cực điểm lão ta biết ma tông có rất nhiều cao thủ chẳng hạn như Hồng Ma trước mặt lão ta, một trong bốn ma tướng của Ma tông, thực lực đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nếu lão ta không chìm đắm trong cảnh giới này rất nhiều năm, có lẽ đã không phải đối thủ của Hồng Ma. Bây giờ, ở Ma tông lại có thêm một cao thủ có thể phóng lĩnh vực ma đạo. Nghe nói chỉ cao thủ thiên cảnh tu luyện công pháp ma đạo mới có thể phóng lĩnh vực ma đạo thôi. Tức là cao thủ bí ẩn đang phóng lĩnh vực ma đạo đã bước vào thiên cảnh rồi à? Không đúng. Hồng Ma chợt lên tiếng nhíu chặt mày, trầm giọng nói, lĩnh vực ma đạo này không phải do cao thủ thiên cảnh phóng ra, rõ ràng lĩnh vực ma đạo này yếu hơn lĩnh vực của cao thủ thiên cảnh thực thụ mấy lần. Đây đúng là sức mạnh của lĩnh vực ma đạo, nhưng cảm giác lại khác. Dù sao hồng ma cũng đã bước một chân vào ngưỡng cửa thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, đương nhiên cũng hiểu rõ lĩnh vực ma đạo do cao thủ thiên cảnh thực thụ phóng ra sẽ mạnh tới đâu. Ầm, um, đúng lúc này, khí thế của một cao thủ vừa bước vào siêu phàm cảnh bỗng tăng vọt từ siêu phàm nhất cảnh sơ kỳ lên thẳng tới siêu phàm nhất cảnh trung kỳ nhanh chóng đạt tới hậu kỳ cuối cùng dừng ở siêu phàm nhất cảnh đỉnh phong tôi tôi đột phá rồi à cao thủ kia khiếp sợ nói tôi chỉ thử tu luyện một chút dưới ma uy này nào ngờ lại dễ dàng đột phá thế hơn nữa còn liên tục đột phá đến siêu phàm nhất cảnh đỉnh phong từ siêu phàm nhất cảnh sơ kỳ nghe thấy thế mọi người đều có vẻ kinh hãi các cao thủ ma tông khác thi nhau tu luyện ầm um, ầm um trong lúc nhất thời, khắp ma tông đều có cao thủ đột phá. Cao thủ vừa bước vào siêu phàm cảnh đều liên tục đột phá đến siêu phàm nhất cảnh đỉnh phong trong thời gian ngắn. Còn cao thủ siêu phàm nhị cảnh sơ kỳ và trung kỳ thì có thể đột phá một cảnh dưới nhỏ. Thậm chí ngay cả một số cao thủ siêu phàm tam cảnh cũng có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Rất ít cao thủ đã vượt qua siêu phàm tam cảnh đột phá dưới ma uy này, chỉ ai sắp đột phá mới có thể đột phá nhân cơ hội này thôi. Nhưng việc tu luyện dưới Ma Uy này cũng đem lại lợi ích lớn lao cho các cao thủ Ma Tông. Rất nhiều người cảm nhận con đường tu luyện ma đạo sâu sắc hơn, thậm chí ngay cả các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng cảm nhận được rõ ràng. Dù sao chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể phóng Ma Uy, mà bước vào thiên cảnh xong lại bắt buộc phải rời thế tục, nên cao thủ ở thế tục rất khó cảm nhận được Ma Uy. Ở Ma Tông, cũng chỉ có một số cao thủ đã sống rất lâu mới từng cảm nhận được lĩnh vực ma đạo khi có cao thủ Ma Tông đột phá thiên cảnh ma tông đúng là đầm rồng hang hổ một cao thủ còn chưa tu luyện đến thiên cảnh mà đã có thể phóng lĩnh vực ma đạo đáng kinh ngạc thật đấy ứng thiên hành chợt nói với vẻ mặt u ám không ma hơi biến sắc ứng thiên hành là tông chủ thần hành tông thần hành tông có hệ thống tình báo mạnh nhất ma sơn chỗ nào cũng có tai mắt của họ nếu ứng thiên hành định lan truyền tin này ma tông sẽ bị mọi người nhắm đến đây không phải chuyện chính quan trọng là tình cảnh của dương thanh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm Trừ khi Dương Thanh có thể ở lại Ma tông mãi, bằng không, một khi anh rời đi, chắc chắn sẽ có người định giết anh. Hoặc biến đối phương thành người bên mình, còn không thì đành giết, đây là suy nghĩ của rất nhiều thế lực hàng đầu, dù sao cũng không ai muốn có thêm một cao thủ mạnh mẽ gia nhập phe kẻ địch. Hồng Ma quát lớn, "Ứng Thiên Hành, có dám đánh lại không?" Ứng Thiên Hành hừ lạnh, nhìn Hồng Ma với vẻ khinh thường, "Cậu không có tư cách đánh lại với tôi, nên để cao thủ bí ẩn có thể phóng lĩnh vực ma đạo kia xuất hiện đi." tôi rất muốn xem xem, rốt cuộc là ai mà có thể phóng lĩnh vực ma đạo dưới thiên cảnh đấy. ầm, um, khí thế của hồng ma bỗng tăng vọt, ông ta tức giận quát một tiếng, lao tới chỗ ứng thiên hành. ứng thiên hành nhíu mày, giơ tay tung trưởng về phía trước. dầm, ngay sau đó, một nắm đấm dáng mạnh vào lòng bàn tay lão ta. bịch bịch bịch, lần này ứng thiên hành không đứng im được nữa, mà liên tục lùi về sau ba bước. hồng ma cũng bị đẩy lùi bảy bước dưới đòn đánh này một đòn này đã cho thấy sự tranh lệch giữa hai người đương nhiên rõ ràng thực lực của hồng ma lúc này đã mạnh hơn hồi nãy khi họ giao chiến hồng ma đã dốc toàn lực mà vẫn không thể đẩy lùi ứng thiên hành nửa bước lần này ông ta lại khiến ứng thiên hành lùi ba bước tuy chỉ có ba bước nhưng đối phương là một trong năm ông lớn đứng đầu ma sơn còn hồng ma chỉ là người bề dưới hồng ma cũng thấy hơi bất ngờ khi thấy cao thủ ma tông liên tục đột phá dưới ma uy này ông ta đã nảy ra ý mượn Ma Uy để chiến đấu. Do đó ông ta đã thử một lần, không ngờ khi đánh dưới Ma Uy này, thực lực của ông ta tăng lên thật. Đương nhiên ứng thiên hành cũng nghĩ đến chuyện này, khí lạnh quanh người lão ta càng đậm hơn, lão ta hít mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra Ma Uy, lạnh lùng nói, lĩnh vực ma đạo có thể giúp cao thủ ma đạo tu luyện nhanh hơn, còn tăng thực lực cho cao thủ ma đạo, lợi hại thật đấy. Trong mắt lão ta lóe lên sát khí mãnh liệt. Lão ta hiểu rõ, sau khi ma tông có thêm một cao thủ như thế, thực lực của cả ma tông sẽ tăng mạnh. thử nghĩ xem, lúc ma tông đánh với thế lực hàng đầu khác của ma sơn, nếu có cao thủ đỉnh cao phóng lĩnh vực ma đạo ra, trong lĩnh vực ma đạo này, thực lực của cao thủ ma tông bỗng tăng vọt, đúng là bắp thực lực cho cả đám. không ma vốn không thể đẩy lùi lão ta, nhưng dưới ma uy này lại có thể khiến lão ta lùi ba bước. nếu lệ trần đánh với lão ta dưới ma uy này, lão ta còn phần thắng à? lão ta không biết lệ trần đã đột phá thiên cảnh từ lâu trong lúc ứng thiên hành đang định giết dương thanh ma uy vẫn liên tục tràn ra từ người dương thanh đang nằm trên giường khí thế của anh cũng nhanh chóng tăng lên hai cao thủ ma tông trông chừng ở cửa phòng nhìn mà hoa cả mắt lúc này khí thế của dương thanh rất mạnh mẽ như sắp đột phá thiên cảnh tới nơi rồi ý chí chiến đấu của hồng ma dâng trào trong lĩnh vực ma đạo của dương thanh ông ta cảm nhận được có năng lượng không ngừng tràn vào cơ thể mình giúp ông ta liên tục chiến đấu. Ý muốn giết người trong lòng ứng Thiên Hành càng rõ hơn, lão ta đang thầm tính toán, liệu lão ta có thể bình an rời khỏi Ma tông nếu giết Hồng Ma rồi xóa sổ cao thủ bí ẩn kia của Ma tông không? Ma tông và Thần Hành tông vốn là thế lực đối đầu, thực lực của Ma tông càng mạnh thì mối đe dọa với Thần Hành tông cũng càng lớn. Nhưng thực lực của Hồng Ma đã tăng mạnh trong lĩnh vực ma đạo, đủ tư cách đánh một trận sống còn với lão ta, trừ khi lão ta dốc toàn lực, bằng không không thể dễ dàng giết Hồng Ma được lão ta không thể giết hồng ma trong thời gian ngắn nhưng bây giờ cao thủ bí ẩn kia của ma tông đang trong giai đoạn quan trọng nhất nếu lão ta ra tay có lẽ đối phương sẽ bị cắn trả nặng nề nhỉ nghĩ đến đây ứng thiên hành đã có kế hoạch lão ta nhìn về phía hồng ma lạnh lùng nói hồng ma cậu đúng là lỗ máng cậu tưởng tôi không dám giết cậu thật à nếu tôi muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay hồng ma lập tức bị chọc giận hét lớn rồi xông tới chỗ ứng thiên hành tính cách của hồng ma rất cực đoan, rất dễ bị kích động bởi lời ứng thiên hành nói. Âm âm âm, những đòn tấn công điên cuồng của hồng ma giáng xuống, ứng thiên hành liên tục chặn lại. Thực lực của hồng ma lúc này đã tăng vọt, nhưng vẫn không phải đối thủ của ứng thiên hành. Tuy cảnh giới của hai người có vẻ giống nhau, nhưng thật ra vẫn tranh lệch rất nhiều. Cảnh giới được đặt ra dựa trên thực lực trung bình của cao thủ bình thường, giữa cao thủ cùng cảnh giới luôn có khoảng cách, chỉ là tranh nhau nhiều hay ít mà thôi. Khắp Ma Sơn, chỉ có 5 cao thủ cỡ ứng thiên hành. Ở Ma Sơn vẫn còn một số cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khác, tuy cảnh giới của họ giống 5 người này, nhưng vẫn chênh nhau rất nhiều. Trước đợt tấn công biên cuồng của Hồng Ma, ứng thiên hành liên tục lùi bước, nhưng lão ta cũng không dốc toàn lực, chỉ đỡ đòn. ầm uhm, ứng thiên hành bỗng tung trưởng về phía trước, Hồng Ma vội thu nắm đấm lại, trong khoảnh khắc này, ứng thiên hành đã đánh trúng ngực Hồng Ma. Hồng Ma lập tức lùi mấy bước họng ngon ngọt suýt hộc máu nhưng ngay sau khi đẩy lùi hồng ma ứng thiên hành cũng biến mất tất cả cao thủ của ma tông đều tròn mắt nhìn theo hướng ứng thiên hành rời đi không ổn ông ta định giết dương thanh hồng ma bỗng hoàn hồn lập tức biến sắc hô lên kinh hãi rồi xông tới chỗ ở của dương thanh nghe thấy hồng ma nói thế các cao thủ ma tông mới hoàn hồn cùng lúc đó lệ trần đang ở tàng thư các bỗng nhíu mày trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo mã siêu đang tu luyện cạnh lão không khỏi dùng mình mã siêu không hay biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài sau khi lệ trần dẫn anh ta vào tàng thư các của ma tông anh ta bắt đầu tu luyện nơi này đúng là vùng đất tuyệt vời để tu luyện linh khí vô cùng nồng đậm khiến mã siêu chỉ muốn tu luyện mãi còn lệ trần thì nắm rõ những chuyện xảy ra bên ngoài sau khi biết ứng thiên hành đã xông tới chỗ ở của dương thanh lão chỉ hơi tức giận chứ không hề lo lắng ở bên ngoài ứng thiên hành đã đến chỗ dương thanh sau khi thấy ứng thiên hành hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của ma tông đều biến sắc một người nhìn về phía ứng thiên hành lạnh lùng nói tông chủ ứng nơi này là khu vực cấm của ma tông mong tông chủ ứng mau chóng rời đi hừ ứng thiên hành hừ lạnh lập tức phóng khí thế ra áp lực khổng lồ đẩy lùi hai người mấy bước đến khi hai người kịp phản ứng ứng thiên hành đã xông vào phòng rồi sao có thể chứ ứng thiên hành vừa xông vào phòng đã thấy một thanh niên rất trẻ đang nằm trên giường lập tức sững sờ khí thế rất gần với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ kia là do người thanh niên này phóng ra lão ta chưa từng thấy thanh niên nào còn trẻ mà đã có thực lực mạnh đến thế lúc này dương thanh đang nằm im trên giường lớn nhưng xung quanh anh có lĩnh vực ma đạo cực mạnh ngay cả ứng thiên hành cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ ứng thiên hành đang định ra tay với dương thanh bỗng hơi do dự không phải lão ta quý trọng nhân tài, thanh niên này còn trẻ mà lại có thiên phú yêu nghiệt như thế, chắc chắn lai lịch cũng không tầm thường. Lão ta cứ tưởng Dương Thanh là người của Ma Tông, nhưng sau khi thấy khuôn mặt trẻ trung của Dương Thanh, lão ta không tin Dương Thanh là người của Ma Tông. Chắc chắn kiểu người này sẽ có địa vị rất cao, hơn nữa lão ta khẳng định, chắc chắn phía sau thiên tài yêu nghiệt thế này sẽ có người bảo vệ vô cùng mạnh mẽ. Nếu lão ta ra tay với Dương Thanh, chắc chắn người bảo vệ Dương Thanh sẽ xuất hiện, với thực lực của Dương Thanh, người bảo vệ anh phải là cao thủ thiên cảnh. Tuy có quy định của thủ hộ minh, cao thủ thiên cảnh không được ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh, nhưng Dương Thanh yêu nghiệt như thế, cho dù người bảo vệ anh vi phạm quy định của thủ hộ minh thì cũng phải bảo vệ anh nhỉ. Giết! Hay không giết đây? Ứng thiên hành đấu tranh tư tưởng. Trong lúc lão ta do dự, Hồng Ma đã dẫn người xông vào. Mấy cao thủ hàng đầu của Ma Tông bao vây quanh ứng thiên hành, ai cũng giận dữ nhìn chầm chầm vào lão ta. Ứng thiên hành nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, hỏi cao thủ Ma Tông, rốt cuộc đây là ai? Tại sao cậu ta còn trẻ mà lại có thực lực mạnh đến thế? Một cao thủ hàng đầu của Ma Tông lạnh lùng nói, ông chưa có tư cách biết cậu ấy là ai, nhưng tôi khuyên ông, nếu muốn ra tay với cậu ấy, tốt nhất vẫn nên cân nhắc, một khi ông ra tay với cậu ấy, thần hành Tông có thể chịu nổi lửa giận từ thế lực phía sau cậu ấy ư. Sắc mặt của ứng thiên hành càng thêm khó coi. Nếu cao thủ trước mặt cùng tuổi với lão ta, lão ta sẽ ra tay ngay mà không hề do dự. Nhưng vấn đề là người này lại quá trẻ, khiến lão ta vô cùng kiêng rè. Từng giây từng phút trôi đi, ứng thiên hành vẫn chưa quyết định được. Tuy lão ta đang bị mấy cao thủ hàng đầu của Ma Tông bao vây, nhưng lão ta tự tin ở khoảng cách gần thế này, lão ta có thể giết Dương Thanh trong nháy mắt. Cho dù lão ta giết Dương Thanh, chỉ cần người bảo vệ Dương Thanh không xuất hiện, trước những cao thủ Ma Tông này, lão ta vẫn có thể dễ dàng rời đi nhưng lão ta không dám đánh cược vì nếu thua lão ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình đúng lúc này ma uy trên người dương thanh tăng vọt khí thế của anh cũng tăng theo ầm um, khí thế của dương thanh lan ra bốn phía như rời non lấp biển cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ của anh lập tức đột phá đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ các cao thủ ma tông đều sững sờ ứng thiên hành trợn mắt há hốc mồm nói với vẻ không dám tin cậu ta vừa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ à không ai trả lời câu hỏi của Ứng Thiên Hành, nhưng Ứng Thiên Hành đã biết đáp án từ biểu cảm của những người khác. Lão ta nhìn người thanh niên đang hôn mê trên giường lớn, cảm thấy vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên lão ta thấy một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ trẻ đến thế, cũng là lần đầu tiên lão ta thấy một cao thủ còn trẻ thế mà đã có thể phóng lĩnh vực Ma Đạo. Tuy lão ta không biết sức chiến đấu của Dương Thanh, nhưng lão ta biết Chắc chắn thực lực của người thanh niên có thể phóng lĩnh vực ma đạo khi ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ này sẽ rất mạnh. Đúng lúc này, Dương Thanh vốn đã hôn mê sâu bỗng mở mắt. Vừa mở mắt, anh đã thấy căn phòng chật ních người, tất cả đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn có cả một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm nữa, ai cũng nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Anh giật mình, bỗng nhảy phát xuống giường, cảnh giác nhìn đám người xung quanh. Dương Thanh hỏi, các người định làm gì? ngay cả anh cũng không phát hiện mình đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hơn nữa còn có thể nhận ra ứng thiên hành là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ từ cái nhìn đầu tiên cậu thanh người này định giết cậu lúc này một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bỗng bước lên trước chỉ vào ứng thiên hành rồi nói nghe thấy đối phương nói thế dương thanh lạnh lùng nhìn về phía ứng thiên hành anh không biết thân phận của đối phương chỉ có thể cảm nhận được thực lực của đối phương rất mạnh khi dương thanh nhìn về phía ứng thiên hành ứng thiên hành lập tức sững sờ không hiểu sao lão ta bỗng cảm nhận được nguy cơ lớn lao khi bị dương thanh để mắt đến lão ta có cảm giác mình đang đối mặt với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ chứ không phải người vừa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ sao có thể chứ thông thường chỉ kẻ yếu mới cảm nhận được nguy cơ từ kẻ mạnh thôi rõ ràng lão ta sắp đột phá thiên cảnh rồi tại sao lại cảm nhận được nguy cơ từ một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chứ Cậu Thanh, ông ta là tông chủ thần hành tông, ứng thiên hành. Lúc này, một cao thủ khác của ma tông cũng lạnh lùng nói, nhiếp thu, người định giết anh em tốt mã siêu của cậu trước đó chính là hội viên cấp S trên áp thần hành tông. Tôi nghi ngờ, nhiếp thu chính là sát thủ do thần hành tông cử đi để giết mã siêu. Ứng thiên hành lập tức nổi giận, quát lớn, vớ vẩn. Tông chủ thần hành tông như tôi làm chuyện hèn hạ chơi chẽn thế bao giờ. Sau khi quát cao thủ ma tông kia, lão ta lại nhìn về phía dương thanh nói nếu tôi đoán không nhầm cậu chính là dương thanh đúng không không ngờ ứng thiên hành lại biết tên anh trong mắt dương thanh lóe lên sát khí không dễ cảm nhận được nhưng vẫn bị ứng thiên hành phát hiện ứng thiên hành nhíu mày dù sao lão ta cũng là một trong năm cao thủ mạnh nhất ma sơn vậy mà lại bị một bề dưới mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ gây áp lực lão ta bỗng cảm thấy nhục nhã nhưng bực mà không dám nói ra lão ta không dám không phải vì lão ta sợ Dương Thanh, mà vì e ngại người bảo vệ Dương Thanh. Nếu lão ta dám giết Dương Thanh, chắc chắn người bảo vệ Dương Thanh sẽ ra tay. Nghĩ đến đây, lão ta chỉ có thể nén giận. Hôm nay tôi đến Ma tông vì nghe nói Nhiếp Thu, kẻ định giết Mã Siêu đang ở Ma tông. Ứng Thiên Hành bỗng nhìn về phía tàng thư các của Ma tông, nói lớn, mong tông chủ lệ giao Nhiếp Thu ra, tôi sẽ đưa ông ta về Thần Hành tông để trừng phạt. Giọng lão ta chứa đựng khí thế cuồng bạo ập tới chỗ tàng thư các. Hỗn xược một cao thủ ma tông tức giận quát, ma tông là nơi để ông hò hét ư. ầm um, cao thủ ma tông này vừa dứt lời thì đã bị ứng thiên hành đánh trúng ngực, lập tức bay ra xa. Ứng thiên hành ngạo nghễ nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói, sâu kiến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng dám to tiếng trước mặt tôi à. Thấy ứng thiên hành ra tay với cao thủ ma tông kia, những cao thủ ma tông khác đều có vẻ tức giận. Ý chí chiến đấu của hồng ma dâng trào, Ông ta nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành. Lần này ông ta không ra tay, bởi vì ông ta biết, cho dù ông ta ra tay thì cũng không phải đối thủ của Ứng Thiên Hành. Trước đó, Ứng Thiên Hành vẫn chưa dốc toàn lực, lão ta ngại nơi đây là ma tông nên không giết ông ta. Nếu Ứng Thiên Hành định giết ông ta, cho dù ông ta là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thì cũng không phải đối thủ của Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành là một trong năm cao thủ mạnh nhất Ma Sơn, đó không phải danh háo. Dương Thanh cũng không nhúng tay vào, ứng thiên hành muốn tìm nhiếp thu, tuy nhiếp thu đã trở thành người bảo vệ mã siêu, nhưng bây giờ nhiếp thu cũng là người của ma tông. Chỉ cần không liên lụy mã siêu, chuyện này không liên quan gì tới anh hết. Anh không ngu ngốc đến mức giúp người của ma tông đối phó ứng thiên hành, đương nhiên cũng không giúp ứng thiên hành đối phó với người của ma tông. Đúng lúc này, một bóng người mở ảo bóng xuất hiện trong phòng. Người vừa tới không phải ai khác, chính là tông chủ ma tông, Lệ Trần lúc này quanh người lệ trần không hề có khí thế tràn ra ngoài, lão đứng đó, như đã hòa làm một với trời đất. Lần đầu nhìn thấy ứng thiên hành, Dương Thanh đã có thể cảm nhận được ứng thiên hành là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng bây giờ, anh không thể cảm nhận nổi thực lực của lệ trần. Không hổ là cao thủ đã bước vào thiên cảnh, đúng là mạnh mẽ. Ứng thiên hành cũng cảm nhận được điều không ổn, sự xuất hiện của lệ trần như dịch chuyển tức thời, ngay cả lão ta cũng không biết lệ trần xuất hiện ra sao lệ trần hít mắt nhìn chằm chằm vào ứng thiên hành lạnh lùng nói chẳng biết tông chủ ứng đến ma tông tôi vì chuyện gì lúc này ứng thiên hành mới hoàn hồn lạnh lùng đáp giao nhiếp thu ra đây tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì hư lệ trần hư lạnh sát khí tràn ra từ người lão lão nhìn chằm chằm vào ứng thiên hành ông là cái thá gì ông dám ép tôi giao người tại ma tông của tôi ư nếu bây giờ ông rời đi tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì còn nếu để tôi ra tay tốt nhất tông chủ ứng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau khi lão dứt lời, áp lực khổng lồ lập tức ập tới chỗ ứng thiên hành. Sắc mặt ứng thiên hành tái nhợt, lời lệ trần nói đúng là sự sỉ nhục với lão ta. Lão ta đã cảm nhận được áp lực rất lớn từ người lệ trần, khí thế này đã vượt xa lão ta. Chẳng lẽ lệ trần đã đi đến bước đó rồi à? Nếu đúng thế thật, lệ trần có thể dễ dàng giết lão ta. Ứng thiên hành cảm thấy vô cùng uất ức, không ngờ lão ta lại bị đe dọa hai lần trong cùng một ngày. Một lần là do lệ trần, còn lần khác là do cao thủ vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ kia. Ứng thiên hành cảm thấy vô cùng nhục nhã, sắc mặt cũng hết sức u ám, lão ta hít mắt nhìn chằm chằm vào lệ trần, tông chủ lệ, ông che giấu kỹ thật, không sợ thủ hộ minh biết chuyện ông đột phá ư. Nghe thấy thế, trong mắt lệ trần lóe lên sát khí rõ rệt. Lệ trần lạnh lùng nói, ứng thiên hành, ông không cần thăm dò, nếu tôi đi đến bước kia thật, chắc chắn tôi sẽ tới thần hành tông của ông một chuyến sao lão lại không biết ứng thiên hành đang thăm dò lão trong tình huống này chắc chắn lão sẽ không để lộ chuyện mình đã bước vào thiên cảnh hừ ứng thiên hành lạnh lùng nhìn lệ trần rồi nói vậy tôi chờ ông ở thần hành tông lão ta nói rồi quay người rời đi chỉ sau mấy bước đã biến mất khỏi tầm mắt của các cao thủ ma tông hồng ma nhìn về phía lệ trần tông chủ lần này ứng thiên hành đến ma tông chắc chắn là để thăm dò thực lực thật sự của Ma tông, không nên để ông ta đi mới đúng." Lệ Trần cười khẩy, lạnh lùng nói, "Thế thì đã sao? Cho dù bây giờ Ma tông không có tôi thì vẫn đủ tư cách chiếm một chỗ trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn. Còn nếu Thần Hành tông không có ứng thiên hành, không biết Thần Hành tông có giữ nổi địa vị là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn không nữa." Lệ Trần cũng không ngông cuồng, sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Thanh, nỗi lo trong lòng lão đã hoàn toàn biến mất. Cho dù bây giờ Ma Tông không có lão thì vẫn còn Hồng Ma đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, tuy bây giờ thực lực của Hồng Ma chưa bằng ứng thiên hành, nhưng ông ta còn trẻ, còn ứng thiên hành đã lớn tuổi lắm rồi, nếu cho Hồng Ma thêm mấy năm, chắc chắn Hồng Ma sẽ đánh bại ứng thiên hành. Trừ Hồng Ma ra, Ma Tông vẫn còn mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khác, cách bán bộ thiên cảnh nhất phẩm cũng không xa. Nhưng người khiến lão ta hoàn toàn yên tâm lại là Dương Thanh. Trước khi hôn mê, Dương Thanh đã đánh bại Nhiếp Thu có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, chắc thực lực của Nhiếp Thu cũng ngang với Hồng Ma. Hay nói cách khác, nếu Dương Thanh đã đánh bại Nhiếp Thu thì cũng có thể đánh bại Hồng Ma, tuy việc Nhiếp Thu thua cũng liên quan tới chuyện lão ta kiêng rẻ nhiều thứ, nhưng không thể phủ nhận rằng thực lực của Dương Thanh rất mạnh. Sau khi hôn mê sâu, Dương Thanh bỗng đột phá, thậm chí còn phóng lĩnh vực ma đạo ra. Ngay cả lệ trần cũng có cảm giác không nhìn thấu Dương Thanh, có thể tưởng tượng được bây giờ Dương Thanh đã mạnh đến mức nào, có lẽ anh không còn đối thủ dưới thiên cảnh nữa. Với thực lực của Dương Thanh bây giờ, anh hoàn toàn có thể hoành hành ở thế tục, nếu cao thủ thiên cảnh không xuất hiện, ai làm gì được anh. Mã Siêu lại là anh em vào sinh ra tử với Dương Thanh, bây giờ Mã Siêu đã trở thành ma tử của Ma Tông, sau khi Mã Siêu thừa kế trước tông chủ Ma Tông, nếu Ma Tông gặp nạn, chẳng lẽ Dương Thanh lại khoanh tay đứng nhìn à? Lệ Trần bỗng nhìn về phía Dương Thanh, không ngờ cậu lại tỉnh nhanh như thế, nếu cậu đã tỉnh, tôi cũng không làm lỡ thời gian nữa, tôi sẽ tổ chức lễ truyền chức ma tử cho Mã Siêu. Nghe thấy thế, những người đang có mặt của Ma Tông đều sướng sờ. Dương Thanh gật nhẹ đầu, nhìn lệ trần, tiền bối lệ cứ sắp xếp là được. Anh cũng không bài xích chuyện Mã Siêu gia nhập Ma Tông, còn vô cùng tán thành nữa, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nhưng các cao thủ khác của Ma Tông đều ngơ ngác, rất nhiều người vô thức nhìn về phía hồng ma. Hồng Ma cũng đang sững sờ, hình như rất kinh ngạc trước quyết định của Lệ Trần. Ở Ma Tông, chỉ mình Hồng Ma có tư cách trở thành ma tử của Ma Tông nhất, ông ta mới 49 tuổi mà đã có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Khắp thế tục, mấy ai có thể bước vào cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm trước 50 tuổi đây. Quan trọng là Hồng Ma đã sống ở Ma Sơn từ nhỏ, là người của Ma Tông, cũng từng lập công lớn cho Ma Tông. Ngoài ra, ông ta còn là đệ tử của Lệ Trần trước khi có mã siêu ông ta mới là người có tư cách thừa kế chức ma tử của ma tông nhất các cao thủ của ma tông cũng đã đối xử với hồng ma như người thừa kế từ lâu nhưng bây giờ lệ trần bất ngờ thông báo rằng sẽ để mã siêu trở thành ma tử ở ma tông ma tử là người thừa kế ma tông sau khi tông chủ ma tông đời trước qua đời hoặc bước vào thiên cảnh rồi rời khỏi ma tông ma tử sẽ thừa kế chức tông chủ tông chủ xin ông suy xét thật kỹ mã siêu vừa gia nhập ma tông thôi tuy thiên phú của cậu ta vô cùng xuất chúng, nhưng dù sao cũng vừa mới gia nhập, để cậu ta làm ma tử của ma tông thì không ổn lắm. Đúng thế, một người vừa vào ma tông có tư cách gì để thừa kế chức ma tử? Tôi nghĩ hồng ma mới là người có tư cách thừa kế chức ma tử nhất. Tông chủ, xin ông nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, những người đang có mặt của ma tông thi nhau thuyết phục, không ai ủng hộ mã siêu thừa kế chức ma tử. Có vẻ lệ trần đã đoán trước chuyện này, cũng không bận tâm, chỉ lạnh lùng nói, cứ quyết định thế đi, không bàn lại nữa. Nửa tiếng sau tổ chức nghi thức thừa kế chức ma tử cho mã siêu. Lão nói rồi quay người rời đi. Người của ma tông nhìn nhau, lệ trần quyết định để mã siêu trở thành ma tử của ma tông một cách qua loa như thế à. Mắt hồng ma đỏ hoe, ông ta siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Hồng ma, cậu mới là ma tử trong lòng chúng tôi, cậu là đệ tử mà tông chủ coi trọng nhất, cậu mau đi tìm tông chủ để nói rõ đi, chắc chắn tông chủ sẽ đổi ý. Đúng thế, cậu mau đi tìm tông chủ nói chuyện đi, không thể để một người mới vào ma tông trở thành tông chủ tương lai của ma tông được. Người của ma tông vây quanh hồng ma, nhìn ông ta, thi nhau nói. Ánh mắt hồng ma bỗng trở nên lạnh lùng, ông ta nhìn quanh rồi nói, sư phụ đã quyết định thế, chắc chắn sẽ có lý lẽ riêng, chúng ta cứ nghe lệnh là được. Ông ta nói rồi cũng quay người rời đi các cao thủ ma tông đều có vẻ lo lắng, họ thừa nhận thiên phú của mã siêu rất mạnh, nhưng dù sao mã siêu cũng vừa gia nhập ma tông, họ không thể chấp nhận chuyện mã siêu trở thành ma tử của ma tông trong thời gian ngắn như thế. Cậu Thanh, tông chủ rất coi trọng cậu, mã siêu lại là anh em tốt của cậu, xin cậu hãy khuyên tông chủ, bảo ông ấy đổi ý vì tương lai của ma tông. Một cao thủ ma tông vội bước lên trước, nhìn Dương Thanh với vẻ cầu khẩn. Dương Thanh thản nhiên nhìn đối phương, khi mã siêu nói cho anh biết việc lệ trần định đưa anh ta lên làm ma tử dương thanh đã nghĩ đến chuyện chắc chắn người của ma tông sẽ có rất nhiều ý kiến nhưng đây là kỳ ngộ của mã siêu nếu trở thành ma tử mã siêu có thể dùng tài nguyên tu luyện hàng đầu của ma tông thực lực cũng sẽ tăng vọt vì sự phát triển của mã siêu chẳng những anh không ngăn mã siêu thừa kế chức ma tử mà còn ra sức ủng hộ nữa dương thanh nhìn về phía các cao thủ ma tông trầm giọng nói xin lỗi mã siêu là anh em của tôi tôi rất ủng hộ chuyện cậu ấy thừa kế trước ma tử. Các cao thủ ma tông không thể thay đổi quyết định của lệ trần, nếu đã không thể thay đổi sự thật thì đành chấp nhận. Trong một đại điện cổ kính xa hoa ở ma tông, lệ trần nhìn hồng ma đang cung kính đứng trước mặt mình, chợt nói, hồng ma, con nghĩ sao về việc ta để mã siêu thừa kế trước ma tử. Hồng ma lắc đầu, trầm giọng nói, sư phụ làm thế vì tương lai của ma tông, thiên phú của mã siêu rất mạnh. Mới 27 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, Đương nhiên, đây không phải chuyện chính, quan trọng là mã siêu sở hữu báu vật của gia tộc cổ võ họ Bách Lý là Thị Huyết Châu. Việc này sẽ giúp cậu ta càng thêm phù hợp với công pháp ma đạo, từ đó phát huy được thiên phú mạnh hơn. Với thiên phú của mã siêu, rất có thể cậu ta sẽ bước vào thiên cảnh trước 40 tuổi. Hồng Ma không tiếc lời khen ngợi mã siêu, đây không phải giả dối mà là thật lòng. Lệ Trần vui mừng gật nhẹ đầu, còn nói không sai, thiên phú của cậu ấy cực mạnh, còn có thị huyết châu, thật ra thì huyết châu cũng không phải báu vật của gia tộc bách lý mà thuộc về ma tộc chỉ là nó đã bị tổ tiên của gia tộc cổ võ họ bách lý lấy được nên mới trở thành báu vật của gia tộc bách lý trong người mã siêu có máu tổ của gia tộc bách lý sau khi tu luyện công pháp ma đạo cậu ấy sẽ càng thêm phù hợp với thị huyết châu phát huy được uy lực thật sự của thị huyết châu nhưng điều khiến ta quyết định để cậu ấy thừa kế chức ma tử là vì dương thanh dương thanh là anh em vào sinh ra tử của mã siêu thiên phú của cậu ấy càng khủng khiếp hơn Giờ mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã có thực lực hàng đầu dưới thiên cảnh, thậm chí còn phóng được lĩnh vực ma đạo, chắc chắn loại người này sẽ có lai lịch rất lớn, nếu ràng buộc ma tông vào với cậu ấy, chỉ có lợi cho ma tông thôi. Không ma gật đầu, nghĩ đến việc mình đã đánh được với ứng thiên hành nhờ lĩnh vực ma đạo của Dương Thanh, ông ta nói với vẻ khâm phục, cậu ấy quá yêu nghiệt, cho dù là ở giới cổ võ thì cũng là yêu nghiệt hàng đầu, có lẽ ở hạ giới của giới cổ võ cũng không ai sánh bằng cậu ấy, chỉ ở trung giới và thượng giới mới có yêu nghiệt cấp bậc này thôi." Lệ Trần gật đầu, nghiêm nghị nói, "Bây giờ Ma Tông đang có rất nhiều kẻ địch, vô số người nhòm ngó Ma Tông, mà ta đã đột phá thiên cảnh, hôm nay ứng thiên hành đến Ma Tông, thật ra cũng là vì thăm dò ta, có lẽ không lâu nữa, chuyện ta đã đột phá thiên cảnh sẽ bị lộ, khi đó ta sẽ phải rời khỏi Ma Tông. Một khi ta rời khỏi Ma Tông, một mình con không thể chống lại thế lực hàng đầu khác." phải tìm đồng minh thích hợp thì mới có thể giữ vững vị trí của Ma Tông ở Ma Sơn. Dương Thanh chính là đồng minh thích hợp nhất, nhưng không thể khiến cậu ấy gia nhập Ma Tông, chỉ có điều anh em tốt của cậu ấy là Mã Siêu cũng rất được, thiên phú của Mã Siêu vô cùng xuất chúng, để Mã Siêu thừa kế chức ma tử của Ma Tông là không thể phù hợp hơn. Hồng Ma đã hiểu ý lệ trần, ông ta gật nhẹ đầu, nghiêm nghị nói, sư phụ, con hiểu rồi. Sư phụ cứ yên tâm, cho dù người tới giới cổ võ, con vẫn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Mã Siêu, bảo vệ Ma tông cùng cậu ấy. Lệ Trần hết sức vui mừng, lão biết cho dù không nói những lời này, sau khi lão rời khỏi Ma tông, Hồng Ma cũng sẽ không phản bội Ma tông. Lão bỗng lấy một cái lọ ngọc tinh xảo ra, đưa cho Hồng Ma. Thấy lọ ngọc này, Hồng Ma lập tức biến sắc, quỳ bịch xuống trước mặt Lệ Trần, vội nói: "Sư phụ, người định làm gì vậy?" Lệ Trần nhìn về phía Hồng Ma với vẻ cưng chiều, mỉm cười ấm áp, nói: "Ta định giữ viên phá kiếp đan này để dùng khi đột phá thiên cảnh." Kết quả mạng ta lớn, đã vượt qua thiên kiếp nên không động tới viên phá kiếp đan này. Bây giờ con đã đến bước này, cách lúc đột phá không xa nữa, ta sẽ đưa viên phá kiếp đan này cho con, khi con đột phá, nếu không chịu được thì nhất định phải uống viên đan dược này. Khi cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đột phá, trời đất sẽ giáng thiên kiếp xuống, chỉ cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh mới chịu được uy lực của thiên kiếp, những người đột phá có chút thiếu sót đều không vượt qua thiên kiếp được. Phá kiếp đan có thể giúp cường độ cơ thể của người đột phá trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Viên phá kiếp đan này là viên phá kiếp đan duy nhất của Ma tông, để đạt được nó, Lệ Trần từng rơi vào cảnh cử tử nhất sinh, suýt mất mạng. Phá kiếp đan không chỉ có tác dụng với người đột phá thiên cảnh, nếu cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ uống nó thì có thể đột phá một cảnh giới nhỏ trong chớp mắt. Không ma biết Lệ Trần đang gánh thù sâu hận lớn, rất cần tăng thực lực vậy mà giờ lão lại đưa viên phá kiếp đan mà mình đã dành về bằng mạng sống cho ông ta. Lệ Trần mỉm cười nhìn hồng ma đang quỳ, vươn tay đỡ ông ta dậy, những năm gần đây, con đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho ma tông, ta chứng kiến hết, trước ma tử của ma tông vốn nên do con thừa kế, nhưng để giúp ma tông kết giao với một thanh niên có tiềm lực, ta bắt buộc phải đưa thứ thuộc về con cho người ta. Con cứ nhận viên phá kiếp đan này đi, xem như sư phụ xin lỗi con, con cố gắng tu luyện để sớm bước vào thiên cảnh, ta sẽ chờ con ở dưới cổ võ. Trên mặt Hồng Ma tràn ngập vẻ cảm động, ông ta nhìn Lệ Trần bằng đôi mắt đỏ hoe, ông ta được Lệ Trần nuôi nấng từ nhỏ, trong mắt ông ta, Lệ Trần không khác gì bố. Ngay cả khi Lệ Trần tuyên bố sẽ giao chức ma tử cho Mã Siêu, ông ta cũng chỉ hơi không cam lòng, chứ chưa bao giờ định khiến Lệ Trần đổi ý. Bởi vì ông ta biết rõ, Lệ Trần đã quyết định như thế, chắc chắn sẽ có lý lẽ riêng. Đến lúc này, khi Lệ Trần đưa viên phá kiếp đan mà mình đánh đổi bằng mạng sống cho ông ta, ông ta không thể kiểm soát tâm trạng của mình nữa. "Con cất đi đi." Lệ Trần nhìn Hồng Ma với vẻ hiền từ, nói lại. Lần này Hồng Ma không từ chối nữa, ông ta nhận lấy lọ ngọc bằng hai tay, nói với đôi mắt đỏ hoe, "Sư phụ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng tu luyện để mau tới giới cổ võ gặp người. Con sẽ giúp người báo thù rửa hận, sư phụ, người nhất định phải chờ con." Lệ Trần vui mừng mỉm cười, gật đầu, "Được ta sẽ chờ con. Lệ Trần nói rồi đứng dậy, cũng đến lúc rồi, chúng ta tổ chức lễ nhận chức ma tử cho sư đệ của con nhé. Vâng, Hồng Ma vội đáp rồi rời đi với Lệ Trần. Lúc này, trong đại điện rộng lớn của Ma Tông, các quý tộc Ma Tông đều đã có mặt. Ai cũng có vẻ không cam lòng, rất nhiều người đang bàn tán ẩm ý để thể hiện sự bất mãn của mình với lần bổ nhiệm này. Đúng lúc này, một cao thủ có khí thế vô cùng đáng sợ, người đầy máu me bỗng bước vào đại điện, quát lớn, một bề dưới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong lấy tư cách gì để trở thành người thừa kế của ma tông chứ? Cao Hùng tôi không phục, nếu muốn khiến tôi khâm phục cũng được, đánh với tôi một trận, nếu cậu ta đỡ được ba chiêu của tôi, tôi sẽ công nhận cậu ta là ma tử. Cao Hùng là một trong bốn ma tướng của ma tông, có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, tuy ông ta còn chưa bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhưng đã từng giết một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Cao Hùng nổi danh nhờ trận chiến đấy trở thành một trong 10 cao thủ mạnh nhất ma sơn, đây cũng là cao thủ duy nhất chưa đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ trong số 10 người mạnh nhất. Cao hùng, hỗn sược. Lúc này, Hồng Ma bước tới, tức giận quát Cao Hùng, Mã Siêu là người được sư phụ bổ nhiệm, sao có thể để ông khiêu khích chứ? Nghe thấy Hồng Ma nói thế, các cao thủ Ma Tông đều có vẻ kinh ngạc, hình như không ngờ Hồng Ma lại nói giúp Mã Siêu. Phải biết rằng trong số các cao thủ của Ma Tông, Hồng Ma mới là người có tư cách trở thành ma tử nhất. Cao Hùng hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Hồng Ma, Hồng Ma, chuyện tôi có phục hay không không liên quan gì đến ông hết. Hơn nữa, tôi chỉ không muốn tương lai của Ma Tông bị một người bề dưới hủy hoại thôi, không liên quan gì tới khiêu khích cả, nếu cậu ta không đỡ nổi ba chiêu của tôi thì lấy tư cách gì để thừa kế trước Ma Tử chứ? Nếu Tông Chủ muốn bổ nhiệm ông làm Ma Tử, tôi không còn lời nào để nói. Nhưng nếu để một con kiến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong làm ma tử của ma tông tôi, Cao Hùng tôi là người đầu tiên không phục vẻ tức giận trong mắt hồng ma ngày càng rõ, khí thế cuồng bạo ập tới chỗ Cao Hùng. Cao Hùng không hề sợ hãi, cũng phóng khí thế, hít mắt nhìn chằm chằm vào hồng ma, ông định đánh với tôi vì một con kiến mới gia nhập ma tông à. Hồng ma lạnh lùng nói, sư phụ đã nhận mã siêu làm đệ tử, mã siêu chính là sư đệ của tôi, sau này đệ ấy chính là ma tử của ma tông, có tôi ở đây, đừng ai hòng khiêu khích đệ ấy. Ha ha! Cao Hùng cười lạnh, nếu vậy thì tôi cũng muốn biết thực lực của hồng ma mạnh đến đâu sau khi cao hùng dứt lời khí thế của ông ta lập tức tăng vọt đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ trong nháy mắt lúc này tất cả cao thủ ma tông đều trợn tròn mắt hồng ma cũng hơi kinh ngạc không ngờ cao hùng cũng đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm rồi một cao thủ ma tông khiếp sợ nói khi còn ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cao hùng đã có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ Giờ ông ta đã đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thực lực sẽ mạnh tới đâu chứ? Nghĩ tới đây, ánh mắt của rất nhiều cao thủ Ma tông đều trở nên nóng rực, muốn xem xem giữa hai người mạnh nhất trong bốn ma tướng của Ma tông, rốt cuộc ai sẽ mạnh hơn. Hồi trước là Hồng Ma, nhưng bây giờ Cao Hùng cũng đã bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, không biết ai sẽ mạnh hơn hết. Ầm. Uhm, Hồng Ma không hề nói nhảm, bỗng dậm mạnh chân, lao tới chỗ Cao Hùng. Đúng lúc Hồng Ma di chuyển, Cao Hùng cũng hành động theo. Ầm. Um, ngay sau đó, hai người va vào nhau, khí thế khủng khiếp lập tức bùng nổ, lan ra xung quanh như rời non lấp biển. Lùi lại. Các cao thủ ma tông thi nhau lùi lại. Bây giờ Hồng Ma và Cao Hùng đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, khắp ma sơn, trừ năm cao thủ mạnh nhất ra, họ thuộc về nhóm cao thủ hàng đầu. Năng lượng từ đòn đánh của hai người mạnh như thế quả là đáng sợ. Nếu cao thủ ma tông không lùi lại nhanh chỉ riêng khí thế phát ra từ đợt va chạm giữa hai người kia đã đủ để khiến các cao thủ có thực lực yếu bị thương rồi. Âm âm âm, hai người điên cuồng giao chiến. Các cao thủ ma tông nhìn mà hoa cả mắt, đúng là đã mắt ghê. Trước kia, trong bốn ma tướng, hồng ma có thực lực mạnh nhất. Ba ma tướng khác chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ, Cao Hùng cũng đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Trận chiến giữa hai người chính là trận chiến giữa các cao thủ mạnh nhất dưới thiên cảnh lúc này giữa các cao thủ của ma tông còn có hai người thanh niên trên mặt mã siêu tràn ngập vẻ lo lắng còn dương thanh đang đứng cạnh anh ta thì lạnh lùng nhìn chuyện xảy ra trên sân đấu võ dương thanh hiểu rõ nếu không thể giải quyết cao hùng có lẽ mã siêu sẽ rất khó thuận lợi thừa kế chức ma tử của ma tông ở ma tông vốn đã có rất nhiều cao thủ đỉnh cao bất mãn trước việc mã siêu thừa kế chức ma tử bây giờ lại được cao hùng dẫn đầu nếu hồng ma thua cao hùng sẽ càng hống hách hơn Đến khi đó, cho dù lệ Trần bổ nhiệm Mã Siêu làm ma tử của Ma tông thì có lẽ cũng không thể khiến mọi người khâm phục. Nhưng Hồng Ma lại khiến Dương Thanh bất ngờ, anh cứ tưởng Hồng Ma sẽ là người không phục nhất, bây giờ xem ra không phải thế, ông ta là người ủng hộ Mã Siêu. Còn về nguyên nhân, Dương Thanh cũng không rõ. Nhưng anh biết, chắc chắn chuyện này có liên quan đến lệ Trần. Sắp thua rồi. Đúng lúc này, Dương Thanh chợt nói. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Mã Siêu lập tức giật mình vội hỏi anh thanh ý anh là cao hùng sắp thua ư dương thanh lắc đầu hồng ma sắp thua sắc mặt mã siêu lập tức trở nên vô cùng khó coi anh ta biết nếu muốn thuận lợi thừa kế trước ma tử anh ta nhất định phải giải quyết cao hùng nếu hồng ma thua anh ta sẽ rất khó thừa kế trước ma tử ầm um, quả nhiên dương thanh vừa dứt lời tiếng va chạm nặng nề lập tức vang lên hồng ma bay xa mấy mét ngã dầm xuống đất sau đó có một bàn chân dẫm lên ngực ông ta Ông thua rồi. Cao Hùng nhìn chầm chầm vào hồng ma từ trên cao, lạnh lùng nói. Xung quanh lặng ngắt, ai cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Hồng ma là người có thiên phú mạnh nhất ma tông suốt trăm năm qua, chưa đầy 50 tuổi mà đã bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Không những thế, ông ta còn là đệ tử của tông chủ ma tông Lệ Trần, cũng là người có tư cách trở thành ma tử nhất trong số các cao thủ ma tông. Nhưng bây giờ, ông ta lại thua Cao Hùng. Giọng nói lạnh lùng của Cao Hùng như bố tạ, Dáng mạnh vào ngực Hồng Ma. Sắc mặt Hồng Ma trắng bệch, ông ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thua Cao Hùng. Cao Hùng khinh miệt nhìn Hồng Ma, lập tức quay người bước từng bước đến giữa sân đấu võ, nhìn quanh, bỗng nhìn về phía Mã Siêu, lạnh lùng nói, tên nhãi, dám lên đánh một trận không? Chỉ cần cậu chịu được ba chiêu của tôi, tôi sẽ công nhận cậu là ma tử. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Mã Siêu. Mã Siêu siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Cao Hùng. Sức mạnh của thị huyết châu cũng dần thức tỉnh. Khí thế cuồng bạo không ngừng lan ra từ người anh ta. Cao hùng hơi nhíu mày, đương nhiên ông ta có thể cảm nhận được, đúng là Mã Siêu chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, nhưng lúc này, thực lực của anh ta đang không ngừng tăng vọt, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, anh ta đã đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Nếu Mã Siêu đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, anh ta có thể phát huy thực lực mạnh cỡ nào chứ? Đúng lúc Mã Siêu định bước lên, một bàn tay bỗng đặt lên vai anh ta một giọng nói trầm ấm cũng vang lên, để tôi lên đi. Audio điện tử võ tấn bền Anh Thanh, mã siêu quay sang nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt hết sức phức tạp. Khí thế đang không ngừng tăng vọt của anh ta cũng dần tiêu tan. Với cậu bây giờ, quan trọng nhất là phải nghĩ cách để nhanh chóng mạnh lên, đừng nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng của tôi, chúng ta là anh em vào sinh ra tử. Nếu có ngày nào đó, tôi cần cậu giúp, chắc chắn tôi sẽ không ngăn cản cậu đâu. Dương Thanh nhìn Mã Siêu, nói: "Mã Siêu siết chặt nắm tay, gật mạnh đầu, thực lực của ông ta rất mạnh, anh phải cẩn thận." Dương Thanh vỗ vai Mã Siêu, lập tức đi tới sân đấu võ. Thị huyết châu trong người Mã Siêu mới bị lệ Trần Phong ấn không lâu, tuy sẽ không xảy ra chuyện gì trong thời gian ngắn, nhưng nếu Mã Siêu vận dụng quá nhiều sức mạnh của thị huyết châu, thị huyết châu vẫn sẽ phá tan phong ấn như thường. Bây giờ, tuy anh ta đã tu luyện công pháp Ma đạo, nhưng với tu vi bây giờ, anh ta vẫn chưa thể dùng công pháp ma đạo để trấn áp thị huyết châu cao hùng đã đánh bại cả hồng ma có thể tưởng tượng được thực lực của ông ta mạnh đến mức nào với thực lực của mã siêu bây giờ anh ta không thể đỡ được ba chiêu từ đối phương thấy dương thanh bước đến sân đấu võ các cao thủ ma tông đều có vẻ kinh ngạc phần lớn cao thủ ma tông ở đây đều đã tận mắt chứng kiến trận chiến dương thanh đánh bại nhiếp thu tuy anh phải tốn rất nhiều sức lực nhưng khi đó dương thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ còn giờ anh đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nếu Dương Thanh đánh với Cao Hùng, ai sẽ mạnh hơn đây? Khi Dương Thanh đánh bại nhiếp thu, Cao Hùng cũng không ở đấy, nên đây là lần đầu tiên ông ta gặp Dương Thanh. Cao Hùng nhíu mày nhìn Dương Thanh, lạnh lùng nói, tôi bảo mã siêu bước lên đánh một trận, cậu là cái thá gì? Cũng xứng đánh một trận với tôi à? Trong mắt Dương Thanh lóe lên ánh sáng sắc bén, anh ít mắt nhìn chầm chầm vào đối phương, tông chủ lệ còn chưa rời khỏi ma tông, ông đã vội vàng muốn thừa kế chức tông chủ ma tông rồi à nghe thấy thế cao hùng lập tức biến sắc các cao thủ ma tông cũng có vẻ kinh ngạc cao hùng lập tức thẹn quá hóa giận quát lớn vớ vẩn cao hùng tôi định tranh chức tông chủ bao giờ dương thanh lạnh lùng nói không định à tuy những người khác không phục sự bổ nhiệm của tông chủ lệ nhưng không có ai khiêu khích hết còn ông là một trong bốn ma tướng của ma tông vậy mà lại định nhảy ra khiêu khích sự bổ nhiệm của tông chủ lệ đúng lúc này à nghe thấy dương thanh nói thế các cao thủ ma tông như có điều suy nghĩ đúng như dương thanh nói từ trước đến giờ ở ma tông chưa từng có ai dám cãi lệnh tông chủ lệ trần cho dù có người có ý kiến nhưng sau khi lệ trần tỏ thái độ họ cũng không dám phản đối thêm chẳng hạn như khi lệ trần nói sẽ để mã siêu thừa kế chức ma tử đúng là có rất nhiều cao thủ ma tông bất mãn nhưng sau khi lệ trần tỏ thái độ phải để mã siêu thừa kế chức ma tử không ai dám đưa ra ý kiến trái chiều nữa nhưng bây giờ khi sắp tổ chức lễ thừa kế chức ma tử cho Mã Siêu, Cao Hùng lại nhảy ra, tuyên bố Mã Siêu phải đỡ được ba chiêu của ông ta thì mới đồng ý công nhận Mã Siêu là ma tử. Nhưng Cao Hùng là cao thủ hàng đầu đã đánh bại cả Hồng Ma, còn Mã Siêu mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, anh ta có thể đỡ được ba chiêu của Cao Hùng chắc. Hay nói cách khác, ông ta cũng không cần Mã Siêu đánh một trận với mình, vì Mã Siêu không thể đỡ nổi ba chiêu của ông ta. Hồng Ma cũng hoàn hồn, lập tức giận dữ quát, Cao Hùng Rốt cuộc ông Định làm gì? Cao Hùng cũng không trả lời Hồng Ma, mà nhìn chằm chằm vào Dương Thanh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi, "Đừng nói lung tung. Chẳng phải cậu vừa nói cậu muốn đánh với tôi thay Mã Siêu à? Xem ra thực lực của cậu còn mạnh hơn cậu ta nhiều, đã vậy thì cậu đánh với tôi thay cậu ta đi, chỉ cần cậu đỡ được ba chiêu của tôi, tôi sẽ đồng ý công nhận Mã Siêu là ma tử." Nghe thấy Cao Hùng nói thế, Dương Thanh bỗng mỉm cười, chỉ là nụ cười của anh hết sức lạnh lùng dương thanh lạnh lùng nói được đã thế thì bắt đầu đi tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc thực lực của cao hùng một trong bốn ma tướng của ma tông mạnh đến đâu các cao thủ ma tông đều có vẻ bất đắc dĩ họ đã tận mắt chứng kiến dương thanh đánh bại nhiếp thu với cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bằng thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ dương thanh muốn đỡ được ba chiêu của cao hùng chẳng phải là chuyện dễ như bỡn à tôi sẽ giúp cậu được như mong muốn cao hùng lạnh lùng nói ngay sau đó khí thế của ông ta bỗng bùng nổ. Ông ta khinh thường nhìn Dương Thanh, tới đi. Dương Thanh nhếch môi, nở nụ cười không dễ nhận thấy, dậm mạnh chân, lao tới chỗ cao hùng. Anh không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, cũng không dùng sức mạnh nguyên tố, chỉ phát huy thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thôi. Anh đang rất muốn mượn cơ hội này để thử xem rốt cuộc thực lực của mình mạnh đến mức nào. Nếu kích hoạt huyết mạch cuồng hóa và vận dụng sức mạnh nguyên tố, anh tự tin sẽ dễ dàng đánh bại Cao Hùng. Đúng lúc Dương Thanh di chuyển, Cao Hùng lập tức biến sắc. Đến giờ ông ta mới nhận ra, Dương Thanh là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, quan trọng là Dương Thanh mới bao tuổi chứ. Ngay sau đó, đòn tấn công của Dương Thanh đã ập đến. Ầm. Um, Dương Thanh đấm mạnh vào ngực Cao Hùng, sau một tiếng động rất lớn, Cao Hùng bị đẩy lùi một bước nhỏ. Tuy đó chỉ là một bước nhỏ, nhưng vẫn khiến Cao Hùng vô cùng kinh hãi và kích động. Chuyện Dương Thanh còn trẻ thế mà có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã đủ để khiến người ta kinh hãi. Không ngờ Dương Thanh có thể phát huy thực lực mạnh mẽ như thế, khiến ông ta lùi một bước nhỏ chỉ bằng một cú đấm. Tuy ông ta cũng khinh địch, nhưng đòn đánh này vẫn khiến ông ta vô cùng chấn động. "Khó trách dám khiêu khích tôi, thì ra cũng có chút thực lực." Cao hùng cười lạnh, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ khinh thường, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Thanh nếu cậu chỉ có chút thực lực ấy mà muốn đỡ được ba chiêu của tôi thì không có hy vọng gì đâu. Cao Hùng vẫn không nhận ra sự mạnh mẽ của Dương Thanh, ông ta chỉ nghĩ đơn giản rằng Dương Thanh là bề dưới trẻ tuổi có thiên phú vô cùng yêu nghiệt. Hồi nãy ông ta chỉ khinh địch mà thôi, thế nên mới bị cú đấm của Dương Thanh đẩy lùi một bước nhỏ. Nếu ông ta nghiêm túc, cho dù Dương Thanh mạnh hơn nữa thì sao chứ? Chẳng lẽ một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lại có thể phát huy thực lực ngang với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ à? tôi khuyên ông đừng khinh thường tôi nữa, bằng không, chắc chắn ông sẽ hối hận. Dương Thanh Trần nói, giọng anh có vẻ mỉa mai. Cao Hùng hư lạnh, khinh thường nói, tôi thừa nhận thiên phú của cậu vô cùng mạnh, nhưng nếu mới có chút thực lực ấy mà đã tưởng mình vô địch thiên hạ thì tôi khuyên cậu nên cút về gia tộc của mình đi, cứ làm công tử bột là được, tránh cho bị người ta đánh chết vì hống hách quá. Dương Thanh chẳng muốn nói nhảm nữa, khí thế của anh bỗng tăng vọt. Sau thoáng chốc, anh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cách bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ không xa. Cảm nhận được sự biến đổi của anh, vẻ khinh thường trên mặt Cao Hùng hoàn toàn biến mất, trong mắt ông ta tràn ngập sự kinh hãi. Đây đúng là cao thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ à. Sau khi đạt tới siêu phàm thất cảnh, gần như không thể vượt cảnh giới để đánh bại kẻ địch nữa. Nhưng bây giờ, khí thế của Dương Thanh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thậm chí rất gần với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của Cao hùng. Ông ta không biết Dương Thanh chỉ định mượn tay ông ta để thử xem rốt cuộc thực lực gốc của mình mạnh đến mức nào thôi. Nếu Dương Thanh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, thực lực của anh sẽ lập tức tăng đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ầm. Um, Dương Thanh bỗng rậm mạnh chân, mặt đất lập tức lõm xuống, còn anh thì biến mất. Đúng lúc anh di chuyển, Cao hùng cũng hành động. Cao hùng đã nhận ra mình quá khinh thường Dương Thanh. Bây giờ phải dốc toàn lực đối phó thì mới có thể khiến Dương Thanh mất sức chiến đấu trong vòng 3 chiêu được. Ầm. Um, ngay sau đó, hai người va vào nhau, sức mạnh cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm, lan ra bốn phía. Cả ma tông như bị khí thế này bao trùm, những cao thủ dưới siêu phàm cảnh như chúng đòn đánh mạnh, vội lùi mấy trăm mét thì mới thấy dễ chịu hơn. Một trong bốn ma tướng của ma tông chỉ có chút thực lực thế thôi à? Dương Thanh bị đẩy lùi mấy bước, anh nhìn về phía Cao Hùng, ngạo nghễ nói: nếu ông chỉ có chút thực lực ấy mà muốn đánh bại tôi trong vòng 3 chiêu thì đúng là nằm mơ. Cao Hùng đã hoàn toàn bị chọc giận, ông ta chợt quát: "Cậu chán sống rồi!" ầm. Um. Sau khi dứt lời, ông ta lại tấn công Dương Thanh. ầm um, ầm um, ầm. Um. Hai người điên cuồng va chạm, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, họ đã tung mười mấy chiêu. Dù sao Dương Thanh cũng chưa dốc toàn lực, anh không thể đánh bại Cao Hùng với cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bằng thực lực vốn có của bản thân. Lúc này dương thanh liên tục lùi bước người anh cũng trúng đòn của cao hùng mấy lần nếu dương thanh chưa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ có lẽ cơ thể anh cũng bị hủy hoại vì không chịu nổi vết thương nặng như thế dù vậy dương thanh vẫn bị thương ngoài da rất nghiêm trọng nhìn từ bên ngoài người anh đầm điểm máu nhưng anh không hề định ngừng đánh trái lại càng đánh càng hăng trong mắt anh lóe lên vẻ điên cuồng cao hùng ông thua rồi không ma quát lớn hai người đã đánh hai mươi mấy chiêu theo giao hẹn ông thua rồi Lúc này Cao Hùng đã bị cơn giận làm cho ngu muội, không quan tâm đến lời người khác nói, trong mắt ông ta chỉ có sát khí mãnh liệt. Mã Siêu đang quan sát trận chiến vô cùng lo lắng, siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, nếu anh Thanh có chuyện gì, Cao Hùng, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông. Bây giờ trừ lệ trần ra, có lẽ không ai tách được Cao Hùng và Dương Thanh ra hết. Mạnh quá, các cao thủ ma tông nhìn mà hoa cả mắt, ai cũng có vẻ chấn động. Cậu ta đúng là yêu nghiệt, trước đó khi đánh với nhiếp thu cậu ta đã phát huy thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhưng bây giờ chỉ giữ thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khi chiến đấu có cao thủ nhận ra vấn đề bèn nghiêm nghị nói nghe thấy thế một cao thủ khác kinh hãi nói nếu ông không nói thì tôi cũng không chú ý đúng thế thật trước đó cậu ta mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà đã phát huy thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ giờ cậu ta đã bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ sao chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chứ chẳng lẽ cậu ta chưa dốc toàn lực ư sao có thể có gì mà không thể cậu ta đánh bại nhiếp thu với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ giờ đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nếu đánh lại với nhiếp thu chắc sẽ dễ dàng chiến thắng đúng không đã vậy sao cậu ta chỉ giữ thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khi đánh với cao hùng chứ cậu ta đang mượn tay cao hùng để rèn luyện võ đạo của mình thế nên tuy bây giờ trông cậu ta rất thê thảm nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi trận đấu này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cậu ta các cao thủ ma tông bàn tán ẩm ý nghe các ông lớn nói đám đông càng kinh hãi hơn cứ yên tâm dương thanh không thua đâu đúng lúc này một bóng người mờ ảo xuất hiện bên cạnh mã siêu mỉm cười nhìn về phía sân đấu võ rồi nói sư phụ thấy lệ trần mã siêu vội cung kính gọi lệ trần nhìn hai người trên sân đấu võ nụ cười trên mặt ngày càng rõ hơn lão biết để mã siêu thừa kế trước ma tử là quyết định tốt nhất. Với thực lực mạnh mẽ mà Dương Thanh thể hiện, sau khi mã siêu thừa kế trước tông chủ ma tông, nếu ma tông gặp nạn, chẳng lẽ Dương Thanh lại khoanh tay đứng nhìn chắc? Chỉ cần Dương Thanh còn ở thế tục, không ai làm gì được ma tông. Đến khi Dương Thanh đột phá thiên cảnh, có lẽ mã siêu cũng đã chạm đến đỉnh cao dưới thiên cảnh rồi. Có hồng ma hỗ trợ, còn có người bảo vệ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ như nhiếp thu, ma tông sẽ ngày càng mạnh hơn nghĩ tới những chuyện này nỗi lo của lệ trần hoàn toàn biến mất lão hít mắt nhìn chằm chằm vào dương thanh trên sân đấu võ lẩm bẩm có lẽ đến lúc nên đi rồi ầm um, đúng lúc này tiếng va chạm nặng nề vang lên một bóng người bay ra ngoài như diều đứt dây anh thanh mã siêu biến sắc vội xông tới lúc này cao hùng đứng giữa sân đấu võ sắc mặt u ám tới cực điểm trên cơ thể người mạnh như ông ta cũng chẳng chịt vết thương đối với ông ta chuyện này đúng là mối nhục lúc này dương thanh đã ngã xuống nơi cách đó mười mấy mét trông vô cùng thê thảm cao hùng nghiến răng nghiến lợi đồ vô dụng siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà cũng dám khiêu khích tôi à ông ta nói rồi định quay người rời đi nhưng đúng lúc này ma uy khủng khiếp bỗng dáng xuống lập tức bao phủ ông ta cao hùng biến sắc quay đầu lại trông thấy dương thanh vừa bị ông ta đánh bay đang đứng lên ma uy khủng khiếp kia đang tràn ra từ người anh trận chiến giữa chúng ta vừa bắt đầu thôi dương thanh nhìn chằm chằm vào cao hùng lạnh lùng nói hồi nãy khi đánh với cao hùng anh đã biết trạng thái bây giờ của mình nếu anh muốn đánh bại cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bằng thực lực nền tảng nhất của bản thân thì không có bất cứ hy vọng nào nhưng dưới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm anh vô địch nếu đã không thể đánh bại cao hùng bằng thực lực nền tảng nhất vậy đành vận dụng thực lực thật sự thôi huyết mạch cuồng hóa được anh kích hoạt sức mạnh huyết mạch khổng lồ khiến thực lực của anh bỗng tăng vọt lúc này anh chính là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ hàng thật giá thật chỉ là cảnh giới của anh hơi thấp hơn một chút cao hùng có vẻ hoảng sợ đến giờ ông ta mới nhận ra kẻ địch mà mình đối mặt mạnh đến mức nào bên cạnh mã siêu hồng ma nhìn về phía dương thanh trên sân đấu võ với vẻ mặt phức tạp trầm giọng nói con không bằng cậu ấy trước đó khi đối diện với sự mạnh mẽ của dương thanh hồng ma vẫn hơi không cam lòng nhưng bây giờ ông ta chỉ cảm thấy thư thái đã chấp nhận sự mạnh mẽ của dương thanh ông ta nói tiếp lựa chọn của sư phụ không hề sai chỉ dương thanh mới có thể giúp tương lai của ma tông càng thêm sán lạn lệ trần nói đối với ma tông con cũng rất quan trọng ma tông có thể không có dương thanh nhưng không thể thiếu con nghe thấy lệ trần nói thế hồng ma rất cảm động ông ta nhìn lệ trần bằng đôi mắt đỏ hoe siết chặt nắm tay nghiêm nghị nói sư phụ yên tâm con sẽ không bao giờ rời khỏi ma tông con sẽ dốc hết sức để giúp sư đệ. Lần này, hồng ma hoàn toàn buông bỏ khúc mắc với Mã Siêu. Trên sân đấu võ, khí thế của Dương Thanh đã đạt tới đỉnh điểm. Ngay cả Cao hùng cũng cảm thấy như đang đối mặt với thiên thần, trước mặt Dương Thanh, ông ta như trở nên bé nhỏ, cảm thấy hết sức sợ hãi. Ông ta không biết đây là tác dụng của lĩnh vực ma đạo. Chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể phóng lĩnh vực ma đạo nhưng lúc này, chẳng những Dương Thanh phóng lĩnh vực ma đạo mà còn dồn hết áp lực của lĩnh vực ma đạo lên Cao Hùng nữa. Do đó, Cao Hùng có cảm giác mình đang đối mặt với cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật, chứ không phải cao thủ dưới thiên cảnh. Trước ma uy khủng khiếp này, Cao Hùng vô thức run rẩy, không dám đánh tiếp nữa. Thậm chí ông ta còn muốn quỳ dạp ra đất. Tôi thua rồi. Đúng lúc này, Cao Hùng chợt nói. Sau khi ông ta nói dứt câu, cả sân đấu võ rộng lớn lặng ngắt, ai cũng có vẻ kinh hãi. Không đánh nhưng vẫn thắng. Sau khi Dương Thanh phát huy thực lực thật sự, không ngờ Cao Hùng vừa đánh bại Hồng Ma lại nhận thua. Nghe thấy Cao Hùng nói thế, Dương Thanh có vẻ khinh thường, anh ngừng kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, khí thế cũng dần tiêu tan. Trong nháy mắt, anh lại trở thành một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nếu người ở đây không biết sự mạnh mẽ của anh, chỉ với trạng thái của anh bây giờ, chắc chắn họ sẽ nghi anh là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bình thường lúc này lệ trần bước ra nhìn quanh rồi vui vẻ nói tôi tuyên bố bây giờ nghi thức thừa kế chức ma tử của ma tông sẽ bắt đầu sau khi lệ trần dứt lời mọi người đều nhìn về phía mã siêu tiếp đến chính là nghi thức thừa kế chức ma tử nghi thức cũng không dườm già mà vô cùng đơn giản lệ trần tuyên bố sẽ bổ nhiệm mã siêu thừa kế chức ma tử đây chính là ma tông chuyện gì cũng rất gọn gàng linh hoạt chứ không như thế lực khác một nghi thức thôi mà cũng mất cả buổi sáng. Từ sau khi Cao Hùng chịu thua Dương Thanh, những ông lớn của Ma tông vốn đang có ý kiến về việc Mã Siêu thừa kế trước Ma tử cũng không phản đối gì nữa. Khi màn đêm buông xuống, trong phòng Lệ Trần. Trừ Lệ Trần, Dương Thanh và Mã Siêu cũng ở đây. Bây giờ Mã Siêu đã thừa kế trước Ma tử, ta cũng nên đi rồi." Lệ Trần chợt nói. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Mã Siêu lập tức cuống lên, "Sư phụ vội rời đi như thế à?" Tuy hai người mới chung sống chưa lâu, nhưng trong một ngày này, Mã Siêu đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Chẳng những anh ta trở thành ma tử của Ma tông, mà còn được Lệ Trần dẫn vào mật thất tàng thư các, nơi chỉ có tông chủ mới có tư cách bước vào. Không những thế, Lệ Trần còn dạy Ma Tâm Quyết, công pháp hàng đầu mà chỉ tông chủ mới được tu luyện cho Mã Siêu. Việc tu luyện Ma Tâm Quyết đã trấn áp thị huyết châu trong người anh ta, không những thế, anh ta còn có thể hấp thu sức mạnh của thị huyết châu nhờ Ma Tâm Quyết. Có thể nói sau khi tu luyện Ma Tâm Quyết, tốc độ tu luyện của Mã Siêu sẽ tăng vọt. Người ta đối xử với mình ra sao thì mình cũng thế, Mã Siêu cảm nhận được sự chân thành của Lệ Trần với mình, nên cũng công nhận Lệ Trần từ tận đáy lòng. Bây giờ Lệ Trần nói sẽ rời đi, Mã Siêu vô cùng không nỡ. Lệ Trần mỉm cười, nhìn về phía Mã Siêu, ta nên rời thế tục từ lâu rồi, bây giờ con đã trở thành ma tử của Ma Tông, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Lão nói rồi lại nhìn về phía Dương Thanh mỉm cười, nếu có ngày nào đó, Ma Tông gặp nạn, tôi hy vọng cậu Thanh có thể ra tay giúp đỡ. Đây xem như chuyện mà cậu đồng ý sẽ làm cho tôi. Lúc trước, khi Mã Siêu bị thị huyết châu cắn trả, suýt mất mạng, Lệ Trần đã xuất hiện, phong ấn thị huyết châu trong người Mã Siêu. Vì thế, Dương Thanh đã đồng ý sẽ làm cho Lệ Trần một việc, nhưng khi ấy Lệ Trần không nói mình muốn làm gì. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Dương Thanh vội nói, nếu tiền bối rời đi, Mã Siêu sẽ là chủ ma tông, Nhớ Ma Tông gặp nạn, đương nhiên tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Tôi vẫn nợ tiền bối một ân tình, nếu sau này tiền bối cần thì cứ mở miệng, chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức. Lệ Trần chỉ cười chứ không nói gì thêm. Dương Thanh hỏi, "Tiền bối định rời đi lúc nào?" Có vẻ Lệ Trần đã quyết định được lúc rời đi, lão nói, "7 ngày sau là hội ma đạo 10 năm một lần của Ma Tông, trong ngày này, tàng thư các của Ma Tông sẽ mở ra, khi đó Ma Tông sẽ tổ chức một cuộc đấu võ." Những người tu luyện ma đạo siêu phàm cảnh đều có tư cách tham gia, bất kể họ đến từ đâu hay từ thế lực nào. 10 người đứng đầu sẽ được tiến vào tàng thư các của Ma tông, nhận được một công pháp tu luyện ma đạo. Tôi định sẽ rời khỏi Ma tông sau khi hội ma đạo 7 ngày sau kết thúc. Trong hội ma đạo trước đó, lần nào cũng có cao thủ với thân phận không rõ xuất hiện, tôi lo sẽ có chuyện lớn xảy ra, hy vọng hôm đó cậu Thanh có thể tới Ma tông một chuyến. Dương Thanh gật đầu, được, 7 ngày sau Tôi sẽ tới Ma tông. Nếu Lệ Trần đã lo sẽ có chuyện lớn xảy ra, chắc chắn hôm đó sẽ không yên bình. Bây giờ Mã Siêu đã là ma tử của Ma tông, chắc chắn Dương Thanh phải giúp Ma tông. Sau khi nói xong chuyện về hội ma đạo, Lệ Trần bỗng nhìn về phía Dương Thanh, "Cậu Thanh, có thể cho tôi cảm nhận lĩnh vực ma đạo của cậu một chút chứ?" Nghe thấy thế, Dương Thanh ngơ ngác, anh cũng không biết lĩnh vực ma đạo là gì. Dương Thanh hỏi, "Chẳng hay lĩnh vực ma đạo mà tiền bối nói là gì thế?" khóe miệng lệ trần giật giật, lúc này lão mới nhớ ra, sau khi chiến đấu với nhiếp thu, Dương Thanh đã phóng lĩnh vực ma đạo trong lúc hôn mê, rõ ràng Dương Thanh cũng không biết trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tu luyện đến thiên cảnh, lão đã phải tốn rất nhiều sức lực thì mới thức tỉnh được lĩnh vực, còn Dương Thanh chỉ hôn mê một lần mà đã thức tỉnh lĩnh vực rồi. Lão giải thích, hồi nãy khi đánh với Cao Hùng, lúc cuối cậu đã phóng ra một lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ, khiến Cao Hùng không đánh mà thua, đó chính là lĩnh vực ma đạo của cậu giờ dương thanh mới hiểu lĩnh vực ma đạo là gì sau thoáng chốc lĩnh vực ma đạo vô cùng mạnh mẽ đã tràn ra từ người anh anh nhìn về phía lệ trần đang khiếp sợ lĩnh vực ma đạo mà tiền bối nói là sức mạnh này à lệ trần hết sức kinh ngạc dương thanh phóng lĩnh vực ma đạo dễ dàng thế ư khi vừa thức tỉnh lĩnh vực ngay cả lão cũng không thể dễ dàng phóng lĩnh vực ma đạo như dương thanh dương thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thôi mà lệ trần gật đầu không sai đây chính là lĩnh vực ma đạo của cậu cậu thức tỉnh lĩnh vực ma đạo kiểu gì thế? Dương Thanh ngơ ngác lắc đầu, trước đó khi hôn mê, rõ ràng tôi có ý thức nhưng không thể tỉnh lại, tôi hết sức sốt ruột và tức giận, trong tình huống này, một sức mạnh kỳ diệu bỗng tràn ra khỏi người tôi, chính là lĩnh vực ma đạo mà tiền bối nói. Điều kỳ lạ chính là khi đang trong trạng thái hôn mê, tôi không thể phóng ra sức mạnh nào khác, chỉ có sức mạnh này như thuộc về tôi, có thể dễ dàng phóng ra ngoài. Nếu tiền bối không nói, tôi cũng không biết sức mạnh này tên lĩnh vực ma đạo, Tôi chỉ cảm nhận được, sức mạnh này như có thể hòa vào trời đất. Nhưng tôi không hiểu, tôi cũng không tu luyện ma đạo, tại sao có thể phóng lĩnh vực ma đạo chứ? Hơn nữa, rốt cuộc lĩnh vực ma đạo là sức mạnh gì? Lệ Trần hết sức chấn động, ngay cả lão cũng mới thấy loại người này lần đầu tiên. Sau khi bình tĩnh lại, lão giải thích, nói đúng hơn, lĩnh vực cũng không phải sức mạnh, mà là một loại quy tắc, phải lĩnh ngộ loại quy tắc này thì mới có thể phóng lĩnh vực, trong lĩnh vực của cậu, cao thủ khác sẽ bị áp đảo khiến họ có ảo giác rằng trong lĩnh vực của cậu, cậu chính là thần. Lĩnh vực cũng được chia thành rất nhiều loại, chẳng hạn như lĩnh vực ma đạo mà cậu thức tỉnh, trong lĩnh vực của cậu, người tu luyện nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, đương nhiên, những cao thủ mạnh hơn cậu rất nhiều sẽ ngó lơ lĩnh vực của cậu, thậm chí còn áp đảo cậu trong lĩnh vực của mình nữa. Quan trọng nhất là, nếu cậu tu luyện công pháp ma đạo, trong lĩnh vực của cậu, cả sức hồi phục lẫn thực lực đều tăng lên. Ngoài ra còn có những lĩnh vực khác, chẳng hạn như lĩnh vực phong Cao thủ thức tỉnh lĩnh vực phong sẽ có tốc độ cực nhanh trong lĩnh vực của mình, còn kìm hãm tốc độ của đối thủ. Nói đơn giản, nếu lĩnh vực của một cao thủ có thuộc tính gì thì thuộc tính đó của cao thủ sẽ được tăng cường trong lĩnh vực, trái lại, thuộc tính tương ứng của đối thủ sẽ bị kìm hãm. Nghe Lệ Trần giải thích, Dương Thanh hiểu ngay. Anh kinh ngạc nói, tức là bây giờ tôi đã thức tỉnh lĩnh vực Ma đạo, trong lĩnh vực của tôi, người tu luyện Ma đạo sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn à? Nếu tôi tu luyện công pháp Ma đạo trong lĩnh vực của mình, mọi khía cạnh của tôi đều sẽ tăng lên đúng không?" Lệ Trần gật đầu, "Đúng thế. Hồi nãy Cao Hùng không đánh mà thua vì đã bị lĩnh vực ma đạo của cậu ảnh hưởng, bằng không, nếu hai người giao chiến, cho dù sau cùng cậu vẫn thắng thì vẫn là thắng thảm thôi." Dương Thanh vô cùng kinh ngạc, không ngờ mới hôn mê một lát mà anh đã thức tỉnh lĩnh vực ma đạo rồi. Nhưng điều khiến anh buồn bực chính là anh cũng không phải người tu luyện ma đạo, bằng không, trong lĩnh vực của mình, thực lực của anh sẽ tăng về mọi mặt. Dương Thanh chợt hỏi, khi đánh với tôi, sao Cao Hùng không phóng lĩnh vực ma đạo của mình thế? Khóe miệng Lệ Trần giật mạnh, lão nhìn Dương Thanh với vẻ mặt phức tạp, Cao Hùng không hề thức tỉnh lĩnh vực ma đạo, mặt khác, với sự hiểu biết của tôi, chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể thức tỉnh lĩnh vực thôi. Mã Siêu bên cạnh cũng mừng cho Dương Thanh, kích động nói, anh Thanh, với thực lực của anh bây giờ, nếu phóng lĩnh vực ma đạo, trong thế tục có lẽ không ai là đối thủ của anh nữa. Lệ Trần nói tiếp, cũng chưa chắc tranh lệch giữa các cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cực lớn, tuy cùng cảnh giới nhưng cảnh giới này rất kỳ diệu, những cao thủ đã đắm chìm trong cảnh giới này nhiều năm sẽ có thể phát huy thực lực vượt xa cao thủ mới bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ở Ma Sơn bây giờ, trừ tôi ra, chủ của bốn tông môn lớn khác đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, sở dĩ họ được gọi là người mạnh nhất Ma Sơn, trừ việc cảnh giới của họ đã đạt đến đỉnh cao dưới thiên cảnh ra, thực lực của họ cũng thuộc hàng đầu. Bất cứ ai trong bốn người họ cũng có thể dễ dàng giết một cao thủ vừa đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thậm chí khi gặp phải cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ, họ cũng có thực lực đánh một trận, đương nhiên, chắc chắn họ sẽ thua. Nói đến đây, Lệ Trần nhìn về phía Dương Thanh, nghiêm nghị nói, ở Ma Sơn, cậu phải coi chừng một người. Dương Thanh hỏi, ai thế? Lệ Trần trầm giọng nói, Nhậm Kinh Luân. Dương Thanh nói khẽ, tông chủ của Độc Tông Tây vực, một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn. Nhậm Kinh Luân. Lệ Trần gật đầu, không sai, chính là người này. Người này tu luyện độc công, lớn lên trong vỏ độc, có cơ thể bách độc bất xâm, điều đáng kiêng rẻ nhất là khắp người ông ta toàn độc. Nếu gặp phải ông ta, cậu nhất định phải cẩn thận, hơi bất cẩn là sẽ trúng kịch độc ngay. Dương Thanh nghiêm nghị nói, tôi biết rồi, cảm ơn tiền bối đã nhắc. Lệ Trần nói tiếp, không riêng gì nhậm kinh luân, cậu phải coi chừng cả mấy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của độc tông nữa, ai trong số họ cũng là cao thủ dùng độc, rất nhiều cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đã ngã xuống dưới tay họ rồi. Ngoài ra cậu cũng phải coi chừng một người, đó là cung chủ bùi thiên âm của thánh cung trung vực. Tuy người này là nữ, nhưng mỹ thuật rất lợi hại, ngay cả cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng rất khó thoát khỏi mỹ thuật của đối phương. Đương nhiên, đây không phải chuyện chính, quan trọng là nghe nói người này tu luyện luân hồi đạo, mỗi lần luân hồi, thực lực sẽ tăng mạnh, nghe nói cách đây không lâu, Bùi Thiên Âm lại luân hồi thêm lần nữa, nếu vẫn chưa bước vào Thiên cảnh, có lẽ cũng cách Thiên cảnh không xa. Nghe đến cái tên Thánh cung, Dương Thanh siết chặt nắm tay. Đương nhiên anh không quên, bây giờ Tần Y đang ở Thánh cung, còn trở thành Thánh nữ Thánh cung nữa. Lệ Trần nói cho Dương Thanh biết rất nhiều chuyện về các thế lực hàng đầu Ma Sơn, người bình thường không thể biết được những việc này. Không chỉ nói về các thế lực ở Ma Sơn, Lệ Trần còn kể cho Dương Thanh rất nhiều chuyện liên quan tới giới cổ võ. Đối với Dương Thanh, những chuyện này đều là thông tin vô cùng quan trọng. Thực lực của anh bây giờ đã rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, cũng nên tìm hiểu những bí mật về giới cổ võ. Lệ Trần Trần nói, cậu Thanh, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề riêng tư không? Dương Thanh thoáng sửng sốt rồi gật đầu, tiền bối cứ hỏi đi ạ. Lúc này Lệ Trần mới hỏi, nếu tôi không nhầm, chắc hẳn công pháp tu luyện của cậu cũng là công pháp ma đạo, tôi muốn biết ai đã dạy công pháp tu luyện ma đạo này cho cậu thế? Dương Thanh hơi kinh ngạc, anh tu luyện chiến thần quyết lâu như thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó là công pháp ma đạo. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dương Thanh, Lệ Trần biết chắc chắn Dương Thanh cũng không biết mình đang tu luyện công pháp ma đạo. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Dương Thanh áy náy nói, "Tiền bối, rất xin lỗi, người đã dạy tôi công pháp tu luyện từng dặn tôi không được tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan tới ông ấy. Hơn nữa, tôi cũng không biết công pháp mà mình tu luyện lại là công pháp ma đạo." anh bắt đầu tu luyện chiến thần quyết sau khi trở thành vương của yến đô có một cao thủ đến từ đế thôn nói mình tên đế thiên đã dạy chiến thần quyết cho anh sau khi tu luyện chiến thần quyết tốc độ tu luyện của anh mới tăng lên rất nhiều bây giờ không ai biết anh đã từng tiếp xúc với cao thủ đế thôn đương nhiên anh sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện về đế thiên rồi nghe thấy dương thanh nói thế lệ trần gật nhẹ đầu không sao tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi lệ trần cũng cảm thấy khó hiểu lão đã điều tra rõ lai lịch của Dương Thanh và Mã Siêu, cũng không phát hiện ra thế gì lợi hại, trong người Mã Siêu có máu tổ của gia tộc cổ võ họ Bách Lý, còn về Dương Thanh, trừ những chuyện ở thế tục ra, không có thông tin nào cho thấy anh có liên quan đến giới cổ võ cả. Dương Thanh tu luyện công pháp ma đạo, chẳng lẽ thế lực phía sau anh là một thế lực ma đạo hàng đầu giới cổ võ ư? Tôi vốn định dạy cậu một công pháp tu luyện ma đạo cao thâm, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của cậu, tôi mới nhận ra với những gì mà ma tông cất xứ bây giờ, không gì có thể sánh bằng công pháp tu luyện của cậu hết." Lệ Trần chợt nói rồi nhìn về phía Mã Siêu bên cạnh, "Sau khi ta rời khỏi Ma tông, con sẽ là tông chủ Ma tông, khi đó con có thể dẫn cậu Thanh vào mật thất ở Tàng thư Các, để cậu ấy cùng tu luyện tại mật thất với con." Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Mã Siêu có vẻ kinh ngạc, anh ta đã biết chỉ tông chủ Ma tông mới có tư cách tiến vào mật thất ngầm ở Tàng thư Các. Không ngờ bây giờ Lệ Trần lại cho phép Dương Thanh tiến vào. Mã Siêu kích động nói, "Cảm ơn sư phụ." Tuy Dương Thanh không biết việc tu luyện trong mật thất ở tàng thư các có lợi ích gì, nhưng anh có thể đoán được vài manh mối từ sự kích động của Mã Siêu. Anh cũng nhìn về phía Lệ Trần, cảm ơn tiền bối lệ. Lệ Trần khẽ lắc đầu, theo nhu cầu của mỗi bên thôi, cậu không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ mong khi Ma Tông gặp Nguy, cậu có thể giúp Mã Siêu một chút là đủ rồi. Lệ Trần nói rất thẳng thắn, đúng là theo nhu cầu của mỗi bên. Theo lão thấy, tuy Mã Siêu đã trở thành ma tử của Ma Tông, sau khi lão rời đi, anh ta sẽ là tông chủ ma tông nhưng dương thanh vẫn không phải người của ma tông dương thanh là anh em vào sinh ra tử với mã siêu chỉ cần dương thanh giúp mã siêu thì tức là giúp ma tông rồi dương thanh vội nghiêm nghị nói tiền bối cứ yên tâm tôi đồng ý với tiền bối tốt lắm lệ trần rất vui mừng khi nhận được lời hứa của dương thanh lệ trần đứng dậy tối nay cậu cứ ở lại ma tông với anh em của cậu đi lúc này cũng đã muộn dương thanh cũng không có chuyện gấp gì nên gật đầu vâng đêm ấy dương thanh ở lại ma tông thần hành tông nam vực ma sơn lúc này trong phòng họp của thần hành tông tất cả cao thủ của thần hành tông đều ở đây ứng thiên hành ngồi ở ghế chính sắc mặt vô cùng u ám tông chủ có chuyện gì vậy một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thận trọng nhìn về phía ứng thiên hành hỏi các cao thủ khác đều có vẻ lo lắng ở thần hành tông Ứng Thiên Hành rất ít khi tổ chức các cuộc họp đông người, thông thường lão ta sẽ quyết định luôn, nhưng hôm nay, lão ta lại gọi hết cao thủ từ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trở lên đến. Hơn nữa sắc mặt lão ta còn vô cùng u ám, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Ứng Thiên Hành nhìn quanh rồi nói, "Tôi gọi các vị đến đây để báo cho các vị biết một chuyện quan trọng." Ứng Thiên Hành thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, "Thực lực của Ma tông lại mạnh hơn không ít, theo tôi biết" ngoài lệ trần gia ma tông còn có năm cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nghe thấy thế ai cũng kinh hãi một cao thủ thần hành tông kinh ngạc hỏi tông chủ nếu không tính lệ trần chẳng phải ma tông chỉ có hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ ư sao tự dưng lại có nhiều cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thế một cao thủ thần hành tông khác cũng nói ngoài lệ trần ma tông còn có ảnh ma với thực lực khó lường chắc cũng đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bên cạnh đó còn có Hồng Ma, một trong bốn ma tướng của Ma Tông nữa. Hai người này đều thuộc 10 cao thủ hàng đầu Ma Sơn, không những thế, tuy cao hùng trong bốn ma tướng chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ, sánh ngang với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, cũng thuộc 10 cao thủ hàng đầu Ma Sơn. Trong 10 cao thủ hàng đầu Ma Sơn, Ma Tông đã chiếm hai chỗ rồi, thậm chí còn có cả ảnh ma chưa bao giờ xuất hiện kia nữa, đội hình như thế đã đủ khiến người ta kinh hãi sao tự dưng bây giờ lại có thêm mấy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đây? Các cao thủ thần hành tông đều rất kích động. Ở Ma Sơn cũng không có nhiều cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, bây giờ chỉ riêng Ma Tông đã có 5 người không tính lệ trần, có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của họ. Chủ của năm thế lực hàng đầu Ma Sơn cũng không thuộc 10 cao thủ hàng đầu, mà được xếp vào năm cao thủ trí tôn của Ma Sơn. Trừ Cao Hùng ra, những cao thủ hàng đầu của Ma Sơn đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, về cơ bản, mỗi thế lực đỉnh cao của Ma Sơn sẽ có hai người trong danh sách. Bây giờ, Ma Tông lại có thêm ba cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nếu tin này được truyền đi, chắc chắn sẽ khiến cả Ma Sơn kinh hãi. Ứng Thiên Hành trầm giọng nói, ngoài Lệ Trần, Ma Tông còn có Ảnh Ma và Hồng Ma, cả hai đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, bên cạnh đó còn có Nhiếp Thu nữa. Không ngờ tên khốn đó cũng gia nhập Ma Tông. Một cao thủ thần hành tông nghiến răng nghiến lợi rồi hỏi: vậy hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm khác là ai? Ứng thiên hành nói tiếp, Cao Hùng đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Sao cơ, Cao Hùng đột phá á, khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, ông ta đã có thể đánh bại cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, bây giờ ông ta đột phá rồi, chẳng phải sẽ ngang với năm cao thủ trí tôn của Ma Sơn Ư. Các cao thủ của thần hành tông đều chấn động, sắc mặt của ứng thiên hành vô cùng khó coi, nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị, Lão ta trầm giọng nói, đây không phải chuyện chính, quan trọng là ở Ma tông còn có một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, nhưng đã phóng được lĩnh vực ma đạo khi ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Tuy cậu ta chưa bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng tôi có thể cảm nhận được, chắc chắn thực lực của cậu ta đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nghe thấy thế, các cao thủ thần hành tông lập tức sững sờ. Một cao thủ chưa đầy 30 tuổi mà đã có thực lực sánh ngang với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, còn phóng được lĩnh vực nữa. Một lúc lâu sau, một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ kinh ngạc nói, tông chủ, hay ông cảm nhận nhầm. Chưa đầy 30 tuổi mà đã có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ á. Quan trọng là cậu ta có thể phóng ra lĩnh vực mà chỉ cao thủ thiên cảnh mới phóng được ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ư, sao có thể? Đúng thế, tôi chưa bao giờ nghe nói đến cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nào chưa đầy 30 tuổi, chắc chắn có vấn đề ở đâu đó rồi. Tôi nghi ngờ Ma tông có thủ đoạn khiến người tu luyện của Ma tông phóng ra sức mạnh cùng loại với lĩnh vực, chắc chắn Ma tông biết tông chủ đến nên mới diễn kịch như thế. Cao thủ thần hành tông liên tục nghi ngờ. Ứng Thiên Hành im lặng, nhíu mày, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Ứng Thiên Hành mới nói, không cần biết cao thủ ma đạo trẻ này có mạnh như tôi cảm nhận không, nhưng đúng là tôi đã cảm nhận được khí thế vô cùng đáng sợ từ Lệ Trần, rất có thể đối phương đã bước vào thiên cảnh. Mọi người đều kinh hãi, sao cơ? Chuyện này khiến họ kinh ngạc hơn cả những việc mà Ứng Thiên Hành vừa nói. Ứng Thiên Hành nghiêm nghị nói, "Lệ Trần và tôi đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, trước giờ khi gặp ông ta, tôi chưa bao giờ cảm nhận được áp lực mạnh như lần này hết. Rất có thể ông ta đã đột phá thiên cảnh rồi." Nghe thấy Ứng Thiên Hành nói thế, các cao thủ thần hành tông đều sững sờ. Một cao thủ thần hành tông trầm giọng nói, "Nếu đúng thế thật, chắc chắn gần đây ở Ma tông sẽ xảy ra chuyện lớn." Đối với chúng ta, có khi đó cũng là chuyện tốt." Một cao thủ khác cũng nói, "Đúng thế, nếu Lệ Trần đột phá thiên cảnh, ông ta sẽ phải rời đi bất cứ lúc nào, trước khi rời đi, chắc chắn ông ta sẽ chuẩn bị chu đáo." Trước đó tôi còn nghi ngờ, có phải tông chủ cảm nhận nhầm không, bây giờ xem ra, chắc không phải do tông chủ cảm nhận nhầm rồi, chắc chắn Ma tông đã trả giá đắt để mời cao thủ ma đạo trẻ chưa đầy 30 tuổi kia về giúp Ma tông sau khi Lệ Trần rời đi. Ứng Thiên Hành khẽ gật đầu. Ông phân tích không sai, tôi cũng nghĩ thế, có thể đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ trước 30 tuổi, còn phóng được lĩnh vực ma đạo, chắc chắn lai lịch của cậu ta không đơn giản. Nói đến đây, Ứng Thiên Hành bỗng ngừng lại, nét mặt nghiêm nghị chưa từng có, lão ta nói tiếp, tôi nghi ngờ cậu ta đến từ giới cổ võ, thậm chí có thể là trung giới. Trong ba giới thượng, trung, hạ ở giới cổ võ, thượng giới qua bí ẩn, ở thế tục không có nhiều tin đồn về thượng giới, ngay cả về trung giới cũng rất ít. Ở thế tục người tu luyện chỉ biết nhiều về hạ giới của giới cổ võ thôi ứng thiên hành biết rõ ở hạ giới cũng không có cao thủ trẻ nào có thiên phú yêu nghiệt như thế nên lão ta mới nghi ngờ dương thanh đến từ trung giới về phần thượng giới lão ta không hề nghĩ đến nơi này ngay cả với người như ứng thiên hành cao thủ của thượng giới giới cổ võ cũng chẳng khác gì thần linh thấy ứng thiên hành nghi ngờ dương thanh có thể đến từ trung giới cao thủ thần hành tông lập tức im lặng thần hành tông căng thẳng như vậy vì trước giờ Ma tông và Thần hành tông luôn bất hòa, Ma tông càng mạnh thì áp lực của Thần hành tông càng lớn. Thế nên khi biết rất có thể Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh, cao thủ Thần hành tông đều cuống cả lên. Theo lẽ thường, chuyện Lệ Trần đột phá thiên cảnh phải là việc vui với Thần hành tông, Ma tông sẽ mất một cao thủ hàng đầu. Nhưng bây giờ, họ chợt phát hiện, cho dù thiếu Lệ Trần, Ma tông vẫn rất mạnh, hình như còn mạnh hơn họ nghĩ nhiều. Nếu cao thủ ma đạo chưa đầy 30 tuổi kia đến từ trung giới của giới cổ võ thật, thần hành tông sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Bởi vì họ còn không dám nảy ý giết người của trung giới giới cổ võ, đừng nói là trung giới, cho dù là cao thủ của hạ giới, họ cũng không dám có ý đồ với đối phương. Nếu họ nhắm đến người kia, thế lực phía sau cao thủ ma đạo trẻ đó sẽ bỏ qua cho thần hành tông à? Chỉ cần cử mấy cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh là đã có thể san bằng cả ma sơn về phần thần hành tông, thế lực đó có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Đây chính là chỗ đáng sợ của thế lực hàng đầu dưới cổ võ. Một lúc lâu sau, một cao thủ hàng đầu của thần hành tông cắn răng, tông chủ, nếu đối phương đến từ trung giới của giới cổ võ thật thì chúng ta nên làm gì? Với ân oán giữa chúng ta và ma tông, chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chẳng lẽ khi đó chúng ta chỉ có thể chịu đòn? Chứ không thể đánh trả à? Ứng thiên hành nhìn về phía đối phương với vẻ mặt phức tạp, trầm giọng nói, đó chỉ là suy đoán xấu nhất, mọi thứ bây giờ mới là phân tích của chúng ta mà thôi, còn sự thật là gì thì không ai biết. 7 ngày sau là hội ma đạo 10 năm một lần của Ma Tông, khi đó tàng thư các của Ma Tông sẽ mở ra, Ma Tông sẽ tổ chức một cuộc đấu võ. Nếu Lệ Trần bước vào thiên cảnh thật, chắc chắn ông ta sẽ rời đi sau khi hội ma đạo kết thúc, nếu chúng ta muốn giải quyết Ma Tông, bây giờ chỉ có một cách. Có người vội hỏi, cách gì vậy? Ứng thiên hành hơi hít mắt, lạnh lùng nói, Trước khi hội ma đạo bắt đầu, Tung Tin Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh. Thủ hộ Minh vẫn đang giám sát thế tục, nếu họ biết Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh nhưng vẫn ở thế tục, chắc chắn Thủ hộ Minh sẽ rất tức giận. Theo quy định của Thủ hộ Minh, họ sẽ không dễ dàng tha cho Lệ Trần, nếu cao thủ ma đạo trẻ kia đến từ trung giới của giới cổ võ thật, chắc chắn Thủ hộ Minh sẽ không dám đắc tội cậu ta, đương nhiên sẽ không làm khó Lệ Trần. Nói đến đây, lão ta nhếch môi rồi nói tiếp: như thế thì chúng ta có thể biết được cao thủ ma đạo trẻ đó có lai lịch khó lường thật không nếu ngay cả thủ hộ minh cũng không nể mặt cậu ta vậy chắc chắn cậu ta chẳng có bối cảnh gì ở trung giới của giới cổ võ cũng không thể uy hiếp đến thần hành tông không những thế ma tông còn mất một cao thủ hàng đầu như lệ trần nếu ma tông không có ai trèo trống ngày ma tông xuống dốc cũng không xa sau này càng không đáng lo ngại về phần hồng ma cao hùng nhiếp thu trước khi bước vào thiên cảnh tôi sẽ giết họ Nghe Ứng Thiên Hành nói xong, vẻ sợ hãi trên mặt các cao thủ thần hành tông dần biến mất. Trong lúc các cao thủ thần hành tông đang kích động, một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bỗng nghiêm nghị nói: "Tông chủ, ông mới nói đến tình huống cao thủ ma đạo trẻ kia không có bối cảnh ở trung giới của giới cổ võ thôi, nhớ cậu ta có bối cảnh ở trung giới của giới cổ võ thì sao nào? Khi đấy, chúng ta nên đối phó với sự trỗi dậy của ma tông kiểu gì đây?" Câu nói này như một chậu nước lạnh, dập tắt nhiệt huyết vừa dâng trào của các cao thủ thần hành tông ứng thiên hành hơi híp mắt trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn lão ta im lặng một lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói nếu thanh niên kia có bối cảnh ở trung giới của giới cổ võ thật một khi chúng ta tính kế ma tông chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua cho chúng ta đã vậy tôi không thể làm gì khác ngoài việc đích thân ra tay giết cậu ta nghe thấy ứng thiên hành nói thế các ông lớn của thần hành tông đều sững sờ ứng thiên hành điên rồi à nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng sau khi thần hành tông tính kế ma tông họ lại có thể hiểu được nguyên nhân khiến ứng thiên hành làm thế. Lúc này, Dương Thanh ở Ma tông đã được Mã Siêu dẫn đến mật thất trong tàng thư các của Ma tông. Theo lời lệ Trần, Mã Siêu phải thừa kế trước tông chủ Ma tông rồi mới được dẫn Dương Thanh vào mật thất ngầm ở tàng thư các, nhưng không hiểu sao lệ Trần bỗng đổi ý, cho phép Dương Thanh bước vào mật thất từ bây giờ. Linh khí nồng đậm quá. Vừa tiến vào mật thất, Dương Thanh đã không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Anh lớn thế này rồi mà đây là lần đầu tiên cảm nhận được linh khí nồng đậm như thế, nếu tu luyện trong hoàn cảnh này, chắc chắn cảnh giới sẽ bỗng dưng tăng vọt nhỉ. Mã Siêu mỉm cười, giới thiệu về Mật Thất cho Dương Thanh. Khi biết dưới Mật Thất có long mạch, Dương Thanh vô cùng kinh ngạc, đương nhiên anh đã nghe nói đến long mạch, nhưng đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với long mạch ở khoảng cách gần như thế. Dương Thanh cứ tưởng long mạch chỉ tồn tại ở giới cổ võ. Cho dù nó có ở thế tục thì cũng đã bị cao thủ của giới cổ võ cướp đi từ lâu rồi. Bởi vậy có thể thấy, việc Lệ Trần cho phép anh vào đây tu luyện thể hiện thành ý lớn tới đâu. Nếu Dương Thanh tiết lộ tin tức về long mạch ra ngoài, cho dù cao thủ giới cổ võ làm trái quy định thì cũng phải tới Ma Sơn, khi đó Ma tông sẽ xong đời. Không ngờ Lệ Trần lại đồng ý cho Dương Thanh biết tin tức quan trọng như thế, không hề coi Dương Thanh như người ngoài. Anh Thanh, việc tu luyện sẽ tiến bộ rất nhanh ở đây. Hôm nay em mới tu luyện tại đây một buổi chiều mà đã cảm nhận được thành quả gấp 10 lần khi em tu luyện ở thế tục. Mã siêu kích động nhìn Dương Thanh, anh Thanh, chỉ bằng anh ở Ma Sơn một khoảng thời gian với em đi, với thiên phú của anh. Nếu tu luyện tại chỗ này, chắc chắn võ công sẽ tiến bộ rất nhanh. Không chừng sau khi tu luyện ở đây 10 ngày nửa tháng, anh sẽ đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đấy. Tốt nhất là đột phá thiên cảnh trước 30 tuổi. Khi đó, cho dù là ở dưới cổ võ, anh cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ dương thanh cười khổ đâu thể nói đột phá là đột phá ngay nếu dễ thế thì trên đời đã không có kẻ yếu rồi mã siêu nói với vẻ bất đắc dĩ anh thanh chẳng lẽ anh không biết anh chính là kiểu đột phá rất dễ nói đột phá là đột phá ngay à dương thanh cười nói chúng ta tu luyện thôi vâng hai anh em nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện cả đêm yên bình sáng sớm hôm sau khi dương thanh kết thúc việc tu luyện mở mắt ra thì không thấy mã siêu đâu nữa Dương Thanh cảm nhận cảnh giới của mình rồi kinh ngạc nhận ra, chỉ sau một đêm tu luyện, cảnh giới của anh lại có chỗ tiến bộ, tuy chưa đột phá nhưng đã tăng lên so với cảnh giới vừa đột phá hôm qua rồi. Với tốc độ tu luyện này, có lẽ chẳng mấy nữa, anh sẽ đột phá. Đúng lúc này, anh chợt nhớ ra một chuyện lớn, lập tức biến sắc, không ổn rồi. Anh đứng phát dậy rồi vội vàng rời khỏi mật thất. Cậu Thanh, có chuyện gì mà vội thế? Thấy Dương Thanh vội vàng bước đến, Lệ Trần đang ăn sáng cười ha hả, ngồi xuống ăn với tôi đi. Mã Siêu đang đứng sau lưng Lệ Trần, bưng trà rót nước cho lão, đã vào vai đồ đệ của tông chủ Ma Tông. Dương Thanh vội nói, Tiền Bối, tôi không ăn đâu, giờ tôi có việc gấp phải về Võ Tông, phiền Tiền Bối sắp xếp giúp tôi một chiếc xe, đưa tôi về Võ Tông ngay ạ. À. Lệ Trần vẫn chưa biết tin Dương Thanh đã đồng ý gia nhập Võ Tông, sau khi nghe Dương Thanh nói rằng phải về Võ Tông, lão kinh ngạc nói: tôi nghe nói hôm nay Võ Tông sẽ tổ chức một trận đấu để tranh giành xuất tiến vào từ đường Võ Tông, cậu định tham gia trận đấu này à? Dương Thanh cũng không giấu giếm, gật đầu, không giấu gì tiền bối, tôi đã đồng ý gia nhập Võ Tông, thật ra trận đấu tranh giành xuất tiến vào từ đường được tổ chức cho tôi, dù sao tôi cũng vừa gia nhập Võ Tông, nếu vào từ đường Võ Tông ngay thì sẽ khiến rất nhiều cao thủ Võ Tông bất mãn. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Lệ Trần rất kinh ngạc, suýt phun cả trà mà mình vừa uống ra, cậu nói sao cơ cậu gia nhập võ tông rồi à dương thanh gật đầu nét mặt lệ trần vô cùng đặc sắc lão ta đã muốn lôi kéo dương thanh vào ma tông từ lâu nhưng lại nghĩ người như dương thanh vốn không thuộc thế tục cũng sẽ không gia nhập thế lực ở thế tục nào ngờ dương thanh lại gia nhập võ tông nếu biết sớm thì lão đã ra tay sớm để dương thanh thừa kế chức ma tử của ma tông mới là kế sách vẹn toàn dương thanh hơi sốt ruột tiền bối lệ tôi đang vội thật tiền bối có thể mau chóng sắp xếp cho tôi về võ tông không dù sao anh cũng đã đồng ý với Đỗ Bá, hơn nữa trận đấu hôm nay cũng được tổ chức vì anh, nếu anh không thể về Võ Tông đúng giờ, người Võ Tông sẽ nghĩ sao chứ? Quan trọng nhất chính là anh không còn cách nào khác để tiến vào từ đường Võ Tông, mà nếu không vào được từ đường Võ Tông thì không thể giúp Đỗ Trọng. Lúc này Lệ Trần mới hoàn hồn, vội nói, "Người đâu, dùng xe của tôi, đưa cậu Thanh về Võ Tông đi." "Vâng." Một chiếc xe Việt Dã nhanh chóng chạy tới, Dương Thanh lập tức chào từ biệt. Mãi đến khi Dương Thanh đi rồi, Lệ Trần mới giàu dĩ nói, sao mình không sớm mời cậu ấy gia nhập Ma Tông nhỉ? Lão nói rồi bỗng nhìn về phía Mã Siêu, vội hỏi, còn có cách nào khiến Dương Thanh gia nhập Ma Tông không? Mã Siêu lắc đầu với vẻ cay đắng, sư phụ, với hiểu biết của con về anh Thanh, chắc chắn anh ấy không gia nhập Võ Tông vì lý do cá nhân, nếu anh ấy đã vào Võ Tông thì sẽ không đổi ý. Lệ Trần nói với vẻ mong chờ, ta đồng ý để cậu ấy gia nhập Ma Tông khi đã gia nhập Võ Tông. Hay nói cách khác, chỉ cần cậu ấy gật đầu, cậu ấy sẽ được coi là người của cả Ma tông lẫn Võ tông. Mắt Mã Siêu lập tức sáng lên, Ma tông hay Võ tông cũng thế, đều là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, nếu Dương Thanh trở thành người của hai thế lực đỉnh cao này thì không có hại gì cho anh hết. Anh ta suy tư một lát rồi nói, con sẽ nói chuyện này với anh Thanh. Lúc này, Dương Thanh đang ở trên đường đã vô cùng sốt ruột, anh là người rất giữ chữ tín, nếu đã đồng ý với người ta thì phải làm cho bằng được anh đã đồng ý sẽ gia nhập võ tông vì anh võ tông tổ chức hẳn một trận đấu để tranh giành xuất tiến vào từ đường võ tông nhưng anh vẫn đang trên đường nhớ bỏ lỡ thì anh biết ăn nói thế nào với võ tông chứ xung quanh sân đấu võ rộng lớn của võ tông các cao thủ võ tông đứng kín mấy ngày nữa từ đường của võ tông sẽ mở ra võ tông đang tổ chức một trận đấu tranh giành xuất tiến vào từ đường theo quy tắc lúc trước tông chủ võ tông sẽ nắm giữ một xuất tiến vào từ đường còn hai suất khác sẽ được trao cho hai cao thủ có thiên phú xuất sắc nhất trong số các cao thủ siêu phàm cảnh của võ tông nếu dương thanh không tham gia võ tông cũng không tốn công để tổ chức một trận đấu tranh giành xuất tiến vào từ đường như thế mà sẽ quyết định luôn lúc này trên sân đấu võ hai cao thủ đang đứng đối diện nhau khí thế vô cùng mạnh mẽ lan ra từ hai người sư đệ chịu thua đi một người trung niên nhìn cao thủ trước mặt mình nói đối phương có vẻ không cam lòng vẫn hừng hực ý chí chiến đấu, khí thế của ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nhưng vẫn không bằng được đối thủ. Cao thủ đứng quanh sân đấu võ đều có vẻ bình tĩnh, họ đã đoán trước kết quả của trận đấu này. Kim Huy không hổ là đệ tử thân truyền của tông chủ, đúng là lợi hại, tuy cùng cảnh giới với Lưu Khánh nhưng sức chiến đấu lại hơn xa ông ta. Lưu Khánh cũng không yếu, có thể đánh với Kim Huy đến tận bây giờ, đúng là không dễ dàng. Cho dù thế nào, thực lực của hai người này đều rất mạnh nhất là Kim Huy, ông ta mới 40 tuổi mà đã có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, thiên phú đúng là quá mạnh, Lưu Khánh đã 45 tuổi, so với Kim Huy, thiên phú của Lưu Khánh vẫn kém hơn không ít. Các cao thủ võ tông bàn tán ẩm ý. Đỗ bá ngồi ở ghế chính, nhìn đệ tử sắp thắng trên sân đấu võ, nhưng không hề vui vẻ chút nào. Vẫn chưa gọi được cậu Thanh Ư. Đỗ bá bỗng nhìn về phía đỗ trọng bên cạnh, hỏi nhỏ. Đỗ trọng lắc đầu, thản nhiên lườm đỗ bá, lạnh lùng nói dục gì mà dục cậu thanh đã đồng ý tham gia thì chắc chắn sẽ đến chẳng phải vẫn chưa kết thúc à đỗ bá có vẻ cay đắng khắp võ tông chỉ có hai người dám nói chuyện với lão ta như thế một người là đỗ thất có vai với cao nhất võ tông bây giờ người kia chính là đỗ trọng đỗ minh viễn bên cạnh thấy bố kinh ngạc cũng mỉm cười bất đắc dĩ đúng lúc này khí thế của lưu khánh trên sân đấu võ bỗng tiêu tan ông ta nhìn về phía kim huy đứng đối diện mình nói em chịu thua Ông ta biết cho dù đánh tiếp thì cũng không thể thay đổi kết quả thua cuộc của mình. Tuy ông ta vẫn còn sức đánh một trận, nhưng ông ta đã phát huy thực lực mạnh nhất, còn Kim Huy vẫn chưa dốc toàn lực, nếu Kim Huy dốc toàn lực, ông ta sẽ thua nhanh hơn. Kim Huy chắp tay với Lưu Khánh, hơi mỉm cười, "Cảm ơn." Lưu Khánh gật nhẹ đầu, lập tức bước xuống sàn đấu. Ở Võ Tông, mỗi người chỉ có một cơ hội tiến vào từ đường, những cao thủ từng tiến vào từ đường đều đã lớn tuổi hoặc đã đột phá thiên cảnh rồi rời khỏi võ tông. Trong số các cao thủ chưa tiến vào từ đường, Kim Huy có thực lực mạnh nhất. Mà trong trận đấu lần này, có tổng cộng 3 suất, trừ suất do tông chủ nắm giữ ra thì còn hai suất, thực lực của Kim Huy quá mạnh, chắc sẽ dễ dàng đạt được một suất thôi, hay nói cách khác, còn một suất để những người khác tranh giành. Tông chủ, giờ là lúc nào rồi, tại sao Dương Thanh vẫn chưa đến chứ? Cậu ta từ bỏ việc tranh giành à? Trên khán đài, đỗ thất nhìn về phía đỗ bá lạnh lùng hỏi lão ta là người phản đối việc dương thanh tiến vào từ đường nhất cho dù đỗ bá miêu tả dương thanh ưu tú ra sao lão ta cũng chẳng buồn ngó ngàng giọng đỗ thất rất lớn vừa nói đã khiến mọi người thi nhau nhìn về phía đỗ bá tin đỗ bá muốn cho dương thanh tiến vào từ đường luôn đã được truyền ra ngoài rất nhiều người đều bất mãn trước chuyện này nhưng cũng chỉ nói sau lưng mà thôi còn riêng đỗ thất thì có vai với cao nên mới không quan tâm gì hết đỗ bá nhìn đỗ trọng rồi nhìn về phía đỗ thất với vẻ bất đắc dĩ chú thất chú cứ yên tâm chắc chắn dương thanh sẽ tham gia trận đấu này hừ đỗ thất lạnh lùng nói trận đấu sắp kết thúc rồi cháu nói cho chú biết cậu ta đến được không chú nói trước nếu không có thêm ai khiêu chiến trận đấu xem như kết thúc trước khi trận đấu kết thúc chỉ cần dương thanh không đến cậu ta sẽ không có tư cách tiến vào từ đường tuy đỗ bá muốn cho dương thanh tiến vào từ đường nhưng cũng biết nếu dương thanh không thể tham gia trận đấu này cho dù lão ta là tông chủ thì cũng không được làm trái quy tắc cho dương thanh vào từ đường của võ tông lão ta vội gật đầu trầm giọng nói chú cứ yên tâm nếu dương thanh không kịp tới trước khi trận đấu kết thúc thì xem như cậu ấy bỏ quyền được đỗ thất gật đầu lúc này trên sàn đấu chỉ còn mình kim huy sau khi lưu khánh thua không ai lên sàn đấu nữa kim huy là cao thủ chưa bước vào từ đường có thiên phú và thực lực mạnh nhất ông ta đã lên sàn đấu rồi, còn ai dám đánh đây? Đúng lúc này, lại có một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước từng bước lên sàn đấu. Đỗ Khắc, ở Võ Tông, trong số các cao thủ chưa tiến vào từ đường Võ Tông, trừ Kim Huy ra, chắc Đỗ Khắc có thực lực và thiên phú mạnh nhất nhỉ. Chắc chắn suốt cuối cùng sẽ là của Đỗ Khắc. Đám người bàn tán ẩm ý. Đỗ Khắc còn có thân phận rất đặc biệt, là cháu ruột Đỗ Thất. Nhưng Đỗ Thất có không ít cháu ruột, Đỗ Khắc là người có thiên phú kém nhất, cũng như Kim Huy, ông ta mới 40 tuổi mà đã có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Đỗ Thất rất phản đối việc để Dương Thanh tiến vào từ đường, cũng vì lão ta cho rằng Dương Thanh sẽ chiếm suất của Đỗ Khắc nên mới phản đối. Sư đệ, đã bắt đầu được chưa? Kim Huy nhìn về phía Đỗ Khắc đã chuẩn bị xong, hỏi. Đỗ Khắc thản nhiên nói, vẫn nên chờ thêm một lát, thế mới công bằng. Kim Huy vừa đánh với Lưu Khánh, tuy ông ta chưa dốc toàn lực, nhưng thực lực của lưu khánh rất mạnh cũng khiến ông ta tiêu hao rất nhiều nghe thấy đỗ khắc nói thế kim huy mỉm cười lắc đầu cảm ơn ý tốt của sư đệ nhưng anh không cần vẫn nên bắt đầu thôi nếu vậy thì em ra tay đây sau khi đỗ khắc dứt lời khí thế của ông ta bỗng tăng vọt sau thoáng chốc đã đạt đến trạng thái đỉnh cao của siêu phàm cửu cảnh trung kỳ hay nói đúng hơn ông ta đã bước nửa bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mạnh quá đỗ khắc sắp bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi à. Lần này Kim Huy còn có thể dễ dàng thắng đỗ khắc như trận trước ư. Trong mắt rất nhiều người tràn ngập vẻ mong chờ. Các khía cạnh của hai người này rất tương tự nhau, lại có thực lực mạnh nhất trong số các cao thủ võ tông chưa tiến vào từ đường, rất nhiều người đều muốn xem trận chiến giữa họ. Trận đấu này cũng sẽ quyết định người có thực lực mạnh nhất trong số các cao thủ chưa tiến vào từ đường của võ tông. Cảm nhận được khí thế tăng vọt của đỗ khắc, Kim Huy lặng lẽ nhíu mày, nét mặt cũng nghiêm nghị hơn. Từ khi còn trẻ, Kim Huy và Đỗ Khắc đã là đối thủ cạnh tranh, một người là đệ tử thân truyền của tông chủ, người kia là cháu ruột của Đỗ Thất, nhưng Kim Huy luôn hơn Đỗ Khắc một bậc. Nhưng bây giờ, Đỗ Khắc sắp đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, còn Kim Huy thì vẫn ở siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, không thể biết được thắng thua sẽ thuộc về ai. Ha ha, tốt lắm. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Đỗ Thất đang quan sát trận chiến xuất hiện nụ cười. Lão ta có rất nhiều cháu trai, tuy đỗ khắc cũng không phải người có thiên phú mạnh nhất, nhưng cũng xem như đứng hàng đầu trong số đó. Bây giờ cảnh giới của ông ta có thể vượt qua Kim Huy, đỗ thất rất mừng. Đỗ bá đang ngồi ở ghế chính cười nói, không ngờ đỗ khắc sắp đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi, sau bao năm so đấu với Kim Huy, tranh lệch giữa hai người ngày càng bé. Nụ cười trên mặt đỗ thất lập tức biến mất, lão ta bất mãn nói, gì mà tranh lệch ngày càng bé. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được, Tuy hai bên đều có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng Đỗ khắc gần với siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hơn à. Với tư cách là sư phụ của Kim Huy, Đỗ Bá biết rõ thực lực của đồ đệ mình cũng mạnh, lão ta cười nói, nền tảng của Kim Huy rất vững, thật ra nó có thể đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lâu rồi, nhưng nó theo đuổi sự hoàn mỹ, muốn củng cố cảnh giới vững chắc hơn rồi mới đột phá. Tuy Đỗ khắc gần với siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hơn, nhưng nếu bàn về tích lũy của hai người khi ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ Kim Huy vẫn hơn một bậc, nếu Đỗ Khắc Định đánh bại Kim Huy chỉ với ưu thế yếu ớt về cảnh giới thì xa vời lắm. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, vẻ không vui trên mặt Đỗ Thất lập tức trở thành vẻ tức giận, lão ta vỗ bàn cái rầm, giận dữ nói, đồ đệ anh tích lũy ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nhiều hơn ư. Tôi nói cho anh biết, cháu tôi mạnh hơn đồ đệ anh nhiều. Cháu tôi mới hơn 40 tuổi mà cảnh giới đã tiếp cận siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, khắp võ tông, mấy ai sánh bằng thiên phú như thế chứ? nếu Dương Thanh kia tới, có lẽ còn không chịu nổi một chiêu của Đỗ Khắc đâu. Ha ha, đúng lúc này, Đỗ Trọng đang ngồi cạnh Đỗ Bá bỗng cười lạnh, 40 tuổi vẫn chưa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà dám nói là thiên phú xuất sắc à. Trước mặt cậu Thanh, đó chỉ là rác rưởi. Cậu Thanh còn chưa đầy 30 tuổi mà đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ rồi, thực lực còn sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đỗ Trọng đã thấy Đỗ Thất Trướng mắt từ lâu, trước đó ông ta vẫn nhịn được, nhưng giờ Đỗ Thất chửi Dương Thanh, ông ta không nhịn được nữa. hỗn xược, Đỗ Thất tức giận quát rồi tung trưởng về phía Đỗ Trọng. ầm, um, trong chớp mắt, Đỗ Bá lập tức giơ tay chặn đòn tấn công của Đỗ Thất lại. khí thế cuồng bạo lan ra xung quanh, những cao thủ ngồi gần hai người đều bị khí thế mạnh mẽ này đẩy lùi. đám đông đang nhìn về phía sân đấu võ lập tức chuyển sự chú ý sang trận đánh giữa Đỗ Thất và Đỗ Bá. ai cũng ngơ ngác hai người này đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của võ tông giờ lại đánh nhau à có chuyện gì vậy lúc này nụ cười trên mặt đỗ bá đã hoàn toàn biến mất lão ta nhìn đỗ thất với vẻ u ám nét mặt lạnh tanh đỗ trọng mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong còn đỗ thất lại là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ hàng thật giá thật tranh lệch giữa hai người vô cùng to lớn nếu hồi nãy đỗ thất đánh chúng đỗ trọng có lẽ đỗ trọng sẽ bỏ mạng ngay đỗ bá tức giận vì lão ta biết đỗ thất không hề nương tay mà đã ra đòn hiểm định dồn đỗ trọng vào chỗ chết đỗ trọng nhìn chằm chằm vào đỗ thất đương nhiên ông ta cũng cảm nhận được vừa rồi đỗ thất định lấy mạng mình nếu đỗ bá không ra tay ông ta đã thành một cái xác đỗ thất tức giận nhìn đỗ bá anh định ngăn tôi à đỗ bá nén giận lạnh lùng nói chú thất có thể ra tay với người mình ác như thế chú định làm gương cho người của võ tông kiểu gì khí thế của đỗ thất vẫn không giảm lão ta tức giận nói ở võ tông tôi có vai vế cao nhất Sao có thể để một bề dưới sỉ nhục tôi? Chẳng lẽ tôi không nên giết cậu ta à? Hừ. Đỗ Bá tức giận nói, Đỗ Trọng chỉ nói thật thôi, thế đã là sỉ nhục chú á. Nếu một câu thuận miệng của Đỗ Trọng đã là sự sỉ nhục với chú, vậy giờ chú định giết nó thì là kiểu gì? Bây giờ tôi cũng muốn nói, Dương Thanh còn trẻ mà đã có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, so với Dương Thanh, đừng nói là Đỗ khắc, ngay cả tôi cũng chỉ là rác rưởi, sao nào? Chú thất có định giết cả tôi không?" Nét mặt Đỗ Thất thay đổi liên tục, không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Đỗ Bá. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên Đỗ Bá hùng hổ trước mặt lão ta như thế, trước kia Đỗ Bá luôn kính trọng lão ta. Dù sao ở Võ Tông bây giờ, Đỗ Thất cũng có vai vế cao nhất, tính ra còn là chú của Đỗ Bá. Nhưng lần này, Đỗ Bá không hề kính trọng Đỗ Thất chút nào, trong mắt Đỗ Bá tràn ngập sự lạnh lẽo. Cao thủ Võ Tông nhìn mà sững sờ một lúc lâu sau đỗ thất mới nghiến răng nghiến lợi tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc dương thanh mà anh bảo mạnh đến đâu đấy chỉ sợ cậu ta không dám tới thôi đỗ trọng bỗng nói với vẻ kiên định nếu cậu ấy đã nói sẽ tham gia trận đấu tranh giành xuất tiến vào từ đường võ tông chắc chắn cậu ấy sẽ tới đỗ thất cười khẩy trận đấu sắp kết thúc rồi cậu ta vẫn chưa đến hay cậu ta không dám tới vì sợ để lộ chân tướng về thực lực yếu ớt của mình nếu tham gia nên đã rời võ tông trước rồi chỉ mấy đứa ngu xuẩn các anh mới bằng lòng tin một thằng lừa đảo, chưa đầy 30 tuổi mà đã tự nhận mình có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đỗ Trọng tức giận nói, cậu ấy không phải kẻ lừa đảo. Hừ, Đỗ thất cười lạnh, nói với vẻ khinh thường, có phải lừa đảo hay không, chẳng mấy nữa sẽ biết. Nếu hai anh đã khẳng định rằng cậu ta không phải lừa đảo, chỉ bằng chúng ta cược nhé. Đỗ bá nhìn về phía đỗ thất, chú định cược gì? Cược như thế nào? Đỗ thất nói, Cược vị trí tông chủ, nếu Dương Thanh mà các anh nhắc đến có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ khi chưa đầy 30 tuổi, còn có thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong như các anh đã nói thì xem như tôi thua, ngược lại thì các anh thua. Sao nào? Nghe thấy thế, ai cũng kinh hãi. Không ai ngờ Đỗ Thất lại nhòm ngó trước tông chủ. Đỗ trọng cười lạnh, thì ra là muốn làm tông chủ võ tông, cứ nói thẳng ra là được rồi, sao phải dùng thủ đoạn này chứ? Đỗ Bá nhìn về phía Đỗ Thất, được, nếu chú đã muốn cược trước tông chủ, vậy tôi cũng theo. Nhưng tôi vốn là tông chủ, nếu thắng, tôi vẫn là tông chủ, không nhận được gì, tôi dùng trước tông chủ làm tiền cược, còn chú thì sao? Chú định cược gì với tôi thế? Đỗ thất cười lạnh, hỏi, chẳng phải anh nhòm ngó viên phá kiếp đan kia của tôi à? Lão ta nói rồi lấy một cái lọ ngọc rất tinh xảo ra. Thứ trong lọ ngọc chính là phá kiếp đan. Đỗ thất nói tiếp, tôi dùng viên phá kiếp đan này để cược với anh, Đủ tư cách chưa nào? Đỗ Bá vẫn bình tĩnh, không hề kích động khi thấy đối phương lấy phá kiếp đan ra. Lão ta nói, nếu muốn đột phá thiên cảnh, bất kỳ cao thủ siêu phàm cảnh nào cũng phải trải qua thiên kiếp, phá kiếp đan có thể tăng sức chịu đựng của bản thân trước thiên kiếp rất nhiều, là đan dược vô cùng quý giá với những cao thủ sắp đột phá thiên cảnh. Một số cao thủ thực lực yếu đang có mặt không rõ tác dụng của phá kiếp đan, nhưng họ đều biết khi đột phá thiên cảnh, cao thủ siêu phàm cảnh sẽ phải trải qua thiên kiếp. Người vượt qua thiên kiếp mới xứng đáng được gọi là cao thủ thiên cảnh, nhưng rất nhiều cao thủ đã chết vì thiên kiếp khi đang vượt qua nó rồi. Nếu sở hữu phá kiếp đan thì cũng như có thêm một thủ đoạn giữ mạng khi đột phá thiên cảnh. Có thể tưởng tượng được một viên phá kiếp đan quý giá đến mức nào. Bây giờ, Đỗ Thất lại dùng viên phá kiếp đan quý giá như thế để cược với chiếc tông chủ của Đỗ Bá. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Bá, chờ Đỗ Bá chấp nhận đánh cược, rốt cuộc Đỗ Bá cũng mở miệng. Đúng là phá kiếp đan rất quý giá, nhưng cũng vô dụng với tôi." Đỗ thất nhíu mày, anh không dám cược à? Đỗ Bá cười nhạt, nếu chú cứ phải đưa tôi một viên phá kiếp đan, tôi không cần thì cũng không ổn lắm, nếu chú muốn cược, tôi theo là được. Tốt lắm." Hai người lập tức quyết định đánh cược. Những người đang có mặt đều có vẻ mong chờ, họ đang chờ Dương Thanh xuất hiện. Chứ họ không mong chờ nhiều như vậy đối với trận đấu giữa hai cao thủ có thiên phú cao nhất phó tông ở trước mắt kim huy và đỗ khắc đứng giữa sân đấu võ ai cũng nhìn về phía đối phương với thái độ thù địch một người là đệ tử của đỗ bá người kia là cháu ruột đỗ thất đều có địa vị rất cao ở võ tông bây giờ họ lại căm thù nhau vì ân oán giữa sư phụ và ông mình kim huy lần này tôi sẽ đánh bại anh để người của võ tông biết ai mạnh hơn giữa chúng ta đỗ khắc nhìn chằm chằm vào kim huy nói sau khi dứt lời khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người ông ta nhưng thế vẫn chưa hết khi thế của Đỗ Khắc không ngừng tăng vọt, chỉ sau trước mắt, ông ta đã đạt đến trạng thái đỉnh cao ở siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Sắp đột phá rồi, có người khiếp sợ nói. Đỗ Khắc mới 40 tuổi mà sắp đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi ư? Nếu tôi không nhớ nhầm, người đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ khi mới 40 tuổi lần trước chính là thiếu tông chủ Đỗ Minh Viễn nhỉ. Đỗ Bá đang ngồi ở ghế chính nhíu mày. Không phải là lão ta không vui trước việc Đỗ Khắc sắp đột phá mà lão ta đã cảm nhận được khí thế khác thường từ đỗ khắc hình như đó không phải khí thế có được do công pháp tu luyện của võ tông quan trọng nhất chính là còn lâu đỗ khắc mới đột phá giờ tự dưng đột phá chắc chắn có vấn đề kim huy trên sân đấu võ cũng nhíu mày nếu đỗ khắc đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thật chắc chắn ông ta cũng phải đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ để đánh bại đỗ khắc nhưng ông ta vẫn chưa sẵn sàng đột phá trong số các đệ tử quan môn của đỗ bá ông ta là người có tốc độ tu luyện chậm nhất thực lực của một số sư đệ của ông ta đã vượt xa ông ta từ lâu, thậm chí còn từng tiến vào từ đường rồi. tốc độ tu luyện của ông ta rất chậm, cũng không phải vì thiên phú của ông ta yếu, mà cảnh giới nào của ông ta cũng rất vững chắc. nếu muốn đột phá, ông ta có thể đột phá bất cứ lúc nào, nhưng ông ta tự thấy cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ này của mình còn chưa đủ vững chắc. ầm, uhm, đúng lúc này khí thế của Đỗ Khắc bóng dưng tăng vọt, lập tức đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. đột phá rồi. Các cao thủ võ tông đều sững sờ. Không ngờ Đỗ Khắc lại đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ khi mới 40 tuổi thật, tốc độ tu luyện này đúng là cực nhanh. Kim Huy, anh tự nhận thua hay để tôi mời anh xuống sân đấu võ nào? Đỗ Khắc vênh váo nhìn chằm chằm vào Kim Huy, nói bằng giọng điệu vô cùng khinh thường. Kim Huy không nói gì, chỉ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Đỗ Khắc, lập tức phóng khí thế ra. Siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Giữa hai người còn một cảnh giới nhỏ, có lẽ thắng thua đã rõ nhưng Kim Huy không nản lòng. Ông ta hơi nhích chân, lao về phía Đỗ Khắc. Hừ, Đỗ Khắc cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ông ta dồn khí thế về nắm tay phải, bỗng đấm về phía trước. ầm, um. tiếng va chạm nặng nề vang lên, trước sự khiếp sợ của mọi người, Đỗ Khắc đấm mạnh vào ngực Kim Huy. Kim Huy hộc máu, liên tục lùi về sau 7, 8 bước rồi mới ngừng. Khi dừng lại, mặt ông ta tái mét, khóe miệng còn dỉ máu khí thế của ông ta cũng yếu đi rất nhiều. Còn khí thế của Đỗ Khắc thì rất dồi dào, ý chí chiến đấu bùng nổ. Đỗ Khắc cười khẩy, nhìn Kim Huy, Kim Huy, cho anh thêm một cơ hội, bây giờ tự chịu thua, cút khỏi sân đấu võ, tôi có thể xem như không xảy ra chuyện gì, bằng không, tôi sẽ nghĩ anh vẫn còn sức đánh với tôi, tiếp đến, tôi sẽ không kiêng nể gì, dốc toàn lực ra đánh một trận với anh đấy. Giọng Đỗ Khắc tràn ngập ý uy hiếp. Sắc mặt của Đỗ Bá đang quan sát trận chiến hết sức khó coi, Đỗ Khắc đang cố tình ép Kim Huy chịu thua. Nếu Kim Huy chịu thua, chắc chắn tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển võ thuật của ông ta trong tương lai. Không những thế, chuyện này còn khiến người thầy là Đỗ Bá chịu nhục. Nhưng nếu Kim Huy dốc sức đánh một trận thì cũng sẽ thua. Trừ khi Kim Huy cũng đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng cảnh giới nào của Kim Huy cũng vô cùng vững chắc, nếu bây giờ đột phá, mọi cố gắng của ông ta trước kia đều uổng phí đỗ thất rất hài lòng với kết quả này lão ta cười lớn đỗ khắc tốt lắm nếu kim huy chịu thua cháu không cần ra tay nữa đâu lão ta nói rồi vẫn không quên nhìn đỗ bá với vẻ khiêu khích đỗ bá không quan tâm nghiêm nghị nhìn về phía kim huy giữa sân đấu võ kim huy siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào đỗ khắc cắn răng siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng chỉ có thế ông ta nói rồi bỗng lao tới chỗ đỗ khắc kiên trì lâu như thế cũng không thể từ bỏ vào lúc này Kim Huy không lựa chọn đột phá, mà sẽ đánh với cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Hừ, thấy Kim Huy vẫn dám xông về phía mình, Đỗ Khắc lạnh lùng nói, "Nếu anh muốn chết, vậy tôi sẽ giúp anh." Sau khi dứt lời, ầm một tiếng, Đỗ Khắc cũng di chuyển, lao về phía Kim Huy. "Cút cho tôi." Đỗ Khắc bỗng hét lớn, giơ tay đấm về phía trước. Ầm. Trong nháy mắt, Kim Huy vung tay lên, tay của hai người va vào nhau lập tức tạo thành khí thế vô cùng khủng khiếp, lan ra khắp xung quanh. Mạnh quá! Những người đang ngồi xem trận chiến xung quanh đều sướng sờ, đây đúng là trận chiến giữa một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ và một cao thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ư. Cho dù nói hai người đều đã đắm chìm ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nhiều năm thì cũng không ai nghi ngờ hết. Hai người điên cuồng tấn công, đỗ khắc không hề nương tay, đòn đánh nào cũng dốc toàn lực, hoàn toàn nhắm đến việc khiến Kim Huy tàn phế. Kim Huy liên tục lùi bước, tuy ông ta rất mạnh, nhưng dù sao thiên phú đối thủ cũng không kém ông ta bao nhiêu, hơn nữa đối phương đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi. Kim Huy có thể chịu được lâu như thế đã là rất khó. Nếu cứ tiếp tục, kết quả chỉ có một, đó chính là Kim Huy thua. Một khi Kim Huy thua, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, với sự điên cuồng của đỗ khắc lúc này, hoặc Kim Huy sẽ chết, hoặc võ công sẽ bị hủy đi. Sắc mặt của đỗ bá đang ngồi giữa khán đài u ám tới cực điểm, từ sau khi trở thành tông chủ Võ Tông, rất nhiều năm rồi lão ta không tức giận đến thế. Theo quy tắc của Võ Tông, khi so đấu với nhau, đồng môn không được dùng đòn chí mạng, nhưng đòn tấn công nào của Đỗ Khắc với Kim Huy cũng ẩn chứa chiêu giết người, chỉ cần Kim Huy hơi bất cẩn là sẽ bị thương nặng ngay, mà sau khi bị thương nặng, nếu Đỗ Khắc không nương tay, Kim Huy sẽ chết. Đúng là chiêu thức ác độc. Đỗ Trọng bên cạnh Đỗ Bá tức giận nói, đối xử với đồng môn như thế mà cũng có tư cách ở lại Võ Tông ư? ha ha. Đỗ thất cười nhạt, không hề bận tâm, nói, đây chỉ là cuộc đấu võ mà thôi, đỗ khắc có ưu thế về cảnh giới, hơn nữa nó cũng không ra đòn chí mạng, sao có thể là chiêu thức tàn nhẫn được. Hơn nữa, theo quy tắc đấu võ, hoặc một bên chịu thua, hoặc một bên bị đánh bại, Kim Huy vẫn chưa chịu thua, chẳng lẽ đỗ khắc không nên tiếp tục ra tay chắc. Nghe thấy đỗ thất nói thế, đỗ trọng càng tức giận hơn, ông ta chừng mắt nhìn đỗ thất, cắn răng, ông đừng vội mừng, sau khi cậu thanh tới, Chắc chắn ông sẽ hối hận vì đã dùng phá kiếp đan để cược với Đỗ Bá thôi. Đỗ Thất Lạnh lùng nhìn Đỗ Trọng, không nói gì. Đỗ Trọng lo lắng nhìn về phía Kim Huy trên sàn đấu, trầm giọng nói, rõ ràng thực lực của Kim Huy không bằng Đỗ Khắc, Đỗ Khắc lại luôn ra đòn chí mạng, chẳng lẽ anh cứ nhìn Kim Huy chết trên lôi đài hoặc mất hết phó công ư? Đỗ Bá hít sâu một hơi, bỗng nhìn về phía Đỗ Trọng, hỏi ngược lại, vậy em nói cho anh biết, anh phải làm gì bây giờ? Cho ngừng trận đấu giữa họ ư? Nếu anh cho ngừng trận đấu giữa họ, Kim Huy sẽ đồng ý à? Còn bao nhiêu người của Võ tông đang nhìn, anh biết giải thích với họ kiểu gì chứ? Đỗ Trọng tức giận nói, chẳng lẽ mạng sống của đồ đệ anh còn không bằng ánh mắt của người khác à? Đỗ Bá cũng hơi tức giận, nhưng vẫn kiềm chế, Kim Huy đã 40 tuổi, không còn là trẻ con nữa, nếu nó không thắng được đối phương thật thì nên chịu thua, chứ không nên bỏ mạng trên sàn đấu vì chiến thắng. Nếu nó liều mạng trên sàn đấu vì chiến thắng thật nó cũng không xứng làm đệ tử của anh. Đỗ Trọng lập tức im lặng. Ông ta biết Đỗ Bá nói không sai, Kim Huy là người lớn 40 tuổi, chứ không còn là trẻ con nữa. Giữa sân đấu võ, hai người vẫn đang đánh toàn lực. Kim Huy liên tục bị đẩy lùi, nhưng lần nào ông ta cũng có thể kiên trì đánh tiếp. Cùng với sự kéo dài của trận chiến, người Kim Huy đầm đìa máu tươi, trông vô cùng thê thảm. Nhưng ông ta như không thấy gì, vẫn dốc toàn lực Tuy Đỗ Khắc chiếm ưu thế rất lớn, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều. Lúc này ông ta đang thở hổn hển, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Rõ ràng ông ta đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng trước Kim Huy chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, ông ta lại không thể đánh bại Kim Huy trong thời gian cực ngắn. Chuyện này đúng là mối nhục với ông ta. Thông thường, cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ có thể giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ với một đòn, nhưng điều đó lại không đúng với Kim Huy. ầm, um, Đỗ Khắc đánh mạnh. Kim Huy bay ra xa, nặng nề rơi xuống nơi cách đó mấy mét. Đây đã là lần bị đánh trúng thứ ba của ông ta, ông ta hộc máu, mặt trắng bệch. Trước sự kinh ngạc của mọi người, ông ta lại run rẩy bỏ dậy. Tôi không thua đâu. Kim Huy cắn răng, đứng im, chân hơi run rẩy. Nhưng ông ta vẫn duy trì khí thế, ông ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ trạng thái mạnh nhất của mình bây giờ. Đỗ Khắc đứng ở phía đối diện, cách ông ta mấy mét, thở hổn hển, tức giận nhìn Kim Huy, Nghiến răng nghiến lợi, Kim Huy, đừng ép tôi. Nếu bây giờ anh chịu thua rồi rời sân đấu võ, tôi có thể xem như không xảy ra chuyện gì, bằng không, chắc chắn tôi sẽ không nương tay đâu. Ha ha. Kim Huy cười khẩy, lạnh lùng nói, hồi nãy cậu có nương tay à? Đỗ Khắc lập tức thẹn quá hóa giận, nói nhảm, nếu tôi không nương tay, với thực lực của tôi bây giờ, sao anh có thể trụ được đến giờ chứ? Thật ra hồi nãy ông ta đã dốc toàn lực, nhưng Kim Huy rất giỏi chịu đòn chẳng khác gì con rán đánh mãi không chết, bị ông ta đánh bay liên tục mà vẫn đứng dậy đánh tiếp, đúng là quái vật. Đỗ khắc thầm sợ hãi, ông ta chợt nghĩ, Kim Huy vẫn chưa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã mạnh đến thế, nếu Kim Huy đột phá, chẳng phải sẽ có thể giết ông ta ngay ư. Nghĩ tới đây, đỗ khắc càng thêm tức giận. Ông ta nói với vẻ mặt dữ tợn, tôi mới là người mạnh nhất. Anh chỉ là sâu kiến bị tôi dẫm lên mà thôi sau khi ông ta dứt lời khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người ông ta giết đỗ khắc hét lớn lao tới chỗ kim huy lần này kim huy cũng có vẻ kinh hãi bởi vì thực lực của đỗ khắc vừa tăng vọt đang định giết ông ta cậu dám cảm nhận được sát khí của đỗ khắc với kim huy đỗ bá lập tức giận dữ đứng phát dậy định xông lên cứu người nhưng đã muộn đỗ khắc đã xông tới trước mặt kim huy vung tay đấm vào đầu kim huy nếu ông ta đánh trúng chắc chắn Kim Huy sẽ chết. Ngay cả Kim Huy cũng không ngờ Đỗ khắc lại bất ngờ phát huy thực lực mạnh mẽ đến vậy, còn định giết ông ta. Đúng lúc này, một người thanh niên bóng chắn trước mặt Kim Huy như bóng ma, giơ tay đấm về phía trước. ầm, um, tiếng xương gãy và tiếng va chạm vang lên. Nắm đấm của Đỗ khắc lập tức vỡ vụn, người Đỗ khắc cũng như diều đứt dây, bay ra xa mười mấy mét, nặng nề rơi xuống trước mặt Đỗ Thất đang quan sát trận chiến. Sau khi ngã xuống đất. Đỗ Khắc còn không có sức để bò dậy, nắm tay phải ông ta be bét máu, nát đến mức không thể nát hơn. "A, à, tay tôi, tay tôi gãy rồi." Đỗ Khắc rú lên thảm thiết, giọng ông ta vang vọng khắp sân đấu võ của võ tông. Các cao thủ đang có mặt đều vô cùng kinh hãi, bởi người đang đứng giữa sân đấu võ lúc này chính là Dương Thanh, trông anh trẻ thế mà chỉ cần một đấm để đánh bay Đỗ Khắc. Kim Huy đứng im, trong mắt cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Ông ta biết rõ đòn tấn công vừa rồi của Đỗ Khắc Mạnh đến đâu, thậm chí ông ta còn không có cả cơ hội né tránh, không ngờ Dương Thanh bỗng xuất hiện, ngăn đòn tấn công của Đỗ Khắc thay ông ta. Tức là người thanh niên trước mặt ông ta đã có thực lực đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi à? Cậu Thanh! Lúc này, Đỗ Trọng cũng hoàn hồn, lập tức hô lên kinh ngạc, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Đỗ Bá cũng dần hoàn hồn, mỉm cười nhìn Dương Thanh, rốt cuộc cháu cũng về tới Võ Tông, nếu vẫn không về, suốt của cháu sẽ bị hủy đấy. Dương Thanh ái náy nhìn về phía đỗ bá, xin lỗi bác, cháu tới muộn. Đỗ bá cười lớn, tới vừa đúng lúc. Lão ta nói rồi nhìn về phía đỗ thất với vẻ nghiền ngẫm, cười ha hả, chú thất, có phải ván cược giữa chúng ta đã có kết quả rồi không? Đỗ thất không trả lời đỗ bá, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Áp lực khủng khiếp ập tới chỗ Dương Thanh. Ngay sau đó, dương thanh cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên mình dương thanh không chịu yếu thế đối mặt với đối phương không hề chịu thua trước áp lực từ đối phương đỗ thất cao giọng quát nếu cậu đã gia nhập võ tông thì chính là người của võ tông thế mà lại đi đánh lén đồng thời ra tay ác độc như thế với đồng môn cậu biết tội của cậu chưa dương thanh cười khẩy tội á tôi có tội gì đánh lén ra sao đỗ bá tức giận nói đỗ thất chú đừng khinh người quá đáng hồi nãy khi đỗ khắc định giết kim huy sao không thấy chú ngăn cản chú nhớ chú vừa trả lời tôi ra sao chứ chú bảo vì đỗ khắc có ưu thế về cảnh giới nên cứ theo quy tắc đấu võ hoặc một bên chịu thua hoặc một bên bị đánh bại kim huy không chịu thua nên đỗ khắc có thể ra tay tiếp bây giờ dương thanh chỉ tung một đòn bình thường mà đã đánh gãy tay đỗ khắc thế cũng là ra tay độc ác với đồng môn ư đỗ trọng cũng vô cùng tức giận lão già thua chính là thua sao phải nói nhảm nhiều thế chứ Ông không đồng ý chấp nhận ván cược vừa rồi à?" Đỗ Thất hít sâu, cố gắng nén giận. Cháu ruột bị người khác đánh gãy tay ngay trước mặt, đây đúng là sự sỉ nhục với lão ta. Nét mặt Đỗ khắc méo mó vì căm hận, ông ta nghiến răng nghiến lợi, "Ông à, giết cậu ta đi." Khi nhìn về phía Dương Thanh, trong mắt Đỗ Thất tràn ngập sát khí. Áp lực từ lão ta cũng liên tục ập về phía Dương Thanh, Kim Huy đứng cạnh Dương Thanh chỉ cảm nhận uy thế còn sót lại từ áp lực này thôi mà đã hơi khó chịu nổi rồi nhưng Dương Thanh vẫn đứng vững, như không bị ảnh hưởng gì. Đỗ thất, chú định làm gì? Đỗ bá cảm nhận được sát khí của đỗ thất với Dương Thanh, lập tức giận dữ quát, đứng phát dậy, cũng phóng khí thế về phía đỗ thất. Vào giây phút này, trong võ tông tràn ngập khí thế vô cùng khủng khiếp, khiến rất nhiều cao thủ cảm nhận được áp lực cực lớn, chẳng khác gì tận thế cả. Còn Dương Thanh vẫn bình tĩnh đứng đó, người không biết còn tưởng anh chỉ là người bình thường. Đỗ Trọng cũng vô cùng căng thẳng, Đỗ Thất là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nếu Đỗ Thất định ra tay với Dương Thanh, Dương Thanh có thể trốn được chắc. Cậu đã vi phạm quy định của võ tông, ra đòn chí mạng với đồng môn, đáng tội chết. Đỗ Thất bỗng nói lớn rồi chậm rãi đứng dậy. Đỗ Bá hơi nhích chân, lập tức chắn trước mặt Dương Thanh, tức giận nhìn Đỗ Thất, "Chú tưởng tôi không dám ra tay với chú thật đấy à?" Đỗ Bá và Đỗ Thất đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nếu hai người giao chiến thì có thể tưởng tượng được sẽ náo động đến mức nào. Các cao thủ võ tông nhìn mà choáng váng. Đúng lúc này, Dương Thanh cười lạnh, hỏi Đỗ Thất, ông bảo tôi ra đòn chí mạng với tên vô dụng đấy thì tính là tôi đã ra đòn chí mạng à? Đỗ Thất lạnh lùng nói, đó là sự thật mà tất cả người trong võ tông vừa tận mắt chứng kiến, sao lại không tính đây? Vớ vẩn! Đỗ Bá giận dữ quát, Dương Thanh chỉ tiện tay tung một đòn, Đỗ Thất đã bị đánh gãy tay, nếu Dương Thanh định ra đòn chí mạng thật, Đỗ Thất còn mạng sống chắc. Đỗ Thất, chú đừng ỉ vào việc mình có vai vế cao để gán bừa tội cho Dương Thanh, đừng quên, tôi mới là chủ võ tông đấy. Đỗ Thất tức giận nói, cho dù anh là tông chủ thì sao? Tôi là chú anh đấy, tôi còn có vai vế cao nhất võ tông, anh định ra tay với tôi vì một người ngoài à? Đỗ bá nhìn chằm chằm vào đối phương, cắn răng, Dương Thanh không phải người ngoài mà đã gia nhập võ tông, tức là dương thanh cũng là người của võ tông nếu chú định nghỉ lớn hiếp nhỏ thì đừng trách tôi không khách sáo đỗ thất chừng mắt quát lớn anh còn định ra tay với tôi à đỗ bá lạnh lùng nói chỉ cần chú ra tay với dương thanh tôi cũng sẽ ra tay không tin thì chú cứ thử hai bên lập tức đứng đối diện nhau hai người đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nếu đánh nhau thì đúng là chuyện xấu với võ tông cho dù bên nào bị thương nặng thì cũng tạo thành tổn thất lớn với võ tông trong lúc mọi người đang chú ý đến Đỗ Bá và Đỗ Thất, Dương Thanh trợt nói, nếu ông đã cho rằng tôi vừa ra đòn chí mạng với tên vô dụng kia thì cứ tính thế đi. Sau khi dứt lời, anh bỗng di chuyển. Cậu dám? Đỗ Thất lập tức biến sắc, tức giận quát, định xông tới. Nhưng đã muộn. Trong lúc lão ta định xông tới, Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt Đỗ Khắc, giẫm một chân lên ngực ông ta. Để tôi cho ông xem thế nào mới là ra đòn chí mạng. Dương Thanh chợt thản nhiên nói sắc. Sau khi anh dứt lời, tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Chỗ mà Dương Thanh vừa dẫm lên trên ngực đỗ khắc đã lõm xuống. Đỗ khắc lập tức trợn trừng mắt, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, nét mặt ông ta cũng cứng đờ. Đỗ khắc chết rồi. Chết không nhắm mắt. Thấy đỗ khắc bị Dương Thanh dẫm chết, xung quanh lặng ngắt như tờ, ai cũng tròn mắt với vẻ không dám tin. Một cao thủ vừa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lại bị một thanh niên chưa đầy 30 tuổi dẫm chết, có lẽ đây là lần đầu tiên xảy ra cái chết uất ức như thế ở Ma Sơn. Đỗ bá cũng sướng sờ, lầm bẩm, giết thật à. Với tư cách là chủ võ tông, đương nhiên lão ta sẽ có kiến thức sâu rộng, nhưng cũng chưa từng thấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nào mạnh như thế. À không, là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Vào khoảnh khắc Dương Thanh ra tay, cảnh giới thật sự của anh đã bị lộ, là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Mắt đỗ thất đỏ ngầu, nét mặt méo mó cả đi, lão ta cúi đầu nhìn cháu ruột chết không nhắm mắt, ngã xuống dưới chân mình, tức giận tới cực điểm. Khí thế cuồng bạo lan ra từ người lão ta. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, khí thế của lão ta đã tăng đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Xung quanh sân đấu võ như bị đóng băng, nhiệt độ chợt giảm đi rất nhiều, ngay cả cao thủ siêu phàm cảnh cũng không khỏi dùng mình. Cậu chán sống rồi. Đỗ thất lạnh lùng nói lão ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thanh bằng ánh mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí, nếu ánh mắt có thể giết người, lão ta đã giết Dương Thanh mấy lần rồi. Đỗ thất, đỗ bá hét lớn, lập tức chắn trước mặt Dương Thanh, thậm chí còn bỏ cả cách gọi chú thất. Sân đấu võ rộng lớn của võ tông bị áp lực khủng khiếp bao trùm, thậm chí cao thủ dưới siêu phàm thất cảnh còn thấy ngạt thở. Dương Thanh vẫn đứng vững, hít mắt nhìn chằm chằm vào đỗ thất, lão già lỗ máng, ông đang định đích thân ra tay à. Trước một trong những ông lớn mạnh nhất võ tông, Dương Thanh không hề kính nể, vì đỗ thất không xứng. Từ khi Kim Huy bắt đầu đánh với đỗ khắc, Dương Thanh đã đến, đương nhiên anh cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng biết phán cược giữa đỗ thất và đỗ bá. Nếu anh có thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì xem như đỗ thất thua, đỗ thất sẽ phải đưa viên phá kiếp đan kia cho đỗ bá như tiền cược. Khi còn ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, Dương Thanh đã có thực lực đánh một trận với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, Bây giờ anh đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, càng không e ngại cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Trước đó, khi đối mặt với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, anh còn cảm thấy rất áp lực, phải dốc toàn lực, thậm chí tiêu hao cường độ cao thì mới miễn cưỡng đánh được với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Bây giờ anh lại đột phá, anh đang rất mong muốn được đánh với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ hàng thật giá thật để thử sức chiến đấu của mình. Đỗ thất căm tức nhìn đỗ bá chắn trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi, anh định bao che cho hung thủ giết đồng môn này à? Đỗ bá lạnh lùng nói, tự chú nói trên sân đấu võ, hoặc một bên chịu thua, hoặc một bên bị đánh bại thì mới tính là trận đấu kết thúc. Dương Thanh chỉ phát huy thực lực bình thường của mình, có trách thì chỉ có thể trách đỗ khắc quá yếu mà thôi, còn không đỡ nổi một đòn từ Dương Thanh mà đã bị dẫm chết rồi, đúng là ăn hại. Các cao thủ võ tông đều sướng sờ vì kinh ngạc. Đỗ bá nói thế, rõ ràng đang gây sự với đỗ thất quả nhiên đỗ thất hoàn toàn bị chọc giận lão ta nghiến răng nghiến lợi nếu anh đã định cản tôi tôi sẽ giết anh trước rồi mới giết cậu ta sau khi đỗ thất dứt lời khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người lão ta mặt đất xung quanh lão ta lập tức rạn nứt khí kình mạnh mẽ lan ra khắp xung quanh mấy cao thủ hàng đầu của võ tông vội bước lên phóng khí thế ra thì mới ngăn được khí thế từ đỗ thất bằng không chỉ riêng khí thế của lão ta đã khiến mấy cao thủ võ tông có cảnh giới thấp bị thương nặng rồi. Đỗ bá cũng phóng khí thế rất mạnh ra. Điều khiến Dương Thanh bất ngờ chính là khí thế của đỗ thất không hề yếu hơn đỗ bá. Tức là thực lực của đỗ thất ngang với đỗ bá. Nếu hai người liều mạng với nhau thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Bác à, để cháu lên cho. Đúng lúc hai người sắp đánh nhau, Dương Thanh chợt bước đến, nói. Đỗ bá thoáng sững sờ, nhìn về phía Dương Thanh, chắc cháu có thể cảm nhận được thực lực của ông ta rất mạnh, có lẽ cũng cách thiên cảnh không xa. Lão ta đang nói bóng gió để nhắc Dương Thanh, thực lực của đối phương đã đạt đến đỉnh cao dưới thiên cảnh, chỉ với thực lực của Dương Thanh bây giờ, rất khó để đánh bại đỗ thất. Dương Thanh mỉm cười tự tin, thản nhiên liếc đỗ thất, cười nói, chẳng phải giữa bác và ông ta còn một ván cực ư. Vừa hay dùng trận đấu này để chấm dứt ván cực đó. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, đỗ bá mỉm cười, khí thế của lão ta lập tức tan biến, lão ta nhìn dương thanh đã vậy thì ta sẽ giao cơ hội này cho cháu dương thanh mỉm cười cảm ơn bác đỗ bá gật đầu rồi dặn nếu không đánh lại thì nhận thua cháu còn trẻ tương lai còn dài nếu cháu nhận thua ta có thể bảo vệ tính mạng của cháu dương thanh nói vâng lúc này đỗ bá mới đi xuống khỏi sân đấu võ xung quanh đã sớm sôi trào vì việc dương thanh định đánh với đỗ thất ai cũng vô cùng kinh hãi không ai tin dương thanh có thực lực đánh với đỗ thất một trận có thể nói khắp võ tông chỉ mình đỗ trọng tin có lẽ dương thanh sẽ có thể đánh bại đỗ thất đỗ thất cũng rất kinh ngạc lão ta lạnh lùng nhìn chằm chầm vào dương thanh tôi vốn định giải quyết đỗ bá rồi giết cậu sau không ngờ cậu vội đi tìm cái chết như thế đã vậy tôi sẽ cho cậu chết ngay dương thanh cười lạnh không biết rốt cuộc ai sống ai chết đâu chờ lát nữa rồi mạnh miệng dương thanh nói rồi phóng khí thế ra ầm uhm. khắp sân đấu võ bị khí thế cuồng bạo bao phủ cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Dương Thanh, sắc mặt đỗ thất hết sức khó coi. Lão ta biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Thanh có thể mạnh tới mức đó, tuy chưa đánh nhưng với áp lực mà Dương Thanh phóng ra, nó đã đủ để chứng minh thực lực của Dương Thanh đã đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Đỗ bá sững sờ rồi mỉm cười sán lạn, nhìn về phía đỗ trọng bên cạnh, em đã tìm cho võ tông một bảo vật đấy. Đỗ trọng lạnh lùng nhìn đỗ bá, nói, như kỹ giao kèo giữa tôi và anh, cậu Thanh có thể gia nhập võ tông, nhưng Võ Tông không được làm khó cậu ấy, cũng không được hạn chế tự do của cậu ấy. Đỗ Bá cười khổ, với thực lực của Dương Thanh bây giờ, ở Võ Tông còn ai hạn chế nổi ư? Trong mắt Đỗ thất tràn ngập sát khí mãnh liệt, đã tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ khi còn trẻ như thế, hơn nữa còn có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, cho dù là ở giới cổ võ, loại người này cũng là yêu nghiệt hàng đầu. Nếu bây giờ lão ta không giết được Dương Thanh, sau này sẽ không còn cơ hội nữa nhất là sau khi đến giới cổ võ, với thiên phú của Dương Thanh, chắc chắn anh sẽ là người mà rất nhiều tông môn đều muốn có được, một khi Dương Thanh gia nhập bất kỳ thế lực nào ở giới cổ võ, đó cũng là đường cùng với Đỗ Thất. Thế nên hôm nay, Dương Thanh phải chết. Đỗ Thất đã thầm tuyên án tử hình cho Dương Thanh. Náo nhiệt thật. Đúng lúc Đỗ Thất và Dương Thanh chuẩn bị ra tay, một giọng nói đầy dí dỏm bỗng vang lên. Vào lúc này, mọi người đều nhìn về phía chủ nhân giọng nói chỉ thấy một ông lão mặc áo vải xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đối phương đang tươi cười nhìn về phía Dương Thanh trên sân đấu võ. Lệ Trần, Đỗ Bá nhìn về phía Lệ Trần, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Rất nhiều cao thủ võ tông đang có mặt mới nhìn thấy Lệ Trần lần đầu tiên, khi biết tông chủ Ma tông Lệ Trần đích thân tới võ tông, mọi người đều sững sờ. Bên cạnh Lệ Trần còn có một thanh niên mặc trang phục ma đạo truyền thống. Quanh người thanh niên này toàn hơi thở ma đạo khí thế vô cùng bá đạo lan ra từ người anh ta. Sau khi cảm nhận cảnh giới của thanh niên này, mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của võ tông đều có vẻ kinh ngạc. Cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ. Một cao thủ hàng đầu của võ tông nói với vẻ chấn động. Từ khi nào thiên phú của thanh niên thế tục lại yêu nghiệt đến thế? Có vẻ thanh niên kia mới 26, 27 thôi đúng không? Cậu ta đi theo tông chủ ma tông, chắc chắn địa vị ở ma tông sẽ rất lớn, chẳng lẽ đó là cháu lệ chân à? chẳng phải ở ma tông vừa xuất hiện ma tử vào hôm qua ư. Chẳng lẽ chính là thanh niên trước mặt. Các cao thủ võ tông bàn tán ẩm ý. Lúc này, trong mắt người thanh niên bên cạnh lệ trần tràn ngập sát khí, anh ta nhìn chằm chằm vào đỗ thất bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, khí thế ma đạo cũng điên cuồng lan ra từ người anh ta. Lệ trần mỉm cười nhìn người thanh niên bên cạnh, ông ta là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, với thực lực của con bây giờ, nếu sông lên thì chỉ có chịu chết thôi, nhưng con còn trẻ, với thiên phú của con, không đầy 5 năm, con sẽ giết được lão giả lỗ mãng đó. Người thanh niên cắn răng, ông ta muốn giết anh Thanh, vậy chính là kẻ thù sống còn của con, nếu anh Thanh không giết ông ta, một ngày nào đó, con sẽ giết ông ta. Người thanh niên này không phải ai khác, chính là Mã Siêu. Nghe thấy lời Mã Siêu nói với Lệ Trần, các cao thủ võ tông đều ngơ ngác. Anh Thanh mà anh ta nhắc đến là Dương Thanh à. Lúc này, Dương Thanh cũng nhìn về phía Mã Siêu, mỉm cười sao hai người lại tới đây thế mã siêu nói sư phụ dẫn em tới nói rằng võ tông có kịch vui muốn em mở mang tầm mắt dương thanh cạn lời tới võ tông để xem kịch vui hả xem ra lệ trần nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở võ tông nói là xem kịch vui thật ra là tới xem anh đánh với đỗ thất nếu ông dám ra tay với anh thanh tôi cam đoan sẽ không bỏ qua cho con cháu của ông đâu mã siêu bỗng nhìn về phía đỗ thất lạnh lùng nói đỗ thất sắp tức điên lão ta là cao thủ có vai với cao nhất võ tông cháu ruột bị dương thanh giết mất bây giờ lại bị một thanh niên uy hiếp đúng là sự sỉ nhục với lão ta đỗ thất tức giận quát cậu dám uy hiếp tôi à mã siêu không sợ hãi chút nào đối mặt với đối phương lạnh lùng nói tôi đang uy hiếp ông đấy đỗ thất tức giận nói cậu là cái thá gì dám uy hiếp tôi ở võ tông ư lúc này lệ trần bên cạnh mã siêu bỗng nhíu mày áp lực khủng khiếp ập về phía đỗ thất ngay sau đó, Đỗ Thất cảm thấy lạnh thấu xương như rơi xuống hố băng. Lệ Trần lạnh lùng nói, "Đây là đệ tử quan môn cuối cùng của tôi, cũng là ma tử của Ma tông, ông nói thằng bé không có tư cách uy hiếp ông à?" Quả nhiên, rốt cuộc các cao thủ võ tông vừa vô cùng tò mò về thân phận của Mã Siêu cũng xác định, thanh niên trước mặt là ma tử của Ma tông. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc chính là ma tử của Ma tông lại gọi Dương Thanh là anh thanh, còn uy hiếp Đỗ Thất vì Dương Thanh nữa. Đỗ Thất giận không để đâu cho hết nhưng lệ trần đang đứng cạnh mã siêu đã khiến lão ta cảm nhận được áp lực nặng nề tuy lão ta đang tức giận nhưng cũng không làm gì được mã siêu chỉ có thể nhớ kỹ mã siêu lúc này đỗ bá nói chẳng biết tông chủ lệ đến võ tông vì chuyện gì lệ trần mỉm cười lập tức áy náy nói rất xin lỗi vì đã không mời mà tới hôm nay tôi đến đây vì cậu thanh ồ đỗ bá hơi kinh ngạc vừa rồi lão ta còn đang suy đoán mục đích của lệ trần khi tới võ tông không ngờ lại là vì dương thanh quan trọng là lão ta vừa nghe thấy lệ trần dùng kính ngữ với dương thanh lệ trần là ai lão vốn vô cùng kiêu ngạo không mấy ai lọt được vào mắt lão cho dù là đỗ thất lệ trần cũng chẳng coi ra gì nhưng lão lại dùng kính ngữ với dương thanh tức là trong mắt lệ trần dương thanh có tư cách để lão tiếp cận hơn đỗ thất nhưng nghĩ lại cũng đúng dương thanh còn trẻ mà đã yêu nghiệt như thế Đừng nói là chủ của những thế lực hàng đầu ma sơn ở thế tục như họ, cho dù là ở dưới cổ võ, có lẽ cũng có rất nhiều ông lớn muốn lôi kéo Dương Thanh. Dương Thanh hơi bất ngờ, rõ ràng sáng nay vừa gặp Lệ Trần xong, sao giờ Lệ Trần lại chạy tới võ tông tìm anh thế? Đỗ bá hỏi, chẳng biết tông chủ lệ tìm người thừa kế của võ tông tôi vì chuyện gì? Giọng Lệ Trần đã khiến lão ta cảm nhận được áp lực. Nghe thấy lão ta nói thế, người của võ tông lập tức kinh hãi không ngờ đỗ bá lại nói dương thanh là người thừa kế võ tông nhưng dương thanh mới gia nhập võ tông hai ngày thôi mà đỗ bá anh biết mình đang nói gì không đỗ thất vô cùng tức giận căm tức nhìn đỗ bá đỗ bá thản nhiên nhìn đỗ thất lạnh lùng nói tôi là tông chủ hay chú là tông chủ đỗ thất cắn răng cho dù anh là tông chủ thì cũng không thể chỉ định ai là người thừa kế võ tông hừ đỗ bá lạnh lùng nói chú thất sống lâu quá nên hồ đồ rồi ngay cả quy định suốt trăm năm của võ tông cũng quên sắc mặt đỗ thất hết sức khó coi đương nhiên lão ta sẽ không quên quy định của tông môn lão ta cũng hiểu quy định mà đỗ bá nhắc đến cho phép tông chủ quyết định người thừa kế võ tông đương nhiên nếu tông chủ chọn ra người thừa kế mọi người có thể nêu ý kiến phản đối nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về tông chủ một lúc lâu sau đỗ thất mới nghiến răng nghiến lợi được nếu anh đã muốn để cậu ta trở thành người thừa kế võ tông tôi sẽ giết cậu ta trước sau khi cậu ta chết người thừa kế võ tông cũng không phải cậu ta nữa nhỉ lệ trần hào hứng quan sát cảnh tượng này trong số những người đang có mặt lão là người duy nhất biết thực lực thật sự của dương thanh khi còn ở siêu phàm cửu cảnh trung kỳ dương thanh đã đánh bại được nhiếp thu với cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ giờ dương thanh đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thực lực sẽ mạnh tới mức nào chứ chỉ với một tên chó má như ông mà cũng đòi giết anh thanh tôi à mã siêu giận không để đâu cho hết ý chí chiến đấu dâng trào, anh ta chỉ vào đỗ thất, tức giận quát. Ngoài lệ trần, anh ta cũng biết rất rõ thực lực của Dương Thanh, đối với anh ta, Dương Thanh chính là thần thoại không bao giờ thất bại, nhưng anh ta vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho việc người khác định giết Dương Thanh. Đỗ thất híp mắt nhìn Mã Siêu, cũng không trả lời, bây giờ chủ ma tông đang ở cạnh Mã Siêu, trừ khi lão ta tự tin rằng sẽ đánh bại lệ trần, bằng không nói nhiều cũng vô ích. Lúc này đỗ bá mới nhìn về phía Dương Thanh, quan sát anh từ trên xuống dưới rồi gật nhẹ đầu, nói: "Không tệ, thực lực lại tiến bộ, có lẽ bây giờ ngay cả ta cũng không thể dễ dàng đánh bại cháu." Với thực lực của Đỗ Bá, đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được thực lực của Dương Thanh lại tiến bộ, nhưng lão ta vẫn đánh giá thấp thực lực của Dương Thanh rất nhiều. Dương Thanh mỉm cười, nhìn về phía Đỗ Thất, nói: "Nếu muốn giết tôi, ông phải vận dụng bản lĩnh thật sự, bằng không, nếu ông thua trước mặt bao nhiêu cao thủ võ tông, có lẽ sẽ rất mất mặt đấy." Ngông cuồng, Đỗ Thất tức giận quát, hơi nhích chân, chủ động tấn công. Lão ta cảm nhận được một áp lực khó hiểu từ Dương Thanh, tuy không biết áp lực này đến từ đâu, nhưng lão ta cũng hiểu Dương Thanh sẽ không đơn giản như bề ngoài. Vào lúc Đỗ Thất di chuyển, trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí mãnh liệt, anh kích hoạt luôn huyết mạch cuồng hóa. Lúc này, quanh người Dương Thanh tràn ngập khí thế vô cùng đáng sợ, khí thế đó không hề yếu hơn Đỗ Thất có cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Dương Thanh biết nếu muốn đánh bại Đỗ Thất thì phải dốc toàn lực, nếu giữ sức, anh sẽ thua rất thê thảm. Khi ở Ma tông trước đó, tuy anh đã đánh bại Cao Hùng, một trong bốn ma tướng, nhưng anh phải phát huy lĩnh vực Ma đạo thì mới miễn cưỡng đánh bại ông ta. Rõ ràng Đỗ Thất trước mặt anh mạnh hơn Cao Hùng. Ầm, um, ma uy bùng nổ từ người Dương Thanh, trong lúc nhất thời, vùng trời của võ tông bị mây đen bao phủ, sấm chấp đùng đùng, như thể thế giới này không chịu nổi sức mạnh của Dương Thanh các cao thủ võ tông nhìn mà sững sờ ai cũng có vẻ đờ đẫn những chuyện này chỉ diễn ra trong chấp nhoáng đỗ thất đã xông tới trước mặt dương thanh chẳng biết từ khi nào trong tay đỗ thất đã có thêm một cây kim bạc đâm mạnh về phía tim dương thanh đỗ bá đang xem trận chiến đứng phát dậy tức giận quát đỗ thất chú dám lão ta định xông tới ngân cản nhưng đỗ thất đã đến trước mặt dương thanh kim bạc trong tay lão ta cũng sắp đâm vào tim dương thanh rồi giờ đã muộn chỉ Dương Thanh mới có thể tự cứu mình thôi. Thấy Đỗ Thất lấy cây kim bạc kia ra, Lệ Trần hơi hít mắt, hừ lạnh, cũng không nói gì. Keng! Ngay sau đó, tiếng kim loại thanh thúy vang lên. Đỗ Thất nhìn con dao găm màu đen vừa chặn lại kim bạc của mình trong tay Dương Thanh, có vẻ kinh ngạc. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí mãnh liệt, kim bạc của Đỗ Thất là linh khí, nếu anh không sẵn sàng dốc toàn lực chiến đấu, có lẽ bây giờ đã bị kim bạc của Đỗ Thất đâm thủng tim. Ông chán sống rồi dương thanh hoàn toàn nổi giận anh vốn định để cho đỗ thất một con đường sống nhưng đỗ thất lại định giết anh vậy lão ta phải chết ma uy cuồng bạo hơn nữa lan ra từ người dương thanh bao trùm lấy đỗ thất vào lúc này đỗ thất như đang ở trong biển ma uy dưới lĩnh vực ma đạo của dương thanh lão ta cảm thấy ngay cả quyền hít thở của mình cũng bị cướp mất sức mạnh lĩnh vực khổng lồ khiến đỗ thất nảy lòng e sợ nhưng dù sao lão ta cũng là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ tuy lão ta phải chịu áp lực rất lớn trong lĩnh vực ma đạo của Dương Thanh, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh. Lão ta hơi nhích chân, bỗng lùi lại phía sau. Chẳng mấy chốc, sắc mặt lão ta đã tái nhợt. Vì lão ta phát hiện cho dù lùi đến đâu thì cũng bị lĩnh vực ma đạo của Dương Thanh bao phủ, như thể không gian này đã hóa thành khu vực ma uy. Chỉ cần ở trong lĩnh vực ma đạo của Dương Thanh, thực lực của Đỗ Thất sẽ bị kìm hãm. Dương Trần đã phát huy khí thế ngang với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nếu thực lực của lão ta bị kìm hãm, chẳng phải sẽ thua Dương Thanh thật ư. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Đỗ Thất vô cùng khó coi, lão ta siết chặt nắm tay, nhìn chầm chầm vào Dương Thanh. Sau giây phút sững sờ, Đỗ Bá cũng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn về phía Lệ Trần, đây là lĩnh vực ma đạo à. Lệ Trần đắc ý cười, đúng thế, cậu ấy đã lĩnh ngộ lĩnh vực ma đạo mà chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Trong lĩnh vực ma đạo, thực lực của mọi cao thủ đều bị kìm hãm. Nếu cao thủ dưới siêu phàm cảnh bước vào lĩnh vực ma đạo của Dương Thanh, có lẽ sẽ nổ tung ngay. Nghe Lệ Trần nói xong, Đỗ Bá càng thêm kinh hãi. Đỗ Bá còn cách thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ một bước, tuy chỉ có một bước, nhưng lão ta vẫn không thể hiểu được sự mạnh mẽ của lĩnh vực. Đỗ Bá nhìn về phía Dương Thanh với vẻ hâm mộ, nói, lĩnh ngộ được lĩnh vực mà chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể nắm vững khi còn ở siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, đúng là đáng kinh ngạc. Có lẽ ở giới cổ võ cũng không có ai lĩnh ngộ được lĩnh vực khi còn ở siêu phàm cảnh nhỉ. Lệ Trần chỉ cười chứ không nói, cũng không trả lời câu hỏi này. Một số cao thủ võ tông có thực lực yếu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng những cao thủ hàng đầu võ tông thì biết, ai cũng vô cùng kinh ngạc. Đỗ bá bỗng nhìn về phía đỗ thất, nói lớn, chú thất, chú nên nhận thua đi. Nếu đánh tiếp, chú chỉ còn con đường chết. Tuy lão ta cũng rất chán ghét hành vi của đỗ thất, nhưng dù sao đỗ thất cũng là người của võ tông, còn là chú lão ta, nếu đỗ thất chết, võ tông sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Trong lĩnh vực ma đạo, nét mặt đỗ thất méo mó vì tức giận, lão ta nghiến răng nghiến lợi, không ngờ cậu đã lĩnh ngộ lĩnh vực ma đạo ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, không thể không thừa nhận, thiên phú của cậu quá yêu nghiệt, ngay cả tôi cũng chưa bao giờ thấy. Nhưng thế thì sao chứ? Trước thực lực tuyệt đối, cho dù là thiên tài thì cũng phải chết thôi. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế cuồng bạo hơn lan ra từ người đỗ thất. Mái tóc bạc trắng của lão ta chuyển thành màu đen với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, nếp nhăn trên mặt cũng dần biến mất. Chỉ sau thoáng chốc, Đỗ Thất đã biến thành một người trung niên có vẻ ngoài khoảng 50 tuổi, cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Ngay cả Đỗ Bá cũng không biết trên người Đỗ Thất đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải chuyện chính, quan trọng là lúc này, khí thế của Đỗ Thất vô cùng mạnh mẽ, có lẽ đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Mạnh quá, chú Thất sắp đột phá thiên cảnh à? các cao thủ võ tông đều có vẻ kinh hãi. Sắc mặt đỗ bá nghiêm nghị tới cực điểm, lão ta nhìn chầm chầm vào đỗ thất, nếu đỗ thất đột phá thiên cảnh thật, chắc chắn Dương Thanh sẽ chết. Hừ, lúc này, lệ trần bỗng hừ lạnh, ngụy thiên cảnh thôi, tưởng mình là cao thủ thiên cảnh thật à. Mã siêu bên cạnh lệ trần đang hết sức lo lắng, nghe thấy thế thì vội hỏi, sư phụ, ngụy thiên cảnh là gì? Rất nhiều cao thủ võ tông đang không hiểu lắm cũng thi nhau nhìn về phía lệ trần, lệ trần nhìn chằm chằm vào đỗ thất giải thích ngụy thiên cảnh tên như ý nghĩa chính là thiên cảnh giả vờ đỗ thất vẫn chưa bước vào thiên cảnh mà dùng cách không chính thống để tăng thực lực tới gần thiên cảnh theo ta được biết nếu muốn đạt tới ngụy thiên cảnh nhất định phải tu luyện huyết công sau khi tu luyện huyết công thực lực sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn rõ ràng khí thế của đỗ thất lúc này có mùi máu tươi nồng nặc chắc chắn ông ta đã tu luyện huyết công nghe thấy thế mọi người đều kinh hãi không ngờ đỗ thất lại tu luyện huyết công. Nếu muốn tu luyện huyết công, nhất định phải tu luyện trong ao máu, hơn nữa máu ở đó còn phải là máu của người luyện võ. Một cao thủ biết rõ về huyết công xứng sở nói. Nghe thấy thế, các cao thủ võ tông càng khiếp sợ hơn. Nếu đỗ thất tu luyện huyết công, tức là đỗ thất đã âm thầm làm rất nhiều chuyện ác đáng lên án à. Bằng không, ao máu mà đỗ thất cần khi tu luyện từ đâu ra chứ? Đỗ thất, đỗ bá tức giận chất vấn, chú hãy thành thật khai báo, có phải công pháp mà chú tu luyện là huyết công không? Ngay cả nơi như Ma Sơn cũng vô cùng bài xích huyết công. Đỗ thất hết sức ngạo nghế, lúc này khí thế của lão ta đã mạnh tới cực điểm, có lẽ đã có thể sánh ngang với cao thủ mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Lão ta lạnh lùng nhìn đỗ bá, tôi tu luyện công pháp nào, cũng không cần giải thích với anh đúng không? Tuy lão ta không trả lời, nhưng bản thân câu nói này đã là đáp án rồi. Đỗ bá sầm mặt, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người lão ta lão ta lạnh lùng nói đã vậy tôi không thể làm gì khác ngoài việc đích thân thanh lý môn hộ cho võ tông lão ta nói rồi nhìn xung quanh nói lớn kể từ hôm nay võ tông không còn đỗ thất nữa với tư cách là chủ võ tông đỗ bá hoàn toàn có quyền trục xuất đỗ thất khỏi võ tông đỗ thất cười lạnh anh là cái thá gì cũng có tư cách trục xuất tôi khỏi võ tông á cho dù bây giờ tôi chỉ là ngụy thiên cảnh anh vẫn không phải đối thủ của tôi sau khi giết thằng nhãi kia tôi sẽ giết anh giết anh xong tôi chính là chủ võ tông ai có thể đuổi tôi khỏi võ tông chứ trên mặt đỗ thất tràn ngập vẻ điên cuồng toàn thân đầy sức mạnh thấy mình như trẻ lại ba mấy tuổi lão ta rất hưởng thụ cảm giác này nếu được lão ta mong mình có thể giữ trạng thái này mãi sắc mặt của dương thanh ở phía đối diện lão ta vô cùng nghiêm nghị anh cứ tưởng đỗ thất chỉ có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhưng bây giờ rõ ràng khí thế của đỗ thất đã vượt qua bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nếu dốc toàn lực dương thanh chỉ có thể phát huy thực lực sánh ngang với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ là cùng chứ không thể giết người đã đạt đến ngụy thiên cảnh như đỗ thất tuy không giết được đỗ thất nhưng chưa chắc anh đã không có sức đánh một trận chỉ trong trận chiến sống còn thì mới có thể mau chóng tiến bộ hơn bây giờ anh vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nếu muốn nhanh chóng củng cố cảnh giới này thì phải dùng một trận chiến để rèn luyện bản thân nhưng nếu đánh trận này thì sẽ phải trả cái giá hơi lớn nhớ thua rất có thể anh sẽ bị đỗ thất xiết cháu không phải đối thủ của ông ta đâu đúng lúc này đỗ bá bước đến sân đấu võ chắn trước mặt dương thanh trầm giọng nói lão ta nói rồi lấy một cái lệnh bài ra trên lệnh bài có hai chữ tông chủ lớn đây là lệnh bài của tông chủ võ tông nếu ta chết cháu sẽ đánh tiếp nếu cháu chết Võ Tông cũng xong, nếu cháu thắng, cháu chính là chủ của Võ Tông." Đỗ Bá trầm giọng nói, rõ ràng lão ta cũng không có chút phần thắng nào, giờ lão ta đi tới chỉ vì muốn liều mạng đánh một trận, cho dù lão ta không phải đối thủ của Đỗ Thất thì cũng phải tiêu hao thực lực của Đỗ Thất thật nhiều, để Dương Thanh có phần thắng cao hơn khi đánh tiếp. "Tông chủ." Lời Đỗ Bá nói khiến các cao thủ Võ Tông biến sắc. Lúc này, họ không quan tâm đến việc Đỗ Bá định giao chức tông chủ Võ Tông cho ai nữa mà chỉ quan tâm đến sống chết của đỗ bá thôi. Sư phụ, sư phụ giúp họ với. Cách đó không xa, Mã Siêu nhìn về phía Lệ Trần, nói với vẻ cầu khẩn. Lệ Trần thản nhiên nói, còn yên tâm, đỗ bá cũng không đơn giản như bề ngoài, với tư cách là chủ võ tông, ông ta luôn có chiêu khác mạnh hơn, nếu ông ta đánh với đỗ thất, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Mã Siêu mới thở phào. Anh ta không quan tâm đến sự tồn tại của võ tông, mà lo Đỗ Thất sẽ giết Dương Thanh. Đỗ Thất, chú làm trái với lời dạy của tổ tiên Võ Tông, tự tu luyện huyết công, đây là tội chết. Sau khi giao lệnh bài tông chủ cho Dương Thanh, Đỗ Bá nhìn về phía Đỗ Thất, nói lớn, hôm nay tôi sẽ thanh lý môn hộ cho Võ Tông. Ầm. Um, sau khi lão ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người lão ta. Mời võ thần thương. Đỗ Bá bỗng hô lớn. Ầm. Um, sau tiếng nổ vang trời, một cây thương bạc bóng sông lên trời từ từ đường của võ tông, cắm thẳng bên cạnh đỗ bá. Thân võ thần thương sáng loáng, sức mạnh khổng lồ lan ra từ võ thần thương. Vào lúc này, cả võ tông đều bị sức mạnh này bao trùm. Linh khí cấp cao, võ thần thương. Lệ Trần hơi hít mắt, nhìn về phía võ thần thương, nói nhỏ. Linh khí cũng có cấp bậc ạ. À? Đây là lần đầu tiên Mã Siêu bên cạnh Lệ Trần nghe nói về linh khí cấp cao anh ta cảm nhận được áp lực hết sức khủng khiếp từ võ thần thương, đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đến thế từ một món vũ khí. Lệ Trần gật đầu, giải thích, đương nhiên linh khí cũng có cấp bậc, thông thường, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể khống chế linh khí, mà bây giờ ở thế tục, hầu hết những linh khí mà con có thể thấy đều là linh khí cấp thấp thôi. Về phần linh khí cấp trung và cấp cao, có lẽ chỉ giới cổ võ mới có, nhưng cho dù là ở dưới cổ võ sở hữu một món linh khí cấp trung đã là hiếm có lắm rồi, về phần linh khí cấp cao, chắc chỉ thế lực hàng đầu dưới cổ võ mới có, hơn nữa còn là bảo vật chấn giữ gia tộc. Không ngờ võ tông lại có một món linh khí cấp cao. Với thực lực của đỗ bá, cộng thêm linh khí cấp cao, trừ khi đỗ thất đạt đến thiên cảnh thực thụ, bằng không thì không thể đánh bại đỗ bá. Nghe thấy thế, mã siêu thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ cần anh Thanh không gặp nguy hiểm là được rồi. Nhưng anh ta vừa dứt lời, Dương Thanh đang đứng sau lưng đỗ bá bóng bước lên trước, nói, bác, hay cứ để cháu thử đi, nếu cháu thua, bác lại ra tay, được không ạ? Đây là cơ hội rèn luyện sống còn tuyệt hảo, Dương Thanh cân nhắc liên tục, vẫn quyết định thử xem sao. Bây giờ, gần như không còn cao thủ nào dưới thiên cảnh có thể uy hiếp được anh nữa. Sau khi bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, anh đã cảm nhận được sự khó khăn khi đột phá, nếu không có kỳ ngộ, có lẽ rất khó đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nếu đã không có kỳ ngộ tự tạo ra một cái là được dương thanh vừa lên tiếng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người đỗ bá nhìn về phía dương thanh cho dù thực lực của đỗ thất chưa đạt tới thiên cảnh nhưng chắc chắn sức chiến đấu đã sánh ngang với người vừa bước vào thiên cảnh rồi cháu chắc rằng muốn đánh một trận với ông ta chứ dương thanh gật đầu một cách dứt khoát cháu muốn thử xem sao đỗ bá nhìn chằm chằm vào dương thanh một lúc lâu rốt cuộc cũng gật đầu được nếu cháu đã muốn đánh một trận thì cứ đánh nhưng cháu phải nghĩ cho kỹ tuy thực lực của đỗ thất chưa đạt tới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhưng cũng cách cảnh giới này không xa nếu cháu và ông ta tranh nhau quá nhiều khi ông ta định giết cháu cho dù bác muốn cứu cháu thì cũng không kịp nữa dương thanh gật đầu một cách dứt khoát cháu nghĩ kỹ rồi bác cứ yên tâm được rồi thấy dương thanh nói thế đỗ bá cũng không ngăn cản nữa khí thế của lão ta dần tiêu tán nhưng vẫn nắm chặt võ thần thương, cũng không định cất đi. Lúc này, giữa Dương Thanh và Đỗ Thất không còn bất cứ ngăn cách nào, hai người đứng đối diện, chăm chú nhìn nhau. Ý chí chiến đấu của Đỗ Thất dâng trào, khí thế mạnh mẽ của lão ta khiến cả võ tông có cảm giác một ngạt. Dương Thanh vẫn đứng vững, nắm chặt huyết trì, đã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, cũng phóng lĩnh vực ma đạo ra, còn kích hoạt cả sức mạnh thủ hộ. Có thể nói lúc này, Dương Thanh đã gần như ở trạng thái mạnh nhất khí thế của anh cũng không yếu hơn đỗ thất là bao, vô cùng mạnh mẽ, ngay cả cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ từ Dương Thanh. Mạnh quá! Không ngờ Dương Thanh còn trẻ thế mà đã mạnh đến mức này, nếu cho cậu ta thêm mấy năm, cậu ta sẽ mạnh đến mức nào đây? Tôi có linh cảm trước 30 tuổi, cậu ta sẽ bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Sau khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mà Dương Thanh không ngừng phóng ra, các cao thủ võ tông lập tức bàn tán ẩm ý sư phụ người chắc rằng anh thanh sẽ không sao chứ mã siêu lo lắng hỏi lệ trần lệ trần có vẻ bất đắc dĩ lão không nhớ đây là lần thứ mấy mã siêu hỏi câu này mọi mặt khác của mã siêu đều ổn nhưng cứ dính tới dương thanh là lại cuống cả lên lệ trần nói ta đã nói cậu ấy không sao thì cậu ấy sẽ không sao đương nhiên không sao này chỉ có nghĩa là cậu ấy sẽ không chết chứ ta không rõ cậu ấy có bị thương nặng không còn phải xem biểu hiện tiếp theo của dương thanh nữa đối thủ của cậu ấy rất mạnh có lẽ ngay cả cao thủ mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm cũng chỉ có thực lực như thế mã siêu vô cùng lo lắng siết chặt nắm tay vì căng thẳng mã siêu nhìn lệ trần khẩn cầu nếu anh thanh gặp nguy hiểm mong sư phụ ra tay giúp lệ trần bất đắc dĩ gật đầu được ta hứa với con lúc này dương thanh và đỗ thất đang đứng giữa sân đấu võ bỗng hành động cùng một lúc ầm um. ngay sau đó tiếng va chạm nặng nề vang lên ầm um, ầm um, ầm um mặt đất lập tức rung chuyển, quanh chân hai người có vô số vết nứt lan rộng ra như mạng nhện. Kính trên các tòa nhà gần đó cũng vỡ vụn, bụi bay tứ tung. Các cao thủ hàng đầu võ tông vội ra tay, chân áp khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ cuộc va chạm giữa Dương Thanh và Đỗ Thất. May mà võ tông có nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong và bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, bằng không, đúng là không thể chân áp được khí thế bùng nổ từ cuộc đấu giữa Dương Thanh và Đỗ Thất. Cậu chỉ có tí thực lực thế thôi à, đúng là đáng thất vọng. Đỗ thất vinh vào nói, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Dương Thanh. Sau đòn vừa rồi, Dương Thanh phải lùi 5 bước, còn đỗ thất thì không lùi bước nào. Chỉ sau một đòn, thắng thua đã được phân rõ. Cánh tay Dương Thanh đang run rẩy, máu chảy dọc theo cánh tay anh, nhỏ lên huyết trùy, rồi lại chảy dọc theo huyết trùy, nhỏ xuống mặt đất. Hừ, Dương Thanh cười khẩy, lạnh lùng nói, mới bắt đầu mà ông đã kiêu ngạo thế, so với tôi, ông có tư cách gì để kiêu ngạo? Tính ra, tôi được xem như cùng thế hệ với chất ông đúng không? Nếu không thể đánh bại cả tôi, thiên phú của ông cũng yếu quá nhỉ. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, sắc mặt đỗ thất vô cùng khó coi, lão ta nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, nhãi danh, nói ít thôi, nếu bây giờ cậu chịu thua rồi cút khỏi sàn đấu, tôi có thể cho cậu một con đường sống. ầm, um, đỗ thất vừa dứt lời, Dương Thanh đã dậm chân, người cũng nhoáng lên. Anh cầm huyết chủy trong tay, xông về phía đỗ thất với khí thế vô cùng khủng khiếp lúc này lĩnh vực ma đạo quanh sân đấu võ như mạnh hơn ngay cả một số cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của võ tông cũng khó mà chịu nổi áp lực từ lĩnh vực ma đạo này cậu chán sống rồi đỗ thất tức giận quát tung đòn về phía dương thanh dương thanh đã vung nắm tay trái lên thấy đỗ thất tung trưởng về phía mình anh đã chuẩn bị trước đấm bằng tay trái hô dao găm bằng tay phải cùng tấn công bằng cả hai tay ầm um, ầm um, nắm tay trái của dương thanh và tay phải của đỗ thất va và mạnh vào nhau đúng lúc tay hai người tiếp xúc, tay phải Dương Thanh bỗng đâm huyết chủy về phía trước, để lại một vệt máu rất dài trên tay đỗ thất. Vết thương do linh khí gây ra vốn vô cùng nghiêm trọng, sau khi huyết chủy của Dương Thanh rạch chúng tay đỗ thất, cánh tay đỗ thất lập tức không ngừng chảy máu. Không ngờ Dương Thanh lại khiến đỗ thất bị thương, tức là thực lực của cậu ta rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi à. Có cao thủ võ tông thốt lên kinh hãi. Đỗ thất vốn là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, bây giờ lại phát huy thực lực mạnh hơn, sức chiến đấu rất gần với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nhưng bây giờ, đỗ thất lại bị thương bởi Dương Thanh. Tuy anh dùng linh khí để khiến đỗ thất bị thương, nhưng Dương Thanh chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Sao anh làm được thế? Sau khi đã tới siêu phàm cảnh, các cảnh giới tranh nhau rất nhiều, Dương Thanh sở hữu thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã là ghê gớm lắm rồi, nhưng bây giờ, anh lại tiến gần đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đỗ thất bị thương, sắc mặt u ám tới cực điểm lão ta nhìn chầm chầm vào dương thanh bằng ánh mắt giết người nhãi danh cậu chết chắc ầm uhm, vào lúc này khí thế của đỗ thất lại tăng vọt thực lực của đỗ thất mạnh hơn rồi sao có thể chứ giờ đỗ thất được tính là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ ư có lẽ chắc là có thể cũng được tính nhỉ các cao thủ võ tông đều có vẻ không dám tin trong lúc đang khiếp sợ mọi người chợt phát hiện khí thế của dương thanh cũng bắt đầu tăng vọt Nét mặt Dương Thanh méo mó vì đau đớn, anh đã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa triệt để hơn, đối với anh, huyết mạch cuồng hóa tương đương với thực lực dự trữ. Chỉ cần anh chịu được, anh sẽ trở nên mạnh hơn. Lúc này, anh cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ dần. Sức mạnh của huyết mạch cuồng hóa lan ra khắp người anh, khiến anh cảm thấy say mê, thậm chí muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Thanh rất muốn có được thực lực mạnh hơn, rõ ràng anh có thể trở nên mạnh hơn, nhưng anh vẫn ngừng kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Giờ đã đến giới hạn chấp nhận huyết mạch cuồng hóa của anh, nếu cứ tiếp tục, anh rất khó đảm bảo rằng mình sẽ không mất lý trí. Đây đã là thực lực mạnh nhất mà anh có thể kiểm soát, nếu vẫn không thắng được Đỗ Thất, anh chỉ có kết cục thua trận. Các cao thủ võ tông nhìn mà sững sờ, Đỗ Thất phát huy được thực lực mạnh như thế đã đủ để khiến người ta kinh hãi, nhưng bây giờ, một thanh niên mới 28, 29 tuổi cũng mạnh như vậy. Võ tông là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, vốn có vô số cao thủ cũng xuất hiện không ít thiên tài võ thuật, nhưng so với Dương Thanh, những thiên tài này đúng là vô dụng. Sự mạnh mẽ của Dương Thanh khiến rất nhiều người tự ti. Không ngờ Dương Thanh đã mạnh đến mức này, nếu Dương Thanh đảm nhiệm trước tông chủ võ tông thì đúng là may mắn của võ tông. Đỗ Minh Viễn nhìn Dương Thanh trên sân đấu võ, nói với vẻ cảm khái. Đỗ bá bên cạnh ông ta cũng không mất hứng vì lời Đỗ Minh Viễn nói, còn vui vẻ đáp, con nói không sai, nếu Dương Thanh đồng ý làm tông chủ võ tông, đối với võ tông đó là chuyện tốt nhất đỗ trọng bên cạnh nhìn đỗ bá với vẻ mặt phức tạp ông ta vốn rất oán hận đỗ bá nhưng sau khi thấy thái độ của đỗ bá với dương thanh ông ta chợt phát hiện có vẻ nỗi oán hận của ông ta với đỗ bá cũng không sâu sắc đến vậy ha ha nếu dương thanh thừa kế chức tông chủ võ tông thì sau này ma tông và võ tông phải qua lại nhiều hơn đấy nghe thấy đỗ bá nói thế lệ trần ở cách đó không xa cười lớn đỗ bá thản nhiên nhìn lệ trần rồi mới liếc mã siêu bên cạnh lệ trần đúng là rất trẻ tuy thiên phú không bằng dương thanh nhưng cũng rất mạnh lúc này mã siêu đang căng thẳng nhìn dương thanh trên sân đấu võ siết chặt nắm tay chỉ hận không thể tự xông lên đánh với đỗ thất từ phản ứng của mã siêu thì có thể thấy quan hệ giữa anh ta và dương thanh tốt đến mức nào giờ mã siêu là người thừa kế ma tông nếu dương thanh thừa kế trước tông chủ võ tông khi đó quan hệ giữa võ tông và ma tông sẽ trở nên thân thiết khác thường Nghĩ tới đây, đỗ bá mỉm cười, nhìn lệ trần, nhưng có vẻ ma tông sẽ bị thiệt đấy. Nghe thấy đỗ bá nói thế, lệ trần thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Lão hừ lạnh, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi, vẫn chưa biết Dương Thanh có đồng ý làm tông chủ võ tông không, nếu cậu ấy đồng ý. Ma Tông sẵn lòng để cậu ấy trở thành vị trưởng lão xếp thứ ba trong hội trưởng lão Ma Tông. Nghe thấy thế, Đỗ Bá lập tức sốt ruột, tức giận nói, Lệ Trần, rốt cuộc ông định làm gì? Dương Thanh đã gia nhập Võ Tông rồi, giờ Dương Thanh là một phần tử của Võ Tông. Lệ Trần cười lạnh, Dương Thanh vừa gia nhập Võ Tông thôi, ông định kiểm soát tự do của cậu ấy à? Tôi chỉ muốn cậu ấy trở thành một phần tử nắm quyền lực cao nhất ở Ma Tông, chứ không hạn chế tự do của cậu ấy, không những thế, cậu ấy vẫn có thể tiếp tục ở lại Võ Tông, cho dù cậu ấy muốn trở thành tông chủ Võ Tông, tôi cũng không ngăn cản. Chỉ cần cậu ấy đồng ý làm trưởng lão trong hội trưởng lão của Ma Tông là đủ rồi nghe thấy lệ trần nói thế đỗ bá bỗng có linh cảm xấu lão ta cứ tưởng sau khi gia nhập võ tông dương thanh sẽ hoàn toàn thuộc về võ tông nào ngờ lệ trần cũng để mắt tới dương thanh nếu lão muốn để dương thanh trở thành một phần tử của hội trưởng lão ma tông thật khi đó lão ta nên làm gì trong lịch sử của võ tông chưa từng có người nào của võ tông đồng thời có thân phận ở hai thế lực hết nhưng nếu bỏ lỡ dương thanh thì lão ta rất không cam lòng Quan trọng nhất là Ma tông còn có anh em tốt nhất của Dương Thanh là Mã Siêu, giờ anh ta đã là người thừa kế Ma tông, nếu Lệ Trần đề nghị Dương Thanh làm trưởng lão Ma tông, chắc Dương Thanh sẽ không từ chối nhỉ. Đỗ Minh Viễn bên cạnh Đỗ Bá như nhìn thấu nỗi lo của bố mình, chợt nói: "Bố, con thấy đề nghị của tông chủ Lệ không tồi, nếu Dương Thanh đồng ý gia nhập Ma tông, chúng ta có thể cho phép." Tuy trong lịch sử của Võ tông không có tiền lệ nào như thế, nhưng trong lịch sử của Võ tông cũng không có yêu nghiệt nào như Dương Thanh con nghĩ chỉ cần dương thanh trở thành một phần tử của võ tông là đủ với thiên phú của dương thanh có lẽ không lâu nữa sẽ đột phá thiên cảnh rồi tới giới cổ võ lệ trần nhìn về phía đỗ minh viễn với vẻ thán thưởng cười nói cậu nói không sai với sự hiểu biết của tôi về dương thanh chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý thừa kế chức tông chủ võ tông trở thành tông chủ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của cậu ấy mọi người cũng thấy đấy dương thanh đã lĩnh ngộ sức mạnh lĩnh vực mà chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể lĩnh ngộ hơn nữa còn là lĩnh vực ma đạo, nếu Dương Thanh gia nhập cả Võ Tông lẫn Ma Tông, khi đó chẳng những cậu ấy có thể tu luyện công pháp Ma Tông mà còn có thể tu luyện công pháp Ma Đạo, không hề có hại cho cậu ấy. Nếu các người muốn tốt cho Dương Thanh thật thì không nên ngăn cản cậu ấy gia nhập cả Ma Tông và Võ Tông, đối với Võ Tông cũng được, hay với Ma Tông cũng thế, thực lực của Dương Thanh càng mạnh thì càng tốt cho chúng ta còn gì. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, rốt cuộc Đỗ Bá cũng quyết định gật đầu, được, chỉ cần Dương Thanh đồng ý gia nhập Ma Tông. Võ tông sẽ không ngăn cản. Ha ha, tốt lắm. Lệ Trần nhất thời mừng rỡ. Lúc này, trên sân đấu võ, khí thế của Dương Thanh và Đỗ Thất cũng tăng đến đỉnh điểm, cho dù chưa đạt tới thiên cảnh thì có lẽ cũng cách thiên cảnh không xa. Mắt Dương Thanh đỏ ngầu, phóng hết lĩnh vực ma đạo ra, bao trùm cả Đỗ Thất lẫn mình trong đó. Khí thế khủng khiếp khiến cả hai cảm nhận được áp lực khổng lồ, nhưng không ai ra tay trước, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Các cao thủ võ tông nhìn mà sững sờ nhất là sự mạnh mẽ của dương thanh khiến họ bỗng cảm thấy mình chỉ là rác rưởi dương thanh bỗng lạnh lùng nói đường đường là bề trên của võ tông mà không dám ra tay trước à giọng anh vang dền như sấm nổ vang trên bầu trời võ tông giọng anh ẩn chứa khí thế ập về phía đỗ thất như sóng đỗ thất hừ lạnh nhìn chằm chằm vào dương thanh bằng đôi mắt đỏ ngầu nhãi danh tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi phá hỏng chuyện tốt của tôi nghiêm trọng đến mức nào ầm um, đỗ thất vừa dứt lời Dương Thanh bỗng dậm chân, lao tới chỗ đỗ thất. Anh giành ra tay trước. Đỗ thất lập tức biến sắc, có nằm mơ lão ta cũng không ngờ Dương Thanh lại bất chợt ra tay. Hai người đều là cao thủ sánh ngang với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, Dương Thanh vừa di chuyển thì đã xông tới trước mặt đỗ thất đúng lúc lão ta hoàn hồn. Huyết trùy trong tay Dương Thanh tạo thành một đường vòng cung trong không khí, đâm về phía cổ họng đỗ thất. Nếu đã là trận chiến sống còn thì không cần nương tay, nếu giết được đỗ thất, Dương Thanh sẽ không mềm lòng, anh biết nếu Đỗ Thất tìm được cơ hội giết anh thì cũng sẽ không nương tay. Khi huyết chủy trong tay Dương Thanh sắp đâm trúng họng Đỗ Thất, đúng vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Đỗ Thất bỗng rậm chân, người chết đi. Cú nghiêng này vừa hay né được đòn chí mạng của huyết chủy. Nhưng lão ta vừa né tránh thì đã thấy vẻ khinh miệt trong mắt Dương Thanh, như đang chế giễu lão ta. Đỗ Thất bỗng cảm nhận được nguy hiểm, sởn cả tóc gáy. Thấy nụ cười lạnh lùng của Dương Thanh, sự bất an trong lòng Đỗ Thất càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng lão ta đã né được đòn chí mạng của Dương Thanh, tại sao Dương Thanh vẫn có nét mặt như thế chứ? Đỗ Thất cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm hết sức mãnh liệt ập tới, Đỗ Thất lập tức biến sắc, thậm chí còn không cảm nhận được nguy cơ tới từ đâu. Lão ta cảm thấy mình như bị một sức mạnh không tên khổng lồ bao trùm, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Đúng lúc này, Lão ta chợt phát hiện hai thanh kiếm nước đang nhanh chóng lao về phía lão ta. Phập, hai thanh kiếm nước này đâm vào mắt Đỗ Thất gần như cùng một lúc. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, Đỗ Thất vừa né được huyết trủy do Dương Thanh nắm giữ, còn chưa đứng vững thì hai thanh kiếm nước sắc bén đã đâm vào mắt lão ta rồi. A, à, Đỗ Thất lập tức hét lên thảm thiết. Giọng nói thê lương của lão ta vang vọng khắp phó tông. Vào lúc này, mọi người đều trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Dương Thanh vừa chọc mù mắt đỗ thất đã bước nửa bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ chỉ với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ à. Nhưng Dương Thanh đã làm kiểu gì thế? Mới hồi nãy, rõ ràng anh còn cầm huyết trụy đâm vào họng đỗ thất, đúng lúc anh đâm hụt, hai thanh kiếm nước đã đâm vào mắt đỗ thất rồi. Đây đúng là chuyện bất khả thi, chẳng lẽ có người đang âm thầm giúp Dương Thanh Á? Làm được điều đó giữa bao nhiêu người thế này, chắc chỉ có tông chủ võ tông đỗ bá và tông chủ ma tông lệ trần thôi. Đỗ Bá vốn là tông chủ Võ Tông, cho dù lão ta coi Đỗ Thất là kẻ thù, nhưng Đỗ Thất là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, vô cùng quan trọng với Võ Tông, ngoài ra, hai người còn cùng mạch, lão ta không thể đánh lén Đỗ Thất. Vậy chỉ còn Lệ Trần là đáng nghi nhất thôi. Rất nhiều người của Võ Tông thi nhau nhìn về phía Lệ Trần. Lệ Trần không quan tâm đến ánh mắt họ, cười phá lên, tốt lắm. Không hổ là thiên tài lĩnh ngộ nhiều loại sức mạnh nguyên tố, trong lúc chiến đấu vẫn có thể phân tâm để ngưng tụ kiếm nguyên tố thủy. Đồng thời dùng sức mạnh thời gian để khiến đối thủ chậm hơn, dưới sự phối hợp của hai loại sức mạnh nguyên tố, kẻ địch đã bị thương nặng, đối với cậu, đây là phương án chiến đấu tốt nhất. Sức mạnh nguyên tố. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, những cao thủ võ tông đang nghi ngờ Lệ Trần đánh lén bỗng nhận ra vừa xảy ra chuyện gì. Đỗ Bá nhìn về phía sân đấu võ với vẻ mặt phức tạp, lão ta không hề muốn bất cứ ai trong Đỗ Thất và Dương Thanh bị thương nặng, thậm chí là chết. Đỗ Thất là cao thủ có vai vế cao nhất vô cùng quan trọng với võ tông nếu dương thanh và đỗ thất có thể hòa thuận với nhau võ tông sẽ mạnh đến mức nào chứ nhưng biết sao đây giữa dương thanh và đỗ thất chắc chắn phải có một người chết rồi bây giờ xem ra người sắp chết là đỗ thất dương thanh nể mặt ta có thể cho đỗ thất một con đường sống không đỗ bá trợn nói lớn với dương thanh dương thanh vẫn thản nhiên ý chí chiến đấu dâng trào anh nhìn chằm chằm vào đỗ thất bằng đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nói ai định giết cháu cháu sẽ giết người đó anh không còn là người đàn ông thiếu quyết đoán trước kia nữa nếu là lúc trước có lẽ anh sẽ nể mặt đỗ bá bỏ qua cho đỗ thất nhưng bây giờ thì không nếu anh bỏ qua cho đỗ thất chỉ với mối thù anh chọc mù mắt lão ta đỗ thất sẽ bỏ qua cho anh à anh không sợ đỗ thất nhưng nếu đỗ thất ra tay với người bên cạnh anh trong số những người bên cạnh anh có ai chịu nổi chứ hơn nữa giữa anh và đỗ bá cũng không có nhiều tình cảm nếu không vì cứu đỗ trọng anh sẽ không đến ma sơn càng không gia nhập võ tông nghe thấy dương thanh nói thế sắc mặt đỗ bá hơi khó coi xem ra hôm nay đỗ thất chết chắc với tư cách là tông chủ võ tông lão ta không mong võ tông mất một viên đại tướng như thế bố đây là lỗi của đỗ thất không trách ai được lúc này đỗ minh viễn bên cạnh đỗ bá chợt nói nghe thấy thế rất nhiều người của võ tông có vẻ kinh ngạc trước khi dương thanh xuất hiện với tư cách là con trai Đỗ Bá, Đỗ Minh Viễn là người có tư cách thừa kế võ tông nhất. Đỗ Minh Viễn nên bảo vệ Đỗ Thất mới đúng, nhưng bây giờ, ông ta lại tỏ rõ thái độ ngay trước mặt mọi người. "Đỗ Bá, ông đúng là càng già càng thụt lùi, ngay cả con trai ông cũng biết nên lựa chọn ra sao, ông lại không biết hả?" Lệ Trần cười lạnh, nói tiếp, "Đỗ Thất tu luyện huyết công, chắc chắn phải tu luyện trong ao máu, máu để tu luyện huyết công còn phải là của người luyện võ, có vẻ cấp bậc huyết công của Đỗ Thất không hề thấp." Những năm qua, sốt cuộc ông ta đã hại bao nhiêu cao thủ rồi. Ông biết không, vẫn muốn bảo vệ Đỗ Thất à. Sắc mặt Đỗ Bá càng thêm khó coi. Lão ta biết Lệ Trần nói đúng, để tu luyện tới cảnh giới bây giờ, Đỗ Thất cần rất nhiều máu của người luyện võ. Tuy thế, lão ta vẫn không cam lòng, trầm giọng nói, có lẽ Đỗ Thất dùng máu của cao thủ chết oan uổng ở Ma Sơn. À, Lệ Trần bỗng bật cười, nhưng nụ cười này có vẻ lạnh lẽo lão ta nhìn chằm chằm vào đỗ bá chất vấn ông tin thế à tôi tin đỗ bá nói một cách dứt khoát nghe thấy thế mọi người đều kinh ngạc đỗ bá tỏ thái độ để bảo vệ đỗ thất ư sắc mặt của dương thanh cũng hết sức khó coi tuy anh không thân với đỗ bá nhưng cũng tin tưởng cách làm người của lão ta nào ngờ đỗ bá lại bảo vệ một kẻ tội ác ngập trời đáng chết như thế đúng như lệ trần vừa nói để đỗ thất tu luyện huyết công tới mức này đã có bao nhiêu cao thủ chết dưới tay đỗ thất đây chắc chắn dưới tay đỗ thất có rất nhiều oan hồn không ngờ đỗ bá lại muốn bảo vệ kẻ ác như thế ý chí chiến đấu của dương thanh càng mạnh hơn anh nhìn về phía đỗ thất bằng ánh mắt đằng đằng sát khí đỗ bá anh biết anh đang nói gì không đỗ trọng cũng sướng sờ rồi mới tức giận chất vấn ông ta biết rõ việc đỗ bá vừa tỏ thái độ có ý nghĩa thế nào hay nói cách khác giữa dương thanh và đỗ thất đỗ bá chọn đỗ thất đỗ bá thản nhiên nói anh là người đứng đầu võ tông vì võ tông anh bằng lòng gánh chịu tất cả lão ta nói rồi vừa nhìn về phía dương thanh dương thanh cháu cũng là người của võ tông nếu đã vậy thì nên nghĩ cho võ tông giờ các thế lực lớn ở ma sơn đang dục dịch nhìn chằm chằm vào nhau đỗ thất là cao thủ đứng đầu võ tông nếu ông ta chết thì sẽ khiến võ tông bị tổn thất nặng nề ta hy vọng cháu có thể cho đỗ thất một con đường sống vì võ tông ta sẽ rất cảm kích cháu đỗ bá đỗ trọng giận không để đâu cho hết tức run người nghiến răng nghiến lợi ban đầu anh đồng ý với tôi thế nào? Cậu Thanh có thể gia nhập Võ Tông, nhưng Võ Tông sẽ không hạn chế tự do của cậu ấy, chỉ cần cậu Thanh ra tay giúp khi Võ Tông gặp phải phiền phức không thể giải quyết là đủ rồi. Bây giờ anh đang làm gì? Vì một kẻ ác lấy cả máu của người luyện võ làm tài nguyên tu luyện, anh định bảo cậu Thanh đừng giết kẻ ác đó ư. Anh có nghĩ xem nếu cậu Thanh bỏ qua cho đỗ thất, sau này sẽ có bao nhiêu uy hiếp tiềm ẩn không hả? Lúc này đỗ trọng vô cùng tức giận, Dương Thanh đến đây vì ông ta, cũng đồng ý gia nhập võ tông vì ông ta. Rõ ràng Đỗ Bá cũng đã đồng ý với ông ta, cho dù Dương Thanh gia nhập võ tông, Đỗ Bá cũng sẽ không ép Dương Thanh phải ở lại võ tông hay làm gì đó cho võ tông, mọi chuyện đều do Dương Thanh quyết định. Nhưng bây giờ, Đỗ Bá lại muốn bảo vệ một kẻ ác tu luyện huyết công, nếu tha cho Đỗ Thất, sau này Đỗ Thất nhắm vào Dương Thanh thì sao nào? Nhớ lão ta dùng người bên cạnh Dương Thanh để uy hiếp anh thì sao? Đây đều là những chuyện chưa biết được, nhưng với cách làm người của Đỗ Thất, khả năng lão ta sẽ trả thù Dương Thanh là rất cao. Đỗ Minh Viễn cũng cuống cả lên, vội nói: bố, Đỗ Thất lén tu luyện huyết công, đó vốn là tội chết. để tu luyện huyết công, chắc chắn ông ta đã giết rất nhiều cao thủ vô tội. sao bố vẫn muốn bảo vệ loại người này? ầm um, trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, Đỗ Bá tát cho Đỗ Minh Viễn một phát, tức giận quát: cầm miệng cho ta! con là tông chủ, hay ta là tông chủ? Đỗ Bá hết sức tức giận. Đỗ Trọng là em ruột lão ta, giữa hai người vốn có ân oán rất sâu sắc, lão ta không thể ra tay với Đỗ Trọng, nhưng Đỗ Minh Viễn là con lão ta mà cũng dám đối đầu với lão ta trước mặt bao người, khiến lão ta vô cùng giận dữ. Trên mặt Đỗ Minh Viễn xuất hiện một dấu tay rõ rệt, khóe miệng còn dỉ máu. Mắt ông ta đỏ ngầu, ông ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Bá, nói tiếp, bố, Đỗ thất đáng chết. Bố đừng ngó lơ quy định của Tông Môn vì một tên khốn tội ác tài trời ông ta nói rồi nhìn về phía dương thanh trên sân đấu võ nói lớn cậu thanh tôi ủng hộ cậu giết đỗ thất từ khi đỗ thất bắt đầu tu luyện huyết công điều đó đã định sẵn rằng ông ta sẽ phải chết rồi lúc này sắc mặt đỗ trọng mới dễ coi hơn ông ta căm tức nhìn đỗ bá đỗ bá anh còn không bằng con của anh ông ta nói rồi cũng nhìn về phía dương thanh nói lớn cậu thanh cậu cứ kệ đỗ bá có cần giết đỗ thất không cậu tự quyết định là được không ai có tư cách yêu cầu cậu làm gì đâu hơn nữa trước khi gia nhập võ tông đỗ bá đã đồng ý với cậu rằng sẽ không hạn chế tự do của cậu sau khi cậu gia nhập thấy em trai ruột và con trai mình đối đầu với mình trước mặt nhiều người như thế sắc mặt của đỗ bá vô cùng khó coi khí thế như có như không lan ra từ người lão ta lệ trần nhìn đỗ bá với vẻ nghiền ngẫm mã siêu bên cạnh lão cũng vô cùng tức giận nhìn về phía dương thanh nói lớn anh thanh anh đã chọc mù mắt tên khốn đó chắc chắn ông ta sẽ trả thù anh phải giết ông ta thì mới ngăn được mối họa sau này. Các cao thủ hàng đầu của võ tông đều im lặng, tuy họ biết Đỗ Thất đáng chết nhưng cũng sẽ không tỏ thái độ trong tình huống này. Giữa sân đấu võ, Đỗ Thất đang hết sức đau đớn, cơn đau khi bị chọc mù mắt khiến lão ta vô cùng tức giận. Tuy mắt lão ta mù nhưng võ công cũng không mất đi, khí thế vẫn vô cùng mạnh mẽ, chỉ là hơi không ổn định. Dương Thanh đứng đối diện Đỗ Thất, mắt đỏ ngầu, lĩnh vực ma đạo vẫn trải rộng quanh người anh. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ tuôn trào. Dương Thanh, mày đáng chết." Đỗ Thất nghiến răng, tức giận nói, "Mày dám chọc mù mắt tao, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn." Dương Thanh lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt anh, bây giờ Đỗ Thất chỉ là đồ vô dụng, cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì sao chứ? Khi cao thủ so đấu với nhau, thắng thua được quyết định trong nháy mắt, huống hồ hai người vốn có thực lực ngang nhau, bây giờ một người trong đó đã bị chọc mù mắt rồi anh không vội ra tay vì đang nghĩ thêm xem rốt cuộc có giết Đỗ Thất không. Nếu giết Đỗ Thất, có lẽ hy vọng bước vào từ đường Võ Tông sẽ tan biến. Đối với anh, có nhận được truyền thừa võ thần không cũng không quan trọng, nhưng Đỗ Trọng thì khác, Đỗ Trọng đã lớn tuổi mà vẫn chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh, tiến vào từ đường của Võ Tông là hy vọng duy nhất giúp ông ta mạnh lên. Nhưng nếu anh tha cho Đỗ Thất, Đỗ Thất sẽ từ bỏ việc báo thù à? Có lẽ không thể. Từng giây từng phút trôi đi, dương thanh mãi vẫn không ra tay bầu không khí vô cùng căng thẳng đỗ bá cũng không thuyết phục dương thanh tha cho đỗ thất nữa trên mặt lão ta tràn ngập vẻ đấu tranh dương thanh trợt nói đỗ thất dù sao ông cũng là cao thủ đã bước một bước vào thiên cảnh ông tự ra tay kết liễu đi anh đã quyết định xong sẽ để đỗ thất tự sát xung quanh xôn xao cả lên mọi người hết sức kinh ngạc nét mặt đỗ thất càng méo mó hơn lão ta tức giận nghiến răng nghiến lợi mày là cái thá gì mà bảo tao tự sát? Đồ nhãi danh khinh người. Đỗ thất tức giận quát, bỗng xông tới chỗ Dương Thanh. Lời Dương Thanh nói đúng là sự sỉ nhục với lão ta. Tuy lão ta không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị trí của Dương Thanh, gần như trong chớp mắt, lão ta đã xông tới trước mặt Dương Thanh rồi tung trường. Ánh mắt Dương Thanh rất lạnh lẽo, trước một kẻ mù, anh có thể dễ dàng né tránh, nhưng anh cũng không chọn né tránh mà bước lên đỡ đòn, ý chí chiến đấu dâng trào, Ầm, um. ngay sau đó, bàn tay hai người va vào nhau, tạo thành tiếng nổ vang trời, khí kình mạnh mẽ như sắp hủy diệt trời đất lan ra khắp xung quanh. Mặt đất dưới chân hai người nứt toác, bụi đất bay mù mịt. Mấy cao thủ hàng đầu của Võ Tông vội ra tay, chân áp khí thế đang lan ra khắp bốn phương tám hướng. Ảnh hưởng còn lại từ khí thế khi hai người đối đầu với nhau vẫn khiến mấy cao thủ hàng đầu Võ Tông bị thương nặng, mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đều hộc máu, bay ra xa có thể tưởng tượng được hai người đang giao chiến phải đỡ đòn tấn công mạnh đến mức nào. Hai người điên cuồng đối đầu với nhau, xung quanh hết sức bừa bộn, nếu cao thủ hàng đầu võ tông không ra tay chấn áp ảnh hưởng còn sót lại từ trận chiến, có lẽ cả võ tông đều sẽ bị khí thế khủng khiếp này hủy diệt. Anh Thanh đã mạnh đến mức này rồi, anh ấy mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thôi. Nếu anh ấy đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì thực lực sẽ mạnh tới mức nào chứ? Mã siêu nói với vẻ cảm khái, thầm hướng tới. Dương Thanh càng mạnh, áp lực của anh ta càng lớn hơn. Anh ta liều mạng đuổi theo Dương Thanh, nhưng tranh lệch giữa hai người vẫn ngày càng lớn. Lệ Trần bên cạnh mỉm cười, nói, cứ yên tâm, bây giờ tốc độ tu luyện của con không chậm hơn cậu ấy đâu, không chừng còn nhanh hơn ấy. Mã siêu hiểu ý Lệ Trần, bây giờ anh ta đang tu luyện trong mật thất ngầm của Ma Tông, dưới mật thất chính là Long Mạch, linh khí vô cùng nồng đậm. Khi tu luyện trong môi trường này, tốc độ tu luyện của mã siêu tăng cực nhanh mã siêu lo lắng nói anh thanh không gặp nguy hiểm chứ ạ à? lệ trần cười chẳng lẽ con không phát hiện dương thanh vẫn chưa dùng hết thủ đoạn à mã siêu thoáng sửng sốt lúc này anh ta mới nhận ra chẳng những dương thanh không dùng sức mạnh nguyên tố nữa mà còn thu hồi cả lĩnh vực ma đạo bây giờ anh đang đánh với đỗ thất bằng thực lực vốn có lệ trần nói với vẻ thán thưởng kết quả trận chiến đã có rồi nếu dương thanh muốn giết đỗ thất thì dễ lắm bây giờ cậu ấy chỉ đang mượn tay đỗ thất để rèn luyện võ đạo của mình thôi. Audio điện tử võ tấn bền Giữa sân đấu võ, ý chí chiến đấu của Dương Thanh dâng trào, khí thế mạnh mẽ không ngừng bùng nổ từ người anh. Mắt đỗ thất đã mù, nét mặt méo mó vì tức giận, lão ta liên tục lao tới chỗ Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh đối phó, không hề bối rối. Âm âm âm, hai người điên cuồng giao chiến, chiêu nào cũng là đòn chí mạng các cao thủ võ tông nhìn mà sững sờ, đúng là đã mắt, hai người đều là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, nếu đánh với bất cứ ai trong hai người Dương Thanh và Đỗ Thất, có lẽ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường chỉ có một kết cục là bị giết thôi. Sắc mặt của Đỗ Bá đang ngồi ở ghế chính hơi u ám, sự mạnh mẽ của Dương Thanh đã vượt quá tưởng tượng của lão ta, nếu tiếp tục chắc chắn Đỗ Thất sẽ phải chết. Nhưng nếu Đỗ Thất chết thật thì phiền to. Đỗ Minh Viễn có vẻ thán phục, ông ta nhìn hai người trên sân đấu võ, kinh ngạc nói, cậu Thanh đúng là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt, trước đây con còn thấy thiên phú của mình tốt lắm rồi, nhưng bây giờ so với cậu Thanh, thiên phú của con đúng là rác rưởi. Không riêng gì Đỗ Minh Viễn, các cao thủ khác của Võ tông cũng nghĩ thế. Ầm, um, đúng lúc này, tiếng va chạm nặng nề vang lên, Đỗ thất bay ra xa. Lão ta còn chưa chạm đất thì đã hộp máu, người lão ta nặng nề rơi xuống nơi cách đó mười mấy mét. Xung quanh lặng ngắt, mọi người đều tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Sau khi ngã xuống đất, khắp người đỗ thất toàn máu tươi, lão ta định đứng dậy nhưng lại phát hiện vết thương quá nặng, không sao đứng dậy nổi. Dương Thanh đứng im, quần áo bay phấp phới, như thần linh đứng giữa trời đất. Khí thế của anh vẫn không ngừng bùng nổ, quanh người còn có một vòng xoáy năng lượng vô cùng khủng khiếp. Mây đen bóng dày đặc trên vùng trời của võ tông, sấm sét lóe lên ở chân trời, như sắp xé toang vùng trời này. Đoàng đoàng, sấm sét bỗng giáng xuống, nổ tung quanh người Dương Thanh, mặt đất bị đánh chúng trở nên khô cằn. Tất cả cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lùi lại 1.000 mét. Đỗ bá lập tức đứng dậy, quát lớn. Nghe thấy đỗ bá nói thế, các cao thủ võ tông mới hoàn hồn, tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tông chủ đã bảo họ lùi lại, chắc chắn là vì có chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, các cao thủ võ tông đều lùi cả nghìn mét. Chỉ cao thủ từ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trở lên mới dám đứng yên. Lệ Trần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nghiêm nghị nói, đứng sau ta. Vâng, mã siêu vội nấp sau lưng lệ trần, với cảnh giới của anh ta bây giờ, nếu mấy tia xét hồi nãy dáng vào người anh ta, có lẽ anh ta sẽ bị giết trong nháy mắt. Mã siêu lo lắng hỏi, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lệ trần trầm giọng nói, ta cảm nhận được thiên kiếp. Thiên kiếp ư, mã siêu sững sờ. Lệ trần gật đầu, uy lực của thiên kiếp này lớn hơn những thiên kiếp mà ta từng thấy trước kia nhiều, nếu tất cả các cao thủ đều phải trải qua thiên kiếp có uy lực thế này, có lẽ trong số 100 người sẽ có 99 người chết. Mã siêu càng sửng suốt hơn. Đỗ Bá ở cách đó không xa cũng vô cùng nghiêm nghị, với tư cách là tông chủ võ tông, lão ta từng thấy rất nhiều tiền bối võ tông vượt thiên kiếp, nhưng cũng chưa bao giờ thấy thiên kiếp nào mạnh thế này. "Bố, đây là thiên kiếp ạ." À. Đỗ Minh Viễn kinh hãi nhìn về phía Đỗ Bá bên cạnh. Đỗ Bá trầm giọng nói, "Có lẽ thế." đỗ minh viễn rất khó hiểu có lẽ thế là sao ạ à? đỗ bá giải thích trong số những người đang có mặt bây giờ chỉ mình dương thanh có khả năng sắp vượt thiên kiếp nhất nhưng ta không cảm nhận được khí thế khi đột phá từ người dương thanh hơn nữa tuy thực lực của cậu ấy cực mạnh nhưng mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà thôi còn chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong sao có thể đột phá thiên cảnh chứ nhưng hình như thiên kiếp này xuất hiện vì dương thanh ta cũng không rõ rốt cuộc là tại sao Giờ Đỗ Minh Viễn mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, ông ta ngẩng đầu nhìn sấm sét trên vùng trời võ tông, lại nhìn về phía Dương Thanh, lập tức hỏi nhỏ, tình huống của Dương Thanh vốn đặc biệt, hay vì thiên phú của cậu ấy quá yêu nghiệt nên ông trời cũng muốn chân áp cậu ấy. Đỗ bá nhìn Đỗ Minh Viễn, không nói gì. Đỗ thất đang nằm giữa vũng máu cũng vô cùng kinh hãi, với tư cách là cao thủ hàng đầu đã bước nửa bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, tuy không nhìn thấy nhưng lão ta cũng cảm nhận được khí thế của thiên kiếp. Lão ta đã bị thương nặng, không bò dậy nổi, đương nhiên thiên kiếp này không thể là của lão ta, nếu đã không phải của lão ta, vậy chỉ có thể là của Dương Thanh rồi. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đỗ Thất bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Với tư cách là tiền bối ở thế tục lâu nhất của võ tông, lão ta càng biết nhiều hơn nữa. Ầm ầm ầm. Vô số tia sét bóng dáng xuống quanh Dương Thanh. Mặt đất quanh Dương Thanh đã biến thành đất cằn. Khác với mọi người, anh có thể cảm nhận rõ, hình như tia sét này cũng không định tổn thương anh, chỉ dáng xuống quanh người anh. Tuy tia sét không dáng lên người anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được người mình tê dần, uy lực của sấm sét vẫn dáng lên anh, nhưng đã yếu đi rất nhiều. Trong mắt người ngoài, thậm chí trên cơ thể anh còn có tia sét nhỏ đang lé lên. Những tia sét nhỏ đi khắp người anh, khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái, các lỗ chân lông trên người như mở hết ra, những tia sét nhỏ này lại chui vào từng bộ phận của anh qua lỗ chân lông. Dương Thanh cảm nhận rõ, những tia sét này đang liên tục tràn vào người anh, hình như cường độ cơ thể anh cũng trở nên mạnh hơn. Anh bỗng nảy ra ý nghĩ vô cùng to gan, cảnh giới của anh vẫn chưa đột phá thiên cảnh, nhưng cơ thể anh đã rất mạnh, có phải thiên kiếp này xuất hiện vì cơ thể anh sắp đột phá thiên cảnh không? Đúng lúc này, Đỗ Thất bỗng nghiến răng nghiến lợi, độ kiếp bằng cơ thể. Nghe thấy thế, mọi người kinh hãi. Ngay cả Đỗ Bá và Lệ Trần cũng có vẻ kinh ngạc. Đỗ Bá sực tỉnh, nói với vẻ chấn động không ngờ lại là độ kiếp bằng cơ thể chẳng phải đây là cách đột phá mà chỉ ma thần trong truyền thuyết mới có ư lệ trần cũng rất kinh hãi nghiêm nghị nói rốt cuộc cậu ấy là ai tại sao lại có cách đột phá giống ma thần mã siêu bên cạnh ngơ ngác nhìn về phía lệ trần sư phụ ma thần là ai cách đột phá của ma thần khác gì cách đột phá thiên cảnh của những cao thủ khác chứ lệ trần nhìn về phía dương thanh đang đột phá giữa sân đấu võ nghiêm nghị nói Ma thần là người sáng lập cách tu luyện theo ma đạo trong truyền thuyết, ông ấy là cao thủ đầu tiên, cũng là cao thủ hàng đầu duy nhất vượt qua thiên kiếp bằng cơ thể trước thiên cảnh. Nhưng khác với Dương Thanh, ma thần vượt qua thiên kiếp bằng cơ thể khi ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, sau đó cảnh giới mới đột phá thiên cảnh. Còn Dương Thanh bây giờ mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã sắp vượt thiên kiếp bằng cơ thể, tức là còn vượt thiên kiếp sớm hơn cả ma thần trong truyền thuyết. Lời lệ trần nói khiến mã siêu sướng sờ, anh ta biết anh thanh của mình vô cùng lợi hại, Thiên Phú cũng rất xuất chúng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc Dương Thanh có thể sánh ngang với ma thần trong truyền thuyết. Đương nhiên các cao thủ võ tông cũng nghe thấy lời giải thích của Lệ Trần, họ đều tròn mắt. Lệ Trần vốn là người tu luyện ma đạo, càng biết rõ truyền thuyết về ma thần hơn. Đỗ Minh viễn kinh ngạc hỏi, tức là thành tựu của cậu Thanh sau này có thể sánh ngang với ma thần, thậm chí mạnh hơn à? Đỗ Bá cạnh ông ta trầm giọng nói, tuy đó là truyền thuyết nhưng những gì mà Dương Thanh thể hiện rất giống với ma thần trong truyền thuyết. Không sai. Lệ Trần nói tiếp trong truyền thuyết, ma thần cũng có sức chiến đấu vượt xa cao thủ cùng cảnh giới, ông ta từng đánh chết một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Bây giờ Dương Thanh mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã có thể sánh ngang với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nếu cơ thể của cậu ấy vượt qua thiên kiếp cảnh giới lại đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có lẽ cậu ấy sẽ có khả năng giết cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đám đông đã kinh hãi tột độ. Lúc này, giữa sân đấu võ, Dương Thanh đang đắm mình trong sấm sét, tia sét trên trời điên cuồng giáng xuống quanh người Dương Thanh, trên người Dương Thanh có vô số tia sét nhỏ đang di chuyển. Ngay cả Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh từ lâu cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ từ sấm sét kia, Dương Thanh mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã phải đối mặt với thiên kiếp mạnh như thế. Đoàng đoàng đoàng, lại có thêm vô số tia sét giáng xuống, cũng như trước đó, chúng né khỏi Dương Thanh một cách hoàn hảo rồi giáng xuống quanh Dương Thanh, chỉ còn áp lực sót lại của sấm sét giáng lên người Dương Thanh, như đang không ngừng rèn luyện cơ thể anh. Trên mặt Đỗ Thất tràn ngập vẻ dữ tợn. Lão ta biết giờ mắt mình đã mù, không hề có hy vọng giết Dương Thanh. Nếu Dương Thanh thành công vượt qua thiên kiếp bằng cơ thể, chắc chắn có thể giết lão ta ngay tức khắc. Nghĩ tới đây, khí thế hết sức khủng khiếp lan ra từ người lão ta. Mọi người vốn đang chú ý đến Dương Thanh, khí thế đột một tăng vọt của Đỗ Thất lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ông ta định làm gì? Có người hô lên, khiếp sợ nhìn về phía Đỗ Thất. Chẳng những Đỗ Thất vừa không thể đứng dậy đã đứng lên, mà quanh người còn bị khí thế vô cùng đáng sợ bao trùm. Thậm chí người lão ta còn hơi to lên, như thể vừa tăng 30 cân. Ông ta định tự nổ. Một cao thủ bỗng kinh hãi nói nghe thấy thế mọi người hết hồn dương thanh sắp đột phá thiên kiếp bằng cơ thể mới thu hút thiên kiếp đến cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong có thể đứng gần để cảm nhận nhưng đỗ thất là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh nếu lão ta tự nổ sức mạnh hủy diệt sẽ bùng lên không kiểm soát có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị thương nặng đỗ bá sững sờ rồi giận dữ đỗ thất chú đang làm gì định phá hủy võ tông ư ngừng ngay cho tôi khí thế vô cùng đáng sợ cũng lan ra từ người đỗ bá lão ta định xông lên ngăn cản nếu đỗ thất tự nổ chẳng những sẽ khiến cao thủ hàng đầu võ tông bị thương nặng mà còn làm võ tông bị phá hoại nặng nề lệ trần cũng nhíu mày nhìn về phía đỗ thất bằng ánh mắt lạnh lẽo mã siêu lập tức cuống lên anh ta biết thực lực thật sự của sư phụ mình vội cầu khẩn sư phụ chắc chắn đỗ thất định tự nổ để kéo anh thanh chết chung sư phụ mau giết ông ta đi lệ trần đang định ra tay đỗ bá cũng đã xông về phía đỗ thất nhưng lúc này cơ thể đỗ thất đã nhanh chóng phồng lên chỉ sau thoáng chốc người lão ta đã to gấp hai lần ban đầu khí thế khủng khiếp khiến người ta ngạt thở lan ra từ người đỗ thất mọi người đều biến sắc đỗ bá đã xông về phía đỗ thất không thể không ngừng lại lão ta lập tức quát mọi người lùi lại đi ngay cả lão ta cũng cảm nhận được hơi thở hủy diệt khổng lồ từ người đỗ thất lão ta có thực lực ngang với đỗ thất nếu xông tới thật có lẽ sẽ bị sức mạnh do Đỗ Thất tự nổ giết ngay dù sao Đỗ Thất cũng là cao thủ hàng đầu đã bước một bước vào thiên cảnh ở thế tục nếu lão ta tự nổ thì người khác rất khó sống sót lệ trần hơi nhích chân định xông lên ngăn cản nhưng đúng lúc này Dương Thanh đang chuẩn bị đón nhận thiên kiếp giữa sân đấu võ bỗng mở mắt nhìn về phía Đỗ Thất đang xông tới chỗ mình đoang 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 ngay sau đó vô số sấm sét giáng từ trên trời xuống trút hết lên người Đỗ Thất tai mắt mũi, miệng của đỗ thất với cơ thể đã to gấp hai lần, sắp nổ tung đến nơi bỗng chảy máu, cơ thể phồng lên của lão ta cũng dần thu nhỏ lại về vóc dáng ban đầu như khí cầu xì hơi. Người đỗ thất lập tức cháy đen, ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, không ngờ đỗ thất, một trong những cao thủ hàng đầu của võ tông lại chết dưới vô số tia sét, biến thành một cái xác cháy đen. Đỗ bá nhìn xác đỗ thất với vẻ mặt phức tạp, Lão ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thanh. Đúng lúc này, mây đen trên vùng trời Võ tông dần tan biến, sấm sét cũng biến mất. Chuyện này, các cao thủ Võ tông đều ngơ ngác, chẳng phải Dương Thanh sắp vượt thiên kiếp bằng cơ thể ư? Tại sao anh còn chưa vượt thiên kiếp mà thiên kiếp đã biến mất chứ? Ngay cả Lệ Trần cũng nhíu mày, vô cùng khó hiểu trước chuyện vừa xảy ra. Nếu muốn vượt thiên kiếp thì phải được sấm sét gột rửa vượt thiên kiếp bằng cơ thể càng cần nhiều sấm sét hơn, bởi vì chỉ khi trải qua sự gột rửa của sấm sét thì cơ thể mới lột xác được. Mới hồi nãy, mọi người đều nghĩ Dương Thanh sắp vượt thiên kiếp bằng cơ thể, nhưng kết quả sấm sét lại dáng lên người đỗ thất, biến đỗ thất thành cái xác trái đen. Mà Dương Thanh cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng hồi nãy, có uy lực sót lại của thiên kiếp di chuyển trên người anh. Chẳng lẽ thiên kiếp hồi nãy là do đỗ thất dẫn tới chứ không phải Dương Thanh à? Mã siêu nhìn về phía lệ trần bên cạnh, hỏi sư phụ chẳng phải anh thanh sắp vượt thiên kiếp bằng cơ thể ư bây giờ có chuyện gì vậy lệ trần chăm chú nhìn dương thanh rồi khẽ lắc đầu trầm giọng nói chúng ta nên đi thôi lão ta nói rồi quay người rời đi mã siêu thoáng sửng sốt sau khi hoàn hồn anh ta nhìn về phía dương thanh thấy dương thanh cũng không có vấn đề gì hình như còn mạnh hơn hồi trước lúc này mới yên tâm anh thanh em đi trước nhé anh ta chào dương thanh rồi rời đi với lệ trần lúc này Đỗ Thất đã hóa thành cái xác cháy đen, trận đấu võ cũng hoàn toàn kết thúc, người của Võ Tông đều có vẻ cảm khái. Võ Tông có hai cao thủ được công nhận là mạnh nhất, một người là tông chủ Đỗ Bá, còn người kia là Đỗ Thất. Có thể nói Đỗ Thất vô cùng quan trọng với Võ Tông, nhưng giờ Đỗ Thất chết rồi, thực lực của Võ Tông cũng sẽ giảm mạnh. Còn Dương Thanh có tiếp tục bằng lòng ở lại Võ Tông không thì không biết, dù sao mới hồi nãy, rõ ràng Đỗ Bá đã thiên vị Đỗ Thất rồi. Giữa sân đấu võ, Dương Thanh nhíu mày, không ai biết anh đang nghĩ gì trong lúc mọi người đang ngờ vực dương thanh bỗng hơi nhích chân lập tức biến mất cậu thanh đâu rồi đỗ minh viễn hỏi nhỏ đỗ bá nhìn về phía dương thanh biến mất sắc mặt hơi khó coi đỗ thất đã chết nếu dương thanh cũng rời khỏi võ tông thì đúng là cú sốc nặng nề với võ tông đỗ bá bỗng nhìn về phía đỗ trọng nói với vẻ cầu khẩn đỗ trọng cho dù thế nào thì cũng phải để cậu thanh ở lại võ tông chỉ cần cậu ấy đồng ý gia nhập Võ Tông, anh có thể nhường lại vị trí tông chủ Võ Tông. Cút. Đỗ Trọng tức giận quát rồi quay người rời đi. Ông ta chẳng muốn nói nhảm nữa, trước đó khi Dương Thanh đánh với Đỗ Thất, thái độ của Đỗ Bá khiến ông ta vô cùng thất vọng, bây giờ chỉ muốn rời khỏi Võ Tông. Bảo ông ta thuyết phục Dương Thanh ở lại Võ Tông á, không thể nào. Chỉ với thực lực mà Dương Thanh vừa thể hiện, tông chủ Võ Tông đáng gì chứ? Nếu anh đồng ý ngay cả những thế lực hàng đầu của giới cổ võ cũng rất chào đón anh. Đỗ Bá nhìn theo bóng lưng đỗ trọng, trên mặt tràn ngập vẻ đấu tranh, lão ta và đỗ trọng là anh em ruột, đã xích mích với nhau bao năm, mãi mới đến lúc đỗ trọng về võ tông, lão ta không muốn có ngăn cách gì với đỗ trọng. Nhưng hôm nay, ngăn cách giữa hai người còn lớn hơn, có lẽ đỗ trọng sẽ không về võ tông nữa. "Bố, lần này bố sai rồi." Đỗ Minh Viễn nhìn đỗ bá bằng ánh mắt thất vọng, nói rồi quay người rời đi trên mặt đỗ bá có vẻ đau khổ nhưng lão ta cũng không nói gì chỉ nhìn về phía xác đỗ thất rồi nói chôn cất đỗ thất đi vâng thưa tông chủ cho dù thế nào đỗ thất cũng là người của thế hệ trước ở võ tông tuy lão ta đã chết nhưng không thể phủ nhận rằng lão ta từng lập công lao to lớn cho võ tông ở đông vực của ma sơn trong mật thất ngầm tại tàng thư các của ma tông lúc này một thanh niên đang ngồi xếp bằng trong mật thất ngầm tràn ngập ma uy đáng sợ ma uy quanh người thanh niên này càng mạnh mẽ hơn khí thế khủng khiếp liên tục bùng nổ từ người thanh niên ấy sư phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy tại sao anh thanh lại ở đây ở bên cạnh mã siêu nhìn dương thanh đang ngồi xếp bằng giữa mật thất với vẻ kinh hãi lệ trần nghiêm nghị nhìn về phía dương thanh hồi nãy ở võ tông có cao thủ bí ẩn đã ngăn cản cậu ấy vượt thiên kiếp bằng cơ thể sau đó truyền âm cho ta bảo ta dốc toàn lực để giúp cậu ấy vượt thiên kiếp bằng cơ thể Nghe thấy thế, Mã Siêu trợn tròn mắt. Có cao thủ bí ẩn ngắt ngang Thiên Kiếp ư? Trên đời này còn có cao thủ lợi hại đến thế à? Ngắt ngang Thiên Kiếp bằng sức mình. Mã Siêu không nhịn được mà hỏi, ai mà lợi hại thế ạ? À? Có thể ngắt ngang cả Thiên Kiếp. Đến giờ Lệ Trần vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ hồi nãy, lão ta khẽ lắc đầu, ta không cảm nhận được rốt cuộc đối phương mạnh đến mức nào, có lẽ đối phương đã đạt đến đỉnh của thiên cảnh, thậm chí vượt xa thiên cảnh. Mã Siêu bỗng không biết nói gì. Đối với anh ta, một cao thủ vừa bước vào thiên cảnh đã đủ để khiến anh ta ngước nhìn rồi, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một cao thủ đứng ở đỉnh cao của thiên cảnh, thậm chí vượt xa thiên cảnh. Cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đã rất mạnh, vậy cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong sẽ mạnh tới mức nào đây? Cao thủ vượt xa thiên cảnh sẽ có cảnh giới cỡ nào? Mã siêu bỗng không dám nghĩ nữa. Anh ta bỗng nghĩ tới điều gì đó, bèn kinh ngạc hỏi, đối phương ngắt ngang việc anh Thanh vượt thiên kiếp bằng cơ thể, lại bảo sư phụ dốc toàn lực để giúp anh ấy đột phá, tức là đối phương đang cố tình giúp anh Thanh giấu giếm việc vượt thiên kiếp bằng nhục thân ư, đối phương đang giúp anh Thanh à. Lệ Trần nhìn về phía Dương Thanh, trầm giọng nói, người anh em tốt này của con có địa vị vô cùng không đơn giản, bối cảnh của cậu ấy vô cùng đáng sợ, cho dù là ở dưới cổ võ, có lẽ gia tộc phía sau cậu ấy cũng đứng ở đỉnh cao. Nếu con muốn bắt kịp cậu ấy thì rất khó, cho dù có long mạch giúp đỡ thì vẫn vô cùng khó khăn. Vẻ kích động của mã siêu dần biến mất, anh ta siết chặt nắm tay, nhìn về phía Dương Thanh, kiên định nói, cho dù khó, con cũng muốn dốc toàn lực để đi theo anh Thanh. Lệ Trần nhìn dáng vẻ kiên định của mã siêu, chợt nói, có một con đường có thể giúp con tu luyện nhanh hơn, thực lực cũng mạnh hơn, nhưng con đường này vô cùng gian khổ, cũng cực kỳ nguy hiểm, miêu tả bằng từ cửu tử nhất sinh cũng không ngoa. Lệ Trần còn chưa nói xong, mã siêu đã đáp một cách dứt khoát, con muốn đi con đường này. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lệ Trần với vẻ cầu khẩn, "Sư phụ, con không sợ chết, chỉ sợ mình quá yếu, không thể đi theo anh Thanh, không thể bảo vệ vợ con mình, con muốn mạnh lên." Lệ Trần rất hài lòng trước phản ứng của Mã Siêu, lão ta nói, "Con đừng vội lựa chọn, tốt nhất con nên nghĩ cho kỹ xem có chọn con đường này không. Với thiên phú của con, nếu tiếp tục tu luyện ở đây, không đầy nửa năm, con sẽ có thể đột phá siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thế đã là rất lợi hại ở thế tục." chỉ cần con không trêu vào mấy cao thủ hàng đầu thì đã có thể dễ dàng bảo vệ vợ con con. Nhưng tranh lệch giữa con và Dương Thanh sẽ ngày càng lớn, chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ đột phá thiên cảnh, tiến vào giới cổ võ, hai người sẽ cách nhau ngày càng xa. Ngược lại, nếu con chọn con đường cử tử nhất sinh kia, không biết được con có sống sót không, nếu may mắn sống sót, con vẫn rất khó bắt kịp Dương Thanh, không những thế, con còn gặp phải rất nhiều kẻ địch vì việc này, người bên cạnh con sẽ trở thành gánh nặng của con có thể bị kẻ địch của con giết bất cứ lúc nào bây giờ con vẫn khẳng định rằng sẽ chọn con đường này ư lời lệ trần nói khiến mã siêu lập tức bình tĩnh lại đúng như lệ trần nói nếu đi con đường kia cho dù mã siêu sống sót thì cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch mạnh hơn mình nếu anh ta từ bỏ chỉ với lòng mạch trong mật thất ngầm của ma tông anh ta cũng có thể nhanh chóng tu luyện tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nếu không bước vào thiên cảnh, anh ta có thể sống ở thế tục một cách thoải mái. Mã Siêu siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Anh ta và Dương Thanh là anh em tốt cùng vào sinh ra tử, bây giờ anh em ngày càng mạnh lên, còn chênh lệch giữa anh ta và đối phương thì ngày càng lớn. Nhưng nếu anh ta đi theo con đường kia thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch mạnh, đẩy vợ con anh ta vào chỗ nguy hiểm. Càng nghĩ, anh ta càng đau khổ. Lệ Trần thở dài, nói, con đừng vội nói cho ta biết lựa chọn của con, trước khi ta rời khỏi ma tông, nói lựa chọn của con cho ta là được. Đúng lúc này, ma uy vô cùng cuồng bạo bỗng tràn ra từ người Dương Thanh. Lệ Trần hơi nhích chân, vội chắn trước mặt mã siêu, đỡ ma uy thay anh ta. Lệ Trần trầm giọng nói, thiên kiếp của Dương Thanh sắp sáng xuống lần nữa, con bắt đầu tu luyện đi, việc tu luyện dưới thiên kiếp sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho con. Mã siêu không nghĩ linh tinh nữa, vội ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lệ Trần cũng không thể ngăn cản hết Ma Uy, vẫn có một phần Ma Uy dáng lên người Mã Siêu, thực lực của Mã Siêu còn quá yếu, có thể miễn cưỡng chịu được. Lệ Trần đã dạy Ma Tâm Quyết, công pháp tu luyện hàng đầu của Ma Tông cho Mã Siêu, nếu tu luyện Ma Tâm Quyết dưới Ma Uy thì sẽ đạt được hiệu quả to lớn. Lúc này, vùng trời của Ma Tông bị mây đen bao phủ, áp lực khủng khiếp bao trùm cả đông vực của Ma Sơn. Các cao thủ Đông vực đều nhìn về phía Ma tông với vẻ kinh hãi. Không riêng gì cao thủ Đông vực, ngay cả cao thủ Tây vực, Nam vực, Bắc vực của Ma Sơn cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ đến từ Ma tông. Đó là Ma tông ở Đông vực Ma Sơn. Ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì ở Ma tông được không? Sao lại có khí thế đáng sợ thế chứ? Đây là thiên kiếp sắp tới, có người sắp vượt thiên kiếp ở Ma tông. Chẳng lẽ tông chủ Ma tông, Lệ Trần sắp đột phá thiên cảnh à? vô số cao thủ hàng đầu đều có vẻ kinh hãi và hâm mộ. Là người luyện võ, có ai không muốn bước vào thiên cảnh chứ? Chỉ khi bước vào thiên cảnh thì mới có thể tiến vào giới cổ võ, đó mới là thánh địa tu luyện thực sự của người luyện võ, linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện tiến bộ cực nhanh. Ở Võ Tông, Bắc Vực Ma Sơn, Đỗ Bá đứng trên một đỉnh núi, chắp tay sau lưng, nhìn về phía Ma Tông ở Đông Vực với vẻ nghiêm nghị. Đỗ Bá trầm giọng nói, không ngờ ông vẫn bước vào thiên cảnh trước tôi nhưng lão ta không biết rằng thiên kiếp này đến vì dương thanh chứ không phải lệ trần lệ trần đã đột phá thiên cảnh từ lâu nhưng đến giờ vẫn không có mấy ai biết có lẽ ma tông sắp náo nhiệt rồi đỗ bá nói rồi hơi nhích chân biến mất ở thần hành tông nam vực ma sơn ứng thiên hành cũng đứng trên đỉnh núi sắc mặt khó coi tới cực điểm lão ta nhìn về phía ma tông ở đông vực nói với vẻ tàn nhẫn lệ trần ông tưởng thiên kiếp dễ vượt thế à không chuẩn bị đầy đủ ông chỉ có thể chết trong thiên kiếp thôi. Tôi cũng muốn xem xem ông có thể sống sót trong thiên kiếp không đấy. Lão ta nói rồi nhanh chóng đi về phía Ma Tông. Trong lúc nhất thời, có vô số cao thủ hàng đầu Ma Sơn đi tới đông vực, họ đều muốn chứng kiến phong thái vượt thiên kiếp của cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh. Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ cao thủ sắp vượt thiên kiếp là lệ trần. Lúc này, trên vùng trời Ma Tông tràn ngập mây đen nặng chiếu, như định nhìn nát cả Ma Tông. Thỉnh thoảng lại có tia chớp chói mắt lóe lên giữa mây đen. Các cao thủ Ma tông đều có vẻ nghiêm nghị, rốt cuộc tông chủ của họ cũng sắp vượt thiên kiếp à. Chỉ mấy cao thủ hàng đầu thân tín nhất của Lệ Trần mới biết thiên kiếp do một người hoàn toàn khác dẫn tới, chứ không phải Lệ Trần. Điều khiến họ ngờ vực chính là rốt cuộc ai đang vượt thiên kiếp ở Ma tông đây? Trong đám người, Hồng Ma như đoán được đáp án, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía mây đen trên vùng trời Ma tông, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ thiên kiếp sẽ kéo dài một khoảng thời gian, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, khi thiên kiếp thực sự giáng xuống, vô số tia sét sẽ cùng giáng lên người mục tiêu. Rất nhiều cao thủ tu luyện đến siêu phàm cảnh đỉnh phong đã tan thành cho bụi khi vượt thiên kiếp. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, ngay cả cao thủ hàng đầu thế tục như đám người lệ trần cũng không dám tùy tiện vượt thiên kiếp. Ứng thiên hành tới thăm hỏi, mong tông chủ lệ ra gặp mặt. Đúng lúc này, tiếng cười sang sảng vang lên, ngay sau đó, ứng thiên hành xuất hiện ở ma tông thấy ứng thiên hành đến, cao thủ Ma Tông đều có vẻ tức giận. Ở Ma Sơn, Ma Tông và thần hành Tông vẫn luôn bất hòa, không ngờ khi lệ trần sắc vượt thiên kiếp, ứng thiên hành bỗng đến, còn gọi lệ trần ra gặp. Cút! Hồng Ma tức giận quát, ý chí chiến đấu dâng trào, nhìn chằm chằm vào ứng thiên hành. Ứng thiên hành lạnh lùng nhìn Hồng Ma, trong mắt lóe lên sát khí. Trước đó hai người từng giao chiến, khi ấy Hồng Ma đã mượn lĩnh vực ma đạo do Dương Thanh phóng ra để đánh với ứng thiên hành, tuy hai người cùng cảnh giới nhưng vẫn tranh nhau rất nhiều, hồng ma không phải đối thủ của ứng thiên hành. Bây giờ không còn lĩnh vực ma đạo mà Dương Thanh phóng ra nữa, nếu hồng ma muốn đánh bại ứng thiên hành thì càng khó hơn. Hồng ma tự biết mình không phải đối thủ của ứng thiên hành, bèn quát, tất cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của ma tông có dám theo tôi đánh một trận không? Đánh, đánh, đánh. Mười mấy cao thủ bước ra, ai cũng ngừng ngực ý chí chiến đấu, quát lớn. Đánh, đánh, đánh trong lúc nhất thời tất cả cao thủ của ma tông đều hô lớn sắc mặt ứng thiên hành càng u ám hơn trong mắt lão ta những người này đều là sâu kiến chỉ cần lão ta giải quyết hồng ma những người khác chỉ là đám ô hợp nhưng nếu lão ta giết họ một khi đột phá chắc chắn lệ trần sẽ tiêu diệt thần hành tông hôm nay lão ta đến đây chủ yếu để ngăn lệ trần đột phá chỉ cần lệ trần không vượt qua thiên kiếp ma tông cũng chẳng đáng sợ gì Ứng Thiên Hành không quan tâm đến cao thủ Ma tông, nhìn về phía tàng thư các Ma tông, hô lớn, "Lệ Trần, nếu ông vẫn không ra, tôi sẽ ra tay đấy." Nhưng vẫn không có ai trả lời. Sắc mặt Ứng Thiên Hành càng thêm khó coi. Mây đen trên vùng trời Ma tông càng dày hơn, sấm sét cũng ngày càng nhiều, thiên kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Một khi thiên kiếp chính thức bắt đầu, Ứng Thiên Hành sẽ không còn hy vọng ngăn cản nữa, khi đó lão ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệ Trần thành công vượt qua thiên kiếp hoặc chết dưới thiên kiếp nếu ông vẫn không ra tôi không thể làm gì khác ngoài việc thăm hỏi mấy cao thủ của ma tông trong mắt ứng thiên hành lóe lên ánh sáng sắc bén lão ta hơi nhích chân định ra tay ha ha đúng lúc này tiếng cười đầy mỉa mai bỗng vang lên một áp lực khủng khiếp ập tới chỗ ứng thiên hành ứng thiên hành ông đúng là ngày càng hèn hạ nếu ông muốn đánh tôi đánh với ông một ông lão tóc bạc mặc áo vải bỗng xuất hiện Xông tới chỗ ứng thiên hành rồi tung trưởng. Không ai ngờ lúc này vẫn có người ngoài đến giúp Ma tông. Ông lão tóc bạc không phải ai khác, chính là Đỗ Bá vừa chạy từ Võ tông tới. Lão ta tung trưởng về phía ứng thiên hành. Ứng thiên hành biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đáp trả, cũng tung trưởng ra. Ầm. Ngay sau đó, bàn tay hai người va vào nhau, tạo thành tiếng nổ rung trời. Một luồng sức mạnh cuồng bạo lập tức lan ra bốn phía. Ầm ầm ầm. Mặt đất dưới chân hai người nứt toác trước sức mạnh hủy diệt này. Các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Ma tông như vừa bị đánh mạnh, lập tức lùi mấy chục mét. Ngay cả mấy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của Ma tông cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, vội phóng khí thế ra để chống lại khí thế mạnh mẽ từ cuộc va chạm giữa ứng Thiên Hành và Đỗ Bá. Hai người này đều thuộc năm cao thủ đứng đầu Ma Sơn, khi họ chạm chán nhau, có thể tưởng tượng được sức mạnh đó lớn đến mức nào. Đỗ Bá, ông điên rồi à? lúc này ứng thiên hành mới nhìn về phía đỗ bá tức giận quát đỗ bá cười lạnh ứng thiên hành ác giả ác báo ông biết rõ ở ma tông có người sắp đột phá lại đến gây sự vào lúc này không sợ đối phương đột phá rồi tiêu diệt thần hành tông luôn dưới cơn nóng giận ư ứng thiên hành giận dữ nói đỗ bá ông tốt bụng như thế từ bao giờ ông sẵn sàng đối đầu với thần hành tông tôi vì ma tông hả đỗ bá thản nhiên nói chuyện này không liên quan đến ông nếu ông vẫn dám ra tay với người của ma tông thì đừng trách tôi không khách sáo đỗ bá nói rồi bước về một phía sắc mặt ứng thiên hành khó coi tới cực điểm lúc này nếu lão ta vẫn chưa nhận ra điều gì thì đúng là đồ ngu rõ ràng ma tông và võ tông đã âm thầm hợp tác gì đó bằng không tại sao đỗ bá lại giúp ma tông phải biết rằng ở ma sơn giữa năm thế lực hàng đầu cũng không có hiện tượng liên minh phe nào cũng đề phòng đối phương nhưng bây giờ đỗ bá lại ra tay với lão ta vì ma tông cảm ơn tông chủ đỗ không ma bước đến trước mặt đỗ bá nhìn về phía đỗ bá đỗ bá mỉm cười nói có qua có lại thôi không cần cảm ơn câu nói này của lão ta đã thể hiện rằng giữa võ tông và ma tông có giao dịch các cao thủ ma tông đều vô cùng kinh ngạc họ không hề biết giữa ma tông và võ tông có giao dịch đấy trong mắt ứng thiên hành bỗng xuất hiện vẻ lo lắng Bây giờ giữa năm thế lực hàng đầu Ma Sơn vốn không có hiện tượng liên minh, nếu Ma Tông và Võ Tông hợp tác với nhau, các thế lực khác sẽ gặp nguy hiểm, nhất là thần hành Tông, bên có quan hệ gay gắt với Ma Tông. Nếu Võ Tông và Ma Tông cùng hợp sức để đối phó thần hành Tông, thần hành Tông sẽ không chịu nổi. Ứng thiên hành nói lớn, đỗ bá, Võ Tông cấu kết với Ma Tông để làm gì? Định hợp sức để đi tiêu diệt thế lực khác hả? Đỗ bá khinh thường nhìn ứng thiên hành, mỉa mai, ứng thiên hành, ông không cần thăm dò tôi, Tôi có thể nói rõ cho ông biết, Phó tông và Ma tông không hề hợp tác, mà giữa tôi và tông chủ lệ có một giao dịch, theo nhu cầu của mỗi bên mà thôi. Trước khi ông ấy vượt qua thiên kiếp, ai muốn động vào Ma tông, tôi sẽ động vào người đó. Sau khi lão ta dứt lời, ý chí chiến đấu mạnh mẽ lan ra từ người Đỗ Bá. Lão ta đứng chắp tay, ý chí chiến đấu dâng trào, như chiến thần giữa trời đất, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào không những thế trong tay lão ta còn xuất hiện một cây thương linh khí bóng loáng đang lóe lên ánh sáng bạc võ thần thương có người hoảng sợ nói võ thần thương là thương thần chấn giữ võ tông là linh khí cấp cao từng được võ thần trong truyền thuyết sử dụng có võ thần thương trong tay sức mạnh khổng lồ hơn nữa lan ra từ người đỗ bá sắc mặt ứng thiên hành khó coi tới cực điểm đỗ bá vốn là một trong năm cao thủ đứng đầu ma sơn bây giờ lão ta đã lấy cả võ thần thương ra Điều này khiến Ứng Thiên Hành có cảm giác mình đang đối mặt với cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật. Đỗ Bá đứng đó, như hòa làm một với đất trời, vô cùng mạnh mẽ. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên, đồng thời, một áp lực khổng lồ giáng xuống Ma tông. Một bóng đen bỗng xông về phía Đỗ Bá như bóng ma. Đỗ Bá không hề biến sắc, cũng không dùng võ thần thương, lão ta giơ tay đánh về phía bóng đen. Ầm. Um, sau tiếng va chạm nặng nề, Đỗ Bá và bóng đen kia liên tục lùi về sau, không nhiều không ít, hai người đều lùi ba bước. Bóng đen kia cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Nhậm Kinh Luân, Đỗ Bá lạnh lùng nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói, "Tông chủ Nhậm, ông cũng muốn góp vui à?" Nhậm Kinh Luân, tông chủ của Độc Tông ở Tây vực, một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn. Cũng được coi là nhân vật nguy hiểm nhất Ma Sơn, không còn ai khác. Nhậm Kinh Luân dùng độc để bước vào võ đạo, tu luyện độc công vô cùng khủng khiếp có thể lặng lẽ giết người. Lúc này, bàn tay phải vừa đỡ đòn từ nhậm kinh luân của Đỗ Bá đã chuyển sang màu đen. Rõ ràng trong cuộc va chạm vừa rồi, Đỗ Bá đã trúng độc từ nhậm kinh luân. Cũng không phải nhậm kinh luân hạ độc Đỗ Bá, mà nhậm kinh luân đã có sẵn độc trên người, những người tiếp xúc tay chân với lão ta đều sẽ trúng độc. Đỗ Bá vẫn bình tĩnh nhìn về phía nhậm kinh luân, trên tay phải Đỗ Bá có máu đen chảy xuống, nó đang quay về màu da ban đầu với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Với thực lực của lão ta, không khó để hóa giải độc của Nhậm Kinh Luân. Nhậm Kinh Luân cười khẩy, nói, tôi không hứng thú với sự náo nhiệt ở Ma tông, chỉ thấy hứng thú với giao dịch giữa ông và Lệ Trần. Hai tông chủ đỗ nói luôn đi, để mọi người yên tâm nhé. Đỗ Bá thản nhiên nói, chẳng lẽ tông chủ Nhậm cũng sợ Võ tông và Ma tông liên minh ư? Sợ á? Nhậm Kinh Luân cười khẩy, đừng nói là hai tông môn các ông liên minh, cho dù tất cả các tông môn liên minh, độc tông cũng không sợ vừa ngông cuồng vừa tự tin đây chính là tông chủ độc tông lão ta cũng có vốn liếng để nói như thế nếu độc tông đánh với các thế lực khác trừ mấy cao thủ hàng đầu ra những cao thủ còn lại đều sẽ bị độc tông giết độc của độc tông có thể giết người trong vô hình ở ma sơn độc tông cũng là thế lực khiến người ta kiêng rẻ nhất đỗ bá hỏi nếu tông chủ nhậm đã không sợ tại sao lại muốn biết về giao dịch giữa tôi và tông chủ lệ nhậm kinh luân không trả lời mà bỗng nhìn về phía ứng thiên hành bên cạnh hít mắt hỏi tông chủ ứng có hứng thủ hợp sức với độc tông tôi để tiêu diệt võ tông trước không không ai ngờ nhậm kinh luân lại nói sẽ tiêu diệt võ tông ngay trước mặt đỗ bá nghe thấy thế mọi người đều sững sờ ngay cả ứng thiên hành cũng thoáng sửng sốt rồi mới hoàn hồn cười sang sảng đáp cầu còn không được lời nhậm kinh luân nói khiến tất cả mọi người khiếp sợ nếu độc tông và thần hành tông hợp sức rất có thể sẽ tiêu diệt được võ tông đương nhiên dù sao Võ Tông cũng là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, đến lúc Võ Tông sắp bị tiêu diệt thật, chắc chắn Độc Tông và Thần Hành Tông cũng phải trả giá nặng nề. Sắc mặt đỗ bá u ám tới cực điểm, không nói năng gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhậm Kinh Luân. Nhậm Kinh Luân lại nhìn về phía đỗ bá, cười híp mắt, Tông chủ đỗ, bây giờ ông đã đồng ý nói cho tôi biết giao dịch giữa ông và Lệ Trần chưa? Hừ, đỗ bá lạnh lùng nói, nếu Tông chủ nhậm tưởng tôi dễ ức hiếp, có thể dễ dàng chèn ép, cứ thử. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người lão ta. Nhậm Kinh Luân không cười nữa, có vẻ nghiêm nghị. Khí thế của Đỗ Bá rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nếu phải đánh thật, chưa biết ai thắng ai thua. Quan trọng là lão ta và Đỗ Bá đều là cao thủ đỉnh cao ở Ma Sơn, nếu họ lưỡng bại câu thương, để những người khác có cơ hội gây rối, không ai chịu nổi hậu quả. Chẳng hạn như ứng thiên hành trước mặt, chắc chắn lão ta sẽ ra tay với họ. Nhưng Đỗ Bá đã thể hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ, nếu lão ta không đánh, chẳng phải người khác sẽ nghĩ lão ta sợ à. Trong lúc nhất thời, Nhậm Kinh Luân bỗng có cảm giác đâm lao phải theo lao. Đúng lúc này, Ứng Thiên Hành chợt nói, "Đỗ Bá, nếu ông đã mạnh miệng như thế, hay tôi và tông chủ Nhậm cùng đánh với ông một trận?" Đương nhiên lão ta biết rõ nỗi lo của Nhậm Kinh Luân, nếu lão ta hợp sức với Nhậm Kinh Luân, chẳng những họ sẽ không bị thương nặng mà còn có thể giết được Đỗ Bá. Ứng Thiên Hành ông đúng là ngày càng trơ chẽn. Đúng lúc này, hồng ma bỗng bước lên trước, lạnh lùng nhìn ứng thiên hành. Khí thế bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ tuôn ra từ người ông ta. Không riêng gì hồng ma, ba vị ma tướng khác của ma tông cũng bước ra, bốn ma tướng của ma tông đều phóng khí thế. Trong lúc nhất thời, cả ma tông bị mấy luồng khí thế bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bao phủ. Sắc mặt nhậm kinh luân vô cùng khó coi, chỉ muốn ra tay với ứng thiên hành, đồ ngu, lão ta chỉ thuận miệng nói thế không ngờ ứng thiên hành lại muốn hợp sức với lão ta để đối phó đỗ bá giờ thì hay rồi ma tông cũng gia nhập nếu phải đánh thật bốn ma tướng hợp sức với nhau đủ để chống lại nhậm kinh luân và ứng thiên hành huống hồ bên đối phương còn có đỗ bá và lệ trần chưa xuất hiện nữa ứng thiên hành quát lớn ma tông tưởng thần hành tông và độc tông không có ai à nếu đánh thật có cần gọi cả cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bên chúng tôi đến không tùy ông hồng ma hống hách nói ý chí chiến đấu dâng trào hình như không hề lo rằng ứng thiên hành sẽ gọi cao thủ hàng đầu của thần hành tông đến nếu họ đánh ở nơi khác có lẽ hồng ma sẽ hơi lo nhưng ở ma tông ông ta không hề sợ hãi người khác không biết nhưng ông ta hiểu rõ lệ trần đã đột phá thiên cảnh từ lâu bây giờ người sắp đột phá thiên kiếp trong mật thất ngầm ở tàng thư các là một người hoàn toàn khác tuy ông ta cũng không biết là ai nhưng ông ta biết chắc chắn người được lệ trần đưa đến mật thất ngầm trong tàng thư các để tu luyện sẽ không phải kẻ địch hay nói cách khác nếu đối phương cũng đột phá thiên cảnh bên ma tông lập tức có hai cao thủ thiên cảnh tuy cao thủ thiên cảnh không được ở lại thế tục nhưng trước khi thủ hộ minh đến nếu lệ trần giết mấy cao thủ dưới thiên cảnh thì cũng được thôi đương nhiên chắc chắn lệ trần sẽ phải trả giá đắt vì điều đó nhưng thủ hộ minh sẽ không giết lệ trần trong mắt thủ hộ minh cao thủ dưới thiên cảnh đều là run dế, giết một cao thủ vừa đột phá thiên cảnh tới từ thế tục vì con kiến hôi như thế không phải ý hay. Cao thủ có thể đột phá thiên cảnh ở nơi thiếu linh khí như thế tục đều có thiên phú cực cao, thủ hộ minh cũng sẽ không dễ dàng đắc tội họ. Không riêng gì bốn ma tướng của ma tông, những cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khác của ma tông đều phóng khí thế ra, ý chí chiến đấu dâng trào, tỏ vẻ muốn đánh thì cứ việc. Đỗ bá có vẻ cảm khái, không thế lực nào bằng được ma tông về việc này, một khi ma tông gặp nguy hiểm, không có ai tham sống sợ chết, mọi người đều tham gia chiến đấu, cho dù thực lực yếu hơn thì cũng sẽ liều mạng. Ứng Thiên Hành cũng trợn tròn mắt, lão ta không ngờ người của ma tông lại hiếu chiến như thế, ban đầu lão ta đang uy hiếp ma tông và võ tông, giờ thì hay rồi, bị ma tông uy hiếp lại. Nhậm Kinh Luân cũng lạnh lùng nhìn Ứng Thiên Hành, nếu tông chủ ứng muốn đánh thì gọi cao thủ thần hành tông tới đi, tôi đứng xem là được. Ứng Thiên Hành cố nén giận, không quan tâm đến Nhậm Kinh Luân. Tâm tức nhìn Đỗ Bá, "Đỗ Bá, đây đều là âm mưu của ông, ông cố tình khơi mào mâu thuẫn giữa chúng tôi và Ma tông, sau đó võ tông sẽ ngồi hưởng lợi, tôi không mắc lừa đâu." "Hừ." Đỗ Bá hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành, "Ứng Thiên Hành, người khác đều không ngu, tôi có âm mưu không, người của Ma tông thấy rất rõ." "Chẳng phải ông luôn mồm đòi khai chiến ư, tôi cũng không làm khó ông, không cần ông gọi người tới đánh, ông và tôi đánh một trận, ông dám không?" sau khi nói xong khí thế của đỗ bá càng mạnh lão ta nắm chặt võ thần thương sáng loáng có món linh khí cấp cao này trong tay khí thế của đỗ bá mạnh đến mức đáng sợ sắc mặt ứng thiên hành hết sức khó coi nếu đánh với đỗ bá có võ thần thương lão ta chỉ có kết cục thua trận thần hành tông cũng có linh khí chấn giữ tông môn nhưng lão ta không mang theo một lúc lâu sau ứng thiên hành mới giận dữ nói tôi không chấp ông lão ta nói rồi không quan tâm đến đỗ bá nữa nhưng Đỗ Bá không định bỏ qua cho Ứng Thiên Hành. Ầm. Um, sau một tiếng vang lớn, mặt đất dưới chân Đỗ Bá lập tức nổ tung, lão ta cầm võ thần thương, xông tới chỗ Ứng Thiên Hành nhanh như chớp. Ứng Thiên Hành không ngờ Đỗ Bá lại ra tay thật. "Đỡ đòn này của tôi trước đi." Đỗ Bá hét lớn, đâm võ thần thương về phía Ứng Thiên Hành, võ thần thương tạo ra vô số ảo ảnh trên không trung, như có thêm vô số thương thần đồng loạt tấn công Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành hoảng hồn, không dám đỡ đòn từ phía chính diện. Trừ khi lão ta chán sống, lão ta bỗng hơi nhích chân, lập tức rời khỏi vị trí cũ. ầm, um, trong khoảnh khắc lão ta rời đi, chỗ lão ta vừa đứng lập tức bị võ thần thương đâm liên tục mấy chục nhát, khiến mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. có thể tưởng tượng được, nếu đòn này giáng lên người ứng thiên hành thì ứng thiên hành sẽ bị thương đến mức nào. nhậm kinh luân nghiêm nghị nhìn võ thần thương trong tay đỗ bá, món linh khí cấp cao này quá mạnh, đỗ bá có cây thương này thì sẽ vô địch dưới thiên cảnh ứng thiên hành bị đỗ bá đẩy lùi suýt bị võ thần thương đâm trúng lập tức nổi giận đỗ bá ông điên rồi à đỗ bá không muốn nói nhảm không hề đáp lời ứng thiên hành lão ta hơi nhích chân lại lao tới chỗ ứng thiên hành đỗ bá đang cầm võ thần thương như một chiến thần thiên cảnh vô cùng mạnh mẽ thấy đỗ bá lại xông về phía mình ứng thiên hành giận không để đâu cho hết nhưng lão ta không thể thay đổi quyết tâm đánh một trận với lão ta của đỗ bá tránh cũng không được chỉ có thể đỡ đòn Nhậm Kinh Luân vừa muốn lôi kéo Ứng Thiên Hành cùng đối phó Đỗ Bá lại đứng nhìn với vẻ xem kịch vui, không hề định giúp Ứng Thiên Hành. Ầm ầm ầm, võ thần thương liên tục giáng xuống, lần nào cũng như sắp hủy diệt cả đất trời, những nơi mà võ thần thương lướt qua đều hóa thành bụi. Ứng Thiên Hành không dám đỡ đòn từ phía chính diện, chỉ có thể không ngừng né tránh, trừ khi có cơ hội thì mới tấn công Đỗ Bá, nhưng cơ hội đó ít đến mức đáng thương. Trong mắt các cao thủ, Ứng Thiên Hành không có chút phần thắng nào. Hoàn toàn bị đỗ bá áp đảo. Đỗ bá, dù sao ông cũng là một trong năm cao thủ hàng đầu Ma Sơn, sao lại hèn hạ chơi chẽn thế? Nếu có bản lĩnh thật thì bỏ võ thần thương xuống đánh với tôi. Ứng thiên hành né tránh mấy lần, đến khi tránh ra xa thì mới nói lớn. Hèn hạ á. Đỗ bá cười lạnh, hồi nãy khi tuyên bố sẽ hợp sức với tông chủ nhậm để đánh với tôi, sao ông không tự biết mình là kẻ tiểu nhân hèn hạ chơi chẽn? Bây giờ tôi dùng võ thần thương để đánh với ông ông lại bảo tôi hèn hạ chơi chẽn à? hay tôi không phản kháng nữa, cứ đứng im, mặc cho ông tấn công nhé. Ứng Thiên Hành cứng họng, hồi nãy đúng là lão ta định hợp sức với Nhậm Kinh Luân để giết Đỗ Bá. Không ma cười khẩy, xem ra tông chủ ứng sợ rồi, chỉ biết trốn tránh thôi, ngay cả dũng khí đánh chính diện với tông chủ Đỗ cũng không có. người như ông cũng xứng là một trong năm cao thủ hàng đầu ma sơn à? sắc mặt Ứng Thiên Hành càng thêm khó coi. Nếu không thể bắt đỗ bá trả giá nặng nề trong trận chiến hôm nay, sau này lão ta sẽ trở thành trò cười của cả Ma Sơn mất. Không những thế, có lẽ sức ảnh hưởng của Thần Hành Tông ở Ma Sơn cũng sẽ giảm nhiều. Lão ta rất muốn giết đỗ bá, nhưng đỗ bá đang cầm võ thần thương không khác gì chiến thần vô địch, lão ta còn không thể tới gần. Ứng Thiên Hành cũng không màng tới thể diện, bỗng nhìn về phía Nhậm Kinh Luân, nói lớn: "Tông chủ Nhậm, đỗ bá khinh người quá đáng, ỷ vào uy lực của võ thần thương" hay tôi và ông hợp sức để bắt ông ta trả giá nặng nề. Nhậm Kinh Luân cười lạnh, cho dù muốn đánh bại Đỗ Bá, tôi cũng sẽ tự đánh với ông ta, hợp sức với ông để đánh bại ông ta làm gì. Nếu chuyện bị truyền ra ngoài, người khác sẽ mắng tôi là kẻ tiểu nhân hèn hạ chơi chẽn mất. Trong giọng Nhậm Kinh Luân tràn ngập vẻ mỉa mai. Câu nói này khiến nét mặt ứng thiên hành lập tức cứng đờ. Phải biết rằng hồi nãy, Nhậm Kinh Luân đã gây sự trước, cũng chính nhậm kinh luân đề nghị sẽ hợp sức với ứng thiên hành để đối phó đỗ bá nhưng bây giờ nhậm kinh luân lại đổ tiếng xấu cho ứng thiên hành nhậm kinh luân nhìn về phía đỗ bá nói lớn đỗ bá ông cứ yên tâm đánh với tông chủ ứng tôi không nhúng tay đâu lão ta nói rồi vẫn giữ thái độ xem trò vui hình như rất mong chờ trận chiến giữa hai người đỗ bá không hề quan tâm đến nhậm kinh luân chỉ nắm chặt võ thần thương khí thế mạnh mẽ như có như không liên tục tràn ra từ võ thần thương linh khí chấn giữ võ tông đúng là danh bất hư truyền. Đỗ bá, ông đừng khinh người quá đáng. Ứng thiên hành biết nhậm kinh luân sẽ không giúp mình, lão ta căm tức nhìn đỗ bá, nếu ép quá, ông đây sẽ kéo cả ông xuống địa ngục. ầm, um, lão ta vừa dứt lời, võ thần thương đã giáng xuống từ trên trời, nặng nề đập trúng chỗ lão ta vừa đứng. Nơi đó hoàn toàn nát vụn, sức mạnh cuồng bạo liên tục tràn ra từ võ thần thương. Ứng thiên hành đứng bên, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, nếu hồi nãy lão ta phản ứng chậm thì đã bị võ thần thương đánh chúng rồi. Nếu bị võ thần thương đánh chúng, cho dù lão ta không chết thì cũng sẽ bị thương nặng, không có duyên với thiên cảnh nữa. Đến giờ ứng thiên hành mới nhận ra, đỗ bá định giết lão ta thật. Lúc này, ứng thiên hành hết sức hối hận, nếu có thêm cơ hội, lão ta sẽ không bao giờ khiêu khích đỗ bá, bây giờ lỡ rồi thì phải đánh thôi. Các cao thủ ma tông đều rất thản nhiên, hành vi của ứng thiên hành đã khiến họ vô cùng căm giận nếu được, họ cũng muốn giết ứng thiên hành. Đoàng đoàng đoàng. Đúng lúc này, vô số tia sét bóng dáng từ trên trời xuống, đáp xuống quanh tàng thư các. Tàng thư các lập tức tỏa ra ánh sáng vàng, giống như thần khí tránh sét, không tia sét nào dáng chúng tàng thư các. Còn mặt đất xung quanh tàng thư các thì cháy đen. Mây đen dày đặc trên vùng trời của ma tông, sấm sét vang dội, gió giết gào. Thiên kiếp sắp tới. Các cao thủ đều có vẻ kinh hãi đỗ bá cũng ngừng tấn công ứng thiên hành cầm võ thần thương đứng đó sắc mặt vô cùng nghiêm nghị nhậm kinh luân cũng ngẩng đầu nhìn áp lực từ bầu trời khiến người ta không khỏi muốn quỳ dạp xuống đất cao thủ hàng đầu có thể phóng khí thế còn ông trời có thể giáng thiên uy tất cả cao thủ ma tông cũng nhìn lên trời cùng lúc đó trong mật thất ngầm ở tàng thư các. dương thanh vẫn ngồi xếp bằng khí thế vô cùng mạnh mẽ vẫn liên tục tăng lên như sắp đột phá thiên cảnh trên người anh lóe lên ánh chấp. Anh ngồi xếp bằng trên bệ đá, có vô số tia sét di chuyển khắp người anh. Sấm sét không ngừng tiến vào người Dương Thanh, trên mặt Dương Thanh cũng xuất hiện vẻ đau đớn, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Lệ Trần và Mã Siêu đứng cạnh, hai người đều có vẻ nghiêm nghị. Mã Siêu không nhịn được mà hỏi lại, sư phụ, anh Thanh sẽ không sao chứ? Lệ Trần nghiêm nghị nói, cậu ấy định vượt thiên kiếp bằng cơ thể như ma thần trong truyền thuyết, Thế nên uy lực của thiên kiếp mà cậu ấy phải đối mặt sẽ càng mạnh hơn, mạnh hơn cả lúc ta vừa thiên kiếp. Nếu bệ linh khí này không ngăn cản rất nhiều uy lực của thiên kiếp giúp cậu ấy, thiên kiếp mà cậu ấy phải chịu sẽ càng mạnh hơn. Bệ đá mà Dương Thanh đang ngồi cũng không phải vật bình thường, mà là linh khí. Tuy họ đang ở trong mật thất ngầm dưới Tàng Thư Các, nhưng bệ đá lại hấp thu thiên kiếp bên ngoài rồi truyền cho Dương Thanh. Dương Thanh vốn phải vượt thiên kiếp bằng cơ thể, chỉ khi trải qua sự gột rửa của thiên kiếp cơ thể anh mới mạnh mẽ hơn, nếu không chịu chút thiên kiếp nào, cho dù vượt qua thiên kiếp thì cũng chỉ là kẻ vô dụng. Tác dụng của bệ đá chính là giảm bớt huy lực của thiên kiếp, để Dương Thanh có thể quen với cơn đau khi tiếp nhận thiên kiếp. Thiên kiếp vừa bắt đầu, đang yếu nhất, có lẽ ngay cả Dương Thanh cũng không biết liệu cậu ấy có chịu nổi không, bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lệ Trần nghiêm nghị nói, lại nhìn về phía Mã Siêu, nhưng còn yên tâm, nếu cậu ấy không chịu nổi thiên kiếp thật, ta sẽ ra tay cứu cậu ấy khỏi thiên kiếp. Nhưng một khi cứu cậu ấy khỏi thiên kiếp, cảnh giới của cậu ấy sẽ ngừng ở siêu phàm cảnh, kiếp này không thể bước vào thiên cảnh nữa. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, nét mặt mã siêu lập tức cứng đờ. Anh ta hiểu rất rõ, để đi tới ngày hôm nay, Dương Thanh đã gặp khó khăn đến mức nào, thậm chí để đối phó với kẻ địch mạnh, anh còn dùng lời nói dối có thiện ý để lừa vợ con mình rời đi. Nếu cảnh giới của Dương Thanh chỉ ngừng ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mất phó công nữa, sao anh có thể chấp nhận nổi? Mã siêu hỏi với vẻ không cam lòng, sư phụ, không còn cách nào khác ạ. Lệ Trần lắc đầu, trầm giọng nói, đấy là cách duy nhất, hoặc cậu ấy tự vượt qua thiên kiếp bằng cơ thể, để thiên kiếp rèn luyện cơ thể cậu ấy, từ đó cơ thể sẽ đột phá thiên cảnh trước, hoặc trước khi thiên kiếp sắp giết cậu ấy, ta sẽ cứu cậu ấy ra, nhưng cái giá đắt phải trả sẽ khiến cậu ấy khó mà chịu được. Mã siêu không nói gì nữa, lo lắng nhìn về phía Dương Thanh. Lúc này, bệ linh khí như một thiết bị hấp thu và chuyển đổi thiên kiếp, Tiên xét di chuyển quanh nó, sau đó chuyển vào người Dương Thanh. Nét mặt Dương Thanh trông rất đau đớn, nhưng anh vẫn im lặng ngồi xếp bằng trên bệ linh khí, không nhúc nhích, để mặc cơ thể hấp thu hấp thu tia xét trên bệ. Âm âm âm, tàng thư các đã hóa thành biển xét, vô số tia xét không ngừng giáng xuống, các cao thủ ma tông đều có vẻ lo lắng. Không nhiều cao thủ biết chuyện lệ trần đã đột phá thiên cảnh, những cao thủ ma tông khác đều nghĩ người đang vượt thiên kiếp chính là lệ trần ứng thiên hành và nhậm kinh luân đều có vẻ nghiêm nghị thiên kiếp mạnh quá ứng thiên hành trầm giọng nói nhậm kinh luân cũng nói đây là thiên kiếp mạnh nhất mà tôi từng thấy không hổ là chủ ma tông ngay cả thiên kiếp mà ông ta phải vượt cũng mạnh như thế ứng thiên hành hừ lạnh cho dù thiên kiếp mạnh hơn nữa thì sao lệ trần sống sót đi ra khỏi thiên kiếp thì mới tính là giỏi bằng không chỉ có thể bị thiên kiếp chôn vùi thôi người của ma tông đều lạnh lùng nhìn ứng thiên hành Hồng Ma lạnh lùng nói: Chắc ông quên một chuyện, thiên kiếp càng mạnh thì thực lực của người vượt thiên kiếp cũng càng mạnh hơn. Tông chủ của chúng tôi đã sắp bước vào thiên cảnh trước ông, còn ông vẫn quẩn quanh dưới thiên cảnh, chưa bàn đến việc ông có thể vượt qua thiên kiếp không. Cho dù vượt được thật, tranh lệch giữa ông và tông chủ của chúng tôi sẽ ngày càng lớn hơn. Khi đó, nếu tông chủ muốn giết ông thì chẳng khác gì giết chó. Nghe thấy thế, ứng thiên hành lập tức sầm mặt, hít mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Ma. Nếu cậu ăn nói sằng bậy thêm đừng trách tôi không khách sáo không ma cười lạnh ý chí chiến đấu dâng trào ông ta lạnh lùng nhìn chầm chằm vào ứng thiên hành tôi sẵn sàng đánh với ông bất cứ lúc nào tuy ông ta không phải đối thủ của ứng thiên hành nhưng ứng thiên hành cũng rất khó giết ông ta ứng thiên hành giận không để đâu cho hết hít sâu một hơi cố nén giận lão ta biết bây giờ vẫn chưa phải lúc ra tay với ma tông cho dù lão ta muốn ra tay với ma tông thật thì cũng phải chắc chắn rằng lệ trần đã chết dưới thiên kiếp hoặc đã rời khỏi ma tông. Nếu bây giờ ra tay, nhỡ lệ trần thành công vượt thiên kiếp rồi muốn giết lão ta thì đúng là chẳng khác gì dẫm chết một con kiến. Ứng thiên hành đe dọa, cậu cứ chờ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ đích thân lấy mạng cậu. Lão ta nói rồi không quan tâm đến hồng ma nữa, nhìn lên trời. Từ nãy tới giờ, đỗ bá vẫn cầm võ thần thương, canh chừng ở gần tàng thư các, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lão ta đã thấy rất nhiều người vượt thiên kiếp, nhưng chưa từng thấy thiên kiếp nào khủng khiếp thế này, ngay cả lão ta cũng cảm nhận được uy lực vô cùng mạnh mẽ từ thiên kiếp đó. Lão ta chợt nghĩ, nếu lão ta sắp vượt thiên kiếp trước mặt, với sự chuẩn bị bây giờ, liệu lão ta có thành công vượt qua không? Đoàng đoàng đoàng, mấy tia sét bóng xẹt qua bầu trời, như muốn xé toang cả vùng trời này. Ngay sau đó, vô số tia sét lại giáng xuống tàng thư các. Cả tàng thư các đều bị sấm sét bao trùm. Trước thiên kiếp khủng khiếp như thế, cho dù cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ ở đây cũng không dám tới gần, có lẽ vừa tới gần, họ sẽ tan thành cho bụi. Một cao thủ ma tông cầu nguyện cho lệ trần, cho dù thiên kiếp mạnh hơn. Chắc chắn tông chủ vẫn có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Hồng ma và các cao thủ hàng đầu đều có vẻ hướng tới. Sau thiên kiếp chính là thiên cảnh, có cao thủ thế tục nào không muốn bước vào thiên cảnh đâu. Trong mật thất ngầm dưới tàng thư các, Dương Thanh đã hoàn toàn đắm chìm trong biển sấm sét. Từng tia xét xuyên qua cơ thể anh, như muốn xé nát người anh. Sức mạnh thủ hộ đã được anh kích hoạt từ lâu, không ngừng chữa trị vết thương trên người anh. Nhưng vết thương do thiên kiếp gây ra quá nặng, chỉ mình sức mạnh thủ hộ rất khó chữa lành cơ thể của anh, chỉ có thể cố gắng giảm bớt vết thương mà thiên kiếp tạo thành. Thiên kiếp mạnh quá, có lẽ dương thanh rất khó chịu được. Lệ Trần Trật nghiêm nghị nói: Lão ta phóng khí thế ra, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này trên người Dương Thanh đầy vết thương cháy đen, trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng cháy khét. Nét mặt Dương Thanh méo mó vì đau đớn, huyết mạch cuồng hóa đã được anh kích hoạt, mái tóc đen của anh không ngừng tung bay, khóe miệng dỉ máu. "A!" À, anh chợt hét lớn, bỗng mở đôi mắt đỏ ngầu ra, giận dữ quát, "Tới đi." Anh đứng dậy khỏi bệ đá, giang tay ra, để mặc sấm sét xuyên qua người mình thông qua bệ. Khí thế đáng sợ tràn ra từ người anh. Trong mắt Lệ Trần xuất hiện vẻ kinh ngạc khí thế mạnh thật. Đây mới là thực lực mạnh nhất của cậu ấy à, chỉ với thực lực mà cậu ấy thể hiện lúc này, có lẽ đã vô địch dưới thiên cảnh, ngay cả cao thủ mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng chưa chắc đã có thể đánh bại cậu ấy. Mã siêu siết chặt nắm tay, nhìn về phía Dương Thanh, nói nhỏ, vì mạnh lên, anh Thanh vẫn luôn rất khó khăn, nếu không thể vượt qua thiên kiếp, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu nổi, con tin anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ thành công vượt thiên kiếp bằng cơ thể. Tuy lo lắng, nhưng anh ta vô cùng tin tưởng Dương Thanh. Trong lúc nhất thời, thiên kiếp bên ngoài ngày càng mạnh, như bị khiêu khích, điên cuồng giáng xuống, như muốn xé toang cả tàng thư các, sau đó tiêu diệt Dương Thanh đang trốn bên dưới tàng thư các. Trong mật thất ngầm dưới tàng thư các, tia xét lóe lên quanh người Dương Thanh, người anh như một cái xác chết cháy, nếu trên người anh không có khí thế mạnh mẽ thì chẳng khác gì cái xác cả. Không ổn rồi, lệ trần sắp đột phá. Đúng lúc này, ngoài tàng thư các, ứng thiên hành bỗng biến sắc hô lên kinh hãi. Sắc mặt nhậm kinh luân cũng thay đổi, lão ta đã cảm nhận được dưới mặt đất ở tàng thư các, một sức mạnh hết sức đáng sợ đang thức tỉnh, chắc chắn lệ trần sắp thành công vượt thiên kiếp rồi. Một khi lệ trần vượt qua thiên kiếp, lão sẽ là cao thủ thiên cảnh, khi đó lão sẽ bỏ qua cho họ ư. Ứng thiên hành nhìn về phía nhậm kinh luân, không hề giấu giếm, nói lớn, tông chủ nhậm, nếu không ra tay nữa, chúng ta sẽ không còn cơ hội đâu, ông và tôi hợp sức để ngừng thiên kiếp này, sao nào. Trong lúc cao thủ đang vượt thiên kiếp, nếu thiên kiếp bị ngắt ngang, nhẹ thì mất phó công, nặng thì bỏ mạng. Lúc này đang là lúc thiên kiếp mạnh nhất, một khi vượt qua thời điểm này thì sẽ là cao thủ thiên cảnh thực thụ. Mà ứng thiên hành lại muốn hợp sức với Nhậm Kinh Luân để ngừng thiên kiếp vào lúc này. Trên mặt ứng thiên hành tràn ngập vẻ lo lắng, lão ta đã làm mất lòng ma tông từ lâu, nếu giờ để Lệ Trần đột phá thiên cảnh, chắc chắn Lệ Trần sẽ không bỏ qua cho lão ta bây giờ chỉ còn cách hợp sức với nhậm kinh luân để ngăn thiên kiếp này một khi thiên kiếp bị ngừng cao thủ đang đột phá sẽ bị thiên kiếp cắn trả hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhậm kinh luân ngẩng đầu nhìn thiên kiếp dày đặc trên trời sắc mặt nghiêm nghị tới cực điểm lão ta cũng đang nghĩ xem có nên hợp sức để ngừng thiên kiếp không nếu ngừng thiên kiếp lệ trần sẽ bị thương nặng mà tông cũng không còn đáng sợ nữa nhưng nếu không ngừng được thiên kiếp nhớ lệ trần thành công đột phá khi đó nên giải quyết thế nào đây Tuy ngừng thiên kiếp sẽ khiến người đang vượt thiên kiếp bị thương nặng, nhưng sức mạnh của thiên kiếp đâu phải thứ mà người thế tục có thể dễ dàng ngăn cản chứ. Huống hồ, Đỗ Bá vẫn đang cầm võ thần thương, nhìn chăm chăm vào họ, Hồng Ma và các cao thủ Ma Tông cũng thế, chỉ cần họ dám ra tay, chắc chắn những người này cũng sẽ tung đòn. Cao thủ Ma Tông không có gì đáng sợ, nhưng Đỗ Bá đang cầm võ thần thương thì mạnh quá. Trừ khi bên họ có thêm một người đến giúp. Ứng thiên hành sốt ruột rục, tông chủ nhập, đừng do dự nữa, lệ trần sắp đột phá rồi. Các người dám. Hồng ma bước lên một bước, phóng khí thế ra, nhìn chằm chằm vào ứng thiên hành với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nếu ứng thiên hành dám ra tay, dù có chết, ông ta cũng phải đánh trọng thương ứng thiên hành. Các cao thủ ma tông cũng thi nhau phóng khí thế ra, giận dữ nhìn chằm chằm vào ứng thiên hành. Đỗ bá thản nhiên nhìn về phía ứng thiên hành, lạnh lùng nói, tốt nhất các người đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, chắc chắn các người sẽ phải hối hận. Võ thần thương tỏa ra sát khí đáng sợ, như có thể rời khỏi tay đỗ bá để phóng lên trời bất cứ lúc nào. Ứng thiên hành giận không để đâu cho hết, đỗ bá, ông tưởng chúng tôi dễ ức hiếp thật à. Chỉ với võ thần thương mà đòi ngăn tôi và tông chủ nhậm ư. ầm, um, võ thần thương nặng nề đập lên mặt đất, chỗ mà nó giáng xuống lập tức nát vụn. Khí thế cuồng bạo lan ra xung quanh, chỉ riêng khí thế của võ thần thương đã áp đảo cả không gian này rồi, chuyện này khiến sắc mặt của ứng thiên hành và nhậm kinh luân càng thêm khó coi. Dù sao võ thần thương cũng là linh khí chấn giữ võ tông, còn từng là vũ khí của võ thần trong truyền thuyết, trong mắt những cao thủ đứng đầu thế tục như ứng thiên hành và nhậm kinh luân, nó vẫn là linh khí đỉnh cao vô cùng đáng sợ. Tinh! Đúng lúc này, tiếng đàn thanh thúy bỗng vang lên. Tiếng đàn dẫn theo một vòng xoáy năng lượng, ập về phía tàng thư các. Nghe thấy tiếng đàn, Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía nơi phát ra tiếng đàn. Chẳng biết từ bao giờ, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đã ngồi xếp bằng ở đó, trước mặt bà ta là một cây đàn cổ đang tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Cung chủ thánh cung, bùi thiên âm. Có người hô lên kinh hãi, nhận ra người phụ nữ áo đỏ chính là bùi thiên âm, chủ thánh cung, một trong năm thế lực hàng đầu ma sơn. Nét mặt bùi thiên âm lạnh tanh, mười ngón tay của bà ta không ngừng bay múa trên đàn cổ. Tình tính tang. Tiếng đàn không ngừng vang lên, nốt nhạc nào cũng như một đòn đánh mạnh dáng về phía tàng thư các. Thiên kiếp như bị kích thích, lập tức điên cuồng hơn, liên tục giáng xuống tàng thư các. Tiếng đàn và tiếng sấm hòa vào nhau, mãi không ngớt. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân thấy thế, lập tức mừng rỡ. Trong số những người đứng đầu năm thế lực đỉnh cao ở Ma Sơn, trừ lệ Trần đang trong trong tàng thư các ra, bốn người khác đều đã có mặt. Trừ Đỗ Bá, những người khác đều cùng một phe muốn đối phó lệ trần. Ứng thiên hành không nhịn được mà cười lớn, ha ha, có cung chủ bùi giúp, chắc chắn thiên kiếp của lệ trần sẽ bị ngừng. Lão ta nói rồi nhìn về phía nhậm kinh luân bên cạnh, tông chủ nhậm, chắc giờ không còn lo ngại gì nữa nhỉ. Nếu chúng ta hợp sức, chắc chắn sẽ ngừng được thiên kiếp này, khiến lệ trần cảm nhận sự đau đớn khi bị thiên kiếp cắn trả. Được, nhậm kinh luân gật đầu đồng ý. Bây giờ, trong số 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn, đã có 3 người cùng phe với nhau, lệ trần lại đang vượt thiên kiếp chỉ còn mình đỗ bá thì sao có thể ngăn nổi họ ầm um, võ thần thương dáng mạnh xuống trước mặt ứng thiên hành đỗ bá lạnh lùng nhìn về phía nhậm kinh luân và ứng thiên hành nói nếu các người dám ngừng thiên kiếp tôi bảo đảm sẽ không nương tay đâu đỗ bá cũng không ngông cuồng khi cầm linh khí cấp cao võ thần thương lão ta có tư cách nói thế nếu nhậm kinh luân và ứng thiên hành cũng mang linh khí chấn giữ tông môn ra ngoài đỗ bá sẽ kiêng rè nhưng bây giờ trước hai người tay không tắc sắt, Đỗ Bá không hề sợ hãi. Đỗ Bá, ông định một mình đối phó với hai người chúng tôi thật à? Ứng thiên hành tức giận nói, ngay cả cung chủ bùi cũng muốn ngừng thiên kiếp của lệ trần, sao ông vẫn cố bảo vệ lệ trần thế? Ma Tông đã hết hy vọng, sao chúng ta không nhân cơ hội này để tiêu diệt Ma Tông, sau đó Ma Sơn chỉ còn bốn thế lực hàng đầu thôi? Đỗ Bá vẫn đứng im, lạnh lùng nhìn đối phương. Các cao thủ Ma Tông giận không để đâu cho hết, giờ bùi thiên âm đang dùng phượng cầm để ảnh hưởng đến thiên kiếp còn ứng thiên hành và nhậm kinh luân cũng đang nhìn chằm chằm vào họ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào ma tông gặp phải áp lực rất lớn đàn cổ mà bùi thiên âm đang đánh cũng là linh khí cấp cao như võ thần thương trong tay đỗ bá tên phượng cầm phượng cầm vừa có thể tấn công kẻ địch vừa có thể khiến kẻ địch rơi vào ảo giác bây giờ trong số các cao thủ đang có mặt có lẽ chỉ mình đỗ bá có thể ngăn cản bùi thiên âm thôi nhưng nếu đỗ bá đi ngăn cản bùi thiên âm, chắc chắn ứng thiên hành và nhậm kinh luân sẽ ra tay. Tuy ma tông vẫn còn mấy cao thủ hàng đầu, có thể miễn cưỡng đối phó được một người, nhưng họ không đối phó nổi hai cao thủ đỉnh cao. Đỗ bá lo lắng nhìn về phía tàng thư các, lập tức quay sang bùi thiên âm, cung chủ bùi, dù sao bà cũng là cao thủ một phương, sao lại ra tay lúc này thế? Tinh! Tiếng đàn vẫn vang lên, bùi thiên âm căm tức nhìn về phía tàng thư các, quát đỗ bá, im miệng ông không biết ân oán giữa tôi và lệ trần thì đừng nói nhảm nữa bằng không tôi sẽ tiêu diệt cả võ tông đỗ bá nhíu chặt mày bùi thiên âm được gọi là ma nữ cũng không phải vì bà ta có quan hệ với ma tông mà bà ta vui buồn thất thường thủ đoạn tàn nhẫn lại vô cùng căm hận đàn ông trong thánh cung người nắm quyền toàn là phụ nữ cùng lúc đó đúng lúc tiếng đàn vang lên nét mặt của dương thanh đang ở mật thất ngầm dưới tàng thư các lập tức méo mó vì đau đớn việc vượt thiên kiếp bằng cơ thể đã khiến anh có cảm giác sống không bằng chết bây giờ lại thêm sự tấn công từ tiếng đàn khiến anh càng khó chịu đựng hơn a à, mã siêu hét lên đau đớn thất khiếu lập tức chảy máu lệ trần vội ra tay chạm lên người mã siêu mấy lần mã siêu mới thấy đỡ sư phụ có chuyện gì vậy mã siêu nhìn về phía lệ trần hỏi với vẻ yếu ớt sắc mặt lệ trần vô cùng nghiêm nghị lão nói với vẻ phức tạp bà ta tới rồi Lão nói rồi lại nhìn về phía Dương Thanh đang chịu cơn đau từ thiên kiếp, trầm giọng nói: "Nếu không gắng gượng được thì từ bỏ, tôi sẽ ngăn thiên kiếp giúp cậu, bảo đảm cậu không chết." Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Dương Thanh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, nét mặt anh trông hết sức đau đớn. Ngoài tàng thư các, Bùi Thiên Âm vẫn đang không ngừng đánh đàn, các nốt nhạc như hóa thành lưỡi dao, tấn công tàng thư các. Các cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong còn không tới gần nổi, thất khiếu của những người đứng quá gần đều chảy máu vô cùng thê thảm. Các cao thủ ma tông đều giận không để đâu cho hết, nhưng không ai có thể thực sự ngăn cản Bùi Thiên Âm. Ngừng tay. Hồng Ma bỗng căm tức nhìn về phía Bùi Thiên Âm, quát lớn. Nhưng Bùi Thiên Âm không hề quan tâm đến Hồng Ma, tiếp tục đánh đàn. Tiết tấu cũng ngày càng nhanh, các nốt nhạc đều hóa thành đòn tấn công vô hình, giáng mạnh về phía Tàng Thư Các. Thiên Kiếp trên bầu trời Tàng Thư Các càng thêm điên cuồng, không ngừng giáng xuống. Âm âm âm, sấm sét điên cuồng thét gào cả ma tông bị uy lực đáng sợ bao trùm thấy bùi thiên âm ngó lơ mình hồng ma càng thêm giận dữ ông ta quát lớn xông tới chỗ bùi thiên âm tinh ông ta còn chưa đến gần bùi thiên âm thì tiếng nhạc đáng sợ đã ập về phía hồng ma phụt hồng ma còn chưa đến gần thì đã bị tiếng đàn tấn công như bị thương nặng lập tức bay ra xa mạnh quá cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ người của ma sơn đều biết rõ bùi thiên âm là một trong năm cao thủ hàng đầu ma sơn Thực lực sẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng không ngờ Bùi Thiên Âm lại mạnh đến mức này, chỉ riêng tiếng đàn đã đánh bay Hồng Ma có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Phải biết rằng, cho dù thực lực của Bùi Thiên Âm mạnh hơn nữa thì cũng chưa đột phá thiên cảnh, hay nói cách khác, cảnh giới của bà ta ngang với Hồng Ma, đều là bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Trong cùng cảnh giới, chỉ dùng tiếng đàn đã đánh bay Hồng Ma, có thể tưởng tượng được Bùi Thiên Âm mạnh đến mức nào. Sau khi đẩy lùi Hồng Ma bằng tiếng đàn, Bùi Thiên Âm không hề quan tâm đến Hồng Ma, như thể trong mắt bà ta, Hồng Ma chỉ là sâu kiến có thể bị bà ta nghiền ép một cách dễ dàng. Nhưng sự thật đúng là như thế. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đều có vẻ nghiêm nghị, hai người đều là một trong năm cao thủ hàng đầu Ma Sơn giống Bùi Thiên Âm, nhất là Ứng Thiên Hành, trước đó lão ta mới đánh với Hồng Ma, tuy Hồng Ma thua, nhưng tranh lệch giữa lão ta và Hồng Ma cũng không quá lớn. Chỉ cần cho Hồng Ma thêm một khoảng thời gian nữa, chắc chắn thực lực của Hồng Ma cũng sẽ đứng vào nhóm hàng đầu Ma Sơn nhưng dưới tay bùi thiên âm người mạnh như hồng ma lại bị tiếng đàn đánh bại bởi vậy có thể thấy bùi thiên âm còn mạnh hơn cả ứng thiên hành ứng thiên hành và nhậm kinh luân nhìn nhau trong mắt hai người đều có vẻ kinh hãi họ biết rõ có lẽ thực lực của bùi thiên âm chỉ cách thiên cảnh một bước cuối cùng chỉ cần bùi thiên âm muốn bà ta có thể bước vào thiên cảnh bất cứ lúc nào đỗ bá cầm võ thần thương nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào bùi thiên âm tông chủ bùi bà quá đáng rồi sau khi lão ta dứt lời, võ thần thương bỗng rời khỏi tay lão ta. Ầm, uhm, ngay sau đó, võ thần thương lập tức cắm trên tàng thư các, như định hải thần châm, vô số sấm sét sáng lên võ thần thương rồi mới tràn vào tàng thư các. Đương nhiên, cũng có một phần thiên kiếp bị võ thần thương ngăn cản. Tiếng đàn của Bùi Thiên Âm đã tăng thêm uy lực của thiên kiếp, còn võ thần thương lại làm giảm uy lực của thiên kiếp, do đó thiên kiếp lại như bình thường. Dương Thanh dưới tàng thư các bỗng cảm nhận được áp lực giảm hẳn nhưng thiên kiếp vẫn rất mạnh, vẫn là làn danh khó vượt qua với anh. Trong mắt bùi thiên âm tràn ngập sát khí mãnh liệt, bà ta căm tức nhìn đỗ bá, ông dám ngăn cản tôi, đã nghĩ tới hậu quả chưa hả? Đỗ bá hừ lạnh, có gì thì bà cứ nhắm vào tôi, đừng hòng uy hiếp tôi, bà có thể ra tay với người của võ tông tôi, tôi cũng có thể ra tay với người của thánh cung đấy. Thái độ của đỗ bá vô cùng mạnh mẽ, họ đã đạt đến bước này, sao có thể bị uy hiếp đây? Sắc mặt bùi thiên âm càng thêm u ám, bà ta nhìn chầm chầm vào đỗ bá quát nếu ông đã muốn chết tôi sẽ giúp ông ầm uhm. ngay sau khi dứt lời bùi thiên âm bỗng rậm mạnh lên đất lao đi đúng lúc bùi thiên âm hành động đỗ bá cũng di chuyển võ thần thương lập tức quay về tay lão ta ầm uhm. ngay sau đó đòn tấn công của hai người va vào nhau ầm 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 dưới sự va chạm mạnh mẽ này khí thế vô cùng khủng khiếp lan ra khắp xung quanh mặt đất quanh hai người lập tức dạn nứt Hóa thành bột. Các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Võ tông cũng bị khí thế kia đẩy lùi mấy chục bước. Lúc này, chỉ còn cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ có thể đứng im. Sau đòn tấn công này, không ai trong hai người lùi lại, có thể thấy thực lực họ ngang nhau. Chuyện này khiến sắc mặt ứng thiên hành và nhậm kinh luân đều vô cùng khó coi, tuy họ và Bùi Thiên Âm không có mâu thuẫn, nhưng đã đối đầu với Đỗ Bá rồi. Bây giờ, Đỗ Bá lại cho thấy mình có thực lực ngang với Bùi Thiên Âm chẳng phải là đỗ bá cũng đã đến bước cuối có thể bước vào thiên cảnh bất cứ lúc nào à tuy họ đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhưng tranh lệch trong cùng cảnh giới vẫn vô cùng to lớn có người sẽ cách thiên cảnh gần hơn một bước chẳng hạn như đỗ bá và bùi thiên âm cũng có người mới chỉ vượt qua siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vẫn chưa thể thực sự nắm giữ thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ lĩnh ngộ về đạo cũng nông hơn thực lực yếu chẳng hạn như hồng ma và cao hùng trong bốn ma tướng của ma tông về phần ứng thiên hành và nhậm kinh luân thực lực của họ đã vượt xa người như hồng ma nhưng không bằng đỗ bá và bùi thiên âm giờ thấy thực lực của đỗ bá mạnh như thế hai người đều cảm thấy nặng nề nếu hôm nay không thể ngăn lệ trần thì cũng phải đánh trọng thương đỗ bá bằng không sau này thực lực của độc tông và thần hành tông sẽ bị suy yếu rất nhiều bên này mạnh thì bên kia yếu đi chính là như thế hai người nhìn nhau ứng thiên hành trầm giọng nói đỗ bá đã bị cung chủ bùi ngăn cản tôi và ông hợp sức ngừng thiên kiếp của lệ trần nhé. Được, lần này, nhậm kinh luân không từ chối nữa, đồng ý một cách dứt khoát. Ra tay, ứng thiên hành quát lớn, dậm mạnh chân, lao tới chỗ tàng thư các. Các ma tướng của ma tông hợp sức với tôi, ngăn cản ứng thiên hành và nhậm kinh luân. Không ma thấy thế, vội quát lớn. Bốn ma tướng của ma tông đều có thực lực hàng đầu, ông ta và Cao Hùng có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, còn hai ma tướng khác chưa đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, nhưng cũng cách không xa. Bốn ma tướng nhìn nhau, bỗng lao về phía nhậm kinh luân và ứng thiên hành. Ứng thiên hành, đỡ một đấm của tôi trước đã. Hồng ma bỗng quát lớn, đấm về phía ứng thiên hành. ầm, uhm, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Cùng lúc này, một bóng người hộp máu, bay ra xa như diều đứt dây. Nhưng người này là hồng ma chứ không phải ứng thiên hành. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ hồng ma nặng nề rơi xuống đất, khí thế lập tức giảm mạnh. Cao Hùng, ông làm gì thế? Hai ma tướng khác của ma tông cùng nhìn về phía Cao Hùng, tức giận chất vấn. Cao thủ vừa ra tay với hồng ma không phải ai khác, chính là Cao Hùng, một trong bốn ma tướng của ma tông, đã đột phá bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Lúc trước, khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, Cao Hùng đã nằm trong 10 cao thủ hàng đầu ma sơn rồi, bây giờ ông ta đã đột phá bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực lực sẽ càng mạnh hơn ngay cả hồng ma bây giờ cũng không phải đối thủ của cao hùng lúc này người của ma tông đều tức giận nhìn chằm chằm vào cao hùng hồng ma bỏ dậy nhìn cao hùng bằng ánh mắt hừng hực lửa giận ông ta nghiến răng nghiến lợi cao hùng rốt cuộc ông cũng định phản bội ma tông rồi à cao hùng ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào hồng ma hồng ma tôi không muốn phản bội ma tông mà muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi Bây giờ, hoặc tông chủ đột phá thiên cảnh rồi rời khỏi ma tông, hoặc thiên kiếp bị ngừng, tông chủ bị thiên kiếp cắn trả, không gượng dậy nổi nữa, cho dù thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng ma tông sẽ phải lựa chọn tông chủ mới. Nếu ông đồng ý phục tùng tôi, sau này chúng ta sẽ hợp sức, cố gắng biến ma tông thành thế lực mạnh nhất ma sơn. Hồng ma lập tức nổi giận, quát, nói vớ vẩn. Cho dù tông chủ rời khỏi ma tông thật, vị trí tông chủ mới cũng không liên quan gì đến kẻ phản bội ma tông như ông đâu. Tông chủ đã chọn người thừa kế mới rồi, sau khi tông chủ rời đi, Mã Siêu sẽ là tông chủ mới của Ma tông, ông có tư cách gì để thay đổi mệnh lệnh của tông chủ chứ? Cao hùng cười khẩy, Mã Siêu còn chưa đạt đến siêu phàm cửu cảnh mà cũng đòi thừa kế Ma tông à? Dựa vào đâu? Tôi thận trọng phấn đấu ở Ma tông mấy chục năm, lập công lao lớn cho Ma tông, bây giờ trong Ma tông, trừ tông chủ ra, thực lực của tôi là mạnh nhất, chỉ tôi mới có tư cách thừa kế Ma tông nhất. Không ma giận không để đâu cho hết. Ông ta nhìn quanh, nói lớn, Cao hùng đã phản bội Ma tông, mọi người hãy hợp sức để trấn áp ông ta, tôi sẽ nghĩ cách ngăn cản nhậm kinh luân và ứng thiên hành. Lúc này, ứng thiên hành và nhậm kinh luân vẫn đang ngăn cản thiên kiếp, hai người đều là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, nếu muốn ngừng thiên kiếp này thì cũng không phải là không có hy vọng. Nếu không ngăn cản họ, một khi thiên kiếp bị phá tan, người vượt thiên kiếp sẽ phải chịu sự cắn trả nặng nề, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì mất mạng. Mục Thanh Mạnh Khôn, hai người hợp sức đối phó Cao Hùng, tôi đi giúp Hồng Ma ngăn cản ứng thiên hành và nhậm kinh luân. Lúc này, một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bỗng bước lên trước, nhìn về phía hai người còn lại trong bốn ma tướng, nghiêm nghị nói. Ảnh ma, một trong những cao thủ mạnh nhất ma tông, cũng thuộc người cao thủ hàng đầu ma sơn như Cao Hùng và Hồng Ma. Mục Thanh và Mạnh Khôn nhìn nhau, đều gật đầu. Cao Hùng cười khẩy, trước sức mạnh tuyệt đối, các người chỉ là rác rưởi thôi. Ai dám ngăn cản tôi, tôi sẽ coi đó là kẻ địch, mà đã là kẻ địch, chắc chắn tôi sẽ không nương tay. Cao Hùng, đừng ngông cuồng quá. Mục thanh quát lớn, xông tới chỗ Cao Hùng, mạnh khôn cũng xông lên theo. Trong lúc nhất thời, ba người trong số bốn ma tướng của Ma Tông bắt đầu giao chiến. Không ma có vẻ lo lắng, ảnh ma lạnh lùng nói, không quan tâm được nhiều nữa. Bây giờ quan trọng nhất là ngăn cản ứng thiên hành và nhậm kinh luân, đừng giữ thực lực, phải dốc hết sức để đối phó, cố gắng ngăn cản họ. Hồng Ma gật đầu, "Ừ." Sau khi ông ta dứt lời, ầm một tiếng, mặt đất lập tức nổ tung, Hồng Ma lao về phía ứng thiên hành và nhậm kinh luân. Ảnh Ma cũng xông tới. Phía bên kia, Đỗ Bá đang đánh với Bùi Thiên Âm. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến hỗn loạn bùng nổ. Người tham gia chiến đấu đều là cao thủ hàng đầu Ma Sơn, thường ngày có thể thấy hai trong số đó giao chiến đã là hiếm có lắm rồi, không ngờ lúc này lại xuất hiện cảnh tượng nhiều cao thủ hàng đầu đánh với nhau như thế. Ầm ầm ầm. Tất cả cao thủ đều không nương tay, điên cuồng tấn công đối thủ. Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành bị Hồng Ma và Ảnh Ma ngăn cản, giận không để đâu cho hết. Chán sống rồi. Ánh mắt Nhậm Kinh Luân lạnh tanh, lão ta khoát tay, hai tia sáng lạnh lẽo lập tức lao về phía Hồng Ma và Ảnh Ma. "Cẩn thận." Ảnh Ma hét lớn, vội né tránh. Nhưng né tránh vẫn quá muộn, ảnh ma trúng độc của Nhậm Kinh Luân, lồng ngực lập tức đen xì, sắc mặt cũng trắng bệch, rõ ràng đã trúng kịch độc lùi ra sau đúng lúc đòn tấn công tiếp theo của nhậm kinh luân sắp giáng xuống hồng ma đã chắn trước ảnh ma tung đòn về phía nhậm kinh luân ầm tay hai người va vào nhau lập tức tạo thành tiếng động long trời lở đất sức mạnh cuồng bạo lan ra khắp xung quanh hồng ma bị đẩy lùi mấy bước khóe miệng dỉ máu nắm đấm của ông ta cũng đen xì, cũng trúng độc của nhậm kinh luân nhậm kinh luân là chủ độc tông ở tây vực ma sơn khắp người toàn kịch độc may mà thực lực của ảnh ma và hồng ma mạnh bằng không chỉ với chút độc ấy, hai người đã chết rồi. Dù sao hồng ma và ảnh ma cũng là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, tuy chúng độc của nhậm kinh luân, nhưng họ vẫn nhanh chóng hóa giải được kịch độc trong cơ thể, tiếp tục tấn công. Trận chiến giữa Đỗ Bá và Bùi Thiên Âm vẫn tiếp diễn, Đỗ Bá cầm võ thần thương, còn Bùi Thiên Âm thì cầm phượng cầm. Hai người đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, đều cầm linh khí cấp cao, trận chiến giữa họ cũng dữ dội nhất, chiêu thức nào cũng chứa đựng sức mạnh khủng khiếp. Mục Thanh và Mạnh Khôn hợp sức để đối phó với Cao Hùng, trận chiến này cũng rất kịch liệt. Khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, Cao Hùng đã được xếp vào 10 cao thủ mạnh nhất Ma Sơn cùng các cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Giờ ông ta đã đột phá bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thực lực cũng mạnh hơn. Âm âm âm, trận chiến giữa hai bên cũng rất dữ dội, Cao Hùng không hề nương tay, Mục Thanh và Mạnh Khôn liên tục lùi lại. Các cao thủ Ma Tông khác chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không sao tới gần nơi chiến đấu có lẽ trận chiến này có thể xếp vào lịch sử Ma Sơn, đây là lần đầu tiên có nhiều cao thủ đỉnh cao cùng chiến đấu như thế. Thiên kiếp trên tàng thư các cũng đạt tới mức mạnh nhất, điên cuồng giáng xuống. Đoàng đoàng đoàng, vô số tia sét giáng mạnh xuống. Dương Thanh đang vượt thiên kiếp trên bệ đá trong tàng thư các trông rất đau đớn, thiên kiếp được bệ đá dẫn vào người anh, như muốn hủy diệt cả cơ thể anh. Mã siêu căng thẳng nhìn chằm chằm vào Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ hoe. Lệ Trần cũng có vẻ nghiêm nghị, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào lão nói dương thanh nếu không chịu được thì cứ lên tiếng tôi sẽ ngăn thiên kiếp cho cậu tôi biết cậu muốn mạnh lên nhưng cũng phải dựa trên khả năng đợt thiên kiếp này quá mạnh ngay cả tôi cũng chưa bao giờ thấy thiên kiếp mạnh như thế cho dù cậu không chịu nổi thì cũng rất bình thường núi xanh còn đó thì không thiếu củi đun chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng nét mặt dương thanh méo mó vì đau đớn vẫn không nói gì vô số tia xét được bệ đá dẫn vào người anh, những con rồng bằng sấm sét di chuyển xung quanh anh. A, à, Dương Thanh bỗng ngửa mặt lên trời, hét lớn, như muốn chút hết cơn đau mà mình đang chịu ra ngoài. Sau tiếng giết này của Dương Thanh, khí thế cuồng bạo cũng lan ra từ người anh. Đoàng đoàng đoàng, bên ngoài tàng thư các, sấm sét trên trời cũng ngày càng mạnh, ngày càng dày đặc, liên tục giáng xuống tàng thư các, như muốn chôn vùi cả tàng thư các dưới thiên kiếp. Không ổn rồi, lùi lại đi ứng thiên hành và nhậm kinh luân lập tức biến sắc, vội lùi ra sau. Họ muốn ngừng thiên kiếp này, nhưng chợt phát hiện ra đợt thiên kiếp này mạnh hơn tất cả những thiên kiếp mà họ từng thấy, giờ cường độ của thiên kiếp đã tăng vọt, chuyện này khiến cao thủ sắp vượt thiên kiếp như họ cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Họ không hề nghi ngờ, nếu hồi nãy họ ở gần tàng thư các, chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới thiên kiếp ngay. Đỗ bá và bùi thiên âm cũng ngừng đánh, trận chiến giữa hai người bất phân thắng bại, họ đều bị thương không nhẹ hai người cũng khiếp sợ nhìn về phía thiên kiếp đang không ngừng giáng xuống từ trên trời hồi nãy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ vẫn có thể đến gần tàng thư các nhưng giờ uy lực của thiên kiếp đã mạnh hơn ngay cả cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng không chịu nổi đỗ bá lẩm bẩm không ngờ uy lực của thiên kiếp có thể mạnh đến mức này nếu mình cũng gặp phải loại thiên kiếp này khi vượt thiên kiếp có lẽ sẽ không thể thành công vượt qua lời lão ta nói khiến đám người bùi thiên âm cảm thấy vô cùng phức tạp tầm tuổi như họ trong các thế lực đã có không ít cao thủ đột phá thiên cảnh, họ từng thấy rất nhiều người vượt thiên kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp khủng khiếp như vậy. Ứng thiên hành và nhậm kinh luân đều có vẻ không cam lòng, họ vốn bất hòa với lệ trần, giờ thiên kiếp mà lệ trần sắp vượt còn mạnh như thế. Nếu lệ trần thành công vượt thiên kiếp, cho dù lão tới giới cổ võ, có lẽ trong tương lai cũng có thể kiếm được một vị trí, chuyện này khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Hồng ma và các cao thủ ma tông cũng thi nhau nhìn lên trời, trong mắt họ đều có vẻ chấn động. Cao Hùng thấy cảnh tượng này, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nét mặt ông ta méo mó vì tức giận, ông ta siết chặt nắm tay. Từng giây từng phút trôi đi, chẳng những thiên kiếp không yếu hơn mà còn mạnh thêm. Mây đen và sấm sét vang rền vốn chỉ tập trung trên bầu trời Ma Tông đã lan ra cả đông vực của Ma Sơn. Ngay cả bầu trời ở mấy khu vực khác của Ma Sơn cũng đen nghịt, bị áp lực đáng sợ bao trùm. Tất cả cao thủ Ma Sơn đều nhìn về phía Ma Tông ở đông vực, ai cũng có vẻ chấn động. Lúc này, trong mật thất ngầm dưới tàng thư các, khắp người Dương Thanh nổi gân xanh, trông rất thê thảm, không còn chỗ nào lành lặn. Sấm sét không ngừng di chuyển trên người anh, rèn luyện cơ thể và gân cốt anh. Mắt Dương Thanh đỏ ngầu, anh đã hoàn toàn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, như hung thú đến từ thời hồng hoang. Khí thế vô cùng cuồng bạo cũng không ngừng tràn ra từ người anh. Ngay cả lệ trần đã vượt qua thiên kiếp cũng cảm thấy khó mà chịu nổi khí thế này, nếu không có lão bảo vệ, Mã siêu đã bị khí thế mà Dương Thanh phóng ra khi đột phá tiêu diệt từ lâu. Mã siêu được lệ trần bảo vệ sau lưng, mắt đỏ hoe, anh ta nhìn dáng vẻ thê thảm của Dương Thanh, chỉ hận không thể đón nhận thiên kiếp dáng từ trên trời xuống thay anh. Mã siêu không nhịn được mà hỏi, sư phụ, tại sao thiên kiếp của anh Thanh vẫn chưa kết thúc thế? Giờ đã là lúc thiên kiếp mạnh nhất chưa ạ? À? Lệ trần lắc đầu, nói thật lòng, ngay cả ta cũng không nhìn thấu thiên kiếp của Dương Thanh, ta có thể khẳng định là ở thế tục ít nhất vẫn chưa từng xuất hiện thiên kiếp nào mạnh như thế, còn ở dưới cổ võ có hay không, ta vẫn chưa tới đó nên cũng không rõ. Bây giờ uy lực của thiên kiếp mà cậu ấy trải qua đã vượt xa thiên kiếp của ta rồi. Ta cũng không rõ bây giờ thiên kiếp đã ở trạng thái mạnh nhất chưa. Nghe thấy lệ trần nói thế, sắc mặt mã siêu càng tái hơn. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Thanh đón nhận uy lực của thiên kiếp bằng cơ thể, nhưng không thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn, vô cùng khó chịu đúng lúc này lệ trần bỗng biến sắc sư phụ có chuyện gì ạ à? mã siêu cảm nhận được sự thay đổi của lệ trần căng thẳng hỏi lệ trần nhìn về phía dương thanh rồi quay sang mã siêu ta không thể quan tâm đến dương thanh được nữa giờ ta phải ra ngoài một chuyến nghe thấy lệ trần nói thế mã siêu biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn bằng không sư phụ không thể vội ra ngoài như vậy nhưng nếu lệ trần rời đi rồi dương thanh nên làm gì đây anh ta còn chưa kịp hỏi thì Lệ Trần đã lấy một viên ngọc đen nhánh ra, viên ngọc lớn bằng trứng chim bồ câu, khi nhận lấy nó, Mã Siêu lập tức cảm thấy lành lạnh, không những thế, anh ta còn cảm nhận được hình như có một luồng sức mạnh ma đạo vô cùng mạnh mẽ đang bị phong ấn trong viên ngọc này. Lệ Trần nói: "Viên ngọc này tên Ma Châu, là ngọc quý truyền thừa của ma tộc, ta vốn định tặng Ma Châu này cho con trước khi rời khỏi ma tông, nhưng bây giờ xem ra không kịp nữa, viên Ma Châu này cho con." Nếu Dương Thanh không chịu nổi cơn đau từ thiên kiếp, còn hãy ném viên ngọc này lên bệ, Ma Châu sẽ hấp thu phần lớn thiên kiếp, nhưng vì Dương Thanh không trải qua thiên kiếp hoàn chỉnh nên sẽ bị thiên kiếp cắn trả, suốt đời này không thể đột phá thiên cảnh nữa, nhưng có thể khẳng định, chắc chắn Ma Châu sẽ giữ được mạng sống của cậu ấy, thế nên trước khi ném Ma Châu lên bệ, con hãy nghĩ cho kỹ. Nếu Dương Thanh không dùng đến viên Ma Châu này, con cứ mang nó theo, Ma Châu sẽ bảo vệ con. Được rồi, ta đã dặn dò nhắn nhủ xong, giờ nên ra ngoài thôi. Sau khi dứt lời, Lệ Trần bỗng giơ tay lên, đặt tay phải lên đầu Mã Siêu, khí thế vô cùng khủng khiếp lập tức lan ra từ người Mã Siêu. Lệ Trần nghiêm nghị nói, ta dùng 5 năm tuổi thọ để đổi lấy một nén nhang có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cho con, cho dù ta không ở đây, con vẫn chịu được khí thế mạnh mẽ từ Dương Thanh. Nếu sau một nén nhang, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, con nhất định phải rời khỏi đây, bằng không sẽ bị khí thế từ Dương Thanh giết chết. Rõ ràng Lệ Trần rất sốt ruột, sắp xếp mọi chuyện với tốc độ cực nhanh. Thậm chí lão còn dùng 5 năm tuổi thọ để giúp Mã Siêu có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ trong một nén nhang. Mã Siêu hiểu những việc mà Lệ Trần làm có ý nghĩa thế nào, mắt anh ta lập tức giớm lệ, anh ta cũng biết Lệ Trần vội ra ngoài nên không hỏi thêm nữa, lập tức quỳ xuống, nói với đôi mắt đỏ hoe, cảm ơn quà của sư phụ, con hứa chỉ cần con còn sống, chắc chắn con sẽ bảo vệ tốt ma tông. Lệ Trần vui mừng mỉm cười, gật đầu, chợt nói, ta chờ con ở dưới cổ võ. Lệ Trần nói rồi biến mất khỏi mật thất. Ma Tông, đông vực Ma Sơn. Một đám cao thủ với khí thế khủng khiếp bóng xuất hiện, nghiêm nghị nhìn về phía thiên kiếp đang không ngừng giáng xuống. Khi thấy những người này, sắc mặt hồng ma hết sức khó coi, từ quần áo của họ, ông ta biết họ đến từ giới cổ võ, là cao thủ của gia tộc cổ võ thực thụ. Nhóm cao thủ này có 6 người, trừ người dẫn đầu ra, 5 người còn lại đều cùng cấp bậc với 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn, còn khí thế của cao thủ dẫn đầu lại càng mạnh mẽ, sức mạnh lĩnh vực như có như không đang tràn ra từ người lão ta. Rõ ràng cao thủ dẫn đầu là cao thủ thiên cảnh. Đội ngũ này đã có thể càn quét bất kỳ thế lực hàng đầu nào ở Ma Sơn rồi. Lúc này, Ảnh Ma bước lên trước, nhìn về phía cao thủ dẫn đầu, không biết các hạ đến Ma Tông tôi vì chuyện gì. Cao thủ dẫn đầu không hề quan tâm đến Ảnh Ma, tiếp tục nhìn về phía Tàng Thư Các, lẩm bẩm, thiên kiếp mạnh quá. Người mạnh thế này phải về nhà họ Khương. Tuy đối phương không trả lời ảnh ma, nhưng câu nói này đã thể hiện thân phận của đối phương, đây là người của nhà họ Khương ở hạ giới tại giới cổ võ. Các cao thủ thế tục đang có mặt đều biến sắc. Mấy năm gần đây, nhà họ Khương rất nổi tiếng ở thế tục, vì mỗi khi có cao thủ sắp đột phá thiên cảnh, người của nhà họ Khương sẽ xuất hiện. Nhưng trước kia đều là cao thủ dưới thiên cảnh, còn cao thủ dẫn đầu của nhà họ Khương lần này lại là cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật. Cho dù cao thủ Thiên Cảnh không thể ra tay thì cũng sẽ mang lại áp lực cực lớn cho người thế tục khi đứng ở chỗ này. Huống hồ sau lưng người này còn có 5 cao thủ bán bộ Thiên Cảnh nhất phẩm sơ kỳ, hơn nữa đều cùng cấp bậc với 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn. Hay nói cách khác, 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn phải hợp sức với nhau thì mới đối phó được 5 cao thủ bán bộ Thiên Cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương. Tuy rằng với tình hình hiện giờ, 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn sẽ không bao giờ hợp sức ngay cả ứng thiên hành và nhậm kinh luân cũng nhìn về phía cao thủ thiên cảnh dẫn đầu đội ngũ của nhà họ Khương với vẻ nghiêm nghị. Cao thủ dẫn đầu chợt nói, không ngờ thế tục vẫn có rất nhiều thiên tài, hình như đứa cháu Khương Nham không nên thân của tôi đã bị người của thế tục giết nhỉ. Một cao thủ nhà họ Khương phía sau lão ta vội nói, Khương Nham bị một cao thủ chỉ mới 30 tuổi, chưa đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong giết hạ. Cao thủ dẫn đầu nhíu mày, Khương Nham đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà lại bị một cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong giết ư? Người kia vội gật đầu, "Thầy của người đó là Vô Danh ạ." Nghe thấy thế, con người của cao thủ dẫn đầu bỗng co lại, với tư cách là quý tộc của nhà họ Khương, đương nhiên lão ta biết Vô Danh. Người kia nhìn về phía cao thủ dẫn đầu với vẻ hơi lo lắng, nhà họ Khương có lệch, nếu gặp thanh niên kia, nhất định không được xung đột, phải dùng lễ nghĩa để tiếp đón. "Hừ." Cao thủ dẫn đầu lạnh lùng nói một thanh niên chưa đầy 30 tuổi cũng có tư cách để Khương Nguyên Long tôi tiếp đón bằng lễ nghĩa ư. Cho dù cậu ta là đệ tử của vô danh thì cũng không được. Khương Nguyên Long có vẻ ngạo nghễ, lão ta đường đường là một trong những quý tộc của nhà họ Khương ở hạ giới giới cổ võ, đã bao giờ phải cúi đầu trước mặt người thế tục. Nghe thấy thế, người kia không dám nói nữa. Khương Nguyên Long bỗng nói lớn về phía tàng thư các, cho cậu một phút để cân nhắc, sau khi đột phá thiên cảnh thì gia nhập nhà họ Khương ở giới cổ võ, bằng không, giết. Giọng lão ta như sấm sét rền vang ở Ma tông. Làm càn. Hồng Ma lập tức giận dữ, quát lên rồi xông tới chỗ Khương Nguyên Long. Nhưng Khương Nguyên Long vốn không cần nhúc nhích, một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ lập tức bước ra từ sau lưng lão ta, tấn công Hồng Ma. Ầm. Um, tiếng va chạm nặng nề vang lên, Hồng Ma bị cao thủ nhà họ Khương đánh trúng ngực, lập tức bay ra xa như diều đứt dây. Nếu Hồng Ma đang trong trạng thái mạnh nhất, có lẽ còn có tư cách đánh một trận, nhưng hồi nãy ông ta đã bị thương nặng do Cao Hùng đánh lén, giờ sức chiến đấu đã giảm một nửa rồi, sao có thể là đối thủ của cao thủ nhà họ Khương? Các người quá đáng rồi đấy. Ảnh ma cũng bước ra, cắn răng nhìn về phía Khương Nguyên Long. Ở Ma Tông, Lệ Trần có thực lực mạnh nhất, ảnh ma xếp thứ hai, cũng có thực lực gần với năm cao thủ đỉnh cao nhất. Mạnh Khôn và Mục Thanh cũng bước lên, đứng hai bên ảnh ma, hai người này và Hồng Ma, Cao Hùng là bốn ma tướng của Ma Tông, đều có thực lực hàng đầu, nhưng chẳng là gì trước mặt cao thủ nhà họ Khương cả. Không biết tự lượng sức mình. Khương Nguyên Long không thèm quan tâm đến những người này, đứng chắp tay sau lưng, vẫn nhìn về phía tàng thư các, nói với vẻ khinh miệt. Các cao thủ khác của nhà họ Khương cũng có vẻ khinh thường. Chỉ có một cao thủ nhà họ Khương chuẩn bị ninh chiến. Ảnh ma nghiêm nghị quát, mời các người rời khỏi ma tông. Chán sống à! Cao thủ nhà họ Khương kia tức giận quát, lao về phía ảnh ma. Ý chí chiến đấu của ảnh ma cũng dâng trào, khi đối phương lao về phía mình, lão ta cũng xông lên. Hồng ma cũng theo sát. Mạnh khôn và mục thanh đồng loạt dốc toàn lực. ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bốn cao thủ đỉnh cao của ma tông chiến đấu dữ dội với một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương. Không hổ là cao thủ đỉnh cao của ma tông, trước sự hợp sức của bốn người này, cao thủ nhà họ Khương kia nhanh chóng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, có dấu hiệu không thắng nổi. Ông ta nhướng mày, tức giận nói, chán sống rồi. Khí thế mạnh mẽ hơn lan ra từ người ông ta. Chết đi! Ông ta tung trưởng về phía ảnh ma, nếu đòn này đánh trúng ảnh ma, có lẽ ảnh ma sẽ bị thương nặng ngay tức khắc, thậm chí bỏ mạng. Các cao thủ ma tông đều có vẻ tuyệt vọng, nếu ảnh ma chết, thực lực của ma tông sẽ yếu đi rất nhiều. Ảnh ma không hề sợ hãi, thấy đòn tấn công trí mạng của cao thủ nhà họ Khương sắp ập đến, chẳng những lão ta không né tránh mà còn đón đỡ, thôi thúc ý chí chiến đấu đến cực hạn ầm um, đúng lúc này một cây thương lao đến cắm mạnh giữa hai người sắp pha vào nhau võ thần thương cao thủ nhà họ khương bất ngờ bị cây thương này chặn đường trên mặt tràn ngập vẻ tức giận ông đang tìm đường chết đấy cao thủ nhà họ khương nhìn chằm chằm vào đỗ bá từ khi đến ma tông ông ta đã chú ý tới võ thần thương trong tay đỗ bá dù sao cho dù là ở đâu linh khí cấp cao cũng vô cùng nổi bật trên mặt đỗ bá tràn ngập vẻ nghiêm nghị lão ta nhìn về phía Khương Nguyên Long, nói, tiền bối Khương, dù sao ông cũng là cao thủ giới cổ võ, nhúng tay vào chuyện thế tục cũng không quá thích hợp nhỉ. Được đỗ bá gọi là tiền bối, có thể thấy tuổi của Khương Nguyên Long cũng không nhỏ. Tuổi thọ của người luyện võ vốn cao hơn người bình thường, huống hồ với cao thủ ở cảnh giới như Khương Nguyên Long, đã hơn trăm tuổi cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này Khương Nguyên Long mới nhìn về phía đỗ bá, đây là lần đầu tiên lão ta nhìn thẳng vào một người từ sau khi đến Ma Tông. Khương Nguyên Long thản nhiên nói: "Nể tình cậu cũng sắp đột phá thiên cảnh, tôi sẽ không so đo với cậu, có vẻ cậu cũng không phải người của Ma tông, nếu bây giờ rời đi, tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì." Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến những người đang có mặt cảm nhận được sự uy hiếp rõ rệt. Trước sự uy hiếp của Khương Nguyên Long, Đỗ Bá không hề e ngại, thản nhiên nói: "Tôi sẽ không đi, tiền bối vẫn nên rời đi thì hơn, tránh cho bị thủ hộ minh trừng phạt." Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, Khương Nguyên Long bỗng mỉm cười, cậu đang lấy thủ hộ minh ra để uy hiếp tôi à? Đỗ bá không nói gì, nhưng ý của lão ta thì không cần nói cũng biết. Mọi người đều nhìn về phía lão ta, không ai ngờ đỗ bá lại làm căng với cao thủ thiên cảnh của nhà họ Khương. Ngay cả nhậm kinh luân và ứng thiên hành cũng có vẻ kinh ngạc, khó trách đỗ bá lại cầm võ thần thương đến ma tông, lão ta còn không sợ cả cao thủ thiên cảnh đến từ giới cổ võ, nói gì tới họ. Xem ra lợi ích mà lệ trần hứa sẽ cho đỗ bá rất lớn, bằng không đỗ bá cũng không làm vậy. Hùng An, cậu dạy cho cậu ta biết nên sống thế nào ở dưới cổ võ đi. Khương Nguyên Long hít mắt nhìn chầm chầm vào đỗ bá, lập tức bảo một cao thủ nhà họ Khương phía sau mình. Vâng, một người trung niên vạm vỡ bước ra từ sau lưng Khương Nguyên Long. Hùng An chỉ khoảng 50 tuổi nhưng lại có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, rõ ràng cũng có thiên phú vô cùng xuất chúng. Hùng An cầm một cái trụy linh khí, ông ta vốn đã vạm vỡ, Ăn mặc thế này càng khiến người ta ấn tượng hơn. Đỗ Bá thản nhiên nhìn Hùng An, lại nhìn về phía Khương Nguyên Long, cậu ta không phải đối thủ của tôi, mong tiền bối dẫn người rời đi. Ông chán sống rồi. Hùng An bị Đỗ Bá khinh thường, vô cùng tức giận, ông ta quát lên rồi cầm chùy sông về phía Đỗ Bá. Ầm. Um. Đỗ Bá cũng di chuyển, mặt đất dưới chân lão ta lập tức nứt ra, võ thần thương cũng lao về phía Hùng An. Keng. Ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên hai món linh khí va vào nhau phóng sức mạnh hủy diệt khắp bốn phía những thứ gần đó đều hóa thành bột mịn chỉ còn các cao thủ hàng đầu vẫn đứng im ứng thiên hành và nhậm kinh luân liếc nhau trong mắt hai người tràn ngập vẻ kinh hãi một đòn hồi nãy của đỗ bá đúng là long trời lở đất đòn đánh này đã đẩy hùng an lùi mấy chục bước kẽ tay của hùng an đã nứt ra máu tươi nhỏ xuống trên mặt ông ta tràn ngập vẻ không dám tin mấy cao thủ đi theo khương nguyên long còn lại cũng hết sức kinh hãi Đòn đánh hồi nãy của Đỗ Bá đúng là quá đáng kinh ngạc, tuy chưa khiến Hùng An bị thương nặng, nhưng sức mạnh bùng nổ từ đó đủ để khiến người ta hết hồn. Đỗ Bá cầm võ thần thương, lạnh lùng nói, mong tiền bối dẫn người rời đi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Rõ ràng hồi nãy lão ta vẫn chưa dốc toàn lực, chỉ một đòn đã đẩy Hùng An lùi mấy chục bước. Thực lực mà đòn đánh này thể hiện đã chứng minh thực lực của lão ta, thực sự vô địch dưới thiên cảnh. Nếu cao thủ thiên cảnh không ra tay, có lẽ không ai làm gì được Đỗ Bá. Hùng An giận không để đâu cho hết, cảm thấy rất nhục nhã, ông ta là cao thủ của giới cổ võ mà lại bị một cao thủ cùng cảnh giới ở thế tục đẩy lùi. Tuy ông ta chưa thua, nhưng nếu đánh tiếp thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng ông ta sẽ thua trận. Tuy biết mình sẽ thua nhưng Hùng An vẫn muốn chiến đấu, ông ta tức giận gầm lên, cầm chùy tấn công Đỗ Bá. Trong mắt Đỗ Bá lóe lên ánh sáng sắc bén, võ thần thương tỏa ra khí thế đáng sợ. Đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Đỗ bá nói rồi dậm mạnh chân, lập tức biến mất. Keng keng keng, linh khí của hai người va vào nhau, phát ra tiếng va chạm giòn giã, uy lực khủng khiếp của linh khí khiến những người đang có mặt cảm nhận được áp lực khổng lồ. Hùng An không ngừng lùi lại mấy chục bước, mãi đến khi bị dồn vào góc tường, không lùi được nữa. Cây thương trong tay đỗ bá bỗng đâm về phía Hùng An thêm lần nữa, con người của Hùng An chợt co lại, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, hơi thở của cái chết bao trùm lấy ông ta mũi nhọn của võ thần thương ngày càng gần ầm um, tiếng nổ rung trời vang lên đúng lúc sắp đâm vào giữa lông mày hùng an võ thần thương bỗng đổi hướng đâm mạnh vào tảng đá sau lưng hùng an sau tiếng vang tảng đá đó lập tức nổ tung hùng an ngẩn ra người đầm đìa mồ hôi lạnh thậm chí còn hơi run dày sau khi đánh nát tảng đá đỗ bá không hề quan tâm đến hùng an quay người rời đi hùng an nhìn theo bóng lưng đỗ bá cảm thấy vô cùng nhục nhã, ông ta siết chặt cây chùy trong tay, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Nhưng ông ta không dám bước lên trước, thực lực mà Đỗ Bá thể hiện đúng là vô địch dưới thiên cảnh, cho dù ông ta đánh lén từ sau lưng thì vẫn rất khó giết được Đỗ Bá. Các cao thủ nhà họ Khương đều nhìn chầm chầm vào Đỗ Bá với vẻ mặt đầy sát khí, họ hiểu rõ, hoặc Khương Nguyên Long ra tay, hoặc họ hợp sức với nhau, bằng không không thể đánh bại Đỗ Bá được. Mong tiền bối dẫn người rời đi. Đỗ Bá đứng cách Khương Nguyên Long 7, 8 mét, không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào đối phương. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, mọi người đều nhìn về phía Đỗ Bá, sau trận chiến vừa rồi, các cao thủ Ma Sơn đều có cảm giác như mới thấy Đỗ Bá lần đầu tiên. Ở thế tục có một câu nói rất hay, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, nể tình cậu tu luyện không dễ, chỉ cần cậu không nhúng tay vào, tôi sẽ cho cậu một con đường sống, bây giờ xem ra tôi vẫn quá nhân từ, nếu cậu muốn chết, tôi sẽ giúp cậu khương nguyên long chợt nói trong mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo lão ta không hay đến thế tục đây là lần đầu tiên lão ta bị người của thế tục uy hiếp chuyện này khiến lão ta vô cùng khó chịu mà đã khó chịu thì phải giết kẻ đầu sỏ nhưng dù sao lão ta cũng là cao thủ thiên cảnh không tiện ra tay đã vậy thì chỉ có thể cho thuộc hạ ra tay giết đi khương nguyên long chỉ nói thế sau mệnh lệnh của lão ta năm cao thủ nhà họ khương cùng xông tới chỗ đỗ bá không ai ngờ cao thủ đến từ giới cổ võ lại chẳng quan tâm gì đến đạo đức định hợp sức để đối phó với một mình đỗ bá ngay cả đỗ bá cũng thấy bất ngờ gần như trong chớp mắt năm cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm đến từ giới cổ võ đã xông tới trước mặt đỗ bá tấn công gần như cùng một lúc tuy phải đối mặt với nhiều cao thủ như thế nhưng đỗ bá vẫn không sợ hãi cầm võ thần thương trong tay bất ngờ tấn công keng 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 tiếng linh khí va vào võ thần thương vang lên dù sao Đỗ Bá cũng chỉ có một mình, phải đối mặt với năm cao thủ cùng lúc, cho dù lão ta mạnh đến mấy thì vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề. Ầm, um, Đỗ Bá bay ra xa. Võ thần thương cũng rời khỏi tay lão ta. Khương Nguyên Long vươn tay lên, Võ thần thương như bị một sức mạnh vô hình khống chế, bay đến chỗ Khương Nguyên Long. Khương Nguyên Long quan sát Võ thần thương trong tay mình, không tiếc lời khen, thương tốt. Ngay cả ở giới cổ võ cũng hiếm có cây thương nào thế này. Đỗ bá nặng nề rơi xuống đất, hộp máu, mặt trắng bệch. Giết! Linh khí trong tay năm cao thủ nhà họ Khương cùng lao về phía đỗ bá, họ định giết đỗ bá trước mặt bao người. Cút! Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát tức giận vang lên, năm món linh khí như bị một tấm chắn vô hình ngăn cản, không thể tiến về phía trước nữa. Reaction, Thirst Tiếng quát này vang tận trời xanh, khiến đám đông kinh hãi. Mọi người đều nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia vẫn chịu được chứ. Lệ Trần đang đứng trước Đỗ Bá, nhìn về phía Đỗ Bá, hỏi. Đỗ Bá gật đầu, mỉm cười hổ thẹn, nói với Lệ Trần, rất xin lỗi, tôi không ngăn được, sau cùng vẫn phải để ông đích thân ra tay. Các cao thủ đều tròn mắt nhìn Lệ Trần. Vì thiên kiếp trên bầu trời tàng thư các vẫn tiếp diễn, nhưng Lệ Trần, người họ nghĩ đang phải vượt thiên kiếp lại xuất hiện ở đây, tiếng quát của lão đã chặn đòn tấn công của năm cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhà họ Khương thay Đỗ Bá. Khương Nguyên Long hít mắt nhìn chầm chầm vào lệ trần, ý chí chiến đấu dâng trào, với thực lực của lão ta, đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được lệ trần đã đột phá thiên cảnh. Năm cao thủ nhà họ Khương bao vây lệ trần, ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Chỉ một câu đã đỡ được đòn chí mạng của năm cao thủ với đỗ bá, có thể tưởng tượng được thực lực của lệ trần mạnh đến mức nào, rõ ràng lão đã đạt tới thiên cảnh. Nhậm Kinh Luân và ứng thiên hành cũng xứng sờ, họ nhìn về phía lệ trần, lại nhìn thiên kiếp trên không chung, Bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng to gan, người đang vượt thiên kiếp không phải Lệ Trần mà là một người hoàn toàn khác. Nhưng cao thủ hàng đầu của Ma tông đều ở nơi này, ai đang vượt thiên kiếp đây? Sau khi thấy Lệ Trần, trong mắt Bùi Thiên Âm tràn ngập vẻ căm hận, bà ta nghiến răng nghiến lợi, không ngờ tên đàn ông bội bạc như ông đã đột phá thiên cảnh, nhưng thiên cảnh thì sao chứ? Tôi vẫn phải giết ông." Bùi Thiên Âm nói rồi lại đánh đàn. Tinh. Tiếng đàn vang lên, lập tức tạo thành một cơn lốc ập tới chỗ Lệ Trần. Nhưng Lệ Trần vẫn đứng chắp tay sau lưng, không hề di chuyển, để mặc cơn lốc ập đến chỗ mình, cho dù tiếng đàn của Bùi Thiên Âm tấn công mạnh đến mấy thì vẫn không thể khiến Lệ Trần bị thương. Trên mặt Bùi Thiên Âm tràn ngập vẻ không cam lòng, bà ta lập tức đánh đàn nhanh hơn, thậm chí sắc mặt bắt đầu tái nhợt. "Đủ rồi." Lệ Trần bỗng khoát tay, khí thế mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy Bùi Thiên Âm, như có một bàn tay vô hình đang đè lên dây đàn, khiến Bùi Thiên Âm không đánh đàn được nữa. Lệ Trần, ông nhớ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ đích thân lấy mạng ông." Bùi Thiên Âm tức giận hét lên với Lệ Trần rồi quay người rời đi. Lệ Trần nhìn theo bóng lưng Bùi Thiên Âm với vẻ mặt phức tạp. Mãi đến khi Bùi Thiên Âm đi khuất, Lệ Trần mới nhìn về phía Khương Nguyên Long, lạnh lùng nói, "Ông là cao thủ thiên cảnh, đến ma tông tôi cũng không thích hợp lắm nhỉ?" "Hừ." Khương Nguyên Long lạnh lùng nói, "Chỉ là thế tục thôi, Khương Nguyên Long tôi thích tới đâu hay đi đâu chẳng được, ông giấu cũng kỹ đấy." Đột phá thiên cảnh ở thế tục mà không bị thủ hộ minh phát hiện, có lẽ còn giấu cả bảo vật vượt thiên kiếp nhỉ. Đến giờ các cao thủ Ma tông, Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành mới xác định, Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh thật. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân nghĩ đến hành động ngăn cản thiên kiếp của Lệ Trần hồi nãy, mới nhận ra họ ngu xuẩn đến mức nào, nếu Lệ Trần xuất hiện sớm hơn, có lẽ họ đã biến thành một cái xác. Sắc mặt Cao Hùng trắng bệch, ông ta cứ tưởng người đang vượt thiên kiếp là Lệ Trần, cao thủ đỉnh cao như Ứng Thiên Hành nhậm kinh luân và bùi thiên âm phá hoại thiên kiếp của lệ trần chắc chắn sẽ thành công ngờ đâu người vượt thiên kiếp cũng không phải lệ trần lệ trần đã đột phá thiên cảnh lâu rồi chỉ là không ai biết không đúng ông ta bỗng nhận ra các cao thủ đỉnh cao của ma tông như hồng ma ảnh ma mạnh khôn và mục thanh đều không hề bất ngờ trước việc lệ trần là cao thủ thiên cảnh hay nói cách khác họ biết tin lệ trần đã đột phá từ lâu rồi ư nghĩ tới đây ông ta bỗng thấy lạnh sống lưng rõ ràng lệ trần đã nhận ra ông ta có ý đổ với ma tông nên không cho ông ta biết chuyện mình đột phá lúc này lệ trần không rảnh để quan tâm đến cao hùng lão lạnh lùng nhìn khương nguyên long cho dù tôi đột phá thiên cảnh thì sao ở thế tục tôi không tu luyện cũng chưa từng sử dụng võ công không vi phạm quy định của thủ hộ minh còn cao thủ giới cổ võ như ông từ tiện tới thế tục đã được thủ hộ minh cho phép chưa thế khương nguyên long không trả lời câu hỏi của lệ trần trong mắt lão ta lóe lên sát khí Sức mạnh lĩnh vực như có như không ập về phía Lệ Trần. Lệ Trần không chịu yếu thế, cũng phóng lĩnh vực ma đạo về phía đối phương. Tuy họ không ra tay nhưng vẫn khiến những người đang có mặt cảm nhận được áp lực nặng nề. Nếu cao thủ cấp bậc này giao chiến, có lẽ sẽ hủy diệt cả ma tông nhỉ. Lúc này, thiên kiếp vẫn đang điên cuồng gào thét, như muốn hủy diệt tàng thư các. Khương Nguyên Long Trần nói, ông tưởng chỉ mình ông có thể ngăn cản được cao thủ nhà họ Khương chúng tôi ư. Lệ Trần thản nhiên nói, ông cứ thử xem. Giữa hai người nồng nặc mùi thuốc súng, bầu không khí hết sức căng thẳng. Tuy Lệ Trần mới bước vào thiên cảnh chưa lâu, nhưng không hề e sợ cao thủ thiên cảnh đến từ gia tộc cổ võ trước mặt. Hừ, Khương Nguyên Long cười lạnh, bảo thuộc hạ, các người đi phá hoại thiên kiếp này cho tôi, tôi cũng muốn xem xem sâu kiến bị phá thiên kiếp có tư cách gì để trở thành kẻ địch của nhà họ Khương. Lần này lão ta tới thế tục để đưa người đang vượt thiên kiếp về nhà họ Khương, biến đối phương thành một phần tử của nhà họ Khương, không ngờ chuyện lại ẩm ý đến mức này. Từ khi mới đến Ma Tông, lão ta đã kêu gọi đầu hàng, cho đối phương một phút để cân nhắc, sau khi đột phá thiên cảnh, đối phương phải gia nhập nhà họ Khương ở dưới cổ võ, bằng không thì chết. Bây giờ đã hết một phút từ lâu, đối phương vẫn không trả lời, tức là từ chối gia nhập nhà họ Khương, nếu thiên tài như thế không thể đến nhà họ Khương thì phải tiêu diệt, tránh cho trở thành tai họa của nhà họ Khương. Nghe thấy mệnh lệnh của Khương Nguyên Long, năm cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương lập tức đi về phía tàng thư các. Nếu năm cao thủ hàng đầu hợp sức thì việc ngừng thiên kiếp cũng không quá khó khăn. Nhưng họ vừa bước lên trước thì đã bị ảnh ma và hồng ma dẫn người ngăn cản. Nhưng năm cao thủ nhà họ Khương đều cùng cấp bậc với năm cao thủ hàng đầu Ma Sơn, mà trong số 4 ma tướng của Ma Tông, Cao Hùng đã phản bội, cho dù có thêm ảnh ma thì cũng chỉ có 4 cao thủ hàng đầu thôi, ngay cả ảnh ma có thực lực mạnh nhất trong bốn người này cũng không thắng nổi bất cứ ai trong số năm cao thủ nhà họ Khương. Huống hồ họ chỉ có bốn người, sao mà ngăn nổi? Tuy biết không ngăn được nhưng họ vẫn không lùi bước, có chết cũng không sợ hãi. Lệ Trần vô cùng tức giận, lão hiểu rõ cao thủ ma tông không thể ngăn cản cao thủ nhà họ Khương. Lúc này, ầm một tiếng, võ thần thương nặng nề rơi xuống trước tàng thư các, đỗ bá chắn trước tàng thư các như một bức tượng chiến thần, lạnh lùng nhìn chầm chằm vào cao thủ nhà họ khương tuy lão ta không nói gì nhưng ý rất rõ ràng chỉ cần cao thủ nhà họ khương dám bước lên trước lão ta sẽ ra tay cho dù có thêm đỗ bá đội hình của ma tông vẫn không thắng nổi bây giờ có lẽ phải có thêm ứng thiên hành và nhậm kinh luân gia nhập thì mới ngăn nổi cao thủ nhà họ khương nhưng ứng thiên hành và nhậm kinh luân sẽ gia nhập phe ma tông chắc lúc này ma tông đã bị uy lực của thiên kiếp bao trùm cũng bị khí thế của mấy cao thủ hàng đầu bao phủ như đáp lại khí thế từ các cao thủ, Thiên Kiếp càng cuồng bạo hơn, sấm sét không ngừng giáng xuống Tàng Thư Các, muốn phá hủy mọi thứ trên thế gian này. Người mạnh như Khương Nguyên Long cũng nghiêm nghị nhìn về phía Thiên Kiếp, cho dù là ở giới cổ võ, loại thiên kiếp này cũng chưa bao giờ xuất hiện. Bây giờ nó lại xuất hiện ở thế tục, thiên tài thế này, đúng là đáng tiếc. Ai dám đến gần thêm bước nữa, giết không tha. Đỗ Bá cầm võ thần thương trong tay, chắn trước Tàng Thư Các, lạnh lùng nhìn năm cao thủ nhà họ Khương. Khương Nguyên Long là cao thủ thiên cảnh, sẽ không dám tùy ý ra tay ở thế tục, Lệ Trần đã bước vào thiên cảnh, cũng không thể tùy ý ra tay, trừ khi đến lúc bất đắc dĩ. Ảnh ma, Hồng ma và các cao thủ hàng đầu Ma tông cũng đứng cạnh Đỗ Bá, ý chí chiến đấu dâng trào, tuy thực lực không bằng cao thủ nhà họ Khương nhưng họ vẫn không hề sợ hãi. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân hết sức nghiêm nghị, họ hiểu rõ trong trận chiến này, chắc chắn Ma tông sẽ thua, cho dù họ gia nhập phe Ma tông thì cũng chưa chắc sẽ thắng. Hơn nữa giữa họ và Ma Tông cũng không có tình cảm gì, thậm chí còn có rất nhiều xung đột, đương nhiên họ sẽ không đắc tội thế lực đến từ giới cổ võ vì Ma Tông. Ông chán sống rồi. Cao thủ nhà họ Khương giận không để đâu cho hết, không ngờ họ lại bị một cao thủ thế tục uy hiếp. Đỗ bá cầm võ thần thương trong tay, quanh người tản ra khí thế vô cùng đáng sợ, tuy lão ta chưa bước vào thiên cảnh nhưng cũng cách thiên cảnh không xa. Nếu liều mạng đánh một trận, cho dù năm cao thủ nhà họ Khương đều đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thì vẫn sẽ có người chết dưới tay Đỗ Bá. Khương Nguyên Long nhìn chằm chằm vào võ thần thương bằng ánh mắt nóng rực, lão ta vốn đã lấy được võ thần thương, nào ngờ võ thần thương đã bị Đỗ Bá luyện hóa, rất dễ được Đỗ Bá gọi về. Nếu muốn có được võ thần thương, Khương Nguyên Long phải giết Đỗ Bá, chỉ khi Đỗ Bá chết thì quan hệ giữa Đỗ Bá và võ thần thương mới chấm dứt, khi đó Khương Nguyên Long có thể luyện hóa võ thần thương cho dù là ở dưới cổ võ, linh khí cấp cao thế này cũng là vật vô cùng quý giá, đương nhiên Khương Nguyên Long sẽ muốn đạt được nó rồi. Khóe miệng đỗ bá vẫn còn một vết máu, hồi nãy đòn tấn công do cao thủ nhà họ Khương hợp sức suýt giết được lão ta. Nhưng lần này, lão ta đã nghĩ thông, chỉ cần cao thủ nhà họ Khương dám ra tay, lão ta cũng sẽ liều mạng để giết đối phương. Hùng An, các cậu còn chờ gì nữa? Khương Nguyên Long bỗng nói với vẻ bất mãn hùng an và các cao thủ nhà họ khương đều run rẩy ai cũng có vẻ sợ hãi nếu họ chọc giận khương nguyên long hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng ra tay đi hùng an bỗng quát lao tới chỗ đỗ bá trước giết đỗ bá chưa cần ra tay ảnh ma cũng đã dẫn ba ma tướng của ma tông lên ninh chiến nếu sống sót sau trận chiến này họ sẽ có sự thay đổi về chất đỗ bá cũng không do dự hơi nhích chân lao về phía hùng an đang dẫn đầu ảnh ma nói lớn chúng tôi ngăn cản những người khác, ông giết một tên trước đi. Được, đỗ bá đáp, khi thế vô cùng khủng khiếp lan ra từ người lão ta, trông như võ thần vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nghìn năm. Hùng An và các cao thủ nhà họ Khương đều biến sắc. Với tư cách là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, họ hiểu rõ lúc này đỗ bá như biến thành người khác, khi thế của lão ta đã mạnh hơn, rõ ràng đang chuẩn bị ra đòn chí mạng. Keng. Ngay sau đó, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Cây chùy trong tay Hùng An giơ lên cao, võ thần thương của Đỗ Bá đập mạnh vào chùy. Ầm. Um, Hùng An không thể ngăn cản sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm này, ông ta lập tức quỳ một gối xuống đất, khiến mặt đất lõm thành một cái hố. "Trấn áp cho tôi." Đỗ Bá hét lớn, võ thần thương trong tay liên tục giáng xuống. Keng keng keng. Mấy đòn đánh mạnh liên tục giáng xuống, Hùng An không sao chống đỡ nổi, ông ta vẫn giữ tư thế quỳ một chân, hai tay nắm chặt cây chùy lực va chạm khổng lồ khiến kẽ tay ông ta rách toạc chảy rất nhiều máu dù sao hùng an cũng là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh đương nhiên thực lực sẽ rất mạnh đỗ bá rất khó giết ông ta mấy đòn đánh mạnh liên tiếp đều bị hùng an ngăn cản sau mỗi lần va chạm cái hố dưới đầu gối hùng an cũng ngày càng sâu a à, hùng an chợt hét lớn sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ người ông ta quanh người ông ta lóe lên ánh sáng màu máu mắt đỏ ngầu như hung thú đến từ thời hồng hoang vô cùng khủng khiếp. Cơ thể ông ta cũng dần phồng lên như bóng được bơm hơi, trông chẳng khác gì một tên to xác đầy cơ bắp. Hùng An vốn đã cường tráng, giờ càng vạm vỡ hơn. Sắc mặt đỗ bá vô cùng nghiêm nghị, lão ta biết Hùng An cũng dùng bí pháp để tăng thực lực. Bây giờ hai người đều dùng bí pháp để tăng thực lực, muốn biết mèo nào cắn mỉu nào thì phải xem bí pháp tăng thực lực của ai mạnh hơn. Keng keng keng, hai cao thủ hàng đầu điên cuồng giao chiến, võ thần thương và chùy va vào nhau, phát ra tiếng va chạm chói tai. Mỗi khi linh khí va chạm thì lại có một luồng sức mạnh hủy diệt lan ra khắp bốn phía. Phía bên kia, bốn cao thủ nhà họ Khương đang đánh với bốn cao thủ của Ma tông, khác với Đỗ Bá, bên này hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Trong số bốn cao thủ của Ma tông, Ảnh Ma và Hồng Ma còn đỡ, tuy cũng có xu hướng thua nhưng ít nhất vẫn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian, còn Mạnh Khôn và Mục Thanh vẫn chưa bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, chỉ là họ sẽ mạnh hơn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường chứ không còn gì hơn nữa. Khi đánh với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm đến từ giới cổ võ, họ hoàn toàn không có sức đánh trả. Hai người đều bị thương nặng. Sắc mặt Lệ Trần u ám tới cực điểm, ý chí chiến đấu dâng trào, nếu cứ thế này, Mạnh Khôn và Mục Thanh sẽ chết, cho dù họ may mắn sống sót thì có lẽ cũng sẽ biến thành kẻ tàn phế mất hết võ công. Đối với bất cứ người luyện võ nào, họ thà chết chứ cũng không muốn trở thành kẻ tàn phế. Khương Nguyên Long rất bình thản, hình như không hề lo lắng về kết quả trận chiến, bởi vì không cần thiết. Trước thực lực tuyệt đối, sự khiêu khích từ cao thủ thế tục sẽ khiến họ phải trả giá nặng nề. Cùng lúc đó, quanh người Dương Thanh trong mật thất ngầm dưới tàng thư các đang lóe lên ánh chấp, vô số sấm sét được dẫn vào người anh qua bệ linh khí. Các tia sét liên tục rèn luyện cơ thể anh. Nhưng sức chịu đựng của anh đã tới cực hạn, nếu thiên kiếp vẫn không kết thúc, anh sẽ không chịu nổi nữa. Mã siêu nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, tay phải siết chặt Ma Châu, sẵn sàng ném Ma Châu lên bệ bất cứ lúc nào để ngăn thiên kiếp cho Dương Thanh, nhưng một khi thiên kiếp bị ngăn cản, Dương Thanh sẽ bị thiên kiếp cắn trả, kiếp này không thể bước vào thiên cảnh nữa. Nếu không đến lúc phản bất đắc dĩ, Mã Siêu sẽ không ném Ma Châu ra. Nhưng lúc này cũng sắp hết một nén nhang, Mã Siêu cảm nhận rõ rằng mình không thể ngăn cản khí thế khổng lồ từ Dương Thanh nữa. Cảnh giới của anh ta quá thấp, nếu Lệ Trần không dùng 5 năm tuổi thọ để giành lấy thời gian một nén nhang cho Mã Siêu, anh ta đã tiêu đời từ lâu rồi. Mã Siêu nhìn nét mặt đang méo mó vì đau đớn của Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ hoe, nói nhỏ, anh Thanh, anh phải cố chịu nhé. Trong lúc trận chiến bên ngoài tàng thư các vẫn đang tiếp diễn, Lệ Trần và Khương Nguyên Long đứng đối diện nhau, mà uy cuồn cuộn quanh người Lệ Trần, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Còn Khương Nguyên Long thì đứng chắp tay sau lưng, trông rất bình tĩnh, trận chiến trước mắt cũng không có gì đáng lo, lão ta không cần bận tâm, chỉ cần không có gì bất ngờ, bốn cao thủ của ma tông sẽ chết sạch. trận chiến giữa đỗ bá và hùng an là dữ dội nhất, hai người vốn là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, lúc này họ đều dốc toàn lực, thậm chí vận dụng cả bí pháp để tăng thực lực lên. ý chí chiến đấu của đỗ bá dâng trào, võ thần thương trong tay lão ta như vũ khí chấn áp thiên thần, tỏa ra khí thế đáng sợ. mắt hùng an đỏ ngầu, người đầy cơ bắp khi thế đẫm máu trên người ông ta không ngừng lan ra khắp bốn phương, cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong còn không thể tới gần. Ken! Hai người lại va chạm dữ dội, sau vụ va chạm, cả hai đều lùi lại. Mọi thứ xung quanh hai người đã bị hủy diệt từ nãy, nơi linh khí va chạm vào nhau phát ra khí thế rất mạnh. Đòn tấn công của đỗ bá ngày càng mạnh, vì lão ta đã chú ý đến việc bốn cao thủ của ma tông bắt đầu có dấu hiệu thua, ảnh ma và hồng ma còn đỡ, nhưng mạnh khôn và mục thanh vốn chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong tuy sức chiến đấu của họ rất mạnh nhưng họ đang phải đối mặt với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đến từ giới cổ võ còn cùng cấp bậc với năm cao thủ hàng đầu ma sơn bây giờ đỗ bá phải đánh bại hùng an thì mới thay đổi được tình hình hiện giờ ầm uhm, đỗ bá chưa kịp giải quyết hùng an mục thanh đã không chịu nổi bị cao thủ nhà họ khương đánh trúng hộp máu rồi bay ra xa mục thanh mạnh khôn hét lớn Thấy người anh em của mình bị đánh bay, ông ta rất sốt ruột, muốn đi giúp nhưng không kịp, ngay cả chính ông ta cũng liên tục lùi bước, chẳng có nổi một cơ hội nhỏ nhoi. Sắc mặt Lệ Trần u ám tới cực điểm, nếu tiếp tục, có lẽ chẳng mấy chốc, đám người ảnh ma sẽ bị tiêu diệt hết. Lão muốn ra tay nhưng không thể, một khi lão làm thế, chắc chắn cao thủ thủ hộ Minh sẽ xuất hiện ngay. Lúc này, Khương Nguyên long nói, "Giờ tôi cho ông thêm một cơ hội, gia nhập nhà họ Khương, tôi sẽ bỏ qua cho ông." Lệ Trần nghiến răng, tức giận nhìn chằm chằm vào Khương Nguyên Long, cao thủ giới cổ võ mà lại dùng thủ đoạn uy hiếp để ép người thế tục gia nhập nhà họ Khương, ông không tự thấy mình rất hèn hạ và chơi chẽn à. Hừ, Khương Nguyên Long có vẻ khinh thường, ngạo nghễ nói, giới cổ võ là nơi mạnh được yếu thua, nếu ngay cả chuyện này mà ông cũng không hiểu, cho dù đến giới cổ võ, sớm muộn gì ông cũng sẽ chết vì mưu ma trước quỷ thôi. ầm, um, đúng lúc này, mạnh khôn cũng bị đối thủ đánh trúng, hộp máu rồi bay ra xa trong lúc nhất thời trong bốn cao thủ hàng đầu của ma tông chỉ còn ảnh ma và hồng ma vẫn đủ sức đánh một trận còn bên nhà họ khương thì vẫn còn năm cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ chỉ với ảnh ma hồng ma và đỗ bá thì không thể là đối thủ của họ tuy vậy ảnh ma và hồng ma vẫn không định lùi bước họ phát huy sức chiến đấu của mình đến cực hạn điên cuồng tấn công cao thủ nhà họ khương sau kiến thế tục mà cũng dám đối đầu với cao thủ nhà họ khương của giới cổ võ à đúng là mơ hảo một cao thủ nhà họ khương hét lớn, khí thế trên người cũng mạnh hơn, cầm linh khí tấn công ảnh ma. Giết! Người ảnh ma đẫm máu, lão ta tức giận gào lên rồi xông lên ninh chiến. Hồng ma cũng thế, người ông ta đầy máu tươi, nhưng ánh mắt ông ta thì lạnh tanh, không hề có ý lùi bước, ông ta điên cuồng vung linh khí trong tay. Keng keng keng, linh khí va vào nhau, phát ra tiếng va chạm dữ dội, liên tục không ngớt. Phía bên kia, trận chiến giữa Đỗ Bá và Hùng An cũng hoàn toàn đạt đến cao trào, đòn tấn công nào của hai người cũng như của thần linh giáng xuống, điên cuồng lao về phía đối phương. Xem ra ông đã quyết định bỏ qua thuộc hạ của mình, đã vậy, tôi cũng không lãng phí thời gian nữa. Thấy Lệ Trần Mãi vẫn không đồng ý gia nhập nhà họ Khương, Khương Nguyên Long chợt nói. "Lão ta nói rồi, nhìn về phía đám người Hùng An, cho các cậu 5 phút cuối cùng, kết thúc trận chiến đi." "Vâng." Năm cao thủ đáp. Ngay sau đó, khí thế càng khủng khiếp hơn bùng nổ từ người năm cao thủ nhà họ Khương. Lệ Trần lập tức biến sắc, nhà họ Khương đang định làm thật, nếu vẫn không thể kết thúc trận chiến, có lẽ cao thủ Ma Tông sẽ không còn đường sống. Ai dám? Lệ Trần quát, lĩnh vực ma đạo khủng khiếp lập tức bao trùm cả Ma Tông. Trong lúc nhất thời, năm cao thủ nhà họ Khương đều tái mặt, lĩnh vực ma đạo do cao thủ thiên cảnh phóng ra khiến họ thấy mình như đang ở trong biển Ma Uy. Hừ! Khương Nguyên Long hừ lạnh, khoát tay, sức mạnh lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn phóng ra từ người lão ta, lĩnh vực ma đạo mà lệ trần vừa phóng ra lập tức bị triệt tiêu. Không những thế, cả ma tông cũng bị sức mạnh lĩnh vực của Khương Nguyên Long bao phủ. Sắc mặt của ảnh ma và hồng ma tái mét, hai người cảm thấy ngạt thở, há miệng thở dốc cũng không làm được gì. Ông định ra tay à? Lệ Trần nhìn về phía Khương Nguyên Long, tức giận chất vấn. Tuy chỉ mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm, lão cũng sẽ không trơ mắt nhìn cao thủ ma tông chết dưới tay người ngoài. Cho dù phải chết, lão cũng sẽ chết trước họ. Ứng thiên hành và nhậm kinh luân đều kinh hãi, lệ trần định đánh với cao thủ thiên cảnh của nhà họ Khương ở dưới cổ võ ư. Khương Nguyên Long không nói gì, nhưng ý chí chiến đấu cũng dâng trào, chỉ cần lệ trần ra tay, lão ta sẽ đánh trả. Với tư cách là cao thủ dưới cổ võ, lão ta càng nắm rõ quy định của thủ hộ minh hơn, cho dù lão ta giết lệ trần thì cũng không sao, cùng lắm là bị thủ hộ minh phạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lệ trần phải ra tay trước. Trong lúc trận chiến thiên cảnh giữa hai bên sắp bùng nổ, thiên kiếp trên tàng thư các lại yếu dần, sẽ biến mất bất cứ lúc nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn dáng một tia sét. Khương Nguyên Long ngẩng đầu nhìn trời, nhướng mày, như đang lẩm bẩm, thiên kiếp sắp biến mất rồi. Lão ta nói rồi nhìn về phía cao thủ nhà họ Khương vừa đánh trọng thương Mục Thanh và Mạnh Khôn, giờ không đi phá hoại thiên kiếp đi, còn chờ tới bao giờ nữa giọng điệu Khương Nguyên Long hết sức bất mãn. Hai cao thủ nhà họ Khương lập tức dùng mình, vội đáp lời rồi lao tới chỗ tàng thư các. Trông thấy thế, sắc mặt lệ trần u ám tới cực điểm. Lão rất muốn ra tay, nhưng lão cũng hiểu ra tay cũng chẳng để làm gì, lão bị Khương Nguyên Long kiềm chế, không thể thay đổi tình hình. Lão đã hết lòng vì Dương Thanh, cho dù thiên kiếp bị phá hoại thật thì cũng không trách được lão, mà Tông đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa có vị kia ở đây, chỉ với hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương, sao có thể phá nổi thiên kiếp chứ? Thấy hai cao thủ nhà họ Khương đi về phía tàng thư các để phá hoại thiên kiếp, Lệ Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn, lão rất muốn giúp Dương Thanh, nhưng Ma Tông đã tổn thất rất nhiều khi giúp Dương Thanh đột phá. Mạnh Khôn và Mục Thanh đều đã bị thương nặng, có lẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn, thậm chí suốt đời này không còn cơ hội bước vào thiên cảnh. Tuy ảnh ma và hồng ma vẫn còn sức đánh một trận, nhưng cũng bị thương nặng. Lệ Trần là cao thủ thiên cảnh nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không làm gì được, vì một khi lão ra tay, chưa bàn đến việc thủ hộ minh sẽ trừng phạt lão ra sao, có lẽ ngay cả bản thân lão cũng không phải đối thủ của Khương Nguyên Long. Đến lúc đó, cao thủ nhà họ Khương sẽ không còn mối lo gì, có lẽ đám người ảnh ma sẽ bị giết hết. Keng, hai cao thủ nhà họ Khương vừa đến gần tàng thư các, phó thần thương đã lao đến, nặng nề rơi xuống trước mặt họ. Cốt, ngay sau đó. Đỗ bá với cơ thể đầy máu xuất hiện ngay trước tàng thư các, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận, ý chí chiến đấu dâng trào. Phía bên kia, Hùng An vừa đánh với lão ta đã bị thương nặng, trên ngực còn có một lỗ máu khiến người khác nhìn mà giật mình, rõ ràng đây là vết thương do võ thần thương gây ra. Hùng An quỳ một gối xuống đất, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, sức sống của ông ta cũng đã hoàn toàn biến mất. Những người đang có mặt đều khiếp sợ nhìn Hùng An vừa bị giết. Không ai ngờ đỗ bá lại to gan đến thế, dám giết cả cao thủ giới cổ võ. Đỗ bá đứng trước tàng thư các với cơ thể đầy máu, như một vị thần bảo vệ đang trông chừng tàng thư các. Sức mạnh lĩnh vực như có như không cũng tràn ra từ người lão ta, tuy nó rất yếu nhưng Lệ Trần và Khương Nguyên Long đều hiểu, đó là sức mạnh lĩnh vực. Hay nói cách khác, trận đấu hồi nãy đã giúp thực lực của đỗ bá mạnh hơn, cách thiên cảnh rất gần, có lẽ thiên kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Khương Nguyên Long hít mắt, nhìn chằm chằm vào đỗ bá, áp lực mạnh mẽ tới cực điểm phóng về phía lão ta. Đỗ bá không hề sợ hãi, nhìn về phía Khương Nguyên Long bằng đôi mắt đỏ ngầu, khí thế của lão ta không ngừng bùng nổ, muốn triệt tiêu tất cả áp lực mà Khương Nguyên Long dồn lên người mình. Trận chiến bên ảnh ma và hồng ma cũng tạm ngừng. Trừ Khương Nguyên Long ra, trong số 5 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương, có một người đã chết, giờ còn bốn người. Ảnh ma và hồng ma đánh với hai người, còn một mình Đỗ Bá thì đối mặt với hai người, vẫn chưa biết sau cùng thắng thua sẽ về phần ai. Hai cao thủ nhà họ Khương nhìn Đỗ Bá đang hừng hực ý chí chiến đấu, có vẻ nghiêm nghị. Họ biết rõ lúc này Đỗ Bá vô cùng đáng sợ, cảnh giới đã rất gần với thiên cảnh, cho dù họ hợp sức, có lẽ vẫn rất khó đánh bại đối phương. Lệ Trần nhìn Đỗ Bá, cũng bớt lo hơn một chút. Chỉ cần Khương Nguyên Long không ra tay, Đỗ Bá sẽ có thể ngăn cao thủ nhà họ Khương phá hoại thiên kiếp. Thiên kiếp đã vào giai đoạn cuối cùng, uy lực giảm hẳn, có thể biến mất bất cứ lúc nào, một khi thiên kiếp hoàn toàn biến mất, Dương Thanh sẽ là cao thủ với cơ thể thiên cảnh hàng thật giá thật. Đến lúc đó, cao thủ nhà họ Khương chỉ có thể rời đi. Thật ra tôi rất tò mò, rốt cuộc người đang đột phá có giao dịch gì với cậu, mà cậu sẵn lòng không đột phá thiên cảnh vì đối phương? Khương Nguyên Long chợt nói. Nghe thấy thế, mọi người đều kinh hãi. Thì ra Đỗ Bá đã đến lúc đột phá, nhưng đang cố kìm lại. Đỗ Bá lạnh lùng nói, thế tục không dơ bẩn như ông nghĩ đâu, giữa chúng tôi cũng không có giao dịch gì, chỉ là tôi không muốn thấy người của giới cổ võ ra oai ở thế tục. Hừ. Khương Nguyên Long cười khẩy, lạnh lùng nói, cậu không sợ sau khi đột phá thiên cảnh, cậu sẽ bị cao thủ của giới cổ võ giết vì quá hống hách à? Đỗ Bá không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Khương Nguyên Long, ông tưởng uy hiếp tôi thì tôi sẽ thỏa hiệp à? Tôi nói cho ông biết, không thể nào đâu, hôm nay ai muốn phá hoại thiên kiếp này thì phải bước qua xác tôi đã khí thế cuồng bạo lan ra từ người đỗ bá lão ta vừa lĩnh ngộ được sức mạnh lĩnh vực không hề do dự cũng phóng sức mạnh lĩnh vực của mình ra ngoài dưới thiên cảnh rất khó để lĩnh ngộ được sức mạnh lĩnh vực cũng rất ít người làm được điều đó đỗ bá lĩnh ngộ sức mạnh lĩnh vực ở cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đủ để thấy lão ta có thiên phú không tầm thường sắc mặt khương nguyên lòng u ám tới cực điểm ở thế tục lệ trần là người đầu tiên dám nói chuyện với lão ta như thế còn đỗ bá là người thứ hai trong vòng một ngày đã có hai cao thủ thế tục dám hùng hổ trước mặt lão ta chuyện này khiến khương nguyên long vô cùng mất hứng bây giờ trừ lão ta ra nhà họ khương chỉ còn bốn cao thủ mà bên ma tông vẫn còn ảnh ma và hồng ma tuy thực lực không đủ nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đánh với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ khương nhưng thực lực của đỗ bá quá mạnh đã bước nửa bước vào thiên cảnh hơn nữa còn lĩnh ngộ sức mạnh lĩnh vực, cầm linh khí cấp cao, trong số 4 cao thủ nhà họ Khương, không ai là đối thủ của Đỗ Bá nữa. Khương Nguyên Long bỗng nhìn về phía Nhậm Kinh Luân và ứng thiên hành. Thấy vậy, hai người không khỏi run lên. Khương Nguyên Long nói, tôi ban cho các cậu một cơ hội, các cậu có cần không? Nhậm Kinh Luân và ứng thiên hành đều sửng sốt, ứng thiên hành nói ngay, chẳng biết cơ hội mà đại nhân nói là gì. Khương Nguyên Long nói, một cơ hội để các cậu thôn tính Ma tông và Võ tông, ngoài ra các cậu còn có cơ hội trở thành cung phụng của nhà họ Khương sau khi đột phá thiên cảnh. Nghe thấy thế, hai người đều mừng rỡ. Thôn tính Ma tông và Võ tông thì cũng thôi, việc trở thành cung phụng của nhà họ Khương mới là thứ thu hút họ nhất. Ở giới cổ võ, nếu trở thành cung phụng của thế lực nào đó thì sẽ nhận được tài nguyên tu luyện từ thế lực này, ở giới cổ võ, muốn tu luyện nhanh thì tài nguyên tu luyện là thứ không thể thiếu. Nếu không có đủ tài nguyên tu luyện cho dù đủ thiên phú thì cũng rất khó đột phá. Đối với bất cứ cao thủ thế tục nào, được trở thành cung phụng của thế lực ở dưới cổ võ cũng là chuyện cực tốt. Đại nhân, chúng tôi đồng ý. Nhậm Kinh Luân và ứng thiên hành liếc nhau rồi nói, cả hai đều vô cùng kích động. Khương Nguyên Long nói, chỉ cần hai cậu hợp sức với cao thủ nhà họ Khương để giết người này, tôi sẽ cho các cậu cơ hội. Khi Khương Nguyên Long nói rằng muốn cho họ cơ hội, họ đã đoán được khương nguyên long muốn mượn tay mình để đối phó đỗ bá và ma tông thế nên hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa họ nhìn nhau trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn thi nhau gật đầu đại nhân chúng tôi đồng ý ạ à? đại nhân còn tôi nữa tôi cũng muốn có cơ hội này chỉ cần đại nhân chấp nhận tôi tôi sẵn sàng trở thành con chó trung thành nhất của đại nhân luôn phục tùng đại nhân không bao giờ phản bội đúng lúc này cao hùng bỗng quỳ xuống trước khương nguyên long kích động nói lớn hành động của Cao Hùng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Người của Ma Tông đều tức giận nhìn chằm chằm vào Cao Hùng. Sắc mặt lệ trần u ám tới cực điểm, lão ta lạnh lùng nói, Cao Hùng, cậu biết mình đang làm gì không? Cao Hùng là một trong bốn ma tướng của Ma Tông, khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, ông ta đã được xếp vào hàng 10 cao thủ mạnh nhất Ma Sơn, bây giờ ông ta đã bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thực lực cũng mạnh hơn hẳn. Có thể nói ở Ma Tông, dưới lệ trần, Ảnh ma mạnh nhất, tiếp đến là Cao Hùng. Nhưng bây giờ, Cao Hùng lại quỳ một gối trước cao thủ muốn tiêu diệt Ma Tông, tỏ ý rằng sẽ trở thành một con chó của đối phương, đối với cả Ma Tông, đây là sự sỉ nhục. Cao Hùng căm tức nhìn Lệ Trần, nói lớn, "Lệ Trần, ông nghĩ nếu tôi không làm thế, tôi còn đường sống à?" Thật ra ông đã đột phá thiên cảnh từ lâu rồi đúng không? Ảnh ma biết, trong bốn ma tướng, trừ tôi ra, ba người khác cũng biết, nếu ông đã muốn ra tay với tôi, sao tôi phải trung thành với ông trung thành với ma tông lệ trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cao hùng bởi vì cậu không xứng ha ha cao hùng bỗng điên cuồng cười lớn sau khi cười chán ông ta nhìn lệ trần với vẻ mặt dữ tợn hay cho câu tôi không xứng nếu đã vậy cao hùng tôi tuyên bố kể từ hôm nay tôi sẽ tuyên chiến với ma tông không riêng gì ma tông cả ông nữa cứ chờ đấy cho tôi sau khi đột phá thiên cảnh tôi sẽ đích thân tìm ông lấy mạng chó của ông Lão sược, ảnh ma tức giận quát, định ra tay với Cao Hùng nhưng bị Lệ Trần ngăn cản. Hừ, Lệ Trần khinh thường nói, tin tôi đi, loại người như cậu không sống được đến lúc đột phá thiên cảnh đâu. Cao Hùng giận dữ nói, ông dựa vào đâu để nói tôi như thế? Khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, tôi đã được xếp vào 10 cao thủ mạnh nhất Ma Sơn cùng các cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, giờ tôi đã đột phá bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, dưới thiên cảnh, ai thắng nổi tôi nữa? Với thiên phú như thế, ông bảo tôi không thể đột phá thiên cảnh là không thể đột phá thật à. Lệ Trần híp mắt nhìn chằm chằm vào Cao Hùng, chất vấn, thực lực mà cậu có bây giờ là do cậu tự tu luyện bằng thiên phú của mình ư. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Cao Hùng bỗng hơi luống cuống, nói với vẻ trột giả và tức giận, nói nhảm, nếu không nhờ thiên phú của tôi xuất chúng, chẳng lẽ là do ông ban cho tôi à? Lệ Trần cười khẩy, bỗng quát lớn, vô hình thuẫn. Ra đây cho tôi. Cao Hùng lập tức biến sắc, có vẻ không dám tin. Ngay sau đó, nét mặt ông ta trở nên méo mó. Một sức mạnh khổng lồ như muốn xông ra khỏi người ông ta. Lời lệ trần nói khiến các cao thủ Ma Sơn đang có mặt vô cùng chấn động. Vô hình thuẫn, linh khí cấp cao trấn giữ tông môn đã biến mất 10 năm của thần hành tông, người sở hữu nó có thể giấu nó trong cơ thể, đối với người dưới thiên cảnh, nó sẽ giúp họ tăng một cảnh giới. Ứng thiên hành nhìn về phía cao hùng với vẻ không dám tin năm thế lực hàng đầu Ma Sơn đều có linh khí chấn giữ tông môn, chẳng hạn như võ thần thương của võ tông, ma châu của ma tông, phượng cầm của thánh cung, dạ linh của độc tông và vô hình thuẫn của thần hành tông, trong đó, vô hình thuẫn là thứ khiến người ta kiêng rẻ nhất. Vì người luyện hóa vô hình thuẫn có thể tăng một cảnh giới dưới thiên cảnh, hay nói cách khác, cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong sẽ có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nếu ứng thiên hành sở hữu nó. Với cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của lão ta, thực lực của lão ta sẽ mạnh đến mức nào chứ? Nhưng vô hình thuẫn đã biến mất từ 10 năm trước, không ngờ giờ nó lại xuất hiện ở chỗ Cao Hùng. Ứng thiên hành giận dữ nhìn về phía Cao Hùng, không ngờ linh khí chấn giữ tông môn của thần hành tông tôi lại ở chỗ cậu. Bây giờ, trong số 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn, thực lực của ứng thiên hành xem như yếu nhất, nếu lão ta có vô hình thuẫn thì sẽ thực sự vô địch dưới thiên cảnh. Có thể tưởng tượng được, thực lực của thần hành tông cũng sẽ tăng vọt theo. A, à, đừng, Cao Hùng đau đớn hét lên. Lúc này, một lá chắn trong suốt bỗng lơ lửng trên đỉnh đầu Cao Hùng. Vô Hình Thuẫn trông như một tấm thủy tinh trong suốt, nhìn rất bình thường, nhưng lại tỏa ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đây là bảo vật của thần hành tông tôi, đã đến lúc nó về với chủ rồi." Ứng Thiên Hành hét lớn, lao về phía Vô Hình Thuẫn. Theo giao hẹn giữa năm tông môn hàng đầu Ma Sơn, bảo vật đã biến mất 10 năm sẽ trở thành vật vô chủ, giờ vừa đúng 10 năm vô hình thuẫn đã là vật vô chủ, ai cũng có thể có được. Nhậm Kinh Luân vừa nói vừa xông về phía vô hình thuẫn. Cao Hùng hét lớn, vô hình thuẫn là của tôi, đừng ai hỏng cướp nó đi. Lệ Trần đứng im, không hề di chuyển. Đỗ bá cũng không nhúc nhích, cầm võ thần thương canh giữ trước tàng thư các. Cao thủ nhà họ Khương đều ngơ ngác, lúc này, ứng thiên hành, nhậm kinh luân vừa muốn trở thành cung phụng của nhà họ khương và cao hùng vừa quỳ xuống đất xin gia nhập nhà họ khương lại đánh với nhau vì một món linh khí họ muốn đi phá hoại thiên kiếp nhưng lại bị đỗ bá ngăn cản sức chiến đấu của đỗ bá đang cầm võ thần thương đã vượt xa bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ chỉ với họ thì không thể đánh bại đỗ bá hơn nữa vẫn còn hai cao thủ hàng đầu của ma tông là ảnh ma và hồng ma bốn cao thủ nhà họ khương không làm gì được đội ngũ này khương nguyên long cũng nhìn về phía vô hình thuẫn nhưng lão ta là cao thủ thiên cảnh không ra tay được lệ trần vui vẻ nhìn khương nguyên long nhà họ khương đúng là ngày càng thụt lùi ngay cả loại người này cũng muốn trở thành cung phụng nhà họ khương người không biết còn tưởng nhà họ khương là trạm thu mua rác đấy sắc mặt khương nguyên long càng thêm khó coi lão ta vẫn im lặng lạnh lùng nhìn ba người đang tranh giành vô hình thuẫn đoàng đúng lúc này một tia xét lại giáng xuống tiếng vang khiến cả ma sơn chấn động thiên kiếp sắp kết thúc rồi lệ trần ngẩng đầu nhìn trời mỉm cười mấy tia xét trước khi thiên kiếp kết thúc vô cùng mạnh mẽ nhưng không bằng được lúc thiên kiếp mạnh nhất mấy tia xét cuối cùng này là tiêu chí mà người vượt thiên kiếp phải thành công vượt qua khương nguyên long thấy thế bèn ngẩng đầu nhìn thiên kiếp trên trời thấy mây đen đang dần tan biến bèn tức giận quát ngừng tay cho tôi nếu không phá thiên kiếp đối phương sắp thành công vượt qua thiên kiếp rồi nghe thấy tiếng quát này đám người ứng thiên hành mới hoàn hồn ba người đều dùng mình cùng nhìn lên trời. Tuy họ đều muốn lấy được vô hình thuẫn, nhưng so với việc trở thành cung phụng nhà họ Khương, họ càng muốn được thành công gia nhập nhà họ Khương hơn. Ba người nhìn nhau, nhậm kinh luân nói, phá hoại thiên kiếp trước rồi tranh giành vô hình thuẫn, sao nào? Được, ba người thống nhất với nhau, lập tức xông về phía tàng thư các. Mấy tia xét sau cùng đang điên cuồng giáng xuống, ai cũng hiểu sau khi trải qua sự gột rửa của mấy tia xét cuối cùng này, người dưới tàng thư các sẽ thành công vượt qua thiên kiếp ra tay đi bốn cao thủ nhà họ khương cũng xông về phía đỗ bá cộng thêm nhậm kinh luân ứng thiên hành và cao hùng bên đối phương đã có bảy cao thủ hàng đầu còn bên đỗ bá ảnh ma và hồng ma chỉ có ba người thôi họ không thể ngăn cản cao thủ nhà họ khương được giết đỗ bá hét lớn bỗng vung võ thần thương về phía trước keng 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 mấy món linh khí va vào võ thần thương phát ra tiếng va chạm giòn giã ảnh ma và hồng ma cũng phát huy thực lực mạnh nhất giao chiến với đối phương nhờ đó nhậm kinh luân ứng thiên hành và cao hùng thành công tránh được trận chiến thuận lợi đi tới trước tàng thư các tôi cũng muốn biết rốt cuộc người đang trốn trong tàng thư các để vượt thiên kiếp là thần thánh phương nào cao hùng hùng hổ nói với lệ trần có vẻ khiêu khích sau khi dứt lời ông ta bỗng rút một thanh kiếm linh khí ra chém mạnh về phía thiên kiếp nhậm kinh luân và ứng thiên hành cũng tấn công thiên kiếp nếu muốn phá hoại thiên kiếp thì phải ngừng thiên kiếp. Chỉ cần người vượt thiên kiếp mất đi cơ hội tiếp nhận sự gột rửa của thiên kiếp, thiên kiếp sẽ xem như đã ngừng, nếu thiên kiếp không hoàn chỉnh, người vượt thiên kiếp sẽ bị thiên kiếp cắn trả, những đau đớn mà họ phải chịu trước đó hoàn toàn uổng phí. Đoang đoang, sấm sét điên cuồng giáng xuống, ba món linh khí đồng loạt đánh trúng thiên kiếp, nhưng không ngừng được, một phần uy lực của thiên kiếp còn giáng lên người họ qua linh khí. Ba người đều có vẻ đau đớn, họ vẫn chưa tới lúc vượt thiên kiếp, cường độ của thiên kiếp mà Dương Thanh vượt qua rất mạnh, họ khó mà chịu nổi. Nhất là Cao Hùng, sau khi mất đi vô hình thuẫn, thực lực của ông ta đã giảm mạnh, thiên kiếp mới dáng lên người ông ta, ông ta đã hét lên đau đớn, ngã ra đất, run lẩy bẩy. Cánh tay cầm kiếm của ông ta cháy đen, bị thiên kiếp phá hoại. Ứng thiên hành và nhậm kinh luân vốn là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, cách lúc vượt thiên kiếp cũng không xa, tuy miễn cưỡng chịu được, nhưng họ cũng không tiếp nhận được nhiều thiên kiếp ở mức độ này nếu họ muốn phá hoại thiên kiếp ở mấy phút cuối cùng thì rất khó vô hình thuẫn đúng lúc này vô hình thuẫn bỗng lơ lửng phía trên tàng thư các ứng thiên hành lập tức biến sắc vô hình thuẫn bắt đầu chậm rãi đáp xuống tàng thư các cùng với thiên kiếp đối phương định cướp vô hình thuẫn ứng thiên hành bỗng sợ hãi nói nhậm kinh luân cũng biến sắc không nói nhảm nữa xông về phía vô hình thuẫn một khi vô hình thuẫn bị người đang vượt thiên kiếp dưới lòng đất cướp mất nếu họ muốn lấy lại nó thì khó như lên trời. Ứng thiên hành thấy nhậm kinh luân lao tới chỗ vô hình thuẫn, lập tức cuống cả lên, không quan tâm tới chuyện phá hoại thiên kiếp nữa, cũng xông về phía vô hình thuẫn, hét lớn, vô hình thuẫn là của tôi. Đừng ai hòng cướp nó đi. đoang đoàn đoang. Nhưng hai người vừa bước lên, vô số tia sét lại giáng xuống. Lúc này hai người mới hoàn hồn, vô hình thuẫn đang ở nơi mà thiên kiếp hội tụ, hai người gần như lùi lại ngay theo phản xạ có điều kiện họ vừa rời khỏi đó thiên kiếp đã giáng xuống nơi họ đứng hai người nghĩ mà thấy sợ nếu hồi nãy né chậm một khi bị thiên kiếp giáng trúng cho dù họ sắp vượt thiên kiếp thì cũng sẽ bị thương nặng thiên kiếp của dương thanh vốn vượt xa thiên kiếp bình thường ngay cả uy lực còn sót lại của thiên kiếp cũng khiến cao thủ bình thường khó mà chịu nổi hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn vô hình thuẫn dần đáp xuống tàng thư các một đám rác rưởi lúc này khương nguyên long bỗng lạnh lùng nói sau khi lão ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm tràn ra từ người lão ta. Gần như cùng một lúc, Lệ Trần cũng hơi nhích chân, chắn trước Tàng Thư Các, tung một đòn về phía trước. Ầm, đòn tấn công của Khương Nguyên Long và Lệ Trần va vào nhau, lập tức tạo thành một vòng xoáy năng lượng, sức mạnh khủng khiếp lan ra khắp bốn phía. Ầm ầm ầm, cả Ma Tông rung chuyển, mặt đất quanh Tàng Thư Các liên tục nứt ra, các khe nứt lan ra bốn phía chỉ một đòn của cao thủ thiên cảnh mà đã khủng khiếp đến mức này. Cút ngay, bằng không, chết. Khương Nguyên Long căm tức nhìn lệ trần, lớn tiếng uy hiếp. Lão ta vốn không định ra tay, nhưng thuộc hạ quá ăn hại, chỉ là mấy cao thủ thế tục thôi mà cũng không giải quyết nổi. Người đang vượt thiên kiếp dưới tàng thư các khiến Khương Nguyên Long cảm nhận được áp lực rất lớn. Nếu đã trở mặt, đối phương không đồng ý làm việc cho nhà họ Khương, vậy không thể làm gì khác ngoài tiêu diệt. Thiên kiếp sắp biến mất, nếu thuộc hạ của lão ta đã không thể phá hoại thiên kiếp này, lão ta đành tự ra tay." Lệ Trần không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Nguyên Long, cao thủ thiên cảnh của giới cổ võ thì có thể thích gì làm đấy ở thế tục à? Ông tưởng thủ hộ minh không nhốt được ông ư? Câu nói này cũng là để nói với cao thủ của thủ hộ minh. Từ khi Khương Nguyên Long dẫn người tới Ma tông, Lệ Trần đã cảm nhận được mấy khí thế đáng sợ, đương nhiên những người này là cao thủ của thủ hộ minh, vẫn đang âm thầm quan sát không đến lúc mấu chốt, có lẽ họ sẽ không ra mặt. Nhưng điều khiến lão không hiểu nổi là Khương Nguyên Long đã ra tay, tại sao cao thủ của thủ hộ Minh vẫn chưa xuất hiện chứ? Khương Nguyên Long nhìn Lệ Trần, cười khẩy, lạnh lùng nói, cảnh cáo cậu lần cuối, cút khỏi tầm mắt tôi, tôi có thể xem như không xảy ra chuyện gì, bằng không, chết. Lời uy hiếp của Khương Nguyên Long khiến Lệ Trần cảm nhận được áp lực nặng nề. Dù sao Lệ Trần cũng mới bước vào thiên cảnh không lâu, thực lực của Khương Nguyên Long mạnh hơn lão nếu đánh lâu chắc chắn lão sẽ thua mạo hiểm như thế vì một thanh niên không phải người của ma tông có đáng không chứ lệ trần tự hỏi mình nếu lão lùi bước chắc chắn thiên kiếp sẽ bị phá hoại dương thanh cũng sẽ bị thiên kiếp cắn trả nhưng khi trơ mắt nhìn một bề dưới thiên tài của thế tục bị ngừng mất thiên kiếp lão có thể cam lòng ư huống hồ bề dưới này còn là anh em tốt của đệ tử của lão nếu lão từ bỏ chắc chắn mã siêu sẽ oán hận lão nhỉ nghĩ tới đây ý chí chiến đấu mạnh mẽ lan ra từ người lệ trần lão cười sang sảng nói lớn với khương nguyên long nếu ông đã ngó lơ quy định của thủ hộ minh muốn đánh thì tôi sẽ theo tới cùng sắc mặt khương nguyên long u ám tới cực điểm lão ta lạnh lùng nói nếu cậu muốn chết hôm nay tôi sẽ giúp cậu sau khi lão ta dứt lời khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người lão ta phóng về phía lệ trần gần như trong chớp mắt nó đã tới trước mặt lệ trần ầm um, trong khoảnh khắc đó hai người đồng loạt tấn công, tiếng va chạm chói tai vang lên. Lấy nơi mà hai người va chạm làm trung tâm, mọi thứ trong vòng 10 mét quanh đó đều hóa thành bột, trên mặt đất cũng toàn vết nước to bằng cánh tay. Đây chính là trận chiến giữa cao thủ thiên cảnh, không ngờ lại mạnh đến mức này. Cao thủ ma tông đều đứng nhìn từ xa, ai cũng có vẻ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên những cao thủ thế tục như họ tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa cao thủ thiên cảnh. Giết! ảnh ma và hồng ma nhìn về phía lệ trần rồi liếc nhau trong mắt tràn ngập vẻ kiên quyết họ quát lớn lao tới chỗ cao thủ nhà họ khương trận chiến cấp bậc này chính là đỉnh cao ở thế tục trận chiến giữa thiên cảnh vốn không nên xuất hiện ở thế tục nhưng chẳng hiểu sao thủ hộ minh lại không tham gia vào trận chiến giữa khương nguyên long và lệ trần chỉ âm thầm quan sát trận chiến giữa các cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh cũng hoàn toàn bùng nổ người ảnh ma và hồng ma đẫm máu trên người họ tràn ngập khí thế vô cùng đáng sợ khí thế này đã vượt xa trạng thái mạnh nhất của họ. Rõ ràng họ đã dùng hết những chiêu mạnh nhất của mình, dốc toàn lực trong trận chiến lần này, một khi họ thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hai người họ và Đỗ Bá đang cầm võ thần thương chính là đại diện cho sức chiến đấu cao nhất ở thế tục. Cho dù nhà họ Khương có bốn cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thì vẫn không phải đối thủ của ba người Đỗ Bá, liên tục lùi bước. Cao Hùng bị thiên kiếp hủy hoại một cánh tay, bây giờ đã tàn phế một nửa, không dám gia nhập trận chiến với đám người đỗ bá. Ông ta hiểu rõ, với trạng thái của ông ta bây giờ, cho dù gia nhập phe nhà họ Khương thì cũng chỉ còn đường chết, đỗ bá đang cầm võ thần thương chẳng khác gì bức tượng chiến thần, ai cản đường lão ta đều phải chết. Huống hồ, giờ ông ta đã phản bội ma tông, một khi ông ta tham gia chiến đấu, chắc chắn ảnh ma và hồng ma sẽ giết ông ta đầu tiên. Trước kia, ông ta có vô hình thuẫn, có thể có thực lực sánh ngang với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thậm chí được xếp vào 10 cao thủ mạnh nhất Ma Sơn. Nhưng giờ ông ta đã mất vô hình thuấn, cũng lộ nguyên hình, tuy ông ta đã đột phá bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu lại giảm đi rất nhiều, đừng nói là cao thủ cấp bậc ảnh ma và hồng ma, ngay cả cao thủ mới bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng có thể áp đảo ông ta. Nhậm Kinh Luân và ứng thiên hành trốn ra xa, nghiêm nghị nhìn trầm trầm vào hai phe đang chiến đấu. Ứng thiên hành chợt nói, tông chủ nhậm, giờ tôi và ông cùng một phe, chúng ta phải đưa ra lựa chọn, nếu không chọn, sau khi họ phân rõ thắng thua, cho dù kết quả thế nào, chúng ta cũng không có kết cục tốt đẹp. Nhậm kinh luân nhìn về phía ứng thiên hành, hít mắt, tông chủ ứng nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trong mắt ứng thiên hành lóe lên vẻ tàn nhẫn, lão ta nói ngay, nếu đã chọn nhà họ Khương thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục chọn nhà họ Khương thôi, nếu nhà họ Khương thua vì chúng ta, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua, cho dù sau này chúng ta đột phá thiên cảnh rồi tới dưới cổ võ thì cũng không còn đường sống. Được, Nhậm Kinh Luân cũng đang có ý đó, lão ta cắn răng, đã vậy, chúng ta sẽ gia nhập phe nhà họ Khương, hợp sức với cao thủ nhà họ Khương để giết đám người đỗ bá. Từ từ. Nhậm Kinh Luân vừa định ra tay, Ứng Thiên Hành chợt quát. Nhậm Kinh Luân nhíu mày, nếu không ra tay lúc này thì đợi lúc nào? Ứng Thiên Hành nói, chẳng lẽ ông vẫn không nhận ra à? Đối với nhà họ Khương mối đe dọa lớn nhất bây giờ là cao thủ bí ẩn đang vượt thiên kiếp dưới tàng thư các của Ma Tông, thậm chí Khương Nguyên Long còn vi phạm quy định của thủ hộ minh, ra tay với người của thế tục. Nếu bây giờ chúng ta ra tay để phá hoại thiên kiếp, chắc chắn sau đó Khương Nguyên Long sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho chúng ta. Nghe thấy thế, lông mày nhậm kinh luân giãn ra, lão ta nhìn về phía tàng thư các, nói với vẻ kiêng rẻ, ông nói không sai, phá hoại thiên kiếp mới là chuyện quan trọng nhất, nhưng uy lực còn sót lại của thiên kiếp quá mạnh, chỉ với sức của tôi và ông thì có thể phá hoại thiên kiếp chắc. Ứng thiên hành ngạo nghễ nói, chắc chắn phải phá được. Nếu không phá được thiên kiếp, cho dù nhà họ Khương không ra tay với chúng ta thì cũng sẽ ghi hận chúng ta vì việc này, sau khi đến giới cổ võ, chúng ta sẽ không còn đường sống. Nhậm Kinh Luân nói, đã vậy thì chúng ta đừng giấu giếm nữa, dùng hết chiêu bí mật của mình đi, cho dù trả giá nhiều đến mấy thì cũng phải phá hoại thiên kiếp này. Được, hai người thống nhất với nhau. Khí thế mạnh mẽ lập tức tràn ra từ người họ, hai người đồng loạt phóng về phía Tàng Thư Các. Ầm ầm ầm, Thiên Kiếp đã đến lúc cuối cùng, có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành điên cuồng tấn công Thiên Kiếp. Không ổn, Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân lại phá hoại Thiên Kiếp rồi. Hồng Ma bỗng hô lên kinh hãi, tức giận nói: "Đỗ Bá nói lớn, hai người đi ngăn cản họ, để tôi ngăn cao thủ nhà họ Khương." Nhưng Ảnh ma đang định lên tiếng thì bị Đỗ Bá quát, không kịp để nghĩ nhiều đâu, đi mau. Sau khi dứt lời, võ thần thương trong tay Đỗ Bá lại tấn công một cao thủ nhà họ Khương. Đi đi. Ảnh ma và Hồng ma không do dự nữa, vội rời khỏi trận chiến, lao về phía ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân. Hai người vừa lui ra, đòn tấn công của bốn cao thủ nhà họ Khương lập tức ập đến. Keng keng keng, linh khí va vào nhau, phát ra tiếng nổ rung trời. Đỗ Bá cắn chặt răng, tuy rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng ngược, không để cao thủ nhà họ Khương vượt qua mình. Tuy thực lực của ảnh ma và hồng ma không bằng ứng thiên hành và nhậm kinh luân, nhưng cũng không tranh quá nhiều, nếu để cao thủ nhà họ Khương qua đó, ảnh ma và hồng ma sẽ thua ngay tức khắc, thậm chí bị giết ngay. Chết cho tôi! Đỗ bá tức giận quát, bỗng đâm võ thần thương về phía trước. Phập! Võ thần thương lập tức xuyên thủng ngực một cao thủ nhà họ Khương, cao thủ nhà họ Khương có vẻ tức giận, bỗng vươn tay ra, giữ chặt lấy võ thần thương, không để đỗ bá rút võ thần thương lại. Đỗ bá định rút võ thần thương về nhưng phát hiện rất khó. Cùng lúc đó, cao thủ nhà họ Khương bị võ thần thương đâm xuyên qua người hét lớn, giết ông ta đi. Võ thần thương bị đối phương liều mạng giữ lấy, đỗ bá rất khó rút về. Ba cao thủ nhà họ Khương khác thấy thế, đều nổi giận, thi nhau tấn công chỗ hiểm của đỗ bá. Đỗ bá biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, vội buông lỏng võ thần thương, lùi nhanh ra sau. Ầm ầm ầm. Đúng lúc lão ta lùi lại, ba đòn tấn công mạnh mẽ tới cực điểm đã giáng xuống chỗ mà lão ta vừa đứng, có thể tưởng tượng được nếu lão ta chậm hơn một chút thì sẽ bị ba đòn chí mạng của cao thủ nhà họ Khương đánh trúng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lão ta vừa lùi lại, còn chưa đứng vững thì cao thủ nhà họ Khương đã tấn công, Đỗ Bá mất đi võ thần thương, thực lực giảm mạnh. Trước ba cao thủ cùng cảnh giới với mình, Đỗ Bá liên tục lùi bước. Ầm tiếng va chạm nặng nề vang lên, đỗ bá bị một cao thủ nhà họ khương đánh trúng, hộp máu rồi bay ra xa. cứ kệ ông ta, đi phá hoại thiên kiếp đã. cao thủ nhà họ khương bị võ thần thương đâm xuyên qua người, hét lớn. nghe thấy thế, ba cao thủ nhà họ khương kia lập tức từ bỏ đỗ bá, cùng xông về phía tàng thư các. bây giờ, ảnh ma, hồng ma, ứng thiên hành và nhậm kinh luân đang giao chiến, đỗ bá bị thương nặng, còn lệ trần thì bị khương nguyên long bám lấy, không ai bảo vệ được tàng thư các. Ba cao thủ nhà họ Khương xông tới trước tàng thư các, nhìn nhau rồi lập tức ra tay. Ầm ầm ầm, thiên kiếp như bị chọc giận, càng mạnh hơn. Tuy uy lực còn sót lại của thiên kiếp rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải trạng thái mạnh nhất, trước sự tấn công của ba cao thủ nhà họ Khương, thời điểm giáng xuống giữa các tia sét ngày càng dài. Sắp thành công rồi. Một cao thủ nhà họ Khương nhìn bầu trời đang trong xanh dần, kích động nói. Đỗ bá biến sắc, thiên kiếp sắp bị ngừng thật ư? lệ trần và khương nguyên long cũng ngừng đánh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đang dần trong xanh ảnh ma hồng ma ứng thiên hành và nhậm kinh luân cũng ngừng chiến đấu ha 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 ứng thiên hành lập tức điên cuồng cười lớn kích động nói thiên kiếp đã ngừng mà tông mất một cao thủ nhỉ nhậm kinh luân ngạo nghễ nói sau hôm nay trong năm thế lực hàng đầu của ma sơn không còn ma tông nữa đúng lúc này ứng thiên hành và nhậm kinh luân nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía đỗ bá bằng ánh mắt dữ tợn. Bây giờ lệ trần đã đột phá thiên cảnh, bắt buộc phải rời khỏi thế tục để đến dưới cổ võ. Mà tông thiếu mất một cao thủ, thực lực sẽ giảm mạnh. Đỗ bá cũng đã bị thương nặng. Nếu giết đỗ bá ở đây, thực lực của võ tông cũng sẽ yếu đi nhiều. Khi đó trong năm thế lực hàng đầu ma sơn chỉ còn thần hành tông, độc tông và thánh cung. ầm, ừ, mặt đất dưới chân ứng thiên hành và nhậm kinh luân bỗng nổ tung. Hai người đồng loạt lao tới chỗ Đỗ Bá. Không ai ngờ họ lại ra tay với Đỗ Bá trong tình huống này. Sau khi hoàn hồn, ảnh ma và hồng ma cũng xông về phía hai người kia, cho dù muộn, họ cũng phải ra tay hỗ trợ, Đỗ Bá đã bị thương nặng, nếu bị ứng thiên hành và nhậm kinh luân tấn công, chắc chắn lão ta sẽ chết. Các người dám? Lệ Trần lập tức nổi giận, định ra tay. Nhưng lão vừa di chuyển thì đã bị Khương Nguyên Long chặn đường. Khương Nguyên Long lạnh lùng nói: Đối thủ của cậu là tôi. Đỗ Bá vừa bị thương nặng, ngay cả sức để bò dậy cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đang đến gần mình. Lão ta có vẻ cay đắng, bỗng ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, đáng không. Đáng chứ. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trên bầu trời như sấm rền. Cùng lúc đó, lĩnh vực ma đạo vô cùng khủng khiếp lập tức bao phủ cả Ma tông. Người của Ma tông đều cảm thấy thư thái như đang đắm mình trong gió xuân. Tuy Đỗ Bá không phải người của Ma Tông, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, vết thương trong người lão ta có dấu hiệu hồi phục, dường như các tế bào trong cơ thể đều đang khôi phục. Trái lại, người nhà họ Khương, ứng thiên hành, nhậm kinh luân và Cao Hùng lại cảm thấy ngạt thở. Nhậm kinh luân và ứng thiên hành vừa hùng hổ lao tới chỗ Đỗ Bá như bị trói lại, ngừng ngay tại chỗ, không sao bước nổi về phía trước, thậm chí còn không cử động được bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Hai người hết sức sợ hãi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cơ thể họ đã bị cố định. Nếu đối phương định giết họ khi họ đang ở trạng thái này, chẳng phải là dễ như bơn ư. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Đỗ bá đỡ đẫn mất một lát rồi mới phản ứng lại. Ha 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 ha. Đỗ bá ngửa mặt lên trời cười lớn, cậu nói không sai, đáng. Đáng lắm, ha 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 ha. Khương Nguyên Long và Lệ Trần cũng có vẻ kinh hãi nhất là Khương Nguyên Long, lão ta không dám tin, sao có thể chứ? Hai thanh niên lần lượt bước ra khỏi tàng thư các. Trên người của thanh niên đang đi trước tản ra khí thế vô cùng đáng sợ, ngay cả Khương Nguyên Long cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Cuối cùng Lệ Trần cũng mỉm cười, ha ha, quả nhiên cậu không khiến tôi thất vọng. Là cậu, khi thấy người thanh niên đi trước, Cao Hùng lập tức hô lên kinh hãi. Đương nhiên ông ta sẽ không quên, mới mấy ngày trước, ông ta vừa thua người thanh niên này, hơn nữa còn chưa đánh đã thua vì ông ta không chịu nổi lĩnh vực ma đạo do đối phương phóng ra nên nhận thua luôn khi thấy mặt người thanh niên này người của ma tông cũng vô cùng kinh hãi hồi nãy các ông định phá hoại thiên kiếp của tôi à đúng lúc này dương thanh nhìn về phía nhậm kinh luân và ứng thiên hành lạnh lùng hỏi cùng lúc đó anh cũng bỏ sự trói buộc với nhậm kinh luân và ứng thiên hành đi nhưng hai người không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà còn thấy áp lực hơn nhất là ứng thiên hành, trước đó lão ta đã từng gặp Dương Thanh, trong mắt lão ta, Dương Thanh chỉ là một yêu nghiệt có thiên phú vô cùng nghịch thiên, nhưng bây giờ, Dương Thanh đã thành công vượt qua thiên kiếp, chỉ riêng lĩnh vực ma đạo mà anh phóng ra đã trói buộc được lão ta, có thể tưởng tượng được bây giờ thực lực của Dương Thanh mạnh đến mức nào. Bịch, ứng thiên hành không hề do dự, lập tức quỳ xuống đất, cầu khẩn, cậu Thanh, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Xin cậu cho tôi một con đường sống, tôi thực sự biết sai rồi thấy ứng thiên hành quỳ xuống xin tha, nhậm kinh luân lập tức giận dữ nói, ứng thiên hành, ông làm gì thế? Đứng lên cho tôi. Nhưng ứng thiên hành không hề quan tâm đến lão ta, vẫn liên tục cầu xin Dương Thanh tha cho mình. Nhậm kinh luân căm tức nhìn Dương Thanh, cho dù thiên phú của cậu nghịch thiên, nhưng giờ cậu cũng là cao thủ thiên cảnh, theo quy định của thủ hộ minh, cậu không được ra tay với người của thế tục. Thế ư? Dương Thanh cười lạnh, bỗng vươn tay ra. Ngay sau đó, trước sự khiếp sợ của mọi người, nhậm kinh luân chậm rãi bay lên trên cổ còn có dấu tay rõ rệt quan trọng là dương thanh vẫn đang cách nhậm kinh luân mười mấy mét không ngờ anh lại xách nhậm kinh luân lên từ xa nếu tôi muốn giết ông ai ngăn được tôi chứ dương thanh ngạo nghễ nói lớn giác sau khi anh dứt lời tiếng xương gãy thanh thúy vang lên nhậm kinh luân ngã dầm xuống đất như một đống bùn nháo chết không nhắm mắt nét mặt sợ hãi của lão ta cũng cứng đờ ngay trước thời khắc tử vong trông thấy thế mọi người đều kinh hãi, ai cũng đờ đẫn nhìn về phía Dương Thanh. Sau khi giết nhậm kinh luân, Dương Thanh lại nhìn về phía ứng thiên hành đang hoảng sợ quỳ dưới đất, cũng đang nhìn anh. Thấy Dương Thanh nhìn về phía mình, ứng thiên hành càng run rẩy dữ dội. Bịch bịch bịch, ứng thiên hành liên tục dập đầu, chán lão ta nhanh chóng bè bét máu, lão ta vừa dập đầu vừa van xin, cậu Thanh, tôi biết sai thật rồi, xin cậu tha cho tôi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, làm con chó trung thành nhất bên cạnh cậu, cậu bảo tôi cắn ai, tôi sẽ cắn người đó, không bao giờ phản bội, chỉ xin cậu cho tôi con đường sống. Nhậm Kinh Luân là cao thủ cùng cấp bậc với lão ta, lại bị Dương Thanh bẻ gãy cổ từ xa, tức là nếu Dương Thanh muốn giết lão ta, lão ta sẽ có chung kết cục với Nhậm Kinh Luân, thậm chí Dương Thanh còn không cần tiếp xúc với người lão ta mà chỉ cần đứng từ xa là đã có thể giết lão ta rồi. Dương Thanh cười ngả ngớn, nhìn chăm chăm vào ứng thiên hành với vẻ dí dỏm, được, nếu đã muốn làm chó của tôi, vậy tôi có thể cân nhắc chấp nhận ông chẳng phải ông nói tôi bảo ông cắn ai thì ông sẽ cắn người đó à giờ ông cắn lão già đến từ dưới cổ võ kia cho tôi đi anh nói rồi chỉ về phía khương nguyên long lão sược khương nguyên long lập tức nổi giận cho dù là ở dưới cổ võ lão ta cũng chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế không ngờ giờ lại bị một bề dưới sỉ nhục ở thế tục tất cả mọi người đều xứng sờ dương thanh điên rồi ư không ngờ anh dám sỉ nhục khương nguyên long như thế cho dù anh đã vượt qua thiên kiếp thì cũng chỉ mới bước vào thiên cảnh mà thôi, còn Khương Nguyên Long lại là cao thủ thiên cảnh đến từ giới cổ võ. Ngay cả lệ trần cũng không chiếm được lợi lộc gì từ Khương Nguyên Long. Dương Thanh khinh miệt nhìn Khương Nguyên Long, không thèm quan tâm, anh cười khẽ, nhìn chăm chăm vào ứng thiên hành đang tuyệt vọng, xem ra ông chỉ lừa tôi, ông không hề định làm chó của tôi, bảo ông cắn lão già kia một cái thôi mà ông cũng không làm được, đã vậy, tôi giữ con chó như ông lại để làm gì. Trong lúc nhất thời, Khí thế cuồng bạo ập tới chỗ ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành chỉ thấy mình như đang ở giữa biển ma uy, vô cùng ngạt thở, trên mặt lão ta tràn ngập vẻ sợ hãi. Ứng Thiên Hành không ngừng cầu khẩn, "Cậu Thanh, xin cậu cho tôi một con đường sống. Không phải tôi không muốn cắn người cho cậu, mà tôi vốn không phải đối thủ của ông ta, có lẽ tôi còn chưa đến gần ông ta thì đã bị ông ta giết rồi, xin cậu nể tình chúng ta đều là người thế tục, cho tôi giữ lại cái mạng chó." "Giết!" Dương Thanh tức giận quát cùng lúc đó, khu vực mà ứng thiên hành đang quỳ cũng bị ma uy tối cao chân áp. ầm, um, ứng thiên hành không chịu nổi áp lực này, nặng nề ngã xuống đất. lão ta hộc máu, nằm dạp trên đất, không ngừng giãy giụa nhưng vô dụng, chỉ có thể tiếp nhận áp lực ngày càng lớn, như muốn khiến cơ thể lão ta nổ tung. ngừng tay cho tôi. khương nguyên long thấy thế, bèn tức giận quát: lão ta không thèm quan tâm đến sống chết của ứng thiên hành. Nhưng nếu Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đều chết dưới tay Dương Thanh, mối nhục mà lão ta phải chịu sẽ càng lớn. Trước đó, lão ta đã nói rõ rằng sau khi Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân bước vào thiên cảnh, lão ta sẽ cho phép họ trở thành cung phụng của nhà họ Khương, giờ Nhậm Kinh Luân đã bị Dương Thanh giết. Nếu Ứng Thiên Hành cũng bị Dương Thanh giết nốt, sau này lão ta còn hứa hẹn với người khác kiểu gì? Dương Thanh nhìn về phía Khương Nguyên Long bằng đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói, ông là cái thá gì? cũng có tư cách bảo tôi ngừng tay ư tôi muốn giết ông ta ai ngăn nổi tôi chứ nét mặt khương nguyên long méo mó vì tức giận lão ta cố nén giận nhìn chằm chằm vào dương thanh cậu thanh niên nếu tha được thì nên tha dù sao ứng thiên hành cũng là người của thế tục tu luyện đến mức này cũng không dễ cậu nể mặt nhà họ khương tôi cho cậu ta một con đường sống nhà họ khương sẽ hậu tả mọi người đều có vẻ kinh ngạc để cứu ứng thiên hành thậm chí khương nguyên long còn hứa hẹn sẽ hậu tả dương thanh Dương Thanh cười khẩy, lập tức nhìn về phía ứng thiên hành, từ khi ông ta định phá hoại thiên kiếp của tôi, cái chết của ông ta đã được quyết định sẵn rồi. ầm, um. sau khi Dương Thanh dứt lời, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, cơ thể ứng thiên hành bỗng rời khỏi mặt đất, ngay sau đó lại nặng nề rơi xuống đất. Ứng thiên hành hộp máu đen, nằm dạp trên đất, chết không nhắm mắt, trông vô cùng thê thảm. Các cao thủ đều trợn mắt há hốc mồm vẫn giết người từ xa như hồi nãy đây là thủ đoạn gì đây lĩnh vực trọng lực lệ trần lẩm bẩm sức mạnh mà dương thanh vừa dùng với ứng thiên hành chính là lĩnh vực trọng lực trọng lực trong khu vực này đều do dương thanh kiểm soát nhậm kinh luân vừa chết trước đó cũng bị dương thanh dùng lĩnh vực trọng lực rồi giết lão ta xung quanh lặng ngắt như tờ hai trong năm cao thủ hàng đầu ma sơn đã trở thành cái xác lệ trần nhíu chặt mày trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng hồi nãy khi vượt thiên kiếp dương thanh có gì bất thường không lệ trần bỗng nhìn về phía mã siêu bên cạnh mã siêu thoáng sửng sốt rồi nói khi thiên kiếp vừa biến mất nét mặt của anh thanh bỗng trở nên vô cùng dữ tợn anh ấy quát cút ra ngoài sau đó bước ra khỏi tàng thư các. nghe thấy thế sắc mặt lệ trần càng thêm khó coi mã siêu cũng nhận ra điều gì đó bèn lo lắng hỏi sư phụ quá trình vượt thiên kiếp của anh thanh có vấn đề gì ạ à? lệ trần nói nhỏ rất có thể cậu ấy đã bị vị tiền bối kia của Ma tông cướp cơ thể. Sao cơ? Mã Siêu biến sắc, kinh hãi nói. Anh ta bỗng nhìn về phía Dương Thanh, Dương Thanh đang mỉm cười ngả ngớn, trên mặt còn có vẻ u ám và tàn nhẫn. Biểu hiện này không hề giống với tính cách của Dương Thanh. Quan trọng là giữa lông mày Dương Thanh còn xuất hiện một ký hiệu màu máu trông rất ma quái, Mã Siêu đã gia nhập Ma tông, đương nhiên biết rõ ý nghĩa của ký hiệu này. Trong tàng thư các của Ma tông, có một bức tượng tên là tượng ma thần. Giữa lông mày của tượng ma thần cũng có ký hiệu màu máu giống hệt Dương Thanh. Ngoài ra, trên cổ Dương Thanh cũng chẳng chịt hoa văn màu máu đầy ma quái, trông như mạng nhện. Trên tượng ma thần cũng có hoa văn màu máu này. Lúc này, trừ vẻ ngoài ra, tất cả những đặc điểm khác trên người Dương Thanh đều giống hệt với tượng ma thần. Rốt của cậu là ai? Đúng lúc này, Khương Nguyên Long cũng nhận ra sự khác thường của Dương Thanh, lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, cho cậu 10 giây, cút khỏi nơi này." Dương Thanh cười khẩy, lạnh lùng nói, "Bề dưới nhà họ Khương dưới cổ võ đều trở nên hống hách thế này rồi à? Đã vậy, tôi sẽ thay Khương vô đạo dạy dỗ ông." Sau khi dứt lời, Dương Thanh đã biến mất. Khương Nguyên Long biến sắc, vội đề phòng. Ầm, um. một cú đấm nặng nề giáng xuống, Khương Nguyên Long lập tức lùi lại mấy chục bước. Quả nhiên Dương Thanh lúc này cũng không phải Dương Thanh bằng không tại sao anh lại nói bể dưới của nhà họ khương giới cổ võ ngày càng hống hách chứ kiểu gì thì câu nói này cũng không nên do một thanh niên thế tục nói ra thấy dương thanh xông về phía mình khương nguyên long lập tức biến sắc hơi nhích chân theo phản xạ có điều kiện định né tránh nhưng lão ta vẫn di chuyển muộn ầm um, dương thanh đấm trúng ngực khương nguyên long tiếng va chạm nặng nề vang lên khương nguyên long bay ra xa mười mấy mét khí kinh khủng khiếp lan khắp xung quanh khiến mọi người kinh hãi Chuyện này, cao thủ Ma tông đều tròn mắt há hốc mồm, một vài cao thủ không rõ chân tướng khiếp sợ nói, đây là thực lực mà cao thủ vừa đột phá thiên cảnh có thể phát huy thật ư? Khương Nguyên Long là cao thủ đến từ giới cổ võ, ngay cả Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh cũng không phải đối thủ của Khương Nguyên Long, giờ Khương Nguyên Long lại bị một cú đấm của Dương Thanh đẩy lùi mười mấy mét, có thể tưởng tượng được thực lực của Dương Thanh bây giờ mạnh đến mức nào. Hừ, thực lực của bề dưới nhà họ Khương cũng chỉ đến thế. Cơ thể tôi mượn mới vượt qua thiên kiếp mà cũng có thể áp đảo cậu, nếu cơ thể này bước vào thiên cảnh, có lẽ cậu còn không chịu nổi một chiêu đâu." Dương Thanh khinh miệt nhìn về phía Khương Nguyên Long. Câu nói này càng khiến các cao thủ đang có mặt khiếp sợ tột độ. Thì ra mới có cơ thể của Dương Thanh vượt qua thiên kiếp, còn cảnh giới của anh chưa bước vào thiên cảnh, như thế thì Dương Thanh cũng không phải cao thủ thiên cảnh đúng nghĩa, chỉ khi cảnh giới đột phá thiên cảnh thì mới được xem như cao thủ thiên cảnh cao thủ có cơ thể vượt qua thiên kiếp chỉ được coi là ngụy thiên cảnh thôi. Lời Dương Thanh nói cũng khiến các cao thủ đang không rõ chân tướng hiểu được, đây không phải Dương Thanh, mà là một cao thủ bí ẩn mượn cơ thể của Dương Thanh. Ánh mắt Khương Nguyên Long vô cùng lạnh lẽo, lão ta nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, rốt cuộc ông là ai? Cậu chưa có tư cách biết tôi là ai đâu. Dương Thanh nói rồi lại lao tới chỗ Khương Nguyên Long. Khương Nguyên Long tức giận quát, nghiến răng nghiến lợi, chỉ với một cơ thể thiên cảnh mà định đánh bại tôi, đúng là chuyện viển vông. Âm âm âm, ngay sau đó, hai người điên cuồng giao chiến. Tuy cảnh giới của Dương Thanh chưa đột phá thiên cảnh, nhưng cơ thể anh đã vượt qua thiên cảnh, thực lực sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ. Quan trọng là cơ thể này đang bị một linh hồn bí ẩn chiếm giữ. Trong lúc nhất thời, hai người không phân được thắng thua. Dù sao Khương Nguyên Long cũng là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đến từ giới cổ võ, nền tảng võ công thâm hậu còn dương thanh mới có cơ thể đột phá thiên cảnh thôi. mã siêu suốt ruột hỏi sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? người trong cơ thể dương thanh là ai ạ? À? thật ra anh ta đã có suy đoán nhưng chưa dám xác nhận thôi. dù sao dấu hiệu ma thần đặc biệt giữa lông mày dương thanh còn cả hoa văn màu máu như mạng nhện trên cổ anh đều giống hệt tượng ma thần. lệ trần nghiêm nghị nói, ngay cả ta cũng chưa bao giờ gặp người sáng lập ma tông trong truyền thuyết chắc linh hồn trong cơ thể Dương Thanh lúc này là linh hồn ông ta. Mã siêu hỏi tiếp, vậy phải làm sao ạ? À? Vị tiền bối kia có chiếm cơ thể anh Thanh luôn không? Nét mặt lệ trần nghiêm nghị chưa từng có, lão nghiêm nghị nhìn chầm chầm vào mã siêu, lắc đầu, trầm giọng nói, ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy vị tiền bối kia, ta cũng không rõ rốt cuộc ông ta có mục đích gì. Từ khi còn rất nhỏ, ta đã nghe đồn về ông ta, nghe nói ông ta còn sống, cũng đã đột phá thiên cảnh từ lâu, nhưng giờ ông ta ở đâu thì không biết. Rất có thể thứ đang bám trên người Dương Thanh là một loại dấu ấn mà ông ta để lại ma tông, nếu thế thì còn tốt, sau trận chiến này, dấu ấn của ông ta sẽ hoàn toàn biến mất. Điều mà ta lo lắng chính là ông ta đã chết, thứ đang bám trên người Dương Thanh bây giờ chính là linh hồn ông ta, nếu thế thì Dương Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ xem ra, khả năng sau lớn hơn nhiều. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, sắc mặt Mã Siêu trắng bệch, ngay cả Lệ Trần cũng nói thế, tức là vì kia đã chết ở ma tông từ lâu linh hồn vẫn luôn ở trong mật thất dưới tàng thư các. Đến giờ thấy Dương Thanh có cơ thể ưu tú như thế, lão ta mới bám vào người Dương Thanh nhân lúc anh vượt qua thiên kiếp. Nghĩ tới đây, mã siêu siết chặt nắm tay, cắn răng, sư phụ, nếu linh hồn đối phương bám lên người Dương Thanh thật, sư phụ sẽ làm gì? Lệ Trần có vẻ khó xử, im lặng một lát rồi nói, nếu linh hồn ông ta bám lên người Dương Thanh thật, bây giờ mới bắt đầu, linh hồn và cơ thể vẫn chưa hòa hợp, cũng không phải lúc mạnh nhất, nếu linh hồn và cơ thể hoàn toàn hòa hợp, thực lực của ông ta sẽ càng mạnh hơn. Như bây giờ, ta đã không còn là đối thủ của ông ta nữa, nếu chờ thêm một khoảng thời gian, linh hồn và cơ thể của ông ta hoàn toàn hòa hợp, thực lực của ông ta sẽ chỉ mạnh hơn, ta không thể là đối thủ. Ý lệ Trần rất rõ, giờ lão đã bó tay. Sắc mặt Mã Siêu càng trắng hơn, anh ta nhìn về phía Dương Thanh đang đánh với Khương Nguyên Long, vô cùng lo lắng. Ông đừng khinh người quá đáng khóe miệng Khương Nguyên Long dỉ máu, lão ta tức giận nhìn chầm chầm vào Dương Thanh. ầm um, một đòn đánh khác lại dáng lên người Khương Nguyên Long, Khương Nguyên Long lại bay xa mười mấy mét. Dương Thanh nói với vẻ dí dỏm, tôi cứ khinh đấy, cậu làm gì được tôi nào. Sau mấy phút mà hai người chiến đấu, trên người Khương Nguyên Long đầy vết thương, còn Dương Thanh thì không có vết thương nào, càng đánh càng mạnh. Đến đây, tiếp tục đi, để tôi thấy thực lực mạnh nhất của cậu. Dương Thanh cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Khương Nguyên Long, tiếp tục khiêu khích. Lệ Trần đang quan sát trận chiến bỗng sợ hãi nói, không ổn rồi, ông ta đang mượn tay Khương Nguyên Long để thích ứng với cơ thể Dương Thanh, càng quen với cơ thể của Dương Thanh, thực lực của ông ta sẽ càng mạnh. Câu nói này cũng có ý nghĩa, người đang chiếm cơ thể Dương Thanh chính là linh hồn của vị tiền bối ma tông kia, chứ không phải dấu ấn. Hay nói cách khác, vị kia đã chết lâu rồi, nhưng thực lực quá mạnh, tuy cơ thể tử vong nhưng linh hồn vẫn sống sót ha ha, quan sát giỏi đấy. Ma thần nhìn chằm chằm vào lệ trần, cười ha hả, không hề tức giận vì lời nhắc nhở của lệ trần. Khương Nguyên Long như vừa tỉnh giấc mộng, bỗng nhớ đến một truyền thuyết của Ma Tông, lập tức biến sắc. Tức là linh hồn đang bám lên người Dương Thanh bây giờ chính là Ma Thần trong truyền thuyết ư. Không phải chỉ mỗi Ma Sơn có Ma Tông, ở dưới cổ võ cũng có Ma Tông do Ma Thần trong truyền thuyết sáng lập. Nhưng không ai ngờ, linh hồn Ma Thần lại ở Ma Sơn tại thế tục, bây giờ, Rốt cuộc lão ta cũng xuất hiện rồi à. Lúc này, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Dương Thanh, linh hồn ma thần đang bám lên người Dương Thanh, tức là sau này Dương Thanh chính là ma thần à. Mã Siêu nhìn về phía Lệ Trần với vẻ cầu khẩn, "Sư phụ, người mau cứu anh Thanh đi, nếu cơ thể anh ấy bị ma thần chiếm giữ, chẳng phải linh hồn anh Thanh sẽ tan biến à?" Lệ Trần nói với vẻ cay đắng, "Bây giờ ta không làm được gì nữa." Càng nhiều người gia nhập trận chiến thì linh hồn ma thần càng quen với cơ thể Dương Thanh, càng quen thì thực lực cũng càng mạnh. Trong truyền thuyết, ma thần ở trạng thái đỉnh cao chính là cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong, cho dù Dương Thanh bây giờ chỉ có mỗi cơ thể vượt qua thiên kiếp, thực lực vẫn rất mạnh. Nghe thấy lệ trần nói thế, mã siêu lập tức tái mặt, tuyệt vọng nói, vậy phải làm sao đây? Lệ trần thoáng do dự rồi bỗng bước lên trước, nhìn về phía Dương Thanh, nói lớn, xin tiền bối tha cho Dương Thanh, bây giờ cậu ấy cũng được xem là một phần tử của Ma Tông, mong tiền bối nể tình cậu ấy là một phần tử của Ma Tông, bỏ qua cho cậu ấy. Dương Thanh cười khẩy, hít mắt nhìn chằm chằm vào lệ trần, cậu là chủ Ma Tông đấy nhỉ? Thấy tổ tông, không quỳ xuống đất chào cũng thôi, còn đòi dạy tôi làm việc à? Lệ trần vội nói, đệ tử không dám. Dương Thanh lạnh lùng nói, nếu đã không dám thì câm miệng cho tôi. Nếu còn nhiều chuyện, đừng trách tôi không khách sáo. Dương Thanh nói rồi lại lao về phía Khương Nguyên Long. Khóe miệng Khương Nguyên Long co giật, mặt tái mét, đánh với ma thần trong truyền thuyết thì có khác gì tìm đường chết đâu. Cho dù vị trước mặt chỉ là một cơ thể bị ma thần chiếm giữ thì vẫn không phải người mà lão ta có thể đánh bại. Trận chiến càng tiếp diễn, Khương Nguyên Long càng cảm nhận rõ rằng thực lực của Dương Thanh đang không ngừng mạnh lên, ban đầu chỉ có thể miễn cưỡng áp đảo lão ta, còn giờ đã hoàn toàn hơn hẳn lão ta rồi. Lão ta là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, còn thực lực mà Dương Thanh thể hiện lúc này đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Dưới sự tranh lệch như thế, sao lão ta có thể là đối thủ của Dương Thanh chứ? Các cao thủ ma tông thấy Khương Nguyên Long vừa hống hách vô cùng bị Dương Thanh đánh tơi bời, đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Đỗ bá nhìn về phía Dương Thanh và Khương Nguyên Long với vẻ hướng tới, đây chính là thực lực của cao thủ thiên cảnh à. Âm âm âm, bóng hai người không ngừng nhoáng lên, mỗi lần xuất hiện thì lại đánh với nhau các cao thủ ma tông chỉ thấy hoa cả mắt đúng là quá đã mắt khiến người ta vô cùng kích động có người vui cũng có người buồn bốn cao thủ nhà họ khương thấy khương nguyên long bị dương thanh áp đảo như thế ai cũng hết hồn sợ hãi tột độ khương nguyên long chính là người dẫn đầu phe họ nếu khương nguyên long bị giết họ nên làm gì đây ầm um, khương nguyên long lại bị đánh bay còn chưa ngừng lui lại thì đã bị dương thanh đuổi theo một đòn tấn công mạnh bỗng ập đến ầm um, Khương Nguyên Long nặng nề rơi xuống đất, mặt đất cũng rung chuyển, mấy vết nứt to bằng cánh tay lấy vị trí mà Khương Nguyên Long rơi xuống làm trung tâm, lan ra bốn phía như mạng nhện. Sau khi rơi xuống đất, Khương Nguyên Long hộp máu đen, vô cùng thê thảm. Thua rồi. Các cao thủ đều tròn mắt, người mạnh như Khương Nguyên Long đã thua, còn thua thê thảm. Đúng là ở đời không lường trước được điều gì, cao thủ vừa khiến người của Ma Tông hết cách đối phó mấy phút trước lại đang nằm trên nền đất lõm xuống như chó chết, chỉ còn thoi thóp yếu thật dương thanh khinh miệt nhìn khương nguyên long sau đó dương thanh bỗng ngẩng đầu nhìn về một phía hơi nhếch môi mỉm cười dí dỏm nói thủ hộ minh thời đại này đúng là ngày càng thụt lùi biến thành rùa rụt đầu nếu vẫn không xuất hiện tôi sẽ đi đấy nghe thấy thế mọi người đều kinh hãi thi nhau nhìn về phía mà dương thanh nhìn ngay sau đó mấy cao thủ với khí thế mạnh mẽ đáp xuống đất như binh lính nhà trời bao vây dương thanh cao thủ thiên cảnh của thủ hộ minh Trời à, tận 6 cao thủ thiên cảnh, đội hình này mạnh quá. Cảnh tượng trước mặt khiến các cao thủ thế tục sướng sờ. Ở thế tục, rất khó để trông thấy cao thủ thiên cảnh, nhưng bây giờ, thủ hộ minh lại cử 6 cao thủ thiên cảnh đến. Cộng thêm Khương Nguyên Long, Lệ Trần và Dương Thanh đã vượt qua thiên kiếp, tổng cộng có 9 cao thủ thiên cảnh. Tuy mới có cơ thể Dương Thanh vượt qua thiên kiếp, cũng không tính là cao thủ thiên cảnh, nhưng ma thần trong truyền thuyết đang bám lên người anh, thực lực của anh bây giờ còn mạnh hơn cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đây là lần đầu tiên ở thế tục xuất hiện đội ngũ cao thủ thiên cảnh mạnh như thế thấy nhiều cao thủ của thủ hộ minh xuất hiện như thế mã siêu lập tức mừng rỡ nói lần này anh thanh được cứu rồi thủ hộ minh đã ra mặt ngay cả linh hồn ma thần cũng sẽ bị chấn áp thôi nào ngờ lệ trần không hề có vẻ nhẹ nhõm còn nghiêm nghị hơn lão nói nhỏ con nghĩ nhiều rồi mã siêu sửng sốt là sao ạ à? Lệ Trần nói: "Từ khi thiên kiếp của Dương Thanh bắt đầu, cao thủ của thủ hộ Minh đã đến, nhưng họ mãi không xuất hiện, thậm chí khi ta và Khương Nguyên Long giao chiến, họ vẫn không ra mặt, ta vốn đang ngờ vực, nhưng giờ thì ta hiểu rồi." Lệ Trần thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: "Đây vốn là cái bẫy do thủ hộ Minh sắp đặt, họ lợi dụng thiên kiếp của Dương Thanh để dụ linh hồn của ma thần xuất hiện." Mã Siêu trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Trong mắt anh ta, thủ hộ Minh là thần bảo vệ chính nghĩa ngăn cao thủ giới cổ võ ức hiếp cao thủ thế tục, nhưng bây giờ, Lệ Trần lại nói cho anh ta biết rằng, thủ hộ Minh đã lợi dụng việc Dương Thanh vượt thiên kiếp nhằm đặt bẫy để dẫn linh hồn của ma thần ra ngoài. Lệ Trần nhìn về phía Mã Siêu đang khiếp sợ, còn có nhớ chuyện thiên kiếp của Dương Thanh bị cắt ngang khi đang ở võ tông không? Mã Siêu gật đầu, sư phụ nói có cao thủ bí ẩn truyền âm cho người, bảo người giúp anh Thanh vượt qua thiên kiếp, sau đó người đưa anh Thanh về ma tông, để anh Thanh vượt thiên kiếp ở đây. Lệ Trần gật đầu, Bây giờ xem ra, cao thủ bí ẩn ở Võ tông chính là cao thủ hàng đầu của thủ hộ Minh, ông ta đã sớm biết linh hồn ma thần đang trốn ở Ma tông, mà cách đột phá của Dương Thanh lại giống với ma thần, đều vượt thiên kiếp bằng cơ thể. Chỉ cần Dương Thanh thành công vượt qua thiên kiếp, chắc chắn ma thần sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, ông ta sẽ chiếm cơ thể Dương Thanh. Nghe Lệ Trần phân tích xong, lại nhìn sáu cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh, Mã siêu hiểu ngay không ngờ thủ hộ minh lại lợi dụng việc dương thanh vượt thiên kiếp để dụ linh hồn ma thần bám lên người dương thanh mã siêu siết chặt nắm tay cắn răng rốt cuộc thủ hộ minh định làm gì ạ à? lệ trần nhìn về phía dương thanh rồi quay sang mã siêu nói giết ma thần dương thanh bị sáu cao thủ thiên cảnh của thủ hộ minh bao vây đội hình mạnh mẽ như thế khiến tất cả mọi người vô cùng chấn động khí thế của cao thủ dẫn đầu bên thủ hộ minh mạnh đến mức đáng sợ nếu dương thanh vẫn còn ý thức chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của đối phương. Hồi trước ở Hoài Thành, đối phương từng xuất hiện, còn định giết Dương Thanh, sau cùng vô danh, sư phụ của Dương Thanh ra mặt, trấn áp đối phương. Đối phương tên Thanh Phong, là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ của thủ hộ Minh. Trừ Thanh Phong ra, các cao thủ khác của thủ hộ Minh đều đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Dương Thanh nhìn các cao thủ của thủ hộ Minh, cười híp mắt, các cậu coi trọng tôi thật, tôi chỉ bám lên người một thanh niên có cơ thể bước vào thiên cảnh thôi mà các cậu đã cử sáu cao thủ thiên cảnh đến. Anh cũng không hề lo lắng khi thấy thủ hộ minh cử ra đội hình mạnh như thế. Thanh Phong lạnh lùng nói, hôm nay chúng tôi tới đây không phải là để làm gì ông, minh chủ của chúng tôi bảo chúng tôi chuyển lời cho ông. Dương Thanh cười híp mắt, ồ, xin rửa tai lắng nghe. Thanh Phong nói, minh chủ của chúng tôi nói, chỉ cần ông đồng ý gia nhập thủ hộ minh, ông sẽ có mọi thứ ông muốn nghe thấy thế mọi người đều kinh ngạc mã siêu sững sờ một lát rồi lập tức nổi giận quát lớn tại sao ông ta chiếm cơ thể của anh thanh tôi các người có tư cách gì để cho phép người khác chiếm cơ thể của anh ấy với tư cách là cao thủ của thủ hộ minh chẳng phải trách nhiệm của các người là bảo vệ cao thủ thế tục khỏi sự xâm phạm của cao thủ giới cổ võ à câm miệng thanh phong lạnh lùng quát ngay sau đó khí thế cuồng bạo ập tới chỗ mã siêu vào giây phút này mã siêu chỉ thấy như có ngọn núi lớn đè lên vai khiến anh ta ngạt thở cơ thể như sắp nổ tung đúng lúc này lệ trần khoát tay phóng lĩnh vực ma đạo ra bảo vệ mã siêu trong lĩnh vực ma đạo của mình lúc này mã siêu mới thấy áp lực trên người mình biến mất thanh phong nhíu mày lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lệ trần ông đừng tưởng tôi không biết ông đã đột phá thiên cảnh một khoảng thời gian chúng tôi còn chưa dẫn ông tới thủ hộ minh để chịu phạt ông cũng dám phóng lĩnh vực ma đạo với tôi à lệ trần lạnh lùng nói tôi cũng không thấy đệ tử của tôi nói sai chuyện gì, các ông là cao thủ của thủ hộ minh, chẳng lẽ không nên bảo vệ cao thủ thế tục à? Không ngờ bây giờ, để lôi kéo một cao thủ chỉ có linh hồn, các ông lại bất chấp cả việc đối phương có cướp cơ thể của người khác không? Ông đang dạy tôi cách làm việc à? Thanh Phong lạnh lùng chất vấn. Trong lúc nhất thời, sức mạnh lĩnh vực mạnh mẽ bao phủ lấy lệ trần. Sắc mặt lệ trần tái mét, dù sao lão cũng chỉ mới bước vào thiên cảnh, còn Thanh Phong đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ rồi. Tuy họ chỉ tranh nhau một cảnh giới nhỏ, nhưng đã đến thiên cảnh, cảnh giới nhỏ nào cũng vô cùng lớn. Lĩnh vực ma đạo của Lệ Trần cũng được phóng ra ngoài, cố gắng chống lại áp lực đến từ lĩnh vực của Thanh Phong. Nhưng tranh lệch giữa hai người vẫn rất lớn, Lệ Trần rất khó dùng lĩnh vực ma đạo để triệt tiêu lĩnh vực của Thanh Phong, cơ thể lão phải chịu áp lực khổng lồ. Dù vậy, lão vẫn không chịu lùi bước, chắn trước mặt mã siêu. Sư phụ, mắt mã siêu đỏ ngầu, anh ta nhìn chầm chầm vào thanh phong bằng ánh mắt đầy căm hận. Thủ hộ minh ức hiếp cao thủ thế tục như thế, quá đáng rồi đấy nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên không đúng lúc. Đỗ bá bước ra, lạnh lùng nhìn thanh phong. Hành động của đỗ bá khiến mọi người vô cùng chấn động. Phải biết rằng thanh phong là cao thủ của thủ hộ minh, đỗ bá còn chưa đột phá thiên cảnh, chẳng lẽ không sợ thanh phong giết lão ta à? Quá đáng á! Thanh phong cười khẩy, áp lực càng mạnh mẽ hơn bùng nổ từ người lão ta, bao phủ đỗ bá. Điều khiến người ta khiếp sợ chính là chẳng những lão phóng sức mạnh lĩnh vực ra trấn áp lệ trần, mà còn phóng khí thế mạnh mẽ để chấn áp đỗ bá. Đỗ bá chỉ thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người mình, lão ta dốc hết sức để chống lại áp lực từ thanh phong. Các người quá đáng rồi đấy. Một giọng nói tức giận khác bỗng vang lên, hồng ma cũng bước lên trước, đứng cạnh đỗ bá. Thủ hộ minh quá đáng rồi ảnh ma cũng bước tới bên còn lại của đỗ bá, cùng chịu áp lực từ thanh phong với đỗ bá. Các người quá đáng rồi. Cao thủ của thủ hộ minh khinh người quá đáng. Trong lúc nhất thời, cao thủ ma tông đều thi nhau bước lên, ai cũng vô cùng tức giận. Tuy họ đang phải chịu áp lực khổng lồ, nhưng không ai e ngại, đều tức giận nhìn chầm chầm vào thanh phong bằng đôi mắt đỏ ngầu. Thanh phong vốn định giết gà dọa khỉ, nhưng không ngờ cao thủ ma tông đều đứng dậy, nói thủ hộ minh quá đáng nếu chỉ giết một người thì còn dễ nói nhưng có nhiều người như thế nếu giết thật thì sẽ khiến danh tiếng của thủ hộ minh bị tổn hại nặng nề thanh phong đừng quên lời dặn của minh chủ lúc này một cao thủ thủ hộ minh trần nói nghe thấy thế thanh phong mới thu hồi áp lực đang dáng lên đám người đỗ bá thanh phong nhìn quanh lạnh lùng nói tôi khuyên các người đừng nên xen vào chuyện của người khác thì hơn bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy lão ta nói rồi lại nhìn về phía lệ trần hít mắt nhìn chầm chầm vào lệ trần, tôi nhớ ông rồi. Khuyên ông một câu, sau khi tới giới cổ võ, nên khiêm tốn vào, tránh cho rước họa vào thân đấy. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Sao lệ trần lại không nhận ra sự đe dọa trong lời nói của Thanh Phong chứ? Lão thản nhiên nói, chuyện này cũng không phiền ông lo, tôi sẽ sống rất thoải mái. Không ai nhường ai. Tuy Thanh Phong rất muốn giết lệ trần luôn, nhưng cũng biết hôm nay tới thế tục để làm gì lão ta không quan tâm tới lệ trần nữa, mà nhìn về phía Dương Thanh, lạnh lùng nói, chẳng biết tiền bối ma thần nghĩ sao rồi. Dương Thanh ngạo nghễ nói, về bảo với minh chủ của các cậu, tôi không hề có thiện cảm với việc gia nhập thủ hộ minh, nếu vẫn muốn thủ hộ minh tồn tại thì tốt nhất đừng trêu vào tôi, bằng không tôi không ngại tiêu diệt thủ hộ minh tận gốc. Nghe thấy thế, cao thủ của thủ hộ minh đều vô cùng tức giận. Thanh Phong hít mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, lạnh lùng nói, tức là tiền bối từ chối gia nhập thủ hộ minh à cút. Dương Thanh tức giận quát, không hề nể mặt Thanh Phong. Với tư cách ma thần, nói với Thanh Phong nhiều như thế đã là nể mặt thủ hộ minh lắm rồi. Đã vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Thanh Phong lạnh lùng nói. Sau khi lão ta dứt lời, sáu cao thủ của thủ hộ minh bước lên, bao vây Dương Thanh. Thanh Phong nói tiếp, minh chủ còn nói, nếu tiền bối ma thần từ chối gia nhập thủ hộ minh, vậy thì đành phải khiến linh hồn của tiền bối hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này nghe thấy thanh phong uy hiếp như thế dương thanh bỗng mỉm cười tuy anh đang cười nhưng lại khiến mọi người sởn gai ốc lĩnh vực ma đạo mạnh mẽ lập tức bao phủ thanh phong thanh phong lập tức biến sắc lão ta biết bây giờ dương thanh rất mạnh tuy mới có cơ thể vượt qua thiên kiếp nhưng sức chiến đấu đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ rồi nhưng bây giờ lão ta lại cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mà chỉ cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ mới có từ dương thanh cho dù ma thần đang kiểm soát cơ thể của Dương Thanh thì cũng không thể phát huy thực lực mạnh như thế mới đúng. Định tiêu diệt linh hồn tôi à? Dương Thanh lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Thanh Phong. Quanh người Dương Thanh cuồn cuộn ma uy, như ác ma đến từ thời viễn cổ. Thanh Phong cắn răng, đối với tiền bối, gia nhập thủ hộ minh mới là lựa chọn tốt nhất, mong tiền bối nghĩ lại. Dương Thanh lạnh lùng nói, tôi hỏi cậu, các cậu định tiêu diệt linh hồn tôi à? Trước khí thế mạnh mẽ mà ma thần phóng ra qua cơ thể Dương Thanh, Thanh Phong cũng rất kinh hãi, nhưng lão ta cũng là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ nên đương nhiên sẽ không ngại đánh nhau. Sáu cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh bao vây Dương Thanh, lúc này ai cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp tới cực điểm. Ma thần chỉ là linh hồn mà lại phát huy được thực lực mạnh mẽ như vậy bằng một cơ thể mới vượt qua thiên kiếp, nếu ma thần đang ở trạng thái đỉnh cao thì còn mạnh tới mức nào? Có lẽ ngay cả minh chủ của họ cũng không dám đánh một trận với lão ta nhỉ? Ở giới cổ võ, truyền thuyết về ma thần vô cùng đáng sợ, nghe đồn năm đó, ma thần là cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong, là một trong mấy ông lớn đứng ở đỉnh cao của giới cổ võ. Cho dù lão ta đã biến mất hơn trăm năm, truyền thuyết về lão ta vẫn được lưu truyền. Thanh Phong nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, rõ ràng lão ta không ngại đánh, nhưng lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi. Dương Thanh lại tức giận quát, nếu không dám ra tay thì cút ngay cho tôi. Sắc mặt Thanh Phong khó coi tới cực điểm, lão ta cắn răng, nếu tiền bối không chịu gia nhập thủ hộ minh đừng trách chúng tôi không khách sáo ra tay đi sau khi lão ta dứt lời cao thủ của thủ hộ minh cùng phóng tới chỗ dương thanh theo lão ta hừ dương thanh hừ lạnh lá chắn như có như không xuất hiện trước mặt anh vô hình thuẫn có người hô lên kinh ngạc tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn vô hình thuẫn trước mặt dương thanh vô hình thuẫn là linh khí đã mất rất nhiều năm của thần hành tông trước đó nó tự chui vào tàng thư các không ngờ lại bị Dương Thanh lấy được. Cùng lúc đó, sau cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh còn chưa tới gần Dương Thanh thì đã thấy áp lực trên người bỗng tăng vọt, áp lực khổng lồ như muốn nghiền nát họ. Lĩnh vực trọng lực, thấy cao thủ của thủ hộ Minh bỗng chậm hẳn, lệ trần đang đứng đấy nghiêm nghị nói. Chẳng biết từ khi nào, đỗ bá đã tới bên cạnh lệ trần, nhìn về phía Dương Thanh, dưới lĩnh vực ma đạo và lĩnh vực trọng lực, sáu cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh không làm gì được ma thần. Lệ Trần nói, không sai, Trừ khi là cao thủ tu luyện trong hoàn cảnh có trọng lực gấp đôi thời gian dài, bằng không, họ không thể quen với việc trọng lực tăng chỉ trong thời gian ngắn. Lĩnh vực ma đạo cũng vô cùng bá đạo, dưới hai lĩnh vực này, có lẽ người của thủ hộ minh sẽ chết hết. Nghe hai người nói chuyện, Mã Siêu đang đứng cạnh có vẻ kinh hãi. Ma thần khủng khiếp tới mức đau ư. Nếu thủ hộ minh không làm gì được Dương Thanh lúc này thì phải làm sao bây giờ? Linh hồn ma thần sẽ chiếm cơ thể Dương Thanh mãi à? vậy dương thanh còn là dương thanh ư ngay sau đó sáu cao thủ của thủ hộ minh cùng xông tới trước mặt dương thanh rồi tấn công ầm dương thanh bỗng rậm mạnh xuống đất gió lốc cuồng bạo lập tức xuất hiện trong lĩnh vực ma đạo ập về phía sáu người giết dương thanh hét lớn rồi biến mất ầm ngay sau đó tiếng va chạm nặng nề vang lên một cao thủ của thủ hộ minh bỗng hộp máu bay ra xa cẩn thận thanh phong hét lớn nhưng đã muộn sau khi đánh bay cao thủ kia của thủ hộ minh dương thanh hơi nhích chân lập tức lao tới trước mặt cao thủ đó dương thanh cười mỉa mai lạnh lùng nói kiếp sau nhớ là phải biết tự lượng sức mình sau khi dứt lời anh đá về phía đầu cao thủ kia ầm um, cao thủ thiên cảnh của thủ hộ minh lập tức chết ngay tại trận cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ đây chính là ma thần ư không ngờ thủ đoạn của ma thần tàn nhẫn đến thế không cho người ta chút cơ hội nhỏ nhoi nào năm cao thủ thủ hộ minh còn lại đều sướng sờ trơ mắt nhìn đồng bọn của mình bị ma thần giết họ không làm gì được tiếp theo tới lượt ai dương thanh quay đầu lạnh lùng nhìn năm cao thủ của thủ hộ minh nhưng những người bị dương thanh nhìn đến đều run rẩy đến giờ họ mới nhận ra trước mặt ma thần họ yếu tới mức nào cho dù đó chỉ là linh hồn ma thần đang chiếm một cơ thể vừa vượt qua thiên kiếp thì vẫn không phải người mà cao thủ cấp bậc như họ có thể đối phó thực lực của ông ta mạnh hơn rồi." Lệ Trần nghiêm nghị nói. Sắc mặt của Đỗ Bá cũng khó coi, lão ta trầm giọng nói, "Nếu tiếp tục, linh hồn ma thần sẽ càng hòa hợp với cơ thể của Dương Thanh, mãi đến khi linh hồn và cơ thể hoàn toàn hòa làm một." Mã Siêu siết chặt nắm tay, cắn răng, "Có cách gì ngăn cản không ạ?" Đỗ Bá chăm chú nhìn Mã Siêu rồi nói, "Trừ khi có cao thủ mạnh hơn ra tay, bằng không một khi linh hồn ma thần hoàn toàn hòa hợp với cơ thể của Dương Thanh, trên đời này sẽ chỉ còn ma thần chứ không còn Dương Thanh nữa. Lệ Trần tiếp lời, ma thần chiếm cơ thể của Dương Thanh vì có nền tảng võ thuật ở đó, thực lực của ông ta sẽ nhanh chóng tăng lên, có lẽ không lâu nữa, ông ta sẽ quay lại thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong, trở thành một trong những cao thủ đứng đầu dưới cổ võ. Sắc mặt mã siêu tái nhợt, bây giờ ngay cả cao thủ của thủ hộ minh cũng không làm gì được Dương Thanh, biết đi đâu để tìm cao thủ mạnh hơn tới giúp Dương Thanh bây giờ hôm nay linh hồn ma thần vừa chiếm cơ thể của dương thanh nếu hết hôm nay muốn đuổi linh hồn ma thần khỏi cơ thể dương thanh sẽ càng khó hơn đỗ bá nhìn về phía dương thanh nghiêm nghị nói cho dù cao thủ có thực lực mạnh hơn ra tay thì cũng rất khó trừ khi tiêu diệt cả cơ thể và linh hồn dương thanh mã siêu lập tức căng thẳng nhìn về phía đỗ bá ý ông là nếu đến bước đó thật cơ thể anh thanh sẽ bị tiêu diệt cùng với linh hồn ma thần ư đỗ bá gật đầu tôi đã cảm nhận được mấy khí thế vô cùng mạnh mẽ đang đi tới ma tông có lẽ những cao thủ này đều nhắm vào ma thần, mà muốn tiêu diệt linh hồn ma thần, chỉ có thể tiêu diệt cả cơ thể Dương Thanh. Lời đỗ bá nói khiến Mã Siêu hoàn toàn sững sở, nếu muốn tiêu diệt linh hồn ma thần, phải hủy diệt cả cơ thể của Dương Thanh ư. Lúc này, Lệ Trần cũng nói, ma thần từng đắc tội với rất nhiều người, bây giờ linh hồn ma thần vẫn tồn tại trên đời, chắc chắn sẽ dẫn rất nhiều cao thủ tới. Những nhân vật lớn ở dưới cổ võ cũng không quan tâm xem ma thần đang chiếm cơ thể của ai, họ sẽ hủy diệt luôn cơ thể của Dương Thanh. Mã Siêu siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, nếu đến lúc đó thật, một ngày nào đó, con sẽ đích thân báo thù rửa hận cho anh Thanh. Nhìn dáng vẻ kiên định của Mã Siêu, Lệ Trần biết nếu đến lúc đó thật, chắc chắn Mã Siêu sẽ làm thế. Điều này cũng khiến lão thầm thở phào nhẹ nhõm, lão giải thích rõ như thế để chuẩn bị tư tưởng cho Mã Siêu, tránh cho tới lúc cao thủ giới cổ võ xuất hiện, định tiêu diệt cả linh hồn ma thần lẫn cơ thể Dương Thanh, Mã Siêu lại nghĩ quẩn, định liều mạng với đối phương nếu mã siêu làm thế thật thì chẳng khác nào đi chịu chết đỗ bá cũng nói cậu đừng bi quan quá mọi thứ mới là giả thiết thôi tôi nghĩ ma thần dám nhập vào người dương thanh trong tình huống này chắc chắn cũng đã nghĩ tới hậu quả dưới trạng thái đỉnh cao dù sao ông ta cũng là một trong những ông lớn của giới cổ võ không thể dễ dàng bị tiêu diệt như thế được lúc này bốn cao thủ còn lại của thủ hộ minh đang bao vây dương thanh nhưng không ai dám tiến lên nữa đã có một người trong số họ bị giết nếu có ai tùy tiện hành động thì cũng sẽ mất mạng ngay thanh phong nhìn về phía xa bằng ánh mắt trông chờ lão ta hiểu rõ chỉ với bốn người họ thì không thể làm gì được ma thần dương thanh cũng nhìn về phía đó khinh thường nói nếu các cậu nghĩ sau khi những người kia tới thì sẽ làm gì được tôi các cậu cũng coi thường tôi quá rồi đấy nghe thấy thế sắc mặt của đám người thanh phong rất khó coi chẳng lẽ linh hồn ma thần đang chiếm cơ thể khác đã mạnh đến mức có thể coi thường cả cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong ư? Lúc này, các cao thủ đang chạy tới đây đều là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Dù sao nơi đây cũng là thế tục, thông thường, cao thủ thiên cảnh không được phép nán lại thế tục, bởi vì mỗi khi cao thủ thiên cảnh tu luyện thì sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí, phá vỡ sự cân bằng giữa thế tục và giới cổ võ. Bây giờ có thể sắp xếp cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong đến thế tục đã là cực hạn rồi, nếu cử cao thủ mạnh hơn tới thế tục, có lẽ kết giới giữa thế tục và giới cổ võ sẽ sụp đổ ngay, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, đó chỉ là hậu quả với giới cổ võ, còn thế tục sẽ được lợi rất nhiều. Đến lúc đó, linh khí khổng lồ của giới cổ võ sẽ tràn vào thế tục, tốc độ tu luyện của cao thủ thế tục sẽ tăng gấp mấy lần, rất nhiều người bình thường cũng có cơ hội học được võ công. Khi đó, thế tục sẽ bước vào thời đại mà năng lực thức tỉnh. Ngược lại, sau khi linh khí ở giới cổ võ tràn vào thế tục, Tốc độ tu luyện của cao thủ giới cổ võ sẽ yếu hẳn đi. Đối với cao thủ giới cổ võ đã quen với linh khí nồng đậm từ lâu, đây là đả kích mang tính hủy diệt. Tới rồi." Lệ Trần bỗng nhìn về một hướng, nghiêm nghị nói. Sau khi lão dứt lời, mấy cao thủ với khí thế đáng sợ lập tức đáp xuống Ma tông, bao vây Dương Thanh cùng đám người Thanh Phong. Lần này lại có thêm 6 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, đối với người thế tục, đội ngũ như thế đã là tồn tại đỉnh cao rồi cuối cùng cũng tới rồi à dương thanh hơi nhếch môi mỉm cười dí dỏm cao thủ dẫn đầu bên thủ hộ minh có khí thế vô cùng đáng sợ có lẽ cũng cách thiên cảnh nhị phẩm không xa nghe thấy dương thanh nói thế lão ta không khỏi nhíu mày lạnh lùng nói hình như ông rất mong chúng tôi tới tìm ông nhỉ dương thanh thản nhiên nói thực lực của đám người trước đó quá yếu không đủ để tôi hoàn toàn hòa hợp với cơ thể này nếu các cậu không đến ai giúp linh hồn tôi hoàn toàn hòa hợp với cơ thể này đây nghe thấy thế mọi người vô cùng chấn động thì ra hồi nãy vẫn chưa phải thực lực mạnh nhất của anh anh chỉ muốn dùng trận chiến cường độ cao để linh hồn của mình hòa hợp với cơ thể của dương thanh thanh phong nhìn về phía cao thủ dẫn đầu tư không các ông coi chừng ông ta đã có thể giết cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bằng một chiêu tư không nhìn thi thể của đồng bọn sắc mặt hết sức khó coi ngay cả người mạnh như lão ta cũng cảm nhận được áp lực vô cùng khủng khiếp từ dương thanh Lão ta có thể cảm nhận được, rõ ràng cơ thể này chỉ có thực lực mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Còn lão ta đã ở cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, cách thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ không xa. Minh chủ nói chỉ cần ông đồng ý gia nhập Thủ hộ Minh, Thủ hộ Minh sẽ không hạn chế tự do của ông, chỉ cần khi cần ông ra tay, ông hỗ trợ là được rồi. Tư không nhìn về phía Dương Thanh, thản nhiên nói. Dương Thanh cười khẩy, vẫn định lôi kéo tôi à? Bảo tôi gia nhập Thủ hộ Minh cũng được chỉ cần minh chủ của các cậu đồng ý nhường vị trí minh chủ cho tôi, tôi sẽ gia nhập. sao nào? lão sược tư không tức giận quát minh chủ là người mà ông có thể sỉ nhục à? xem ra ông vẫn nhất quyết từ chối. đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. lão ta nói rồi khoát tay, chu hồn trận. sau khi lão ta ra lệnh, năm cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong đi cùng vội tản ra bốn phía. mỗi người giữ một vị trí quan trọng. đúng lúc 6 người đứng lại. Khí thế hủy diệt bao trùm lấy Dương Thanh. Chu hồn trận, Lệ Trần cũng kinh ngạc nói. Đỗ Bá nhìn về phía cao thủ của Thủ Hộ Minh, trầm giọng nói, quả nhiên họ đã chuẩn bị trước, trong chu hồn trận, mọi linh hồn đều tan biến, trừ khi linh hồn ma thần mạnh tới mức có thể bỏ qua chu hồn trận. Nhưng xem ra linh hồn ma thần cũng không ngờ tới việc Thủ Hộ Minh sẽ dùng chu hồn trận. Trên mặt Dương Thanh đang bị kẹt giữa chu hồn trận tràn ngập vẻ tức giận. Dương Thanh nói với vẻ mặt dữ tợn, hay cho chu hồn trận Tôi cũng muốn xem xem chỉ mình Chu hồn trận có giữ được ma thần tôi không đấy. Sau khi anh dứt lời, khí thế khủng khiếp bùng nổ từ người anh. Ầm. Um, ngay sau đó, khí thế của anh đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Cơ thể của Dương Thanh vừa vượt qua thiên kiếp, chỉ có cường độ vừa bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, giờ ma thần lại tăng thực lực lên thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Vì không chịu nổi thực lực mạnh mẽ bỗng dưng tăng vọt, cơ thể của Dương Thanh lập tức sụp đổ mấy vết máu khiến người ta nhìn mà giật mình xuất hiện trên người anh. Sau mấy giây ngắn ngủi, người Dương Thanh đã đầm điểm máu, vô cùng thê thảm. Mã siêu hét lớn, anh Thanh. Nhưng lúc này cơ thể Dương Thanh đang bị ma thần chiếm giữ, không thể quan tâm tới mã siêu. Các cao thủ ma tông đều có vẻ nghiêm nghị. Lệ Trần nghiêm nghị nói, cơ thể Dương Thanh vừa đột phá thiên cảnh, mà ma thần lại tăng thực lực của Dương Thanh lên tới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Chuyện này sẽ tạo thành tổn thương cực lớn với cơ thể Dương Thanh. Đỗ Bá cũng nói, nếu cơ thể Dương Thanh không chịu nổi sức mạnh này, có lẽ sau này sẽ rất khó đột phá. Thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong chính là cực hạn của Dương Thanh. Đương nhiên, chưa chắc chỉ có mối tác hại, nếu cơ thể Dương Thanh chịu được sức mạnh này, tức là cơ thể thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của cậu ta có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, sau này cho dù gặp phải kẻ địch thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ thì cũng có thể tránh khỏi bị thương. Lúc này, 6 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, 3 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ của thủ hộ minh đã bao vây dương thanh lại trong chu hồn trận sức mạnh hủy diệt đang không ngừng sinh sôi liên tục mạnh lên muốn xóa sổ linh hồn ma thần khắp người dương thanh toàn vết thương khiến người ta nhìn mà giật mình nét mặt anh méo mó vì đau đớn khí thế trên người lại mạnh mẽ tới cực điểm chỉ là trận pháp tiêu diệt linh hồn mà cũng đòi tiêu diệt tôi nếu các người muốn chết thì tôi sẽ giúp dương thanh lạnh lùng nói Tư không và các cao thủ của thủ hộ minh đều tái mặt, khi thi triển chu hồn trận, họ cũng tiêu hao rất nhiều. Tuy thế nhưng họ vẫn chưa xóa bỏ được linh hồn ma thần, không ngờ ma thần có thể chống lại sức mạnh hủy diệt từ chu hồn trận nhờ cơ thể của Dương Thanh. Lúc này, sát khí mạnh mẽ lóe lên từ mắt Dương Thanh. Giết! Sau khi dứt lời, Dương Thanh biến mất. Lùi lại cho tôi! Tư không quát lớn, bỗng tung trưởng về phía trước. Trong lúc nhất thời, bóng của một bàn tay khổng lồ dáng từ trên trời xuống, đập mạnh vào người Dương Thanh. ầm! Ngay sau đó, Dương Thanh bỗng tung trưởng lên trời, bóng của bàn tay đụng vào tay Dương Thanh, phát ra tiếng nổ lớn. Sức mạnh cuồng bạo lan khắp bốn phía. ầm ầm ầm! Mặt đất rung chuyển dữ dội, nền đất dưới chân Dương Thanh liên tục hóa thành bột mịn. Không những thế, lấy hai người làm trung tâm, các tòa nhà trong phạm vi 10 mét đều sụp đổ ầm ầm, như bị thương nặng. Các cao thủ ma tông đã lùi lại mấy trăm mét, nhưng cho dù đứng cách xa như thế, họ vẫn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ như rời núi lấp biển đang đẩy họ ra xa. Đỗ bá và mấy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm đã rời khỏi vị trí ban đầu, những cao thủ dưới thiên cảnh còn không thể quan sát trận chiến ở khoảng cách gần. Cho dù lệ trần đã đột phá thiên cảnh thì vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ khi quan sát trận chiến ở khoảng cách gần. Dương Thanh tức giận quát, mấy con tép siêu của thủ hộ minh mà cũng đòi trấn áp tôi à cút ngay cho tôi. Sau tiếng quát này, trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, bàn tay khổng lồ vừa giáng xuống lập tức tan biến. Mười cao thủ của thủ hộ minh, bao gồm cả tư không đều tái mặt, thậm chí khóe miệng của một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ còn dì máu. Cố chịu cho tôi. Tư không cắn răng, nói lớn, nhìn chăm chăm vào Dương Thanh, hoặc phục tùng thủ hộ minh, hoặc chết. Dương Thanh quát, cứ nói nhảm đi. Chu hồn trận, tiêu diệt cho tôi. Tư không lại quát lớn, một đòn đánh mạnh lại ập đến. một nắm đấm khổng lồ ngưng tụ trên vùng trời của trận pháp, dáng mạnh về phía dương thanh. không biết tự lượng sức mình, dương thanh lạnh lùng nói, nắm tay phải của anh lóe lên ánh sáng. trong chớp mắt, anh đã đấm về phía nắm đấm khổng lồ đang giáng xuống chỗ mình. ầm, um, một tiếng nổ nữa lại vang lên, nắm đấm của dương thanh lại va vào nắm đấm của đối phương, sức mạnh hủy diệt lan khắp cơ thể dương thanh từ cánh tay, như muốn hủy hoại cơ thể này. cùng lúc đó, sắc mặt của 10 cao thủ thủ hộ minh cũng tái mét như bị thương nặng. Trên tay phải của Dương Thanh xuất hiện một vết thương khiến người khác nhìn mà giật mình, lộ cả xương trắng. Trên mặt Dương Thanh tràn ngập vẻ tức giận, anh nhìn chầm chầm vào tư không và các cao thủ của thủ hộ minh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Sắc mặt các cao thủ của thủ hộ minh cũng tái mét, nhất là mấy cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, khóe miệng còn dỉ máu tươi. Trong chu hồn trận, mỗi người họ đều vô cùng quan trọng, đòn tấn công nào cũng có phần của họ, tương tự, Họ cũng phải chịu chung đòn tấn công của Dương Thanh. Lúc này, Dương Thanh đã phát huy thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, may mà anh đang ở trong chu hồn trận, bằng không họ không thể chịu nổi đòn đánh từ Dương Thanh. Cơ thể này mới bước vào thiên cảnh, không thể chịu nổi sức mạnh khổng lồ mà ma thần rót vào, mọi người cố thêm chút nữa, chỉ cần cơ thể này tan vỡ, linh hồn ma thần cũng sẽ bị hủy diệt theo. Lúc này, Tư Không nói lớn. Nghe thấy Tư Không nói thế, Mã Siêu lập tức biến sắc, tức giận nói: tôi không quan tâm đến việc các người định tiêu diệt linh hồn ma thần. Nhưng các người không được tổn hại cơ thể này. Thấy thế, lệ trần vội chắn trước mặt mã siêu, nếu tư không muốn giết mã siêu thì dễ như bớn. Quả nhiên, tư không lạnh lùng nhìn về phía mã siêu, nhưng lão ta cũng chỉ nhìn rồi quay đi, không coi mã siêu ra gì. Mã siêu nhìn về phía lệ trần với vẻ cầu khẩn, sư phụ, người mau cứu anh Thanh đi, nếu họ hủy hoại cơ thể của anh Thanh, anh Thanh sẽ xong thật mất. Lệ Trần có vẻ khó xử, không phải lão không muốn ra tay, mà lão không cứu nổi, trong mắt những cao thủ thủ hộ Minh đầy ngạo mạn, họ chỉ là sâu kiến ở thế tục thôi. Sau khi thoáng suy tư, rốt cuộc Lệ Trần cũng quyết định, lão bước lên một bước, nhìn về phía Tư Không, nói lớn, mong các vị đại nhân của thủ hộ Minh có thể cho chủ nhân cơ thể này đường sống, cậu ấy cũng vô tội, cơ thể vừa đột phá thiên cảnh thì đã bị linh hồn ma thần chiếm đoạt rồi. Tư Không tức giận nhìn Lệ Trần, câm miệng. Sắc mặt Lệ Trần rất khó coi nhưng vẫn nói, "Xin đại nhân nghĩ lại." Tư Không quát, "Cút." Tiếng quát này ẩn chứa khí thế cuồng bạo, ập tới chỗ Lệ Trần, khiến Lệ Trần lùi mấy bước. Trong mắt Tư Không, Lệ Trần chỉ là cao thủ thế tục, cho dù đã đột phá thiên cảnh thì vẫn không lọt nổi vào mắt xanh của lão ta. Sắc mặt Lệ Trần vô cùng khó coi, thái độ của Tư Không khiến lão rất khó chịu. Dù sao ông cũng là cao thủ của Thủ Hộ Minh, cao thủ Thủ Hộ Minh vốn nên bảo vệ cao thủ thế tục giờ ông lại định hy sinh một thanh niên ở thế tục để đối phó với linh hồn ma thần, không thấy quá đáng à. Lệ Trần không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào tư không, thản nhiên nói. Tư không không ngờ Lệ Trần dám nói chuyện với lão ta như thế, đối với lão ta, chuyện này chính là sự khiêu khích. Lĩnh vực mạnh mẽ lập tức được phóng ra, bao phủ lấy Lệ Trần. Vào giây phút này, Lệ Trần chỉ thấy toàn thân như bị một sức mạnh khủng khiếp chèn ép, như muốn khiến cơ thể của lão nổ tung. Lệ Trần hoàn toàn bị chọc giận, lão lập tức phóng lĩnh vực ma đạo ra, lúc này mới dễ chịu hơn một chút, nhưng dù sao lão cũng chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, còn tư không đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Hai người tranh nhau tận ba cảnh giới nhỏ, có thể tưởng tượng được sự tranh lệch giữa họ lớn đến mức nào. Nhưng dù thế, Lệ Trần vẫn không sợ hãi, dùng lĩnh vực ma đạo để chống lại áp lực từ tư không. Sư phụ, mắt mã siêu đỏ ngầu, thấy sư phụ mình phải chịu áp lực từ tư không, anh ta vô cùng khó chịu. Sắc mặt đỗ bá cũng nghiêm nghị tới cực điểm, lão ta nhìn tư không đang sầm mặt, thầm lo cho lệ trần. Ông muốn chết à? Giọng nói vô cùng lạnh lẽo bỗng vang lên từ miệng tư không? Lệ trần hư lạnh, thủ hộ minh có thể vì tiện giết cao thủ thế tục à? Đã vậy thì tôi theo tới cùng. Sau khi dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người lão. Theo quy định của thủ hộ minh, cao thủ thiên cảnh không được tu luyện ở thế tục, cũng không được ra tay ở thế tục vì sẽ phá hỏng kết giới giữa thế tục và giới cổ võ. Biểu hiện của Tư Không khiến Lệ Trần hoàn toàn mất niềm tin vào thủ hộ Minh. Thế lực kiểu này không đáng được tôn trọng. Nếu ông muốn chết, tôi sẽ giúp ông." Tư Không tức giận nói rồi nhìn về phía Thanh Phong, lạnh lùng nói, "Giết ông ta đi." Thanh Phong đã muốn ra tay với Lệ Trần từ lâu nhưng không có lý do, giờ Tư Không lên tiếng, lão ta đồng ý ngay, "Vâng." Bên Dương Thanh những người do tư không dẫn tới và chu hồn trận đủ để trấn áp anh rồi. Thấy Thanh Phong đi về phía mình, Lệ Trần không sợ, lạnh lùng nói, đây là do các người định ra tay trước đấy. Sâu kiến thế tục mà cũng dám hống hách trước mặt thủ hộ Minh Ư. Đây là tội chết. Thanh Phong tức giận quát, ầm một tiếng, mặt đất dưới chân lão ta đã nứt toác, còn lão ta thì xông tới trước mặt Lệ Trần, quát lớn, đỡ một cú đấm của tôi đây. Lệ Trần đã sẵn sàng chiến đấu, đúng lúc Thanh Phong tấn công lão Lệ Trần cũng tung nắm đấm về phía Thanh Phong. ầm, um, hai nắm đấm va vào nhau, lập tức tạo thành tiếng va chạm vang dội Lệ Trần lùi mấy chục bước rồi mới ngừng, còn Thanh Phong cũng lùi lại bảy bước. Đòn đánh này đã cho biết ai hơn ai. Nhưng Lệ Trần chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, còn Thanh Phong đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ, đến thiên cảnh, tranh lệch giữa các cảnh giới nhỏ chẳng khác gì lạch trời. Sau đòn đánh này, Lệ Trần vẫn đứng thẳng thậm chí còn đẩy lùi Thanh Phong bảy bước, chuyện này đã đủ để khiến người ta vô cùng kinh hãi rồi. Thanh Phong thầm hoảng hốt, cánh tay vừa tung đòn của lão ta còn hơi run, đây đúng là một người thế tục mới bước vào thiên cảnh à. Lệ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thanh Phong, cao thủ của thủ hộ Minh cũng chỉ đến thế, nếu tôi cùng cảnh giới với ông, tôi sẽ khiến ông thua như chó. Ông chán sống rồi. Thanh Phong lập tức giận tím mặt, lại xông tới chỗ Lệ Trần. Lệ Trần không sợ, tuy biết rõ không đánh lại, nhưng vẫn dốc toàn lực để chiến đấu giữa lúc lệ trần và thanh phong giao chiến trong chu hồn trận dương thanh bị một đám cao thủ của thủ hộ minh bao vây không thể thoát khỏi trận pháp này dương thanh bỗng cúi đầu nhìn vết thương trên người trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng anh nhìn đám người của thủ hộ minh nghiến răng nghiến lợi các người sẽ phải trả giá đắt vì ngày hôm nay tôi cam đoan đấy sau khi dứt lời dương thanh bỗng ngẩng đầu giang tay ra còn lẩm bẩm những câu khó hiểu sau thoáng chốc Khí thế của anh bỗng tăng vọt, mây đen lập tức kéo đến dày đặc trên đỉnh đầu anh. Ông ta đang định làm gì thế? Một cao thủ của thủ hộ Minh kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Sắc mặt Tư không nghiêm nghị tới cực điểm, lão ta trầm giọng nói, nếu tôi không đoán sai, chắc ông ta đang dùng bí pháp để tăng thực lực của mình. Một cao thủ thủ hộ Minh khác kinh ngạc nói, cơ thể này mới vượt qua thiên kiếp, chịu được thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ đã là khó tin lắm rồi, sắp tan vỡ đến nơi, nếu tăng thực lực nữa có lẽ nó sẽ hỏng hẳn nhỉ. Tư không nói, chắc hẳn ma thần đang định từ bỏ cơ thể này. Sao cơ? Tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ. Cho dù là ở dưới cổ võ, cơ thể mạnh như thế cũng chưa bao giờ xuất hiện, đối với ma thần, cơ thể này là vật chứa tốt nhất, nếu từ bỏ, có lẽ rất khó tìm được vật chứa linh hồn tốt hơn. Không ngờ ma thần lại định từ bỏ. So với việc bảo vệ linh hồn, ma thần thà từ bỏ cơ thể này, rất bình thường thôi tư không nói rồi lạnh lùng nói tập trung tinh thần cho tôi chuẩn bị liều mạng bằng không một khi linh hồn của ma thần trốn thoát đến khi tìm thấy ông ta thủ hộ minh sẽ càng phải trả giá nặng nề tư không vừa dứt lời dương thanh đã hoàn thành nghi thức của anh trên người anh toàn máu tươi và vết rách khiến người khác nhìn mà giật mình da anh chẳng chịt vết nứt như mạng nhện trong vết nứt còn có ma khí màu đen đang không ngừng tuôn ra khí thế của anh mạnh đến mức đáng sợ đều do các người chán sống chứ không trách được ai giọng dương thanh như tiếng vọng của trời đất rền vang bên tai mỗi người ông ta định ra tay chuẩn bị sẵn sàng đi tư không hét lớn bỗng rút thanh kiếm bên hông ra ngón trỏ lão ta xẹt qua mũi kiếm thân kiếm lóe lên ánh sáng màu máu ầm um, ngay sau đó đòn tấn công của dương thanh giáng xuống trong chín cao thủ của thủ hộ minh trừ tư không tám người khác đều hộc máu dưới đòn tấn công này chém cho tôi đúng lúc này tư không hét lớn trường kiếm bỗng chém mạnh về phía dương thanh trong trận pháp keng trong trận pháp dương thanh bỗng rút một con dao găm màu đen ra đây chính là huyết trụy hai món linh khí va vào nhau phát ra tiếng và chạm chói tai chém tiếp tư không bỗng vùng trường kiếm lên rồi chém mạnh về phía dương thanh khí thế của nhát kiếm này càng mạnh hơn nhát kiếm hồi nãy nét mặt của dương thanh đang ở trong trận pháp cũng trở nên nghiêm nghị rõ ràng tuy chưa giáng xuống nhưng nhát kiếm này đã khiến anh cảm nhận được mối đe dọa khổng lồ trong chu hồn trận thực lực của tư không được tăng trên diện rộng trái lại thực lực của dương thanh sẽ yếu đi rất nhiều tuy thực lực của dương thanh đã được tăng lên lần nữa nhưng vẫn rất khó giết được tư không khi đang ở trong chu hồn trận thấy trường kiếm lại giáng xuống với khí thế mạnh hơn dương thanh nhíu mày nét mặt vô cùng nghiêm nghị bóng mờ của vô hình thuẫn bóng xuất hiện trước mặt anh anh đâm huyết chủy về phía trước keng đúng lúc hai món linh khí va vào nhau, một vòng xoáy năng lượng cuồng bạo cũng lan ra khắp bốn phía, phá hủy mọi thứ mà nó đi qua. Mau lùi lại, tư không bỗng hét lớn. Sau khi nghe thấy tư không nói thế, các cao thủ thủ hộ minh đang duy trì chu hồn trận lập tức lùi ra sau. Một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của thủ hộ minh chưa kịp lùi lại thì đã bị vòng xoáy năng lượng nuốt chừng, sau khi vòng xoáy năng lượng rời đi, ở chỗ mà đối phương vừa đứng không còn gì nữa. Người mạnh như thế lại bị năng lượng khổng lồ phát ra khi linh khí của Dương Thanh và Tư không va chạm tiêu diệt, đúng là đáng sợ. Tất cả cao thủ của thủ hộ Minh đều sợ hãi. Nếu hồi nãy Tư không nhắc chậm một giây, có lẽ đa số họ đều đã chết trong vòng xoáy năng lượng rồi. Đoàng đoàng, sấm sét bóng rền vang trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến, ánh chấp chói mắt liên tục lóe lên nơi chân trời, như muốn xé toang cả vùng trời này. Có chuyện gì thế? Có người khiếp sợ nhìn lên trời. Trên vùng trời của Ma tông bỗng xuất hiện một khe nứt, một vầng sáng năm màu đổ xuống như thác nước. Kết giới hỏng rồi." Nét mặt Tư Không vô cùng nghiêm nghị, lão ta nhìn chằm chằm vào khe nứt trên vùng trời của Ma tông. Nghe thấy Tư Không nói thế, mọi người đều kinh hãi. Đương nhiên những cao thủ cấp bậc cơ họ sẽ biết rõ, giới cổ võ và thế tục vốn là một, chỉ là năm đó có một nhóm cao thủ hàng đầu xuất hiện, tốc độ tu luyện của họ bỗng giảm hẳn. Để tu luyện nhanh hơn, nhóm cao thủ hàng đầu đó đã bố trí trận pháp, tạo thành giới cổ võ như bây giờ, đồng thời phong ấn hầu hết linh khí trong trận pháp, cũng chính là giới cổ võ. Nhưng hôm nay, vì trận chiến giữa Dương Thanh và Tư không ở thế tục, trên bầu trời của Ma Tông đã xuất hiện vết nứt của kết giới, lượng lớn linh khí từ giới cổ võ đang liên tục tràn vào thế tục qua kết giới này. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, linh khí của Ma Tông đã tăng vọt, quan trọng là linh khí vẫn đang tăng tiếp. Dâm dầm dầm, có mấy cao thủ của ma tông bỗng đột phá giữa linh khí nồng đậm như thế những cao thủ đã đến danh giới đột phá liên tục đột phá lúc này mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt ha ha trời cũng giúp tôi rồi dương thanh bỗng phá lên cười anh bỗng giang tay ra lẩm bẩm gì đó không ai biết anh đang nói gì nhưng cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ nhanh chóng xảy ra linh khí đang tràn ra từ khe nứt của kết giới trên vùng trời ma tông bỗng điên cuồng hội tụ về phía dương thanh sau thoáng chốc, linh khí nồng đậm đã tạo thành một vòng xoáy linh khí trên đầu Dương Thanh, chút về phía anh. Những vết thương chẳng chịt trên người Dương Thanh nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Tư không bỗng hô lên kinh hãi, ông ta đang dùng linh khí từ giới cổ võ để khôi phục cơ thể. Mau ra tay, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường. Lão ta nói rồi sách trường kiếm sông về phía Dương Thanh. Các cao thủ khác của thủ hộ minh thấy thế, cũng lao tới chỗ Dương Thanh. Cút, Dương Thanh tức giận quát, tiếng quát như sấm rền vang bốn phía, vô số tia sét lập tức giáng vào người anh. Các cao thủ của thủ hộ minh thấy sấm sét giáng xuống đều ngừng bước, bởi vì năng lượng của sấm sét này rất mạnh, có thể sánh ngang với sấm sét khi vừa thiên kiếp. Đoàn đoàn những tia sét giáng xuống đều bị cơ thể của Dương Thanh hấp thu, vô số tia sét nhỏ đang chạy quanh người Dương Thanh. Đây là ma kiếp, không ngờ ông ta có thể triệu hồi ma kiếp. Sau khi vượt qua ma kiếp cường độ của cơ thể này sẽ mạnh hơn, tiếp nhận được nhiều sức mạnh hơn. Tư không nghiêm nghị nói. nghe thấy thế, bốn cao thủ kia vô cùng chấn động. một cao thủ của thủ hộ minh lẩm bẩm, cơ thể này mới bước vào thiên cảnh mà đã chịu được sức mạnh của thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, thế cũng khó tin lắm rồi. nếu vượt qua ma kiếp rồi tiếp nhận được sức mạnh lớn hơn, khi đó cơ thể này còn được tính là mới bước vào thiên cảnh à? sấm sét hồi nãy chỉ là món khai vị, nó nhanh chóng trở nên dày đặc hơn, cường độ cũng mạnh hơn điên cuồng giáng xuống, Dương Thanh không hề lùi bước, đứng giữa ma kiếp, để mặc cho sấm sét giáng lên người mình. Cơ thể anh cứ đầm đìa máu rồi lại hồi phục, sau mỗi lần hồi phục, cường độ của cơ thể anh sẽ mạnh hơn. Một khi ông ta vượt qua ma kiếp, linh hồn ma thần sẽ hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Dương Thanh, từ nay về sau, trên đời này chỉ còn ma thần chứ không còn Dương Thanh nữa. Lệ Trần bỗng nghiêm nghị nói. Mã siêu lảo đảo, suýt ngồi bệt xuống đất, nhìn Dương Thanh đang chịu sự gột rửa của ma kiếp với vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ không còn cách nào khác thật ư? Lệ Trần nhìn Mã Siêu với vẻ mặt phức tạp, uy lực của ma kiếp mạnh hơn thiên kiếp khi siêu phàm cảnh đột phá thiên cảnh, hơn nữa ma kiếp có hiệu quả củng cố linh hồn, linh hồn ma thần và cơ thể Dương Thanh vốn chưa hòa hợp, nhưng dưới ma kiếp, cả hai sẽ từ từ dung hợp với nhau. Lần này, chỉ mình Dương Thanh có thể cứu cậu ấy, nhưng linh hồn ma thần mạnh như thế, sao Dương Thanh ngăn cản nổi? đỗ bá cũng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào dương thanh trầm giọng nói quan trọng là ma kiếp do ma thần gọi đến có cường độ như thế có lẽ cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ còn khó mà chịu nổi nhưng trong số các cao thủ thủ hộ minh tới ma tông hôm nay người mạnh nhất mới đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong không thể ngăn cản nổi